Huyền dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi tới, lại là liền kia tòa núi lớn cũng chưa nhìn thấy, ở Hoành Sơn này một mảnh liên miên núi non giữa, Trương Huyền trước mắt là xuất hiện một khối đất bằng, một màn này, phá lệ quỷ dị. Trương Huyền nhìn trước mắt đất bằng, trong lòng có một loại cảm giác cổ quái, hắn cảm giác chính mình giống như bị người chẳng hay biết gì, không đúng, là bị nhốt ở một cái bàn cờ giữa, tại đây đại thế bên trong có quá nhiều sương mù bao phủ ở trước mắt. Một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt, ở kia bạch quang dưới, một đạo thân ảnh, lặng yên hiện lên, Trương Huyền thân hình chấn động, bột miệng thốt ra, lục lão nhân. Trương 1611, Nguy cơ Trương Huyền thân hình theo bản năng liền chiều bạch quang nơi địa phương lao đi, lúc này đây, bạch quang cũng không có di động, Trương Huyền khoảng cách bạch quang càng ngày càng gần, kia đạo thân ảnh, cũng ở Trương Huyền trong mắt, càng ngày càng rõ ràng. Đường Trương Huyền đi vào phủ cận khi, này đạo thân ảnh, liên khác ở hắn đồng tử bên trong, không phải ảo giác, lại cấp Trương Huyền một loại cách xa nhau ngàn dặm cảm giác, hắn duỗi tay đi đụng vào này đạo thân ảnh, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến đối phương trên mặt lỗ chân lông, mà khi hắn bàn tay qua đi khi, lại không hề trở ngại, xuyên thấu qua đi. Trương Huyền đỉnh đầu, một đóa hoa sen hiện lên, xoay tròn. Tiểu Trương Huyền, không cần kỳ quái, đây là hư ảnh. Này đạo thân ảnh ra tiếng, hắn ăn mặc rất đơn giản, là bình thường hưu nhàn phục đầy đầu đầu bạc, trên trán che kín rậm rạp nếp nhăn, hắn đang cười, nhưng lại tổng cho người ta một loại phi thường không đứng đắn cảm giác, đương cảm ứng được tiên liên sau, này hư ảnh sẽ xuất hiện, ân. Như thế nào giải thích đâu, cùng loại với máy quay đĩa giống nhau đồ vật đi, chẳng qua hiện tại lại bỏ thêm điểm hình ảnh tiến vào, gia tăng rồi một ít kích phát cơ chế, nói tóm lại, không tính quá khó khoa học kỹ thuật trình độ. Trương huyền chậm rãi thu hồi cánh tay, trong lòng vô cùng mất mát, từ nhỏ một đường đi tới, Trương Huyền không có bất luận cái gì dựa vào, ở hắn gian nan cùng mê mang thời điểm, đều là dựa vào chính mình đi lựa chọn, đi đua, hiện giờ, phát sinh ở Trương Huyền trước mắt một ít việc, thậm chí đã hoàn toàn thay đổi Trương Huyền thế giới quan, Trương Huyền nghĩ nhiều hiện tại có người, có thể ra tới nói cho chính mình sở hữu hết thảy, hắn bước thiết muốn biết rất nhiều chuyện chân tướng, chỉ tiếc không có như vậy một người. Lục Diễn hư ảnh cũng không pháp cảm nhận được Trương Huyền biểu tình cùng động tác biến hóa này bản thân chính là một cái trước tiên lục tốt cảnh tượng chỉ để lại một ít riêng nói người sở dĩ có thể nhìn đến ta chỉ có một khả năng anh linh điện bị người di đi rồi người đều nghĩ tới trương huyền theo bản năng mở miệng hỏi nhưng hỏi xong hắn mới phản ứng lại đây này hư ảnh cấp không được chính mình cái gì trả lời nhưng này hư ảnh giống như là sớm có đoán trước giống nhau thậm chí hắn kế tiếp nói đều có thể cùng trương huyền vấn đề đối tượng ta biết người muốn hỏi cái gì Ta là nghĩ tới, ta thực vui mừng, bởi vì ngươi đã trưởng thành đến làm những người đó cảm thấy nguy cơ nông nỗi, bọn họ mới có thể lựa chọn gì đi anh linh điện, bọn họ sợ hãi ngươi kế thừa nơi này hết thảy, anh linh điện a, toàn bộ thế giới, lớn nhất bảo tàng, ai có thể khống chế anh linh điện, ai là có thể khống chế thiên hạ, này đều không phải là là cái vui đùa lời nói. Quyền lực là làm bao nhiêu người bị lạc tự mình đồ vật, ta cũng không ngoại lệ, nắm giữ anh linh điện, liền nắm giữ quyền lực đỉnh tự nhiên sẽ có người cùng ngươi tranh đoạt, hơn nữa bọn họ biết đến so ngươi càng nhiều, cũng so ngươi càng có ưu thế. Trương Huyền lặng lặng nghe, không có ra tiếng. Lục diễn hư ảnh đợi hai giây, thở dài, tiếp tục mở miệng, ta biết, người hiện tại trong lòng nhất định thực mê hoặc, đương một người biết đến càng nhiều, hắn liền càng sẽ nghĩ lại chính mình chứng kiến đến mấy thứ này, ta lúc trước cũng có được cùng ngươi giống nhau ý tưởng, cho nên ta sẽ không ngừng thăm dò thế giới này, ta muốn tìm này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì, Ta mỗi ngày đều đang hỏi chính mình, nhưng không ai có thể đủ nói cho ta, thẳng đến ta gặp hai người, phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi. Trương Huyền thân thể hơi hơi chấn động. Lục Diễn Hư ảnh nói đến lúc này, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra tươi cười, có thể tưởng tượng đến, lúc ấy Lục này đoạn video thời điểm, Lục Diễn cũng là phát ra từ nội tâm lộ ra tươi cười, hắn tiếp tục nói, phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi, là phi thường có ý tứ hai cái tiểu gia hỏa, ta nói như vậy, hẳn là không tính đột ngột. Rốt cuộc ta so với hắn hai lớn mấy trăm tuổi, lúc ấy, mẫu thân ngươi còn lớn bụng, mà ngươi vẫn là từ trong bụng mẹ tiểu ngoạn ý đâu. Ta gặp được phụ thân ngươi thời điểm, hắn thân bị trọng thương. Làm ta rất kỳ quái, rốt cuộc là ai mới có thể đem phụ thân ngươi đánh thành như vậy? Bởi vì bị trọng thương hắn, đều có nghiền áp trên thế giới này sở hữu sinh linh thực lực. Đương nhiên, cùng ta so sánh với, còn muốn thiếu chút nữa, rốt cuộc ngươi biết đến, ta là Thiên Hạ vô địch. Ha 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 ha. Lục Diễn hư ảnh cười to, này phúc lão không đứng đắn bộ dáng, đúng là Trương Huyền quen thuộc cái kia Lục lão nhân. "Hảo, như ta liền không cùng ngươi nhiều thổi, dù sao, gặp được ngươi cha mẹ, làm ta tìm được rồi ta vẫn luôn muốn truy tìm đáp án, thế giới này, thật sự vượt qua chúng ta tưởng tượng, có như vậy một cổ thế lực, áp đảo sở hữu tồn tại phía trên, đảo cũng không phải nói bọn họ có bao nhiêu cường, thật đánh lên tới, giống nhau có thể bị lão tử ấn ở trên mặt đất nghiền áp." nhưng bọn hắn lại so với chúng ta càng thêm hiểu biết thế giới này, bọn họ thậm chí có thể nghĩ cách thay đổi thế giới này nào đó quy tắc. Giống như là người hiện tại nơi địa tâm văn minh, người có thể nhìn đến không chung, có thể nhìn đến nhật nguyệt, nhưng người vĩnh viễn vô pháp tiếp cận, bởi vì, đây là quy tắc, cái kia thế lực thực bừa bãi, bọn họ cũng không cho rằng chúng sinh bình đẳng, bọn họ cho rằng, chúng sinh chỉ là bọn hắn ngoạn nhạc đối tượng, đến nỗi cái kia thế lực là cái gì, về sau có người sẽ nói cho ngươi, lúc này đây, ta xuất hiện, chỉ là vì ngươi chỉ con đường, một cái ngươi kế tiếp nên đi lộ. Lục diễn hư ảnh nói đến lúc này, đột nhiên lộ ra một bộ chính xác, đường anh linh điện bị di đi, thuyết minh những người đó, đã chuẩn bị có điều hành động, bọn họ hành động rất đơn giản, muốn giết ngươi, kế tiếp, ngươi yêu cầu làm, là bảo mệnh, bọn họ muốn giết ngươi, địa tâm, không ai giữ được ngươi, ngươi phải nhanh một chút trở về, năm đó ta chia lìa khí cùng binh, là lo lắng lại phát sinh anh linh làm phản sự tình, bất quá hiện tại, đã không quan trọng người hồi mặt đất người phải có chính mình thế lực người muốn giúp bọn họ giải khóa tổ binh tổ binh cường đại là người căn bản tưởng tượng không đến địa phương biểu có được tổ binh lúc sau liền có thể không sợ địa tâm tổ binh nơi địa phương ta mang ngươi đi qua ba ngày còn nhớ rõ sao tiểu gia hỏa đó là ngươi nhất không muốn đối mặt ba ngày hào hành động đi đúng rồi trở lại mặt đất phương pháp rất đơn giản thần thánh thiên quốc có thông đạo ngươi hỏi bọn hắn muốn là được tiểu gia hỏa cố lên nỗ lực biến cường đi thế nhân toàn muốn anh linh điện cho rằng đây là quyền lực đỉnh nhưng người không cần quá mức vì anh linh điện sở nôn nóng người đã có được trên thế giới này lớn nhất bảo tàng không vì cái gì khác đơn giản là người là con hắn lục diễn nói xong câu đó sau hư ảnh ở trương huyền trước mắt dần dần biến mất cho đến hóa thành hư vô giết ta trương huyền nhìn về phía bốn phía muốn giết ta người nhiều lục lão nhân người hà tất cho ta lớn như vậy áp lực tâm lý đâu Trương Huyền dứt lời, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Liền ở Trương Huyền biến mất 5 phút lúc sau, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Có người đã tới, là kia tiểu tử. Anh linh lệnh ở trong tay hắn, tìm được hắn, giết hắn. Trương Huyền rời đi anh linh điện phạm vi, cũng không có trực tiếp đi thần thánh thiên quốc, hắn có điểm vô ngữ chính là, này Lục lão nhân nói chuyện sao liền như vậy không nói lý trực tiếp hỏi thần thánh thiên quốc muốn thông đạo giống như liền theo chân bọn họ nên chính mình giống nhau bất quá trương huyền cũng không tưởng quá nhiều rốt cuộc lục lão nhân cũng không phải như vậy trương huyền muốn đi trước một chuyến bắc hương thành ở nơi đó y bảo dụ hoàng miện còn đều ở rời đi trước hắn cho rằng chính mình cần thiết cho bọn hắn nói hạ về thú nhân sự cũng làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng từ này đến bắc hương thành lại là một ngày lộ trình bắc hương thành này nguyên bản chỉ là một tòa vạn vùng núi bình thường thành thị, lại bởi vì quang minh đảo hiện tại trở thành vạn vùng núi có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thành, làm quang minh đảo nơi khởi nguyên, bắc hương thành hấp dẫn không ít người tiến đến. đặc biệt là kia len keng khách sạn, sau ngân châu thị lục hà khách sạn còn muốn chạm tay là bỏng, mỗi ngày không biết bao nhiêu người xếp hàng chờ ở bên ngoài. bắc hương thành nội sớm đã không phải học viện thiên hạ, mà là quang minh đảo thiên hạ. hoàng nguyễn cùng y bảo dụ hai người kia là Bắc Hương thành tuyệt đối quyền lợi đỉnh, không có bất luận cái gì một người dám tùy tiện trêu chọc, bởi vì hai người bọn họ là Trương Ước Thanh người phát ngôn. Trương Ước Thanh người này danh ở Bắc Hương thành nội đã trở thành một cái truyền kỳ. Đường Bắc Hương thành hỏa bạo lúc sau, Bắc Hương thành phát triển, cũng tiến vào tới rồi một cái cực nhanh tốc độ giai đoạn, dòng người so dĩ vãng càng thêm đại, hoàn toàn trở thành một tòa võng hồng thành thị, lúc trước Trương Huyền trụ quá phòng ở, thậm chí đều đã bị tiêu ra tới, làm nhân tham quan trên thế giới, hết thảy sang quý đồ vật, đều là bởi vì có đại nhân vật bóng dáng, đây là rách nát cùng thu tàng phẩm khác nhau. Trương Huyền đi vào Bắc Hương Thành, đi ở trên đường phố, có thể rõ ràng nhìn đến tòa thành này cùng dĩ vãng khác nhau, thành thị giữa, một mảnh hài hòa náo nhiệt bộ dáng, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Trương Huyền lảo đảo lắc lư, đi tới từ hoành vĩ nơi. Từ hoành vĩ là lúc trước cùng Trương Huyền cùng nhau từ lôi cực trấn chạy ra, người này có rất mạnh lãnh đạo mới có thể cùng cá nhân mị lực, lúc trước ở lôi cực trấn cũng giúp Trương Huyền không ít vội. Đồng dạng làm người phát ngôn, từ hoành vĩ cũng không có giống y bảo dụ cùng hoàng miện như vậy đứng ở bên ngoài thược, hắn vị trí địa phương, càng thêm có khuynh hướng sau lưng. Từ hoành vĩ sở trụ địa phương, là một cái biệt viện, đây là lúc ấy từ hoành vĩ yêu cầu, hắn muốn cùng lúc ấy cùng nhau chạy ra các huynh đệ ở cùng một chỗ, cũng coi như là trọng tình trọng nghĩa trương huyền dựa theo trí nhớ lộ tuyến đi đến kia biệt viện trước viện khẩu cửa phòng là hờ khép trong viện có người trương huyền đẩy ra cửa phòng liếc mắt một cái liền nhìn đến từ hoành vĩ thê tử đang ở trong viện đùa nghịch một ít hoa cỏ đương từ hoành vĩ thê tử nhìn đến trương huyền thân ảnh khi thân thể sừng sốt chợt phản ứng lại đây đương trường liền phải quỳ xuống hành lễ gặp qua trương được rồi trương huyền vì tay một thác liền ngừng từ hoành vĩ thê tử quỳ xuống tư thái hắn đánh giá mắt trong sân, cười nói, nhìn dáng vẻ, các người hiện tại sinh hoạt quá đến không tồi. Từ hoành vĩ thê tử trong mắt hiện lên một tia né tránh, theo sau nói, đều là thác đại nhân ngài phúc, ta đi trước kêu lão tử, hắn tối hôm qua uống nhiều quá, còn không có lên. Từ hoành vĩ thê tử nói xong, đi vào một gian phòng trong. Trương huyền đánh giá này đó hoa hoa thảo thảo, đều là tỉ mỉ cắt quá đến, nhìn ra được tới, từ hoành vĩ thê tử là một cái thực dụng tâm người một đạo sinh đẹp thân ảnh, đột nhiên xông vào sân giữa, đây là một cái nhìn qua 20 tuổi tả hữu nữ hài, làn da trắng nón, một đầu tóc dài, một đôi mắt to có vẻ phi thường sáng ngời. Nữ hài tiến sân, liền nhìn đến Trương Huyền, kia một trương sinh đẹp gương mặt, lập tức tràn ngập chán ghét. Trương Huyền nhìn đến nữ hài biểu tình biến hóa, tò mò nhìn nữ hài. Nữ hài nhìn chằm chằm Trương Huyền, trực tiếp mở miệng, các ngươi rốt cuộc còn chưa đủ, ta đều nói, ta không gả, đổi ai tới đều giống nhau. Y bảo dụ thì thế nào, nàng còn không phải là cùng cái kia Trương ức thanh ngủ quá sao. Ngủ quá cũng chỉ là cái tiểu tam, nhân ra Trương ức thanh lão bà, chính là nữ chiến thần. Nàng y bảo dụ tính cái gì a? À, ngươi mau cút cho ta đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Nàng y bảo dụ muốn sát muốn xẻo tùy tiện. Nữ hài thanh âm rất lớn, những lời này đều là giết gào ra tới. Trương Huyền đứng ở chỗ này, đầy mặt kỳ quái, ra tiếng nói, ta nói, người giống như hiểu lầm một ít việc. Hiểu lầm, nữ hài khinh thường cười, đừng cho là ta không biết các người tưởng chính là cái gì, nàng y bảo dụ mềm không được liền tới ngạnh chính là đi. Ta ca đều nói, hắn chỉ cần giải quyết xong hắn huynh đệ sự, liền sẽ rời đi Bắc Hương Thành, các người muốn đuổi tận giết tuyệt, đừng quên, lúc trước Trương Ước thanh cũng là cho ta ca hứa hẹn quá tại đây Bắc Hương Thành có một vị trí nhỏ. Từ dai, người làm gì đâu, một đạo tiếng quát, từ một bên phòng trong vang lên, liền thấy từ hoành vĩ hoảng loạn từ phòng trong chạy ra tới, dăn dậy tên này nữ hài, người có biết hay không ngươi đang nói cái gì, mau cho ta quỳ xuống. Ca, ta liền tưởng không rõ, ngươi vì cái gì phải bị cái kia y bảo dụ cưới ở trên đầu. Nữ hài từ dai mở miệng phản bác, nàng y bảo dụ là cùng trương ức thanh ngủ quá, là hắn tiểu tam thì thế nào. Người cũng đồng dạng đi theo trương ức thanh bên cạnh đua quá mệt, chẳng lẽ ngươi liền không bằng một cái tiểu tam sao? nếu là như thế này, cái kia trương ức thanh, căn bản là không đáng ngươi đuổi theo tùy. Cầm miệng của ngươi lại, từ hoành vĩ đi nhanh vào tới, một cái tát chiều ở từ dai trên mặt, cấp từ dai chiều sửng sốt. Từ hoành vĩ không hề đi xem từ dai, hắn nhìn về phía trương huyền, chuẩn bị quỳ xuống. Không cần, trương huyền phất tay, chỉ là này một động tác, khiến cho từ hoành vĩ thân thể cứng đờ, vô pháp khống chế chính mình, cũng quỳ không đi xuống. Từ giai hiển nhiên không có phát hiện từ hoành vĩ dị thường, nàng bụng mặt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, từ hoành vĩ, người đánh ta. Người thế nhưng đánh ta. Từ giai ta, từ hoành vĩ nhìn chính mình muội muội muốn mở miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì đó. Từ giai chậm rãi lắc đầu, từ hoành vĩ, người cảm thấy ta vướng bận, người cảm thấy ta kiên trì làm người khó xử đúng không, kia hảo, ta đi, ta đi còn không được sao. Từ giai nói xong, bụng mặt, xoay người liền chạy ra sân. Đương từ dai rời đi sau, Từ Hoành Vĩ mới có thể khôi phục hành động. Trương Huyền nhìn Từ Hoành Vĩ, ra tiếng nói, nói đi, sao lại thế này? Từ Hoành Vĩ xin lỗi cười, trả lời nói, đại nhân, đây là tam muội, nàng còn năm. Không phải cái này, Trương Huyền lắc lắc đầu, Từ Hoành Vĩ, ngươi không phải ngốc tử, ngươi hẳn là biết ta hỏi ngươi chính là cái gì. Từ Hoành Vĩ trên mặt lộ ra một mặt khó xử thần sắc. Đang lúc từ hoành vĩ tính toán mở miệng khi, ba gã tráng hán từ sân cửa đi đến, này ba người một bộ hung thần ác sát, vừa thấy liền người tới không có ý tốt. Ba người tiến vào sân sau, nhìn mắt từ hoành vĩ, mở miệng liền quát hỏi nói, từ hoành vĩ, nghĩ kỹ sao? Nếu không nghĩ kỹ, muốn hay không lại làm nhà ta chủ tử, cho người đề đề tỉnh A. Một người tráng hán đặt câu hỏi, dư lại hai người, đi đến một bên, đem từ hoành vĩ lão bà mới vừa đùa nghịch tốt hoa hoa thảo thảo, toàn bộ đá ngã lăn, hảo hảo sân, tức khắc một mảnh hỗn độn. Trương Huyền đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt một màn. Từ hoành vĩ, cũng đồng dạng là quang minh đảo sớm nhất người phát ngôn chi nhất, nhưng hiện tại, lại là người nào, đều có thể kỵ đến từ hoành vĩ trên đầu tới. Trương Huyền có thể nhìn ra, này ba gã tráng hán, bất quá ngưng khí lúc đầu thực lực, phong cách hành sự, lại như thế bừa bãi. Trương Huyền chưa từng có nhiều đi để ý tới ba gã tráng hán cách làm, hắn ánh mắt một lần nữa phóng tới từ hoành vĩ trên người, ra tiếng, từ hoành vĩ, trả lời ta vấn đề. Tiểu tử, người hắn sao ai a à, này có người nói chuyện phân sao. Tên kia dẫn đầu tráng hán chừng hướng Trương Huyền. Trương Huyền vì tay vung lên, ba gã tráng hán đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, kia đối với trong viện hoa cỏ một đốn loạn tạp hai gã tráng hán, hai tay hai chân thế nhưng trực tiếp tan dã rớt, mà kia mở miệng quát mắng tráng hán, còn lại là một mồm to máu tươi phụt lên mà ra, ở kia trên mặt đất một bãi vết máu giữa, còn có thể nhìn đến nửa căn rơi xuống, cái này làm cho hắn tiếng kêu thảm thiết đều trở nên phá lệ quỷ dị. Trương Huyền ở làm này hết thảy thời điểm, xem cũng chưa xem kia ba gã tráng hán liếc mắt một cái, hắn ánh mắt trước sau dừng lại ở Từ Hoành Vĩ trên người, ta hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi không đáp, liền không cần lại đáp. Trương Huyền ngữ khí lạnh băng, không có một chút nói giỡn thành phần ở bên trong. Từ Hoành Vĩ hít sâu một hơi, theo sau, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Trương Đại Nhân, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi giao cho ta nhiệm vụ, ta không có làm tốt. Nói như vậy, chính là ngươi năng lực có vấn đề. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Đại Nhân, này không thể toàn trách chúng ta ra lão tử A. Từ hoành vĩ lão bà từ trong phòng vọt ra, đồng dạng quỳ gối Trương Huyền trước mặt, ôm bên cạnh từ hoành vĩ, khóc hô, Đại Nhân, chúng ta ở Bắc Hương thành địa vị, căn bản là không bằng y bảo dụ cùng hoàng nguyện y bảo dụ làm ngài sớm nhất người phát ngôn, nàng phi thường có quyền lên tiếng, hơn nữa nàng cùng ngài chi gian quan hệ, cho dù là hoàng miện cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng, phàm là cùng y bảo dụ không đối phó người, đều bị nàng giải quyết, người khác căn bản là không dám nói thêm cái gì. Cho dù là hoàng miện, hiện tại đều đối y bảo dụ duy mệnh là từ, ngài cũng biết nhà của chúng ta to lớn, hắn làm khởi sự tới một cây gân, căn bản không hiểu đến cái gì kêu, y bảo dụ muốn thay đổi toàn bộ bắc hương thành quy củ, muốn thay đổi quang minh đảo quy củ, to lớn cái thứ nhất đứng ra phản đối, nếu không phải to lớn cùng ngài có điểm giao tình, hắn cũng sống không đến hiện tại. Trương huyền mày nhăn chặt, kỳ thật từ vừa mới từ dai nói, Trương huyền cũng nghe ra tới một ít đồ vật, hắn mở miệng, y bảo dụ muốn phiên thiên. Vậy các ngươi nói chuyện, cần gì phải che che giấu giấu? To lớn hắn không dám, từ hoành vĩ lão bà lau đem nước mắt, đại nhân, ngài cùng y bảo dụ chi gian quan hệ, hiện tại mỗi người đều biết, to lớn hắn lại làm sao dám ở ngài trước mặt nói y bảo dụ không phải. Ta cùng y bảo dụ chi gian quan hệ, Trương Huyền trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, tin tức này là từ ai trong miệng truyền ra tới. Từ hoành vĩ cùng từ hoành vĩ lão bà quỳ gối nơi đó, cũng không dám hé răng. Không được rồi, một tiếng tràn ngập kinh hoàng kêu to thanh, từ ngoài cửa truyền tiến vào, từ hoành vĩ, từ dai bị y bảo dụ người trói đi rồi, chúng ta. Ngoài cửa kêu gọi người, một bên kêu, một bên chiều trong viện hướng, đương hắn vọt vào trong viện trong nháy mắt kia, trong miệng thanh âm đột nhiên im bặt, ngốc ngốc nhìn Trương Huyền. Hiện tại cùng từ hoành vĩ ở tại một cái biệt viện chung người, đều là lúc trước từ lui cực chấn cùng nhau chạy ra tới, tất cả đều nhận thức Trương Huyền. Trương, Trương ức thanh đại nhân, người này nói chuyện nói lắp, đương trường quỳ xuống. Trương Huyền nhìn từ hoành vĩ vợ chồng hai người, lắc lắc đầu, từ hoành vĩ, ngươi thật đúng là không có người muội có dũng khí, chúng ta lúc trước cùng nhau chém giết ra tới, ngươi nên biết ta Trương Ước Thanh là cái người nào, nhưng ngươi lại nghẹn ở trong bụng, không dám nói ra. Trương Huyền nói xong, nhìn về phía cửa người nọ, từ dai ở đâu. Bị người trói đến len keng khách sạn đi. Trương Huyền gật gật đầu, thét ra lệnh nói, từ giờ trở đi, các người mấy cái đãi tại đây trong Việt, nào đều không được đi, không được đối ngoại liên hệ, này Bắc Hương thành sự, ta chính mình xem. Trương Huyền phất tay áo rời đi, lưu lại trong viện ba người, hai mặt nhìn nhau. Len Ken khách sạn, ở Bắc Hương Thành, phá lệ nổi danh, lúc trước toàn Len Keng học được Trương Huyền vài phần chủ nghệ, đã bị dự vì chủ thần tồn tại, hiện tại tuy rằng toàn Len Keng đã rời đi, nhưng tay nghề lại giữ lại, mỗi ngày tiến đến Len Keng khách sạn thực khách, vô số kể. Đồng thời, Len Ken khách sạn cũng trở thành một thân phận tượng trưng, tại đây khách sạn nội, dưới lầu mấy tầng, là để lại cho bình thường thực khách mà trên lầu ghế lô, chỉ có đỉnh cấp tôn quý khách nhân, mới có thể vào ở. Đến nỗi kia đỉnh cấp phòng cho khách, càng là không có người có tư cách có thể đính thượng. Lúc này, y bảo dụ ngồi ở đỉnh cấp phòng cho khách giữa, nàng thân xuyên phú quý, phía sau đứng hai gã nữ tính trí tôn cường giả, là nàng bên người hộ vệ. Làm quang minh đảo sớm nhất người phát ngôn, y bảo dụ không thể nghi ngờ là tuyển đúng rồi một cái con đường, một cái đủ để cho nàng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng con đường y bảo dụ dưới chân dẫm lên, là một chương thuộc về đỉnh cấp hung thủ biện tượng da lông, dù ra giá cũng không có người bán. Y bảo dụ trong tay thưởng thức, là làm trí tôn cường giả đều mắt thèm trí bảo. Y bảo dụ một đôi thon dài bạch chân triển lộ ở trong không khí, nàng khoác lông tơ, nhìn trước mắt người, trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, người thực kiên cường, cùng người cái kia ca ca giống nhau, bất quá, từ dai, người cảm thấy, người có thể ở trước mặt ta kiên cường bao lâu. Ta phi, từ dai bị hai người đè lại bả vai, quỳ gối nơi đó, nhưng trên mặt nàng lại không có một chút sợ hãi, y bảo dụ, người bất quá chính là một cái tiểu tam, có cái gì nhưng cuồng vọng. Dựa vào nam nhân thượng vị mặt hàng, người cho rằng ngươi là thứ gì? Nhân gia trương ức thanh chính phu nhân, là nữ chiến thần. Y bảo dụ trên mặt mỉm cười, ở nghe được lời này sau, bỗng nhiên biến mất, nàng đứng dậy, thản nhiên đi đến từ dai trước người, theo sau một cái tát chiều từ dai trên mặt rút đi. Bang giòn tiếng vang, ở trong phòng quanh quẩn, có thể thấy được y bảo dụ này một cái tát chiều có bao nhiêu tàn nhẫn. Từ dai sườn mặt, lập tức sưng đỏ lên. Y bảo dụ ngồi xổm xuống thân mình, nắm từ dai hàm dưới, cười nói, tiểu cô nương, người có biết hay không, người ở với ai nói chuyện. Với ai, từ dai trên mặt khinh thường, cùng một cái tiểu tam nói chuyện mà thôi. Ha 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 ha, y bảo dụ cười to ra tiếng, tiểu tam, cho dù là tiểu tam, cũng là một cái một người dưới, vạn người phía trên tiểu tam. Là một cái, làm ngươi ngạo khí, ở trước mặt ta, chỉ xứng cùng cậu giống nhau tồn tại tiểu tam, ngươi còn cảm thấy, ta cái này tiểu tam, mất mặt sao? Mất mặt, tư dai không chút do dự mở miệng. Hành đi, y bảo dụ thở dài, đứng dậy, duỗi người, nhìn dáng vẻ tiểu muội muội ngươi, vẫn là khuyết thiếu này xã hội đòn hiểm A, bất quá không sao cả, dù sao, ngươi cũng thực mau liền phải trở thành người khác tiểu tam, Nga không, không ngừng là tiểu tam, tiểu muội muội chuẩn bị hào hào hưởng thụ đi. Y bảo dụ dứt lời, bước đi khai, nàng hai gã hộ vệ theo sát sau đó. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng nhắm chặt. Đè lại y bảo dụ hai người phân biệt đứng ở hai bên, y bảo dụ tắc hai mắt vô thần quỷ gối nơi đó, không phải nàng không nghĩ khởi, mà là nàng, căn bản khởi không tới, kia một cổ vô hình khí áp nàng, căn bản là không phải nàng thực lực này có thể phản kháng. Y bảo dụ ra cửa, nhìn mắt bên cạnh hỏi hoàng miện đâu ở hắn chỗ ở y bảo dụ hộ vệ trả lời y bảo dụ hư lạnh một tiếng ta không phải nói làm hắn lại đây sao nay hoàng miện lại cùng ta bãi khởi cái giá tới hộ vệ thấy y bảo dụ có chút sinh khí tiếng cười hỏi muốn hiện tại làm người đem hắn chộp tới sao không cần y bảo dụ phất phất tay nói như thế nào cũng là lão bằng hiếu trực tiếp chào hắn tới quá khó coi nếu hắn tưởng tự cao tự đại vậy cho hắn cái này mặt mũi, bị xe, ta đi tìm hắn. Ở len keng khách sạn dưới lầu, dừng lại một chiếc địa tâm văn minh đỉnh cấp xe thương vụ, từ thân xe, đến nội sức, không một không cần chính là đỉnh cấp tài chất, y bảo dụ mang kính dâm cùng nón kết, ở hộ vệ hộ tống hạ, ngồi trên xe. Chiếc xe vững vàng khai đi, ở y bảo dụ sở ngồi chiếc xe sở trải qua đường phố, giống nhau đèn xanh, thông suốt, này, đó là y bảo dụ ở Bắc Hương thành địa vị. Lên keng khách sạn tầng cao nhất, tạm giam từ giai xa hoa phòng, hai gã hộ vệ thành thơi ngồi ở một bên, như vậy công tác, quả thực là lại nhẹ nhàng bất quá, đang lúc hai người mở ra máy truyền tin, muốn dùng ứng dụng mạng xã hội tống cổ tống cổ thời gian khi, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai người thần sắc vừa động, đồng thời phòng nghỉ môn chỗ nhìn lại, nhưng bọn họ chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh, ngay sau đó, liền đôi mắt một bế, chết ngất qua đi, cái gì cũng không biết. Tiến vào phòng, đúng là Trương Huyền. Trương Huyền nhìn quỷ gối nơi đó từ dai, đi qua. Từ dai nhìn thấy Trương Huyền, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, là ngươi. Tại đây đồng thời, từ dai phát hiện, kia vẫn luôn áp chế chính mình khí, biến mất, nàng bỗng nhiên đứng dậy, thân mình về phía sau thối lui. Từ dai thấy Trương Huyền vẫn luôn nhìn chính mình, trên mặt nhiều da hoảng loạn, đôi tay theo bản năng che ở trước người, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới đây. Trương Huyền nhún vai, tùy ý ngồi ở trong phòng trên sofa, nắm lên trên bàn trà mâm đựng trái cây nội sang quý trái cây nhét vào trong miệng, cắn một ngụm sau nói, ta bất quá đi, hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời xong rồi, liền có thể trở về tìm ngươi ca. Nghe Trương Huyền nói như vậy, từ dai bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ta đối với ngươi không có gì hứng thú, Trương Huyền cười một chút, ta thích thành thục nữ nhân, ngươi loại này, quá non, không thú vị. Ngươi, từ dai trên mặt không tự giác hiện lên một mặt tức giận, phàm là một nữ nhân, bị người ta nói không có hứng thú, trong lòng nhiều ít đều sẽ có điểm không cao hứng, mặc kệ là ở tình huống như thế nào hả? Hảo, ta hỏi, người cẩn thận nghe, Trương Huyền tiếp tục ra tiếng, có Trương Huyền vừa mới kia một câu, từ dai cảm xúc, nhưng thật ra ổn định không ít. Cùng thời gian, ở Hoàng Miện nơi ngoại, kia chiếc xa hoa xe thương vụ ngừng lại, tài xế xuống xe, mở cửa xe, y bảo dụ ở hai gã trí tôn cường giả hộ tống hạ đi xuống xe. Hoàng miễn nơi ngoại, hai bài đứng tám gã hạ nhân, lúc này đồng thời quỳ xuống đất, nghênh đón y bảo dụ đã đến. Y bảo dụ giống như nữ vương giống nhau, ở tám người quỳ xuống đất nghênh đón hạ, đi vào hoàng miễn nơi. Phòng khách chung, hoàng miễn sớm đã ở trong ấm trà phao hảo trà, chờ đợi y bảo dụ đã đến. Hoàng miễn, người bộ tịch bái thực đủ, yêu cầu ta tự mình tới thỉnh ngươi. Y bảo dụ đem trên người trắng tinh áo lông tùy tay một ném, nàng hộ vệ lập tức cho nàng tiếp hảo. Hoàng miện cười khổ một chút, không nói gì. Hoàng miện, ngươi lớn mật, y bảo dụ mặt khác một người hộ vệ trực tiếp mở miệng quát lớn, nhà ta chủ tử hỏi ngươi lời nói, ngươi không nghe thấy sao. Y bảo dụ hộ vệ gian dậy hoàng miện khi, có vẻ phá lệ tự nhiên, hiển nhiên, này đã không phải. Hoàng miện lắc lắc đầu, vươn tay, bày ra thỉnh tư thế, y bảo dụ, trước ngồi đi có thể, y bảo dụ thản nhiên ngồi ở hoàng miện đối diện, dựa vào sofa chỗ tựa lưng thược, sắc mặt ngạo nghễ nhìn hoàng miện, đến đây đi, làm ta nghe một chút, người muốn nói cái gì. Hoàng miện không nhanh không chậm vì y bảo dụ đảo thượng nước trà, theo sau nói, người trói lại từ hoành vĩ hắn nguội, làm như vậy, có phải hay không có chút qua. Nga, y bảo dụ trên mặt lộ ra một mặt tò mò, người cảm thấy, ta qua. Hoàng miện không có ra tiếng, nâng chung trà lên, phóng tới bên miệng. Bang! Y bảo dụ một cái tát chiều ở hoàng miệng trên mặt, xóa sạch hoàng miệng trong tay chén trà, nóng bỏng nước trà tưới ở hoàng miệng trên tay. Chiều xong này một cái tát, y bảo dụ giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, một lần nữa dựa vào trên chỗ ngồi, tiếp tục mở miệng, khi nào, đến phiên ngươi hoàng miện tới dạy ta làm sự. Hoàng miệng cười khổ một tiếng, cúi đầu, nhặt lên chén trà, một bên làm động tác, một bên mở miệng, Ta nghe nói, hắn đã trở lại. Y bảo dụ ngạo nghê ánh mắt, ở nghe được những lời này sau, đột nhiên lộ ra một tia hoảng loạn, bất quá ngay sau đó, lại bình tĩnh trở lại, hắn đã trở lại. Chuyện tốt à? Chuyện tốt, không thấy được đi, hoàng miễn lắc lắc đầu, hắn phong cách hành sự, người ta đều thập phần hiểu biết, hắn có đôi khi thực bá đạo, nhưng có đôi khi, lại thực giảng nhân tình vị. Hiện tại Bắc Hương Thành, nhìn như một mảnh hài hòa, trên thực tế, sớm đã biến thành không bán hai giá này không phải hắn muốn, nếu nhìn đến này hết thảy, hắn sẽ thực không cao hứng, chẳng sợ, ngươi là hắn nữ nhân, đương nhiên, tin tức này, cũng đến là thật mới được. Y bảo dụ sắc mặt tức khác trở nên phi thường khó coi, lại là một cái tát ném đến hoàng miện trên mặt, hoàng miện, ngươi cùng ta nói cái gì đâu. Cũng không có gì, hoàng miện lắc lắc đầu, tùy tiện tâm sự mà thôi, ngươi chẳng lẽ, liền một chút đều không lo lắng sao. Ta lo lắng cái gì, Y bảo dụ nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, hắn rời đi trước nói qua, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, hắn mới đi bao lâu. Người từ nào nghe nói hắn đã trở lại. Nghe người ta giảng, hắn ở lục lâm khu lộ diện, giết trần gia lão tổ, diệt đối phương anh Linh. Nga, nghe ai nói, người nọ ở đâu, y bảo dụ đặt câu hỏi, có thể nhìn đến, tay nàng chỉ, đang ở phát sinh rất nhỏ run rẩy, này chứng minh nàng nội tâm, phá lệ hoảng loạn chỉ là nghe nói gặp được màu tím quang mang, hoàng miện một lần nữa cho chính mình châm trà, đó là hắn tiêu chí. Chê cười, nghe nói lời này y bảo dụ, yên lòng, màu tím quang mang. Trên thế giới này, có quá nhiều người, có được màu tím linh khí, lại nói như thế nào nhất định là hắn. Hoàng miện, người không cần lại tại đây cùng ta kéo ra đề tài, ta liền hỏi ngươi, về từ hoành vĩ sự, người tính toán làm sao bây giờ? Ta không biết, hoàng miện ra tiếng, từ hoành vĩ lúc trước cùng hắn cùng nhau đua quá mịch, người động từ hoành vĩ, chờ hắn trở về, chúng ta ai đều hảo không được. Chỉ có người biết ta động từ hoành vĩ, y bảo dụ như vậy mở miệng, uy hiếp ý vị, đã mười phần. Audio điện tử võ tấn bền Y bảo dụ sắc bén ánh mắt chiếu vào hoàng miện trên người, có thể khẳng định, chỉ cần hoàng miện hiện tại biểu hiện hơi chút có điểm không thích hợp, y bảo dụ kia hai gã trí tôn hộ vệ, liền sẽ động thủ linh khí kích động gian, hoàng miện sở trụ phòng ốc cửa sổ toàn bộ đều bị khóa chết. Hoàng miện nhìn y bảo dụ ở hắn trên chán có mồ hôi chảy xuống. Hoàng miện nói chuyện phải chú ý người biết chính mình nên như thế nào tiến hành lựa chọn. Hoàng miện thở dài kỳ thật ta hôm nay kêu ngươi tới là tưởng cho ngươi nói ta tính toán rời đi bắc hương thành. Rời đi y bảo dụ trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc hảo a à, muốn đi nào không biết. Hoàng miện lắc lắc đầu, lúc trước có người nói cho ta, chờ đợi quang minh đảo quật khởi, hiện giờ, sự tình đã hoàn thành, ta tiếp tục đãi ở chỗ này, đã không có gì dùng, chỉ bằng đi địa phương khác nhìn xem, ta tuổi cũng lớn, thực lực liền đến này, vô pháp đột phá, lại không ra đi đi một chút, chỉ sợ cũng không cơ hội. Hành, nếu ngươi làm ra loại này quyết định, ta duy trì ngươi, khi nào đi, nói cho ta. Y bảo dụ xoay người, chiều ngoài phòng đi đến, thanh âm truyền tiến vào, ta đưa ngươi. Hoàng miện dựa nằm ở trên sofa, nhìn y bảo dụ rời đi bóng dáng, trên bàn trà còn phát ra nhiệt khí, hắn đột nhiên thở dài, trong mắt sở lộ ra thần sắc, phá lệ phức tạp. Đợi hồi lâu, hoàng miện lấy ra máy truyền tin, bát thông một cái dãy số, bên kia thực mau liền chuyển được. Lão bà, người đừng nói chuyện, nghe ta nói, y bảo dụ người, hẳn là đã chiều các người đi, các người không cần chờ ta, ta đi không xong, người mang theo hài tử đi trước, ta nếu có thể đi ra ngoài sẽ cùng ngươi lại liên hệ từ giờ trở đi ta hết thảy điện thoại ngươi đều không cần tiếp hoàng miện sau khi nói xong cắt đứt máy truyền tin liền ở hoàng miện phòng ốc ngoại y bảo dụ ngồi ở xa hoa xe thương vụ thường này hoàng miện thật là một chút nguy hiểm đều không muốn gánh vác a à. y bảo dụ trên mặt ngậm ý cười chờ ta rời đi sau nơi này liền giải quyết đi nếu hắn không muốn gánh vác không cần thiết lưu lại như vậy một chương miệng minh bạch hai gã trí tôn cấp bậc hộ vệ gật đầu, cũng không có đuổi kịp xe, mà là lưu lại nơi này. Khi bảo dụ sở ngồi xa hoa xe thương vụ chậm rãi xử lý sau, hai gã trí tôn cấp bậc hộ vệ liếc nhau, theo sau thân hình biến mất ở chỗ này. Hoàng miện phòng ốc giữa. Hoàng miện nhìn trước mặt này đó tùy tùng hạ nhân, thở dài một tiếng, các người cũng đều rời đi đi, lại đãi ở chỗ này, muốn chạy, đã có thể khó khăn. Này đó hạ nhân nghe thế phiên lời nói, trên mặt nhiều là khó hiểu, đây là Bắc Hương Thành A, có ai còn dám đối hoàng gia bất kính không thành? Đừng nói toàn bộ Bắc Hương Thành, chính là toàn bộ Vạn Sơn Đại Khu, cũng không ai dám đối hoàng gia bất kính A. Hoàng miện cũng không có cho bọn hắn nhiều giải thích cái gì, phất phất tay, hảo, đều đi thôi. Đã đi không xong, một người y bảo dụ nữ hộ vệ đi đến, đưa nàng vào nhà lúc sau, cửa phòng tự động đóng cửa. Mà ở phòng ốc ở ngoài, một tầng cái lồng khí, bao phủ chỉnh gian phòng ốc ai đều trốn không thoát đi. Phòng ốc nội, một đạo bảy mễ thân cao anh linh hiện lên, xuất hiện ở hoàng miện cùng với này đó tùy tùng trước mắt, anh linh thượng truyền đến uy thế, làm những người này khó có thể đứng thẳng, đương trường quỳ xuống. Hoàng miện như là đã sớm liệu đến giống nhau, trên mặt hắn lộ ra một mặt ý cười, lắc lắc đầu, ta hoàng miện ở Bắc Hương thành tung hoành nhiều năm như vậy, hiện giờ tới rồi người khác nhất hâm mộ thời điểm, nhưng bọn họ lại nhìn không tới, càng là phong cảnh, sở cùng với nguy hiểm, cũng lại càng lớn, ta là như thế này, y bảo dụ, cũng là như thế này, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, nói cho y bảo dụ, làm nàng về sau, tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng nguyện, ta chủ tử làm cái gì, còn không tới phiên ngươi tới đánh giá. Chí tôn hộ vệ ra tiếng, ta cảm thấy, ngươi hiện tại vẫn là quản quản chính ngươi tương đối hảo đi, ngươi đã chết, người nhà của ngươi, cũng sẽ thực mau đi xuống bồi ngươi, không biết, ngươi cho bọn hắn lấy lòng mộ địa không có linh khí thổi quét. Hoàng Nguyện đôi tay nắm tay, không ngừng phát run, hắn phẫn nộ, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, phẫn nộ cũng không có gì ý nghĩa. Hoàng miện cùng thế giới này, nói tái kiến đi. Kia bảy tên anh linh động, nhằm phía Hoàng Nguyện, tuy rằng chỉ là yếu nhất cấp bậc trí tôn, nhưng này, cũng là trí tôn, đều không phải là Hoàng Nguyện có thể chống lại. Hoàng miện nhận mệnh nhắm hai mắt, nghênh đón hết thảy. Nhưng chờ mấy giây qua đi, Hoàng miện tưởng tượng giữa đau đớn trước sau không có xuất hiện, hoàng miện mở hai mắt, mới vừa vừa mở mắt, liền nhìn đến, y bảo rủ tên kia trí tôn hộ vệ, chừng lớn đôi mắt, đứng ở chính mình trước mặt, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình, kia một đôi nhô lên trong mắt, đem hoàng miện hoảng sợ. Có một cổ vô hình uy áp, áp bách hoàng miện, khó có thể đứng thẳng. Hoàng miện ngừng đầu, nhìn về phía tên này trí tôn hộ vệ phía sau, có kia một đạo hư ảnh, như ẩn như hiện, toàn thân đen nhánh, cầm trong tay một phen thần kiếm, này đạo thân ảnh hoàng miện lại quen thuộc bất quá đây là sớm nhất nghe đồn quang minh đảo hắc bạch trí tôn một trong số đó cuối cùng chứng thực đều là trương ức thanh anh linh trương ức thanh chi danh trên mặt đất tâm cùng cực kỳ mạnh mẽ bốn chữ móc nối mà đối với hoàng miện tới nói người này ý nghĩa càng thêm bất đồng hoàng miện chậm rãi quỳ xuống đất nhìn kia nói đen nhánh thân ảnh biến mất thân ảnh ấy xuất hiện trừ bỏ hoàng miện ở ngoài ai đều không có chú ý tới y bảo dụ hai gã trí tôn hộ vệ, đã vĩnh viễn lưu lại nơi này, rốt cuộc vô pháp ngẩng đầu. Mà ngồi ở xe thương vụ y bảo dụ, còn không biết hiểu này hết thảy phát sinh, nàng ở chạy về len keng khách sạn trên đường, đồng thời đánh ra điện thoại. Làm người hiện tại lại đây, hảo hảo bồi cái kia từ dai chơi chơi, nhà đầu này miệng tiện, ta thực không thích, trước đem nàng miệng cấp chơi lạn đi. Y bảo dụ cắt đứt máy truyền tin thời điểm, đã tới rồi len keng khách sạn dưới lầu, nàng xuống xe lên lầu, mới vừa mở ra kia đỉnh tầng phòng đại môn, liền cảm giác không thích hợp. Đập vào mắt, chính mình an bài hai gã trông coi, tất cả đều nằm ngã xuống một bên, lâm vào hôn mê giữa. Y bảo dụ trên mặt sinh giận, bước đi qua đi, từng cái ở hai người trên mặt chính là mấy bàn tay chiều đi xuống, đem hai người chiều tỉnh lại. Người đâu, y bảo dụ lớn tiếng đặt câu hỏi, xem bộ dáng, đã giận thượng trong lòng. Có, có người, cấp cứu đi. Cứu đi, y bảo dụ hít sâu một hơi hai cái phế vật muốn các người có ích lợi gì ai cứu người không không biết hai gã trông coi người vẻ mặt sợ hãi lắc đầu đang lúc này y bảo dụ máy truyền tin vang lên là một chiếc điện thoại đánh tiến vào nói y bảo dụ tiếp lên ngữ khí rất kém cỏi chủ tử mới vừa có người nhìn đến từ dai từ khách sạn chạy ra hướng ngõ nhỏ đi đã biết truyền ta mệnh lệnh làm mọi người đều chạy đến ngõ nhỏ. Y bảo dụ mệnh lệnh một tiếng, cắt đứt máy truyền tin, hư lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm từ hoành vĩ, ngươi thật không sai, dám từ ta trong tay đoạt người, đang lo không lấy cớ đối phó ngươi, đây là ngươi cho ta cơ hội a à. Bắc Hương Thành trên đường phố, Trương Huyền cùng từ gia chiều ngõ nhỏ đi đến. Cái gọi là ngõ nhỏ, chính là từ hoành vĩ sở trụ địa phương. Từ dai trong miệng không ngừng nhắc mãi, cái này y bảo dụ, chính là ỷ vào chính mình có cái tiểu tam thân phận, tưởng đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân, hoàng miện, còn có ta ca, nàng đều không nghĩ buông tha, ta thật muốn không rõ, nàng làm này hết thảy là vì cái gì? Nàng địa vị đã rất cao. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, người khả năng sẽ thỏa mãn với nhất định tài phú, đương có tiền tới rồi nhất định nông nỗi thời điểm, tiền là hoa không xong, nhưng tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với hiện tại địa vị. Cổ đại đế vương, khống chế một vực đều phải phát binh chinh chiến, y bảo dụ nếu đã yêu quyền lực, lại như thế nào sẽ thỏa mãn với cùng còn lại hai người cùng chung một tòa thành đâu. Ta không hiểu, từ dai lắc đầu, ta cảm thấy chính mình quá vui vẻ liền rất hảo. Không hiểu chỉ là không tiếp xúc đến mà thôi, trương huyền nhún vai, không ai có thể ở quyền lực trước mặt còn bảo trì thanh tịnh trên thế giới này, tất cả mọi người là như thế này. Vậy còn ngươi, từ dai nhìn trương huyền, nếu ngươi gặp được loại sự tình này, ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh sao? Ta, à, trương huyền tự diễu cười, ta cũng bị lạc quá, nhưng kính sợ làm ta không thể không thanh tỉnh, kính sợ làm ta biết, ta sợ có được quyền lợi ở nào đó tồn tại trước mặt, không đáng một đồng. ngươi rốt cuộc là người nào a? À? từ dai vẻ mặt tò mò nhìn trương huyền, ta ban đầu cho rằng ngươi là y bảo dụ phái tới, kết quả không phải, ta cũng không nghe ta ca nhắc tới quá ngươi. trương huyền sờ sờ mũi, cười một tiếng ngươi ca hẳn là nhắc tới quá đi chỉ là khả năng ngươi không chú ý thôi khi nói chuyện trương huyền cùng từ giai đã đi tới đầu ngõ u này không phải chúng ta từ giai sao nghe nói y thành chủ cho ngươi an bài việc hôn nhân đối phương chính là danh môn vọng tộc đâu một người nữ nhân trẻ tuổi từ đầu ngõ đi ra nhìn đến từ giai sau vẻ mặt âm dương quái khí từ giai nhìn đến nữ nhân này sắc mặt tức khắc biến đổi ra tiếng nói nghiêm quyên chuyện của ta còn không cần ngươi tới quản đi. Bị gọi nghiêm quyên tuổi trẻ nữ nhân vẻ mặt tươi cười, như thế nào, từ dai, đều là lão bằng hiếu, lúc ấy cùng nhau tới này Bắc hương thành, hiện tại ngươi gặp được chuyện tốt, ta hâm mộ hâm mộ ngươi còn không được a à. Tuy rằng ngươi qua đi chỉ có thể làm nhân ra thứ bảy phòng lão bà, kia cũng không biết là bao nhiêu người hâm mộ đâu. Nghiêm quyên trong miệng nói như vậy, trên mặt sở lộ ra, lại là thật sâu trào phúng. Nghiêm quyên, người không cần thiết tại đây âm dương quái khí. Từ dai hừ lạnh một tiếng, lúc trước là người nam nhân truy ta, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá ta thích hắn, là chính hắn đối ngoại tuyên bố, cùng ta ở bên nhau, việc này ta cũng đã cảnh cáo hắn. Nhiêm quyên sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, từ dai, hiện tại nói này đó còn có cái gì ý nghĩa đâu. Ta hiện tại chỉ nghĩ nhìn đến người chừng nào thì kết hôn, ta còn muốn đi ra lễ đâu, đúng rồi, thuận tiện còn muốn nhìn ngươi cho ngươi tương lai sáu vị tỷ tỷ từng cái kính trả đâu, ha 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 ha. Nghiêm quyên cười to ra tiếng. Quyên tử, ngươi tại đây a. À. lúc này, một người tuổi trẻ nam nhân chạy chậm lại đây, đi vào nghiêm quyên bên người, này tuổi trẻ nam nhân nhìn qua 25 đến 26 tuổi, diện mạo bình thường, ăn mặc cũng thực bình thường. Đương này tuổi trẻ nam nhân chạy tới nhìn đến từ dai sau sửng sốt một chút, lại lập tức đem ánh mắt đặt ở trương huyền trên người, tinh tế đánh giá ngươi nhìn cái gì đâu? nghiêm quyền bất mãn chừng mắt nhìn nước mắt một cái này tuổi trẻ nam nhân vương lý nhân gia từ gia lập tức phải gả đến phú quý nhân gia cũng không phải là ngươi có thể phản đến khởi ngươi liền đã chết này tâm đi vương lý lập tức bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười quyền tử ngươi nói cái gì đâu? lúc ấy là từ gia đối ta lì lợm la liếm ta mới không thích nàng đâu ta ái nhưng đều là ngươi a à. ta đối với ngươi lì lợm la liếm từ gia vừa nghe liền không vui vương lý ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi nơi nào đáng giá ta đối với ngươi lì lợm la liếm. Vương Lý hử lạnh một tiếng, ta làm sao vậy, ta lại vô dụng, cũng so bên cạnh ngươi cái này khá hơn nhiều đi. Vương Lý khinh thường nhìn mắt Trương Huyền, bởi vì ở Trương Huyền trên người, hắn không thấy ra một chút phú quý cảm giác. Trương Huyền trên mặt có chút quỷ dị, chính mình đây là nằm cũng trúng đạn. Hơn nữa, tuy rằng chính mình không phải như thế nào để ý bề ngoài, nhưng lớn lên cũng không kém đi, so này vương lý mạnh hơn nhiều. Lười đến cùng ngươi loại người này dây dưa, từ dai liếc liếc mắt một cái vương lý, lôi kéo trương huyền cánh tay, chiều ngõ nhỏ nội đi đến. Vương lý nhìn từ huyền lôi kéo trương huyền rời đi, đầy mặt không phục. Còn nhìn cái gì đâu, nghiêm quyên bất mãn nhìn chằm chằm vương lý, cảm thấy không cam lòng muốn truy, ngươi liền đi a. À. Không không không, vương lý liên tục xua tay, quyên tử, ta cùng nàng thật sự không có gì. Được rồi ngươi, Nghiêm Quyên liếc mắt Vương Lý, vừa rồi cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt, ta hỏi ngươi, ta ngày đó coi trọng quần áo, có thể mua sao? Có thể có thể có thể, Vương Lý liên tục gật đầu, ta hôm nay tiền lương phát xuống dưới, tất cả đều cho ngươi lấy lòng không tốt. Này còn kém không nhiều lắm, Nghiêm Quyên vừa lòng gật gật đầu. Đang lúc Nghiêm Quyên chuẩn bị cùng Vương Lý đi thương trường thời điểm, liền thấy một loạt phía chính phủ xe từ con đường một khác bên chạy lại đây. Toàn bộ con đường, toàn bộ đều bị quét sạch. Này đó phía chính phủ chiếc xe, ngừng ở trên đường, mình mông cuồn cuộn, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, cửa xe mở ra, một đạo lại một đạo thân ảnh từ trên xe đi xuống, mỗi một cái đều toàn bộ võ trang, vẻ mặt chính xác, bọn họ sở xem phương hướng, đúng là này đầu ngõ. Này sao lại thế này? Nhìn đến này to lớn một màn, nghiêm quyên khó hiểu. Một người qua đường người thấp giọng nói, nghe tiểu đạo tin tức nói. Từ giai không nghĩ gả, từ hành vĩ còn phái người đã thương y thành chủ người, y thành chủ lần này tới, là tìm từ hành vĩ tính sổ tới. A, à, Nhiêm Quyên đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười, có ý tứ, có ý tứ a, à, này từ giai, thật đúng là xui xẻo thấu, ha ha ha, Vương Lý, đi. Nhiêm Quyên lôi kéo Vương Lý, chiều ngõ nhỏ nội đi đến. Quyên tử, không mua quần áo sao? Làm gì đi? Vương Lý kỳ quái mua cái gì quần áo đương nhiên là xem từ dai ăn mệt càng thoải mái a à. ha 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 nghiêm quyên mặt mày hớn hở ngõ nhỏ nội trương huyền cùng từ dai đi tới biệt viện trước cửa tới rồi trước cửa từ dai tốc độ thả chậm rất nhiều trương huyền biết từ dai trong lòng tưởng chính là cái gì sờ sờ từ dai đầu ngươi ca là thương ngươi đợi lát nữa hảo hảo cùng ngươi ca nói nói đã biết sao ân từ dai gật gật đầu nàng hôm nay chạy ra đi, bị y bảo dụ trói đi, tuy rằng mặt ngoài từ dai không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng đã bị sợ hãi. Đi vào trong viện, từ hoành vĩ, từ hoành vĩ lão bà, cùng với từ hoành vĩ liên can huynh đệ, đều đứng ở trong viện. Đương nhìn đến Trương Huyền mang theo từ dai trở về thời điểm, những người này hiển nhiên lòng một ngụm, theo sau lập tức liền phải hành lễ vấn an. Trương Huyền tùy ý phất tay, ngừng bọn họ động tác. Từ dai nhìn nhìn từ hoành vĩ, đem cúi đầu. Từ dai, vừa rồi là ngươi ca không đúng, ta thế hắn xin lỗi ngươi. Từ hoành vĩ lão bà đi lên tới, giữ chặt từ dai tay. Từ dai lắc lắc đầu, tẩu tử, là ta không tốt. Hảo, không có việc gì, đều đã trở lại, tới, ăn cơm trước đi. Từ hoành vĩ lão bà nói. Trong viện bày một cái bàn, mặt trên đồ ăn thực phong phú, đều là xuất từ với từ hoành vĩ lão bà tay. Từ dai nhìn mắt từ hoành vĩ, chiều kia trên bàn đi đến. Từ hoành vĩ, không hảo, chạy mau đi, một đạo tiếng kinh hô vang lên, liền thấy một bóng người hoang mang rối loạn vọt vào trong viện, vẻ mặt nôn nóng nói, vừa lấy được tiểu đạo tin tức, từ dai cùng người khác đem y bảo dụ thủ hạ đả thương, y bảo dụ hiện tại tới báo thù. Y bảo dụ người hiện tại đã đem bên ngoài đường phố đều đứng đầy. Từ hoành vĩ theo bản năng nhìn mắt Trương Huyền, theo sau lắc đầu, nói, tốn nhiều tâm. Từ hoành vĩ nói xong, hướng Trương Huyền nói, tàu xe mệt nhọc, ăn trước điểm đồ vật đi. Cũng hảo, Trương Huyền gật gật đầu, ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy chén đũa, cái thứ nhất ăn khởi đồ ăn tới. Từ hoành vĩ đám người, cũng theo thứ tự ngồi xuống. Người tới thấy từ hoành vĩ còn có tâm tình ăn cơm, sốt ruột thẳng xoay quanh. Từ hoành vĩ, ta nói người còn ăn cái gì cơm a? À? Y bảo dụ đều tìm tới, nàng lần này thế tới rào rạt, người chạy nhanh tìm một chỗ tránh một chút đi nữ nhân này, hiện tại chính là người điên A. À. Không có việc gì, lúc này đây, nàng không gây được sóng gió gì hoa. Từ hoành vĩ lắc lắc đầu. Phiên không dậy nổi bọt sóng. Nghe từ hoành vĩ lời này, không riêng gì người tới, ngay cả từ dai, cũng đều rất tò mò, bởi vì y bảo dụ ở Bắc Hương thành địa vị, tuyệt đối là trí cao vô thượng ai có thể chế tải y bảo dụ. Hẳn là không có người đi. Đang lúc bọn họ ở vì từ hoành vĩ nói sở cảm thấy nghi hoặc khi, lại có một đạo thân ảnh đi vào biệt viện nội đúng là hoàng nguyện hoàng nguyện vào cửa ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trương huyền hắn tưởng quỳ xuống lại phát hiện quỳ không đi xuống trong lòng liền minh bạch tới lão hoàng ăn cơm trước từ hoành vĩ chào hỏi hoàng nguyện gật gật đầu đi đến bên cạnh bàn thật cẩn thận ngồi xuống hắn có chút không dám nhìn tới trương huyền trương huyền nói cái gì cũng chưa nói chỉ là lo chính mình ăn trong chén đồ vật từ giai cùng vừa mới đã đến cấp từ hoành vĩ báo tin người nhìn đến Hoàng Miện tới, chỉ cho rằng từ hoành vĩ tự tin, đến từ chính Hoàng Miện, bọn họ nóng vội, cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng Hoàng Miện cùng y bảo dụ, đều là lúc ban đầu quang minh đảo người phát ngôn, nhưng y bảo dụ cùng vị kia trương ức thanh quan hệ càng sâu, hiện tại Hoàng Miện địa vị, căn bản là không bằng y bảo dụ, rốt cuộc y bảo dụ, chính là vị kia nữ nhân A. Có thể nghe được, sân ngoại khoảng cách không xa địa phương, chính chuyện tới từng đạo tiếng quát còn có chỉnh tề tiếng bước chân hiển nhiên y bảo dụ người đã đang ép gần u chúng ta từ giai còn có nhàn tâm tại đây ăn cơm đâu đây là suất giá trước cuối cùng một đốn nhà mẹ đẻ cơm đúng không lập tức liền phải đi cấp 6 vị tỷ tỷ kính trà đâu âm dương quái khí thanh âm vang lên nghiêm quyên lôi kéo vương lý đi đến đầy mặt trào phúng từ dài khí sắc mặt đỏ lên ra tiếng nói nghiêm quyên chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới sen mồm nơi này là nhà ta ngươi cho ta đi ra ngoài ô ô ô nghiêm quyên đôi tay chống nạnh ta còn tưởng rằng ngươi từ giai không biết giận đâu nguyên lai like là có tính tình a à. như thế nào có tính tình liền hướng ta trên người tới có bản lĩnh từ từ y bảo dụ dẫn người tiến vào người đem những lời này cũng cấp y bảo dụ nói nói a à, đúng hay không ngươi từ giai bị nghiêm quyên khí nói không ra lời nhìn thấy từ giai ăn mệt nghiêm quyên đầy mặt đắc ý Vương Lý ở bên, đường từ dài ánh mắt trong lúc vô ý cùng hắn tiếp xúc khi, hắn lập tức thay một bộ lo lắng thần sắc, tỏ vẻ chính mình quan tâm, chẳng sợ từ dài sắp gả cho người khác. Vương Lý cũng tưởng tiếp tục có thể phát triển một chút cảm tình, nghe nói này gả đến hào môn nữ nhân, nội tâm đều hư không thực, đến lúc đó, nói không chừng chính mình cơ hội liền lớn hơn nữa đâu. Đang lúc Vương Lý còn ở biểu lộ thâm tình thời điểm, lại có người đến gần trong sân. Từ dai, ta tương lai lão bà, người muốn chạy đến nào đi a à. Tiến vào người, là cái hơn 20 tuổi nam tính, người này diện mạo khó coi, thân cao 1m6 tả hiếu, đỉnh một đôi giang hô, nghênh ngang đi đến, đúng là y bảo dụ cấp từ gia an bài việc hôn nhân, người này tên là Bồ Giang, Bồ Gia là Bắc Hương Thành gần nhất mới quật khởi gia tộc, nãy y bảo dụ một tay nâng đỡ lên. Bồ Giang vừa tiến đến, Vương Lý lập tức đem ánh mắt thu trở về. Bồ Giang ánh mắt quét đến Vương Lý trên người, lập tức lộ ra không vui thần sắc, cẩu đồ vật, người hắn sao tại đây làm gì? Nghĩ đến cùng ta tranh từ dai. Trước một giây còn đối từ dai biểu hiện vô cùng quan tâm vương lý, lúc này liên tục lắc đầu, cực lực giải thích, bồ thiếu ra, ngài hiểu lầm, ta cùng cái này từ dai một chút quan hệ đều không có, người xem, ngồi ở kia mới là nàng bạn trai đâu, ta vừa rồi ở bên ngoài, còn nhìn đến từ dai lôi kéo hắn. Lượng ngươi này cẩu đồ vật cũng không dám, bồ giang hừ lạnh một tiếng, cực có vũ nhục tính vỗ vỗ vương lý sườn mặt, theo sau nhìn về phía Trương Huyền, cầu ngoạn ý, cho ngươi ra 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 lăn lại đây. Trương Huyền cúi đầu, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Mà mới ngồi vào trên chỗ ngồi hoàng miện lại là đứng dậy, bước đi qua đi. Trở về, Trương Huyền buông chén đũa. Chính chiều bồ giang đi nhanh mà đi hoàng miệt đột nhiên định trụ bước chân. Trương Huyền đầu cũng không nâng, cầm lấy khăn giấy, một bên sát miệng, một bên ra tiếng, người muốn sớm có này động thủ dũng khí sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại dáng vẻ này hoàng miện mặt lộ vẻ hổ thẹn một lần nữa ngồi trở về hoàng miện đối đãi trương huyền thái độ làm từ dai, cùng với nghiêm quyên vương lý đều cảm thấy kỳ quái đây chính là hoàng miện a bắc hương thành nội trừ bỏ y bảo dụ bên ngoài hắn lớn nhất mà bồ giang cũng không có chú ý tới điểm này hắn thấy hoàng miện hùng hổ hướng chính mình mà đến lại cái gì cũng chưa làm ngoan ngoãn trở về cười lớn một tiếng hoàng miện, tới a à, ngươi động lão tử một chút thử xem còn có ngươi cái kia cầu đồ vật ra ra làm ngươi lại đây ngươi là không nghe được sao bồ giang ở kêu gào trương huyền bọn họ này một đợt người đều có vẻ thực trầm mặc chỉnh gian trong sân chỉ có bồ giang một người thanh âm không ngừng vang sân ở ngoài chỉnh tề đội ngũ đạp chỉnh tề nện bước dũng mãnh vào ngõ nhỏ nội y bảo dụ thân khoác màu trắng nhung bào mang kính dâm bước thon dài hai chân chiều sân đi tới đương đến sân cửa khi y bảo dụ tháo xuống kính dâm hơi hơi mỉm cười ở y bảo dụ trước người mở đường người một tổ ong dũng mãnh vào này sân giữa theo sau chạm thành hai bài thống nhất quỳ xuống cùng kêu lên hô to quỳ nghinh y thành chủ tại đây tiếng hô giữa y bảo dụ bước đi tiến này sân giữa trở thành tầm mắt tiêu điểm đang ở chửi ầm lên bồ giang nhìn thấy y bảo dụ thân ảnh lập tức nhắm lại miệng, lộ ra kỳ hảo tươi cười. Mà nghiêm quyên cùng vương lý, đều rụt rụt cổ, trốn đến sân chỗ ngoặt đi. Ở Bắc Hương Thành, y bảo dụ, có được trí cao vô thượng địa vị, nàng nói một không hai, không ai dám phản bác nàng, chẳng sợ nơi khác tới cường giả, cũng không dám đối y bảo dụ bất kính. Này không riêng gì bởi vì y bảo dụ lúc trước làm quang minh đảo người phát ngôn thân phận nguyên nhân, bởi vì chẳng sợ nàng là người phát ngôn, nhưng tự thân thực lực bãi tại nơi đó, còn sẽ không quá làm người tôn kính. Nhưng y bảo dụ mặt khác một thân phận, lại là làm người không thể không đi tôn kính, trương ức thanh nữ nhân. Trương ức thanh người nào? Một người từ Bắc Hương Thành giết lên, sát ngàn nhận viện cường giả, sát kiếm cốc cường giả, sát phó vương phủ cường giả, cuối cùng lại ở Hoành Sơn Chi Biên, đại chiến địa tâm tứ đại khu trí cường giả. Nếu không có thánh chủ ra mặt, tứ đại khu trí cường giả, cùng ngày đều khả năng muốn chết ở Hoành Sơn Chi Biên, như vậy khủng bố chiến tích, ai có thể không sợ Trương Ước Thanh? Ai lại dám bất kính hắn nữ nhân? Bằng vào Trương Ước Thanh nữ nhân này một cái danh hiệu, y bảo dụ liền có thể hoành hành địa tâm. Đường y bảo dụ sở đi địa phương, nàng liền sẽ trở thành tuyệt đối vai chính. Đi vào biệt viện trong vòng, y bảo dụ nhẹ giọng mở miệng, từ hoành vĩ, ta thật là xem thường ngươi, dám đi ta địa phương đoạt người, người đây là muốn cùng ta y bảo dụ, trở mặt sao. Y bảo dụ trong miệng nhẹ niệm, thanh âm rõ ràng truyền ra tới, nàng ánh mắt, quét về phía tử hoành vĩ đám người, cũng tại đây một khắc, cả người, sửng sốt. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn đến đi vào y bảo dụ, cái này lúc trước ở chính mình trong nhà trốn tránh, lại hậu không biết xấu hổ hỗn ăn hỗn uống tiểu nữ tinh, hiện giờ trở thành cái dạng này, nàng khí chàng so dĩ vãng cường đại rồi không biết nhiều ít, hiện tại nàng, sớm đã cùng phía trước cái kia tiểu nữ tinh không có gì quan hệ. Trương Huyền không có ra tiếng, nhìn đến Trương Huyền y bảo dụ, đại não trống rỗng, người liền cùng điện giật giống nhau, mốc đứng ở kia. Đến nỗi từ hoành vĩ cùng hoàng miện đám người, Trương Huyền không nói lời nào, bọn họ tự nhiên cũng không dám nói chuyện. Chỉ có bồ giang, làm không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì, thấy từ hoành vĩ đám người không trả lời y bảo dụ nói, lập tức đi lên kêu gào, các người mấy cái cẩu đồ vật, mau đáp lời. Y bảo dụ, Trương Huyền nhẹ giọng mở miệng. Y bảo dụ thân hình run rẩy một chút. Quỳ xuống. Trương Huyền thanh âm lại lần nữa vang lên. Y bảo dụ cơ hồ là theo bản năng, quỳ đến trên mặt đất, hai đầu gối khái trên mặt đất, kia trắng nõn đầu gối, lập tức liền đỏ bừng lên. Nhìn đến y bảo dụ như vậy phản ứng, trừ bỏ biết được Trương Huyền thân phận người bên ngoài, còn lại người, tất cả đều sửng sốt. Nghiêm quyên cùng vương lý, dại ra nhìn trước mắt hết thảy, bọn họ không thể tưởng được, này từ ra bên cạnh nam nhân, liền đơn giản như vậy, làm y bảo dụ quỳ xuống hắn là cái gì thân phận vẫn luôn kêu gào bồ giang chẳng sợ có mốc cũng có thể thấy rõ hiện tại thế cục trương huyền đứng dậy dạo bước đến y bảo dụ trước mặt y bảo dụ ngẩng đầu nhìn trương huyền trong mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi trương huyền mở miệng nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta đích xác có chút khó mà tin được đây là ta nhận thức cái kia y bảo dụ lúc trước ta nhắc nhở quá ngươi quyền lực sẽ làm ngươi bị lạc nhìn dáng vẻ ta nhắc nhở người cũng không có để ở trong lòng a Y bảo dụ thân hình run rẩy Còn có, ta như thế nào không nhớ rõ, ta cùng ngươi quan hệ, có như vậy thân mật đâu. Ân, Trương Huyền vươn tay, đặt ở Y bảo dụ trên chán. Đại, đại nhân, Y bảo dụ nói chuyện ở run lên. Y bảo dụ, người có phải hay không, đã quên ta Trương ức thanh là người nào? Trương Huyền đặt câu hỏi. Trương Huyền thanh âm không lớn, nhưng lại rất rõ ràng truyền tới mọi người trong tai, nghe tới trương ức thanh ba chữ khi, y bảo dụ mang đến người, nghiêm quyên cùng vương lý, cùng với tử dai, cơ hồ là đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Trương Ước thanh, cái này ở toàn thế giới, đều nổi tiếng đỉnh cấp nhân vật, thế nhưng liền đứng ở chính mình trước mặt. Từ dai đột nhiên minh bạch chính mình ca ca phía trước vì cái gì muốn chiều chính mình kia một cái tát, đó là chính mình đối trương ức thanh bất kính A, à, chính mình đối trương Ước thanh quát mắng. Trương huyền hơi hơi mỉm cười, ta trương ức thanh, sẽ không bạc đãi bằng hiếu, nhưng đồng dạng, làm ta địch nhân, cũng sẽ không hảo quá, y bảo dụ, người hiện tại cảm thấy, người là của ta bằng hiếu, vẫn là ta địch nhân đâu. Ta, ta, y bảo dụ nói chuyện không ngừng nói lắp, nàng thân thể run rẩy căn bản dừng không được tới, ta là, là ngài bằng hiếu. Sai rồi, trương ức thanh lắc lắc đầu, người không phải bằng hiếu của ta, người cũng không xứng làm ta địch nhân, người bất quá, một con con kiến mà thôi. Trương Huyền trong tay, màu tím quang mang xuất hiện, y bảo dụ hai mắt, tại đây một khắc chừng lớn, theo sau khuyết tán, trên mặt nàng cơ bắp phát sinh vạn vẹo, nhưng thân thể lại căn bản vô pháp nhúc nhích. Đây là ví dụ, Trương Huyền trên tay động tác không đình, quay đầu lại hướng hoàng miện đám người nói. Hoàng miện đám người, không cấm dùng mình một cái. Kia bồ giang thấy tình thế không ổn, trước tiên liền muốn chạy, hắn có ngưng khí thực lực, phóng lên cao, thẳng đến không trung. Đang lúc Trương Huyền muốn ra tay khi, một cái thật lớn hắc ảnh ở không trung chợt lóe mà qua kia hắc ảnh mở ra bồn máu mồm to đem bỏ chạy bồ giang một ngụm nuốt vào trong bụng cũng liền tại đây cùng thời gian từng đợt thét chói tai cùng tiếng kinh hô ở sân bốn phía vang lên không trung kia hắc ảnh là một con thật lớn hắc hổ hắc hổ trên người ngồi một người chính mỉm cười nhìn trương huyền không phải cổ lực đan lại là người nào trương ức thanh huynh đệ tìm ngươi hồi lâu nguyên lai like ngươi tại đây cổ lực đan ra tiếng. Trương huyền sắc mặt khó coi vài phần, hắn khó coi, không phải cổ lực đan xuất hiện, mà là chung quanh tiếng thét chói tai, thanh âm kia giữa tràn ngập quái vật cùng cứu mạng linh tinh chữ. Này thuyết minh, thú nhân đại quân, đang ở xâm lấn Bắc Hương Thành. Trương huyền máy truyền tin, điên cuồng vang lên, cầm lấy vừa thấy, là thiên thụ phát tới tin tức. Thú nhân điên rồi, bọn họ đại quân đang ở va chạm lục đô thành, còn lại đại khu, cũng đều đã chịu thú nhân xâm nhập, số lượng rất nhiều. Là cổ cơ bọn họ nói rất đúng vài lần. Nhìn đến như vậy tin tức, lại nhìn đến ngày đó lỗ hồng chung, cổ lực đan trên mặt tươi cười, Trương Huyền trước tiên quay đầu hướng phía sau quát, mau. Tổ chức mọi người, rời đi Bắc Hương Thành. Hoàng Nguyện cùng từ hoành vĩ cũng đều ý thức được sự tình không thích hợp, không cần Trương Huyền quá nhiều giao đãi cái gì, bọn họ lập tức rời đi biệt viện. Thú nhân thật lớn thân ảnh, xuất hiện ở biệt viện ngoại, múa may trong tay lang nha bổng, chiều biệt viện tạp tới. Cút ngay, Trương Huyền bỗng nhiên phất tay, tên này múa may lang nha bổng thú nhân lập tức hóa thành huyết vụ. Trên bầu trời cổ lực đan nhìn như vậy một màn, cũng không có bất luận cái gì muốn ra tay tính toán, hắn liền ngồi xem sự tình phát triển. Trương Huyền phi thân dựng lên, rõ ràng nhìn đến, vô số thật lớn thú nhân thân ảnh, đang ở Bắc Hương thành nội tàn sát bừa bãi, này đó thú nhân vô cùng cường đại, bình thường cư dân ở bọn họ trước mặt, liền giống như từng con con kiến. Đang lúc Trương Huyền muốn làm chút lúc nào, có ba đạo thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở Trương Huyền bên cạnh, thành hình tam giác, đem Trương Huyền vây quanh. Tìm được rồi, trong đó một đạo thân ảnh, nhìn Trương Huyền, như vậy ra tiếng. Ba người vây quanh Trương Huyền, này ba người, cả người đều giấu ở màu đen áo choàng bên trong, thanh âm khàn khàn, tản ra cường đại hơi thở. Ba loại bất đồng hình thức khí, quấn quanh ở Trương Huyền bên cạnh, Phong tỏa hắn chung quanh sở hữu đường lui. Này ba người xuất hiện, Trương Huyền hoàn toàn không có trước tiên ý thức được, này thuyết minh, này ba người thực lực là cực kỳ mạnh mẽ. Trương Huyền cũng không có nhiều suy nghĩ này ba người ra sao lai lịch, tại đây ba người xuất hiện nháy mắt, hắn trong lòng cũng đã hiểu rõ, này ba người đến từ chính anh linh điện. Điểm này, Lục Diễn ở hình ảnh lưu lại tin tức, đã cấp Trương Huyền nói dành mạch. Cổ Lực Đan nhìn xuất hiện ba người, mặt mang mỉm cười nhìn Trương Huyền trong mắt mang theo một loại nghi vấn. Trương Huyền cũng không có để ý tới cổ lực đan ánh mắt, hắn ánh mắt không ngừng ở đã đến này ba người trên người nhìn quét. Mấy người chi gian, lâm vào trầm mặc, nhưng này trầm mặc, cũng chỉ rằng có mấy giây thời gian, theo sau, mấy người chi gian, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt dòng khí, bốn cổ bất đồng nhan sắc linh khí, nháy mắt ở bắc hương thành phía trên tung hoành. Ba loại bất đồng nhan sắc linh khí, đồng thời hướng kia cổ màu tím linh khí áp đi, giống như muốn cắn nuốt giống nhau. Trương huynh đệ, muốn hỗ trợ nói, nhớ rõ kêu ta Nga. Cổ lực đan hướng Trương huyền hơi hơi mỉm cười, theo sau thân hình biến mất ở không trung. Trương huyền lúc này không rảnh bận tâm cổ lực đan, này ba gã người áo đen thế công, phá lệ cường thế, cuồng bạo năng lượng hướng Trương huyền xâm nhập mà đến, bắc hương thành không trung, tức khắc bị tam sắc linh khí sở che giấu, này ba người thực lực, tuyệt đối vượt qua tôn chủ cấp bậc, tuy rằng không có lộ ra anh linh, nhưng Trương Huyền khẳng định, này ba người anh Linh, tuyệt đối là đạt tới 120 mễ trở lên. Giao ra anh Linh lệnh, một đạo A Thanh, giống như chuông lớn, trực tiếp vang ở Trương Huyền bên tai, chấn Trương Huyền màng tai sinh đau. Này một câu, mang cho Trương Huyền một cái hữu dụng tin tức, làm Trương Huyền minh bạch, mất đi anh Linh lệnh, cũng không có đến những người này trong tay. Đối mặt này ba cái địch nhân, Trương Huyền không có một chút ít muốn chiến đấu tâm tư, Tuy rằng ngưng tụ hoàn chỉnh bản diệt thế ma kiếm, không nhất định không thể một tá tam, nhưng tình huống hiện tại, căn bản là không có cơ hội, làm hắn đi ngưng tụ này hoàn chỉnh bản diệt thế ma kiếm, tuy rằng cái kia quá trình chỉ cần vài giây, nhưng đối với loại này cao thủ mà nói, chưa nói vài giây, chính là kia ngay lập tức chi gian, cũng có thể quyết định thắng bại. Cuồng bạo linh khí ở Bắc Hương thành trên không lan tràn, thật lớn thú nhân thân ảnh tàn sát bừa bãi ở Bắc Hương thành nội, cư dân tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai giờ khắc này bác Hương Thành, phá lệ hỗn loạn, không biết ở bên trong này, tràn ngập nhiều ít phương thế lực. Không chung ba người linh khí, hình thành một cái lưới lớn, chiều Trương Huyền khấu đi. Trương Huyền cầm trong tay màu tím thần kiếm, nhất kiếm múa may ra, chém ra màu tím kiếm mang, đem này đại võng xé mở một cái chỗ hồng. Trương Huyền thân ảnh bay nhanh lược hướng kia chỗ hồng chỗ, nhưng bị xé rách ra chỗ hồng, chỉ là một giây, liền hoàn toàn khép kín, Trương Huyền đại ý dưới, trên vai bị linh khí đại võng hơi chút đụng vào, liền bốc lên khói nhẹ, lại xem một cái, bả vai chỗ quần áo, đã hoàn toàn tan rã ở ra thịt thượng lưu lại một khối vết thương, tự thân linh khí lướt qua sau, cũng vô pháp tiêu trừ này vết thương, có thể thấy được này trương đại võng uy lực, một khi bị này đại võng vây quanh, tuyệt đối khó có thể tránh thoát. Đại võng phạm vi càng xúc càng nhỏ, từ một trương ngập trời lưới lớn, biến thành một cái đường kính không đến 5 mét bộ dáng hơn nữa còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng Trương Huyền vây đi. Này ba người xuất hiện đột nhiên, thả vì đuổi giết mà đến, làm đủ vạn toàn chuẩn bị, đánh Trương Huyền một cái trở tay không kịp. Nhìn vây hướng chính mình linh khí võng, Trương Huyền hít sâu một hơi, uống đến, muốn anh linh lệnh, tìm hắn. Trương Huyền duỗi tay một lóng tay, chỉ hướng đang ở chân trời, ngồi ở hắc hổ trên người xem diễn cổ lực đan. Tiến công ba người, ánh mắt theo bản năng liền chiều cổ lực đan nhìn lại trương huyền thanh âm này rõ ràng truyền tiến cổ lực đan trong tai cổ lực đan nhếch miệng cười trương huynh đệ tưởng kéo ta xuống nước căn bản không cần thiết dùng loại này phương pháp a à. dùng ngươi hấp dẫn hạ chú ý lực mà thôi trương huyền thanh âm lại một lần vang lên liền tại đây ngắn ngủn thời gian hắn một lần nữa ngưng tụ diệt thế ma kiếm uy lực càng cường xé rách kia trương linh khí đại võng sấn này ba người ngây người thời gian thân hình hóa thành một đạo lưu quang. A, à, muốn chạy, có thể chạy nào đi đâu? Thiên hạ to lớn, ai có thể cứu ngươi? Truy. Ba người hướng Trương Huyền Sở chạy địa phương, nhanh chóng mà đi. Trương Huyền tốc độ thực mau, trực tiếp biến mất ở Bắc Hương thành phạm vi, chiều kia trung tâm khu vực mà đi. Sở truy đuổi Trương Huyền ba người, tốc độ càng mau, đồng dạng là ba đạo lưu quang xẹt qua. Mặc kệ là Trương Huyền, vẫn là ba người, đều triển khai cấp tốc đừng nói bình thường cường giả, chẳng sợ trí tôn cấp bậc, đều không thể thấy rõ bốn người thân ảnh. Trương Huyền đang đi tới trung tâm khu vực trên đường, tâm tình phá lệ trầm trọng, bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, thú nhân tàn sát bừa bãi các đại thành trấn. Bốn đạo lưu quang tự không chung mà qua, thanh thế to lớn, truy đuổi ba người, phía sau mang theo tảng lớn mây đen, mây đen bên trong, hỗn loạn tia chớp lưu quang, ầm vang nổ vang, nơi đi qua, liền thú nhân đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời một phen thiên đao ở Trương Huyền trên đỉnh đầu không hình thành, trực tiếp chém xuống. Trương Huyền sau lưng một đạo chiến linh xuất hiện, ngăn cản này một quả thiên đao, 70 mét cao chiến linh, lại tại đây thiên đao dưới, chỉ ngăn cản một kích, liền hoàn toàn tiêu tán. Trương Huyền có thể cảm giác được, này chiến linh năng lượng nháy mắt bị tiêu hao không còn, có thể thấy được ngày đó đạo uy lực, này ba người thực lực cùng với chiêu thức, đều phá lệ quỷ dị, ở truy đuổi trên đường, không ngừng cấp Trương Huyền gây áp lực, chậm lại Trương Huyền chạy trốn tốc độ. Mắt thấy hai bên chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Huyền trong lòng một hoành, phía sau trực tiếp xuất hiện bốn đạo 70 m chiến linh, trừ bỏ vừa mới bị chảm tán kia một đạo ở ngoài, Tần xuất hiện chiến linh, cũng vào lúc này, hiện ra tới. Trương Huyền trong tay màu tím thần kiếm đón gió mà trướng, một bên bay vút, diệu nhật uống nguyệt đồng thời xuất hiện. A, à, sở tranh chiêu thức sao? Phía sau một người nhìn đến uống nguyệt xuất hiện, khinh thường cười, chứ nói chỉ là học sở tranh chiêu thức, chẳng sợ hôm nay sở tranh thân đến, cũng chiếm không được hảo. Liền ở trương huyền sở chạy trốn phía trước, có mây đen nhanh chóng bao phủ, theo sau, một đạo thiên lôi tự không chung đánh xuống, thẳng đến trương huyền mà đến. Uống nguyệt, trương huyền hét lớn một tiếng, cong thiếu uống nguyệt nháy mắt bổ viên, kia từ trên trời giáng xuống lôi điện bị uống nguyệt hấp thu, trương huyền thân hình hơi hơi một đốn, khóe miệng lan tràn ra một tia vết máu. Thiên lôi lực lượng sao? Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một mạt khói mù, theo sau liền thấy có điện mang ở trong tay hắn thần kiếm phía trên lập lòe. Trương Huyền bỗng nhiên xoay người, nhất kiếm rút ra, màu tím kiếm mang bên trong, bao dung lôi điện ánh sáng, thẳng đến phía sau ba người mà đi. Mà Trương Huyền, xem đều không xem này nhất kiếm kết quả, tiếp tục xoay người phi trốn. Trương Huyền này nhất kiếm, có uống nguyệt thêm thành, hơn nữa bốn đạo chiến linh năng lượng, nhất kiếm uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, Tuy rằng không có đến hắn hiện tại có thể thi triển đỉnh cấp, nhưng cũng có năm thành. Năm thành diệt thế ma kiếm, nháy mắt đem ba người cắn nuốt. Năm thành diệt thế ma kiếm uy lực, đem toàn bộ không trung đều nhuộm đẫm thành màu tím, ba người phía sau kia sấm sét ầm ầm mây đen, cũng tại đây nhất kiếm dưới, toàn bộ tiêu tán, lộ ra một mảnh sáng sủa. Bị màu tím quang mang cắn nuốt ba người, tại đây màu tím quang mang bên trong biến mất mười mấy giây, theo sau, ở một trận tiếng nổ mạnh chung màu tím quang mang hoàn toàn biến mất, ba người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại đây không chung bên trong. Mười giây thời gian, đối với Trương Huyền mà nói, đã vậy là đủ rồi, hắn thân ảnh, đã biến mất ở ba người tầm mắt giữa, lại xem phía dưới, là liên nguyên núi non, mênh mông vô bờ, người thân ảnh so con kiến còn muốn nhỏ bé, giấu ở bên trong, khó có thể tìm kiếm. Ba người liếc nhau sau, trực tiếp với trên bầu trời thành tam giác đứng thẳng, mỗi người, đều nặn ra phức tạp cổ quái giấu tay, liền thấy tam sắc quang mang ở ba người chi gian lẫn nhau đan xen, theo sau thống nhất chỉ hướng một phương hướng. Truy, một đạo tiếng hừ lạnh chung, ba người lại lần nữa hóa thành lưu quang biến mất. Thoát khỏi ba người đuổi giết Trương Huyền, cũng không có tiếp tục ở không trung bên trong bay vút, vạn vùng núi khác không nhiều lắm, liền đường núi nhiều nhất, tránh ở này uốn lượn núi non bên trong, muốn bị tìm được tỷ lệ, thật sự là quá tiểu quá nhỏ, nhưng Trương Huyền như cũng không dám thiếu cảnh giác, những người đó có thể trực tiếp tìm được Bắc Hương Thành, liền chứng minh bọn họ có một loại độc đáo phương pháp, có thể truy tìm đến chính mình tung tích. Trương Huyền ở núi non bên trong chạy nhanh, mục đích thực minh xác chính là kia trung tâm khu, đối với lục lão nhân nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa hắn khẳng định, anh Linh Điện nếu muốn đối phó chính mình, tuyệt đối không ngừng này ba người, một khi bị kéo giải trụ, kế tiếp hậu quả, vô pháp tưởng tượng, tại đây sự kiện thượng không ai có thể trợ giúp chính mình, hết thảy chỉ có thể dựa vào tự thân. Tại như vậy nhiều năm trải qua giữa, như vậy sự, ở Trương Huyền trên người đã phát sinh quá quá nhiều chuyện, hắn một lòng, sớm đã gặp biến bất kinh, chẳng sợ lại gian nan tình huống, Trương Huyền cũng có thể bình tĩnh đi phân tích tình huống. Lúc này Trương Huyền khoảng cách trung tâm khu vị trí, nếu tốc độ cao nhất lên đường nói, cũng ít nhất yêu cầu hai ngày thời gian, hai ngày này thời gian, Trương Huyền trong lòng biết, tuyệt đối không có khả năng hảo quá, đơn thuần chạy trốn nói, rất khó khăn quá hai ngày thời gian, cho nên hai ngày này tuyệt đối không thể chỉ là đơn thuần chạy trốn, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. này ba người tuy mạnh nhưng còn không có cấp trương huyền cái loại này vô pháp đối phó cảm giác, từng cái đánh bại nói, chưa chắc không có cơ hội. trương huyền trước nay liền không phải một cái ngồi chờ chết người, quyết định tốt sự liền xuống tay đi làm. trương huyền quan sát đến nơi này địa hình trong lòng dần dần đã có quyết sách, hắn xem chuẩn một ngọn núi đầu vọt qua đi, ẩn tàng thân hình. Mấy chục phút sau, ở trương huyền sở biến mất đỉnh núi chỗ, ba đạo thân ảnh, lăng không mà đứng, bọn họ có mục đích truy tìm, tại đây một khắc ngừng lại. Ba người phân biệt nhìn về phía ba cái bất đồng phương hướng, theo sau chiều ba cái bất đồng phương hướng rơi đi, đi vào này núi sâu giữa, tiến hành tìm kiếm. Này ba người, hoàn toàn không có một chút vô nghĩa, bọn họ mỗi người đều rõ ràng, chính mình phải làm chính là cái gì. Trong đó một người, liên tục bay vút số tòa sơn đầu lúc sau, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn lại, liền ở hắn phía sau, Trương Huyền thân ảnh đứng thẳng ở kia, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người này nhìn đến Trương Huyền lúc sau, không có một chút vô nghĩa, trong tay một phen màu đen trường đao ngưng tụ mà ra, thẳng tắp hướng Trương Huyền chém tới. Trương Huyền thân hình chấp động, tránh thoát đối phương này một đạo đao mang, đao mang thẳng đến Trương Huyền phía sau đỉnh núi, đương này một đao chạm lên đỉnh núi, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh, ở màu đen đao mang hạ, kia đỉnh núi trực tiếp tan rã, không có lưu lại một chút dấu vết. Trương Huyền hơi hơi có chút động dung, đối phương này chiêu thức quá mức quỷ dị, lực sát thương căn bản vô pháp dự đánh giá. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là không nghĩ muốn anh linh lệnh. Trương Huyền cười nói, giết ta, kia ngoạn ý, các ngươi cũng lấy không được. Có thể lấy liền lấy, lấy không được, trước giết ngươi cũng hảo. Đối phương mở miệng, thanh âm khàn khàn, thanh âm giữa, phá lệ lạnh nhạt, không mang theo một tia tình cảm. Trương Huyền ha hả cười, anh Linh điện đồ vật, bất quá liền nhiều như vậy, liền tính cho các người bắt được, lại có thể thế nào đâu. Nếu kia thật là quyền lợi đỉnh, lúc trước thịnh cực nhất thời anh Linh điện, cũng không đến mức suy bại, không bằng chúng ta tâm sự hợp tác như thế nào. Vô chi, đối phương thanh âm giữa mang theo khinh thường, khi nói chuyện, lại là một đạo đao mang chém qua. Trương Huyền lắc lắc đầu, Hắn tưởng thông qua nói chuyện, nhiều biết được một ít tin tức, lại phát hiện từ người này trong miệng, chính mình vô pháp được đến một chút hữu dụng tin tức, hắn cũng không hề thử, uống nguyệt xuất hiện, trong tay diệt thế ma kiếm giơ lên, năm đạo chiến linh xuất hiện, tụ tập năng lượng. Màu tím kiếm mang lại lần nữa xuất hiện, đối phương đã là gặp qua này diệt thế ma kiếm uy lực, tự nhiên không có khả năng lại cấp Trương Huyền xúc tích lực lượng cơ hội, màu đen đao mang liên tục chém ra, chạy về phía Trương Huyền. Diệt thế ma kiếm một cái diệt tự, chứng minh uy lực của nó, mà kia một cái ma tự, mới là này diệt thế ma kiếm chân chính tinh túy. Diệt thế ma kiếm, có thể tụ tập chung quanh hết thảy năng lượng, vì mình sử dụng, cho dù là công kích của địch nhân, cũng không ngoại lệ, ở uống nguyệt thêm vào dưới, diệt thế ma kiếm ma tính, càng là được đến phát huy. Uống nguyệt mang đến thật lớn hấp lực, không riêng hấp dẫn chung quanh thiên địa linh khí, ngay cả đối phương sở bổ ra màu đen đau mang, đều bị uống nguyệt hấp dẫn lại đây, theo sau, Trải qua diệu nhật một tầng tan rã, dung hợp tiến này diệt thế ma kiếm bên trong. Trương Huyền phía sau năm đạo chiến linh, đồng thời đánh ra linh khí chiêu thức, không phải hướng về đối phương, mà là hướng về Trương Huyền. Có thể nói thật lớn linh khí dao động, trong nháy mắt này, toàn bộ dũng mãnh vào Trương Huyền trong tay diệt thế ma kiếm nội. Đối phương chung vào giờ phút này, sắc mặt phát sinh biến hóa, hắn cảm nhận được kia ma kiếm nội ẩn chứa năng lượng, cũng rõ ràng chính mình hiện tại muốn lại đánh gãy cũng đã không còn kịp rồi, bình thường công kích, chỉ biết bị uống nguyệt hấp thu, biết rõ sở tranh người, đều phi thường minh bạch, này uống nguyệt khủng bố chỗ. Giống như Trương Huyền trong tay diệt thế ma kiếm giống nhau, đối phương trong tay màu đen trường đao đồng dạng đón gió mà chướng dây lát liền có mấy chục mễ chi cự. Liền tại đây núi non giữa, lưỡng sắc quang mang, làm chung quanh núi non, đều ở run rẩy đá vụn lăn xuống. Còn thừa hai người, nháy mắt liền cảm nhận được bên này linh khí dao động, đồng thời chiều bên này bay nhanh tới rồi. Đến đây đi, làm ta nhìn xem, anh Linh biện bản lĩnh. Trương Huyền nhếch miệng cười, cánh tay múa may, màu tím kiếm mang chém ra. Cùng thời gian, đối phương cũng múa may trong tay màu đen trường đao, màu đen đao mang, đồng dạng gào thét mà đến, muốn trực tiếp đem Trương Huyền mai một. Đương diệt thế mà kiếm gặp phải này màu đen trường đao, toàn bộ thiên địa, đều trong nháy mắt này, trở nên chỗ trống cuồng bạo linh khí thổi quét hướng trương huyền trương huyền liền giống như mưa gió chung một diệp thuyền con bị này linh khí nhẹ nhàng cuốn phi không phải trương huyền quá yếu mà là này chiến trường trung tâm thật sự là quá khủng bố chung quanh núi non ở quang mang lan tràn qua đi phía trước liền ở than giã đây là lần đầu trương huyền cảm giác được diệt thế ma kiếm đã chịu lực cản chẳng sợ lúc trước đối phó kiếm lâm thiên cũng không có loại cảm giác này đối phương phản kích lực lượng không thể so chính mình diệt thế ma kiếm muốn nhược ở cuồng bạo dòng khí giữa, Trương Huyền thân hình tung bay. Không trung tím đen quang mang tràn ngập, che trời, đường này quang mang rút đi là lúc, chung quanh núi non, tất cả biến mất, biến thành đất bằng, những cái đó núi lớn, ở như vậy cuồng bạo năng lượng giữa, toàn bộ tan rã Trương Huyền chỉ cảm thấy ngược một trận kịch liệt đau đớn, diệt thế ma kiếm tuy rằng chém ra, nhưng cùng Trương Huyền, như cô tồn tại liên hệ, đối chạm vào một kích, đối phương chút nào không yếu, làm Trương Huyền đã chịu phản phệ một ngụm máu tươi phun ra. Trương Huyền không có làm chút nào lưu lại, hắn vừa mới đã cảm nhận được còn lại hai người khí cơ, hiện tại dừng lại xuống dưới, liền lại không cần muốn chạy. Sấn kia dự uy còn ở, Trương Huyền xem chuẩn trung tâm đi vị trí, thân hình nhanh chóng bay vút mà đi. Cầm trong tay hắc đao, cùng Trương Huyền đối đua người, lăng không mà đứng, khóe môi treo lên máu tươi, hắn vừa mới cầm đao tay, giấu ở áo choàng trung từ rũ xuống cổ tay áo có thể nhìn đến, máu tươi đang từ cổ tay áo chỗ không ngừng chảy xuống nhỏ giọt tới rồi hai người nhìn đến như vậy một màn sắc mặt đều có chút biến hóa ngươi bị thương sao có thể một cái tiểu bối sao có thể thương ngươi hai người thanh âm giữa đều tràn ngập không thể tin tưởng chiêu thức của hắn cổ quái cầm đao người ra tiếng ta đánh ra linh khí bị hắn hấp thu phản cho ta người này rất khó chiền hư lục diễn kia lão đông tây bản thân liền không phải cái gì đơn giản mặt hàng dạy ra đồ đệ cũng làm người ghê tởm nếu cổ quái liền càng không thể làm hắn sống sót hắn mới cái này tuổi liền có này thực lực nếu lại lớn hơn một chút còn lợi hại giết hắn bằng không hắn sẽ áp chế chúng ta hậu bối tuổi trẻ một lần không cho phép có người như vậy xuất hiện kiến thức quá trương huyền thực lực lúc sau này ba người sát tâm càng đậm thế muốn chém sát trương huyền nhìn trương huyền bỏ chạy phương hướng ba người bay vút đuổi theo trương huyền vốn là muốn chém giết một cái nhưng ra tay lúc sau phát hiện này anh linh điện người mạnh mẽ chỗ khó có thể tưởng tượng người nọ xuất đao rõ ràng xúc lực thời gian muốn đoản với chính mình nhưng kia một đao uy lực có thể so với chính mình hoàn toàn thể diệt thế ma kiếm khó trách lục lão nhân nói những người này muốn sát chính mình không ai giữ được những người này thực lực quá cường phải biết rằng này chỉ là anh linh điện trong đó ba người liền bạch giang nam sở lộ ra tin tức có thể biết được anh linh điện nội, cao thủ vô số, chẳng sợ hiện tại giải tán, sở tồn lưu người, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu, này trong đó có bao nhiêu bực này cao thủ vẫn là không biết bao nhiêu, càng không cần đề, kia trực tiếp có thể đem anh linh điện rời đi tuyệt đỉnh cường giả, trương huyền để tay lên ngực tự hỏi, rời đi anh linh điện, chính mình làm không được. Trương huyền bị nội thương, tốc độ đã chịu ảnh hưởng, chạy trốn trên đường, không ngừng biến hóa phương hướng, lúc này mới không có làm ba người nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Một ngày thời gian, thoảng qua. Chạy như bay cả ngày, không phải lên đường, mà là chạy trốn. Này đối Trương Huyền mà nói, tiêu hao thật lớn, đối đuổi giết Trương Huyền ba người tới nói. Đồng dạng cũng là không nhỏ tiêu hao, mắt thấy tốc độ đều dần dần thả chậm. Trương Huyền hít sâu một hơi, uống nguyệt xuất hiện, hắn tốc độ lập tức đề ra đi lên. Chờ mắt nhìn Trương Huyền phía sau trang rằm dần dần bổ viên, đuổi giết ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ biết được sở tranh chiêu thức, Biết này Uống Nguyệt có thể cung cấp bao lớn trợ lực, tại đây loại đánh rằng co chung, Triệu Hoán Uống Nguyệt, liền lập với bất bại chi địa. Ba người ở truy đuổi trong quá trình liếc nhau. Như vậy đi xuống, hắn muốn bỏ chạy. Khoảng cách quá xa nói, vô pháp bắt giữ đến hắn hơi thở. Độc ăn không hết, thả ra tin tức đi, làm cho bọn họ lại đây. Nếu bọn họ tới, kia anh linh lệnh đã có thể rất khó rơi vào chúng ta ba người tay. Giết hắn quan trọng nhất cũng là ba người nói chuyện, mở ra máy truyền tin, chỉ là vài phút qua đi, tại đây vạn vùng núi một góc bên trong, có thân ảnh thò đầu ra, trong miệng lẩm bẩm, ha ha, Lục Diễn truyền nhân, có ý tứ. Thiên Hải khu, đồng dạng có người đi ra, không ngừng một cái. Rốt cuộc chờ tới a, à, anh linh điện truyền nhân, có gì tư cách, kế thừa anh linh điện, không bằng hóa thành hoàng thổ hảo. Lục Lâm Khu, mà Mạc Khu cũng đều có thân ảnh hiện thân mà liền ở vạn vùng núi cùng trung tâm khu thần thánh thiên quốc chỗ giao giới, có vài đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, bọn họ lăng không mà đứng, đôi tay lưng đeo phía sau, thân xuyên màu đen áo choàng, mặc không lên tiếng, đang chờ đợi cái gì. Một đêm thời gian, thân cụ uống nguyệt lĩnh vực trương huyền, đã đem đuổi giết hắn ba người xa xa ném ra, hắn hành tẩu ở núi lớn bên trong, có thể nhìn đến, tại đây đường núi phía trên, nơi nơi tràn ngập hải cốt, thú nhân ở toàn bộ địa tâm văn minh tàn sát bừa bãi, không có bất luận cái gì một tòa thành thị, có thể thoát đi thú nhân. Thú nhân đại quân số lượng, viễn siêu trương huyền tưởng tượng, đang lẩn trốn thoán ngày này một đêm thời gian, thiên thuộc tôn chủ đám người, cấp trương huyền phát tới vô số điều tin tức, muốn trương huyền cho chi viện, bất quá lúc này trương huyền, tự bảo vệ mình đều khó, càng không cần đề chi viện. Trương huyền tính một chút lộ trình, đại khái còn cần ban ngày thời gian, chính mình là có thể đuổi tới vạn sơn chủ thành, qua chủ thành, liền đến trung tâm khu, liên tục tính dễ nổ lên đường, tốc độ so Trương Huyền đoán trước nhanh quá nhiều. Đương nhiên, loại này lên đường, đối Trương Huyền mà nói, cũng là siêu phụ tải, thần kinh cùng cơ bắp vẫn luôn đều ở căng chặt, không dám có một chút hít thả lỏng, bởi vì hắn minh bạch, đuổi giết chính mình người, chỉ cần chính mình có một chút ít lơi lỏng, là có thể hoàn thành đánh chết mục tiêu, rốt cuộc, Trương Huyền chính mình, cũng có cái này nắm chắc, tới rồi bọn họ loại này cấp bậc, muốn giết cùng cấp bậc rất khó, nhưng từ nào đó góc độ tới nói, cũng rất đơn giản. Trương Huyền đi bộ ở núi lớn nội, không riêng muốn tránh né kia ba người tuyệt sát, đồng dạng còn muốn tránh né thú nhân, hắn không nghĩ làm ra động tĩnh gì, bị kia ba người phát hiện. Vạn vùng núi, nơi nơi tràn ngập núi non, nhân loại đối mặt này đó núi non mà nói, có vẻ như vậy nhỏ bé, nhưng tới rồi nhất định thực lực, phất tay liền có thể tan dã núi non, này yêu cầu một cái trưởng thành quá trình, Trương Huyền trưởng thành quá trình đã thực mau, nhưng so với hắn đối mặt địch nhân mà nói, vẫn là quá chậm. Hiện tại, toàn bộ địa tâm đều bị thú nhân tàn sát bừa bãi, nhưng có một chỗ ngoại lệ, kia đó là tứ đại khu trung tâm, kia tòa có được trắng tinh tường thành thánh thành, thần thánh thiên quốc. Thần thánh thiên quốc ngồi lập với địa tâm bên trong, kia địa vị cao cả, không có bất luận cái gì thế lực dám đối với thần thánh thiên quốc bất kính. Màu trắng tường thành ngoại, không có bất luận cái gì hộ vệ, mấy tôn pho tượng đứng sừng sững ở nơi đó, có vẻ cô tịch, quạnh quẽ, không có nhân tính. Rõ ràng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi lại đúng là này phân sạch sẽ làm người nhìn đều cảm thấy sợ hãi thiên quốc giữa một đạo thân xuyên màu trắng giáo bảo thân ảnh đi đến màu trắng tường thành trước đại môn hắn nhìn chằm chằm trước mắt đại môn lẩm bẩm nói căn cứ chủ thượng truyền đến tin tức người nọ hẳn là còn có hai ngày liền đến làm người chuẩn bị sẵn sàng người nọ không thể có việc người này nói chuyện như là tự nói lại như là tại hạ đạt mệnh lệnh nào đó không chung liệt dương cao chiếu, thái dương treo ở trời cao, nhìn xuống chúng sinh, phát ra quang huy, nó quang huy, giống như là ban thưởng cấp chúng sinh phúc trạch, cấp trương huyền một loại khó có thể hình dung cảm giác. Nếu là dĩ vãng, trương huyền nội tâm còn sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng từ lần trước ánh trăng một chuyện qua đi, trương huyền đối toàn bộ địa tâm, đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ở trương huyền sở đi trên đường núi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến thú nhân đuổi bắt nhân loại thân ảnh, này đó thú nhân, đem nơi này coi như bọn họ săn thú tràng, tới tay nhân loại, bắt được trong tay, trực tiếp nhét vào trong miệng, không có dư thừa vô nghĩa. Trương Huyền coi thường này hết thảy, hắn cũng không có ra tay, hắn sẽ không làm chính mình bởi vì người khác sự, mà lâm vào nguy cơ, Trương Huyền không phải một cái lạnh nhạt người, nhưng hắn rất bình tĩnh, hiểu được lấy hay bỏ, đây là Trương Huyền sinh tồn chi đạo. Làm một cái hơn 20 tuổi thanh niên, Trương Huyền so 99% bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục, muốn minh bạch chính mình nên đi làm cái gì, không nên đi làm cái gì. Chờ mắt nhìn một người thiếu nữ chết ở trước mắt, Trương Huyền trốn tránh ở một cái vách núi trong vòng, rõ ràng kia thú nhân, hắn chỉ cần phất tay là có thể giải quyết, nhưng hắn không có đi làm, bởi vì hắn không rõ ràng lắm, chính mình đơn giản một cái phất tay, có thể hay không đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. liền dưới tình huống như thế, Trương Huyền lật qua vài tòa vách núi, chứng kiến một đường thi cốt cùng tàn sát, hắn hơi chút cảm nhận được một chút mãnh liệt linh khí dao động, đều sẽ tìm địa phương trốn tránh, cứ như vậy, hắn ngao cả ngày thời gian. Này cả ngày, Trương Huyền càng chờ mong đối phương có thể ra tốc đuổi tới, như vậy tới rồi buổi tối, hắn mới có 10 phần nắm chắc, kéo ra cùng kia ba người khoảng cách, đi trước trung tâm khu vực, nhưng này cả ngày, Trương Huyền cũng chưa nhìn thấy kia ba người thân ảnh, cái này làm cho hắn trong lòng không có một chút đế, hắn không rõ ràng lắm kia ba người khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện cho chính mình một đòn chí mạng, những người đó liền giống như âm lãnh rắn độc giống nhau, khả năng từ bất luận cái gì một chỗ xuất hiện. Trương huyền máy truyền tin sớm đã đóng cửa, thiên thủ tôn chủ phát ra tới tin tức, làm hắn cảm thấy có chút ý loạn, hiện tại toàn bộ địa tâm đã ở thú nhân xâm nhập hạ, hoàn toàn đại loạn, không có một tòa thành trì, là hoàn hảo. Bóng đêm buông xuống, trương huyền phía sau ngưng tụ uống nguyệt, dưới ánh trăng lên đường, hắn thân ảnh ẩn nấp với trong bóng tối, kia một đạo lưu quang, ở bóng đêm hạ cũng không thấy được. Mấy cái giờ thời gian, Trương Huyền thân ảnh xuất hiện ở vạn vùng núi chủ thành trên không, nguyên bản phồn hoa vạn vùng núi chủ thành, lúc này trở nên một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là phế tích hài cốt, còn có thú nhân thân ảnh du đang ở chủ thành giữa, kia cao ngất tường thành, nguyên bản là ngăn cản ngoại địch, nhưng hiện tại lại không biết đem nhiều ít vạn vùng núi cư dân vây ở này tường thành trong vòng, cửa thành đã bị thú nhân chiếm lĩnh. Thú nhân bạo lực san bằng một tòa lại một tòa phòng ốc. Siêu tầm bọn họ đồ ăn. Đối với như vậy hết thảy, Trương Huyền trong lòng khó tránh khỏi bi ai, rốt cuộc hắn cũng thuộc về nhân loại một viên, hơn nữa, một khi trở thánh chủ theo như lời thông đạo mở ra, đến lúc đó, thú nhân dũng mãnh vào kia trong thông đạo, nếu đương này đó quái vật xuất hiện trên mặt đất, kia toàn bộ thế giới liền hoàn toàn đại loạn. Mặt đất Phan Minh, căn bản vô pháp chịu đựng khởi này đó thú nhân tàn phá kia chắc chắn là một hồi sinh linh đổ thán. Trương huyền thân ảnh, xẹt qua vạn sơn chủ thành, đương rời đi vạn sơn chủ thành, cũng liền ý nghĩa, tiến vào trung tâm khu mảnh đất. Người ở cao hơn, cực cường thị lực, làm trương huyền đã có thể nhìn đến kia tòa màu trắng thánh thành hình dáng, chỉ cần lại cho hắn hai cái giờ thời gian, hắn liền có thể tới đạt kia tòa thánh thành. Nhưng càng đến lúc này, trương huyền trong lòng, càng có chút bất an, bởi vì cái này quá trình, chưa bỏ mới đầu gặp được điểm ngăn trở bên ngoài, này dọc theo đường đi đều quá mức thuận lợi, thuận lợi làm Trương Huyền đều không thể tin tưởng. Cũng mặc kệ trong lòng như thế nào, kế tiếp lộ vẫn là phải đi, Trương Huyền tốc độ không ngừng, đón ánh trăng, bay về phía kia tòa thánh thành, mắt thấy kia màu trắng hình dáng ở trong mắt dần dần rõ ràng, thậm chí lấy Trương Huyền tốc độ, lại có 5 phút là có thể hoàn toàn tới kia tòa thánh thành khi, vẫn luôn bay vút Trương Huyền, lại đột nhiên dừng thân tới, lập với không trung không có bất luận cái gì động tác. Ánh trăng chiếu vào Trương Huyền trên người, Trương Huyền phía sau uống nguyệt bổ toàn. Một phút, năm phút, mười phút, hai mươi phút, nửa giờ, một giờ. Ước chừng hai cái giờ qua đi, Trương Huyền như cũ không có bất luận cái gì động tác, nhưng có thể nhìn đến, hắn hai tấn, có mồ hôi chảy xuống. Ba đạo nhân ảnh, chậm gì gì xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, đúng là một đường đuổi giết Trương Huyền ba người. Không chạy sao, này ba người đã đến, không nhanh không chậm, không có một chút nôn nóng ý tứ, bọn họ giấu ở áo choàng dưới hai mắt đánh giá Trương Huyền, khóe miệng đều mang theo nghiền ngẫm. Trương Huyền đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không thể tưởng được, ta còn có thể có một ngày, có được như vậy đãi ngộ, làm ta tính tính, nơi này hẳn là không dưới 30 cá nhân đang chờ ta đi. Mới 30 cá nhân sao? Ba người trong đó một người ra tiếng, nhìn dáng vẻ, có một số người vẫn là không dám ra đây a, à, thật là sống được càng lâu, lá gan càng nhỏ, bất quá đối phó một cái ngươi, 30 người, ta tưởng hoàn toàn vậy là đủ rồi đi. Không, Trương Huyền lắc lắc đầu, các ngươi quá đánh giá cao ta, bằng vào các ngươi thực lực, tùy tiện đi ra một người, cũng có thể làm ta dùng hết át chủ bài. Ha ha, loại này có đánh bạc tính chất sự tình, chúng ta nhưng không muốn làm, nếu quyết định muốn giết ngươi, phải lấy ra phải giết quyết tâm mới được a, à, một cái vãn bối làm nhiều người như vậy bởi vì ngươi mà xuất hiện, đối với ngươi mà nói, cũng coi như là vinh hạnh đi. Một đạo lại một đạo thân ảnh, ở trong bóng tối hiện lên, xuất hiện ở trương huyền quanh thân, bọn họ có nam có nữ, thân hình không đồng nhất, lại đều thống nhất giấu ở màu đen áo choàng bên trong. Trương huyền yên lặng nhìn những người này xuất hiện, một lòng, đã trầm tới rồi đáy cốc, hắn đột nhiên dừng lại nguyên nhân, chính là cảm nhận được phía trước con đường đã bị phong kín, lại không nghĩ rằng, tới, có nhiều như vậy cao thủ, tổng cộng 37 đạo thân ảnh, đem Trương Huyền hoàn toàn vây quanh, những người này thực lực, mỗi một cái, đều không thua gì Trương Huyền, đây là tuyệt sát chi trận, khó có phá trận phương pháp. Này đó vây quanh Trương Huyền người, đến từ anh Linh Điện, bọn họ cường đại thả tự tin. Hảo, các vị, có thể động thủ, giết hắn, hết thảy lại trở nên cùng dĩ vãng giống nhau. Trong đó một người mở miệng, ngay sau đó, kia cuồn cuộn linh khí, bắt đầu ngưng tụ. Tại đây linh khí ngưng tụ quá trình giữa, không có người cố tình vì này, cũng đã làm thiên địa biến sắc, mây đen kích động. Liền ở kia cách đó không xa, trắng tinh thánh thành bên trong, thân xuyên màu trắng giáo bảo người, nhìn không chung kích động mây đen, khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. Anh Linh Điện xuất động nhiều người như vậy, thật là đại trường hợp A, kia tiểu tử có thể căng bao lâu đâu. Hắn chưa đi đến thánh thành, dựa theo quy củ, vô pháp cho hắn mở đường, chỉ có thể tiếp tục xem diễn chiến trường trung tâm, kia bàng bạc linh khí, ở Trương Huyền trước người, tùy thời khả năng đem hắn xé nát. Trương Huyền ở vào vòng vây chung, rất nhiều cường đại đối thủ đem hắn vây chết, có thể nói trời cao không đường, xuống đất không cửa. Thiên địa phát sinh dị biến, sơn xuyên sụp đổ, thiên hải khu bên cạnh, nước biển đều ở xô trào, con cá điên cuồng muốn nhảy ra mặt biển. Giờ phút này, ngay cả những cái đó một con trên mặt đất tâm tàn sát bừa bãi thú nhân, đều an tĩnh xuống dưới, trốn tránh ở mỗ một chỗ, sẽ không thò đầu ra. Tại đây trung tâm khu vực, sắp triển khai một hồi, gần 20 năm qua, nhất khủng bố đại chiến. Giết hắn, linh khí gào thét, dũng hướng Trương Huyền. Trương Huyền đỉnh đầu một đóa hoa sen nở rộ, tưới xuống quần sáng, ngăn cản những cái đó cuồng bạo linh khí. Nhưng linh khí tuy rằng có thể ngăn cản, nhưng kia cường đại lực đánh vào, vẫn là làm Trương Huyền cả người, giống như đâm cầu giống nhau, ở không trung qua lại bắn ra hơn 30 danh đỉnh cấp cường giả, mỗi một cái đều không kém gì Trương Huyền, những người này kinh nghiệm chiến đấu, càng là không kém, làm Trương Huyền căn bản là không có đánh trả đường sống. Tiên liên tưới xuống quang mang, ở vài giây trong vòng, bị đánh dập nát, đây là tiên liên hộ thể quang mang như thế nhanh chóng bị phá rớt. Trương Huyền cả người khí cơ đều bị phong tỏa, đường kia hộ thể quang mang phá vỡ lúc sau, Trương Huyền quanh thân, không còn có bất luận cái gì phòng ngự năng lực, kia từng đạo cuồng bạo linh khí đập ở Trương Huyền trên người, Trương Huyền bên ngoài thân quần áo bị xé dập nát, mỗi một đạo linh khí thổi quét đến Trương Huyền trên người, đều sẽ ở trên thân thể hắn mang theo một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Hơn 30 danh đỉnh cấp cường giả, cơ hồ ở mỗi trong nháy mắt, sẽ có hơn 30 nói, thậm chí càng nhiều công kích dừng ở Trương Huyền trên người, tại đây một khắc, Trình Nhiên áp chi thế, muốn đem Trương Huyền nghiền nát. Gần chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, Trương Huyền trên người sẽ không còn được gặp lại một khối hoàn chỉnh địa phương, máu tươi che kín toàn thân. Hơn 30 danh cường giả, giống như ở ngoạn nhạc giống nhau, một bên rơi xuống sát thủ, một bên hưởng thụ Trương Huyền bị tàn phá bộ dáng, bọn họ thậm chí có người ở câu thông, suy đoán Trương Huyền có thể kháng bao lâu. Kia màu trắng thánh thành trong vòng, người mặc giáo bảo người có thể rõ ràng nhìn đến trên bầu trời chiến trường, này hoàn toàn nghiền áp một màn, làm hắn khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, Nhìn dáng vẻ, này thánh thành, hắn là khó có thể vào được. Kia nhưng không nhất định Nga, một đạo cười khẽ thanh, vang ở giáo bào nhân thân sau. Người đến là một người nữ tính, hơn 30 tuổi bộ dáng, có được hoàn mỹ ngũ quan, nàng đồng dạng thân xuyên giáo bào, nhưng to rộng giáo bào, cũng vô pháp che giấu nàng giấu ở này giáo bào hạ ma quỷ dáng người, giáo bào mặc ở nàng trên người, biểu hiện ra một loại bất đồng ý nhị. Nữ nhân nhìn bầu trời, khóe miệng treo lên một mặt mỉm cười người chớ quên, một người cường đại cùng không, kỳ thật là sinh ra liền chú định, lại nỗ lực thiên tài, tu luyện 10 năm, cũng so ra kém thiên tri kiêu tử huyết mạch, một sớm thức tỉnh, tiểu tử này là hoàn toàn xứng đáng thiên tri kiêu tử A. Huyết mạch, màu trắng giáo bảo nhân thân thể hơi hơi chấn động, đúng vậy, hắn huyết mạch còn chưa từng thức tỉnh. Nhưng không riêng gì như vậy đâu, nữ nhân lưu một phen chính mình sau đầu màu đen tóc đẹp, tiểu tử này, đến bây giờ mới thôi, liền hắn anh Linh, đều không có thả ra quá đâu, đương nhiên, này cũng không trách hắn, rốt cuộc ở hắn trên người, có như vậy nhiều gông xiềng, nhưng hiện tại, những người này công kích, vừa lúc, đánh vỡ trên người hắn gông xiềng, nếu ta đoán không lầm nói, kia ngoạn ý, thực mau là có thể đủ xuất hiện lạc. Nữ nhân rũi người, thu hồi ánh mắt, không hề nhìn bầu trời, nàng xoay người, đi hướng thánh thành bên trong, thanh âm truyền tới màu trắng giáo bảo người trong tai. Kế tiếp, người muốn xem chính là, tiểu tử này kế tiếp, muốn lựa chọn như thế nào con đường của mình, người chi quân chủ, ma chi đế vương, nhất niệm chi gian, bất quá dưới tình huống như vậy xuất hiện anh Linh, rất khó lại dựa sát người chi quân chủ A, hắn hắc ám mặt là khủng bố, một khi hắc ám mặt chiếm cứ lý trí, kia đã có thể phiền toái lạc. Đường nữ nhân thanh âm rơi xuống lúc sau, thân ảnh của nàng cũng biến mất ở màu trắng giáo bảo người trong mắt. Không chung chiến trường chung, Trương Huyền có thể cảm giác được, chính mình ý thức, đều ở dần dần trở nên mơ hồ, hắn biết rõ, chính mình chịu thương, thật sự là quá nặng. Như vậy thế cục hạ, Trương Huyền tìm không thấy một chút phá cục phương pháp, đây là tuyệt cảnh, làm nhân tâm trung tràn ngập tuyệt vọng. Dĩ vãng, vô luận là bất luận cái gì thời khắc nguy cơ, Trương Huyền đều có thể ở từ cục giữa, phát hiện một đường sinh cơ, nhưng lúc này đây, Trương Huyền thật sự tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp. Ý thức mơ hồ, thân thể tê mỏi, hộ thể linh khí bị đánh dập nát, đủ loại hết thảy, đối Trương Huyền mà nói, đều là gian nan hoàn cảnh. Lúc này đây, thật sự phải ở lại chỗ này sao? Trương Huyền trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, này đó hình ảnh chợt lóe rồi biến mất, làm hắn khó có thể bắt giữ. Trương Huyền mở ra bàn tay, nỗ lực muốn ngưng tụ diệt thế ma kiếm, làm một lần phản kích, nhưng linh khí căn bản vô pháp làm được ngưng tụ, liền trực tiếp khuếch tán, hắn năm đạo chiến linh, cơ hồ ở xuất hiện nháy mắt, liền hoàn toàn rách nát mở ra, vô pháp cấp đối phương tạo thành một chút trở ngại vô pháp vì chính mình cung cấp bất luận cái gì một chút trợ lực. Trong đầu hình ảnh hiện lên tốc độ càng lúc càng nhanh, đã trở thành ảo ảnh. Đây là thần châu. Trong giây lát, một đạo rõ ràng thanh âm, ở trương huyền trong óc giữa phang lên, thanh âm này phá lệ xa lạ, trương huyền khẳng định, chính mình chưa bao giờ gặp qua thanh âm này chủ nhân. Đây là khoa học kỹ thuật tinh hoa, cũng là lực lượng cực hạn ngưng tụ, ta bắt được thứ này, giấu ở trong thân thể hắn, ta không biết này sẽ đối hắn tạo thành như thế nào ảnh hưởng, nhưng không thể tránh khỏi là, lực lượng cường đại, sẽ ảnh hưởng tâm thần, này ngoạn ý bên trong, có rất nhiều hắc ám mặt đồ vật, ta phải rời khỏi, huyền nhi liền giao cho ngươi, cho hắn một cái bình thường thơ ấu, đừng làm hắn đi tiếp xúc phải thứ kia, ta đem thần châu lấy ra, là muốn cho những cái đó tự xưng là cao nhân nhất đẳng ra hỏa nhóm. Không cần như vậy cao cao tại thượng, nhưng ta không nghĩ làm ta nhi tử, cũng biến thành như vậy, không có một tia nhân tính. Thanh âm này tuy rằng xa lạ, lại mang cho Trương Huyền một loại phá lệ thân thiết cảm giác, nghe tới cuối cùng một câu khi, Trương Huyền tức khắc minh bạch, này thân thiết cảm, là từ đâu mà đến. Phụ thân, này xa lạ lại quen thuộc chữ, Trương Huyền từ ký sự khởi đến bây giờ, đều chưa từng gặp qua người này. Ba, một đạo rất nhỏ tiếng vang xuất hiện, liền phẳng phất thứ gì nứt ra rồi một nửa, này tiếng vang thực nhẹ, là từ Trương Huyền trong óc giữa vang lên, lại cũng đồng thời, ở chung quanh mỗi người trong lòng vang lên, bao gồm kia thánh thành trong vòng, màu trắng giáo bảo người trong đầu, cũng vang lên thanh âm này. Sớm đã đi đến thánh thành bên trong nữ nhân, đồng dạng nghe được thanh âm này, khóe miệng nàng gợi lên một mặt mỉm cười, ngày này, rốt cuộc tới sao, trói buộc mở ra, hết thảy liền phải tới, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên, khô khô chính sự A. À. Chiến trường chung, những cái đó thổi quét hướng trương huyền cuồng bạo linh khí, giống như rừng hình ảnh giống nhau, toàn bộ đều dừng lại ở giữa không trung. Không trung mây đen, bị một đạo trùm tia sáng phá vỡ, trùm tia sáng bao phủ Trương Huyền, Trương Huyền mở hai mắt, nhìn về phía trước. Theo kia một tiếng ba vang nhỏ, trong thiên địa hết thảy, đều phảng phất yên lặng xuống dưới. Mở hai mắt Trương Huyền, nhìn trước mắt, nguyên bản liền phải đánh vào trên người hắn cuồng bạo linh khí, vào lúc này, an tĩnh giống như một cái hài tử. Lúc này Trương Huyền có một loại cảm giác, cảm giác chính mình có thể tùy ý khống chế này đó đánh hướng chính mình linh khí. Ngay cả Trương Huyền chính mình cũng chưa chú ý chính là, hắn phía sau, uống nguyệt cùng rượu nhật đồng thời xuất hiện, nhưng lúc này đây uống nguyệt cùng rượu nhật, cũng không có giống như phía trước như vậy, dừng ở hắn phía sau, mà là ở hắn trên đỉnh đầu trôi nổi. Trương Huyền phía sau, một đạo thật lớn thân ảnh chậm rãi hiện lên, thân ảnh ấy, chân dẫm hai tòa núi non, xem hình dáng, là một cái thật lớn hình người, Ngày ấy nguyệt xuất hiện ở hình người hình dáng nội, thế nhưng là người này hình hai tròng mắt. Trương Huyền sau lưng thật lớn hư ảnh, cũng không có tiếp tục ngưng thật đi xuống, mà là liền ở vào như vậy một cái giai đoạn, không có phát sinh biến hóa. Một đạo thổ hoàng sắc thân ảnh xuất hiện, là Trương Huyền mới nhất chiến linh, này 70m cao chiến linh, lúc này dần dần hư hóa, theo sau biến thành một đoàn thổ hoàng sắc quang mang, theo sau, hóa thành một mặt tấm chắn, xuất hiện ở thật lớn hư ảnh tay trái lại là màu đỏ thân ảnh xuất hiện, này có thể đánh ra không gì chặn được chi kiếm khí tuyệt đại kiếm khách, lần này đồng dạng bản thể hư hóa, hóa thành một phen 70 mét trường kiếm, đi vào trương huyền phía sau hư ảnh tay phải chỗ. Lấy nhật nguyệt vì hai tròng mắt, lấy chiến linh vì binh. Này, đó là trương huyền anh linh. Như vậy một màn xuất hiện, tuy là ở thánh thành nội màu trắng giáo bào thân ảnh, cũng mắt lộ ra hoảng sợ. Kia nữ nhân xoay người, nhìn kia thật lớn hư ảnh, trong mắt mang theo một mặt hồi ức không biết suy nghĩ cái gì vài giây qua đi nữ nhân cười rốt cuộc vẫn là người chi quân chủ đây là thiên hạ chi hạnh a à. liền ở nữ nhân giọng nói rơi xuống nháy mắt một cổ đen nhánh như mực nháy mắt lan tràn tới rồi trương huyền sau lưng thật lớn hư ảnh thượng uống nguyệt cùng rượu nhật thế nhưng trong nháy mắt này trở nên huyết hồng huyết nguyệt trên cao nữ nhân hai mắt nháy mắt phát sinh kịch liệt co rút lại cái gì này trương huyền bản thể đã sớm là một cái huyết người, hắn ánh mắt nhìn quét chung quanh, khóe miệng treo lên một mặt mỉm cười, ra tiếng nói, anh Linh Điện chưa vị tiền bối, các người vừa rồi, giống như đánh thực sảng A, hiện tại, có phải hay không cũng nên đến lượt ta tới đâu. Trương Huyền rứt lời nháy mắt, phía sau anh Linh múa mây trong tay màu đỏ cửa kiếm, trong nháy mắt này, không trung dáng xuống huyết ngọc, huyết phố tưới đại địa, toàn bộ thiên địa, đều vào lúc này, trở nên huyết hồng một mảnh, ngay cả không trung ngưng tụ mây đen, đều nhuộm thành màu đỏ kia thúc xuyên phá mây đen, bao phủ Trương Huyền ánh mặt trời, cũng vào giờ phút này hoàn toàn biến mất. Trương Huyền đứng ở kia thật lớn màu đen anh linh phía trước, giống như trốn vào hắc ám, hắn cả người là huyết, nhìn qua như là một con ma vật, phá lệ dọa người. Màu đỏ quang mang ở trong thiên địa dung chuyển, kia vây công Trương Huyền hơn 30 người, vào lúc này làm ra cùng cái lựa chọn. Chạy! Ở thức tỉnh rồi anh linh Trương Huyền trước mặt, bọn họ không có lựa chọn khác, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được kia màu đỏ kiếm mang phía trên uy lực, mang cho bọn họ một loại quỷ dị cảm giác, như là có thể trực tiếp đem bọn họ kéo xuống vực sâu, ngay cả kia huyết vũ rừng ở trên người, đều làm cho bọn họ cảm nhận được vô cùng lạnh băng, như là bị cái gì quỷ dị đồ vật quấn thân, vùng thoát khỏi không xong. Thánh thành giữa, nữ nhân thở dài một hơi, kết quả là, vẫn là xuất hiện kia nhất không thể làm người tiếp thu hết thảy, cũng thế, trung quy là số mệnh, kế tiếp lộ, trở nên gian nan, nhưng đồng dạng, cũng trở nên đơn giản. Huyết phú bao phủ đại địa hạ, hơn 30 danh trí cường giả bắt đầu buôn đào, nhưng kia màu đỏ đau mang, quét ngang qua đi, bọn họ có thể nào thoát được rớt. Hơn 30 danh anh linh điện cường giả mắt lộ ra hoảng sợ, bọn họ là lánh đời không ra cao nhân, chẳng sợ tôn chủ cấp bậc đối mặt bọn họ đều chiếm không được hảo, nhưng hiện tại lại bị như vậy quét ngang. Đây là anh linh điện thành viên, năm đó thống nhất địa tâm mặt đất, vô thượng thế lực thành viên, lại ở chuẩn bị sẵn sàng vây công một người dưới tình huống bị đánh giống như chó nhà có tang giống nhau liền tại đây một khắc một đạo a tiếng vang lên đầy trời huyết vũ cũng vào giờ phút này đột nhiên im bặt lục diễn đây là người dậy ra tới hảo đồ đệ hắn tâm tư bất chính đã nhập ma giờ phút này dám tàn hại đồng môn này anh linh điện người thừa kế vị trí hắn không xứng làm lúc này liền từ ta tới chấp trưởng môn quy này một đạo a thanh từ thiên mà đến. Chạy trốn hơn 30 danh anh linh điện cường giả, ở nghe được thanh âm này là lúc, trong mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Này một người, đạo bào, cầm phất trần, phá vỡ không trung huyết sắc mây đen, từ trên trời giáng xuống, quang mang bắn ra bốn phía. Này một người, thân hình nhỏ bé, nhưng phất trần múa may gian, lại là đánh tan trương huyền chém ra kia một đạo màu đỏ kiếm mang. Anh Linh Điện, Phó Chủ tiệm Đoạn Cửu Long. Đoạn Cửu Long phất tay, liền bảo vệ hơn 30 danh anh linh điện thành viên tánh mạng. Đoạn cửu long lăng không mà đứng, đối mặt trương huyền phía sau kia đen nhánh như mực thật lớn thân ảnh, không sợ chút nào. Đoạn cửu long, làm ngày đó chống không huyết vũ, lại khôi phục bình thường nhan sắc. Lớn mật tiểu nhi, hôm nay, ta phải giết ngươi. Đoạn cửu long múa may phất trần, trời đất này nhìn như bình thường, nhưng trương huyền phía sau hư ảnh sở cầm hoàng thuẫn thượng xuất hiện đạo đạo sóng gợn. Đoạn cửu long công kích, là không tiếng động, tại đây không tiếng động giữa hỗn loạn vô hạn sát khí, hắn công kích khủng bố, kia tấm chắn thượng tràn ra sóng gợn đều làm chung quanh núi non băng nát. Ha 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 ha, màu trắng thánh thành giữa nữ nhân nhìn thấy đoạn cửu long xuất hiện, phát ra cười to tiếng động, thần châu chính là thần châu, chẳng sợ chỉ là tiết lộ ra một chút ít huy lực, đều làm đoạn cửu long ngồi không yên sao? Người tới, cho ta khai thành. màu trắng thánh thành sáng lên trắng tinh quang mang kia phiến chừng 20 năm chưa từng mở ra đại môn, lúc này chậm rãi mà khai. Đoạn cửu long nhìn về phía kia màu trắng thánh thành chỗ. Nay liền giáo bảo đều che giấu không được nóng bỏng dáng người nữ nhân, từ này thánh thành giữa phi thân dựng lên, miệng quát, đoạn cửu long, hôm nay, người dám động hắn một sợi lông, thần thánh thiên quốc, đem vô ngăn tẫn đuổi giết ngươi. Đoạn cửu long mày nhăn lại, lạnh lùng nói, lạc thiên cơ, đây là ta anh linh biện sự, người cũng muốn nhúng tay sao, như thế nào, không được sao, lạc thiên cơ thân hình chợt lóe liền rơi xuống trương huyền bên cạnh. Trương huyền cả người là huyết, đứng ở đen nhánh anh linh trước, nhìn như lãnh khốc, nhưng tới rồi phụ cận mới có thể nhìn ra, hiện tại hắn, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, kia cụ tràn đầy miệng vết thương thân hình, lung lay sắp đổ, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, đối mặt đoạn cửu long công kích, hắn liền phản kích đều làm không được, chỉ có thể bị động thừa nhận. Lạc thiên cơ trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nàng phất tay, màu trắng quang mang tràn đầy, bao phủ hướng Trương Huyền. Bạch sắc quang mang, như là một cái kén tầm, hoàn toàn đem Trương Huyền bao vây đi vào, mà Trương Huyền phía sau thật lớn hắc ảnh, cũng chậm rãi biến mất. Lạc thiên cơ nhìn về phía đoạn cửu long, chuyện của hắn, chính là ta thần thánh thiên quốc sự, giờ phút này, không ai năng động hắn. Còn ở bên ngoài đi công tác, gõ chữ đều ở khe hở thời gian, vô pháp xác định, các vị thông cảm. Trương Huyền bị trắng tinh quang mang sở bao vây, nhìn không tới hắn lúc này bộ dáng. Đoạn cửu long nhìn ở vào bao vây giữa Trương Huyền, trong mắt là che giấu không được sát ý. Lạc thiên cơ, người xác định muốn bảo hắn, người biết thân phận của hắn, chúng ta muốn giết người, không ai có thể giữ được. Lạc thiên cơ trên mặt là ngạo nghễ, ta tự nhiên biết thân phận của hắn, các người anh linh biệt, trên năm xẻ bảy có bản lĩnh, liền sấm sấm chúng ta hôm nay quốc thánh thành. Ha ha, Đoạn cửu long cười lạnh một tiếng, ta anh linh điện tuy rằng chia năm xẻ bảy, nhưng người thiên quốc thánh chủ, cũng không phải muốn ra tay liền ra tay đi, bằng vào ngươi lạc thiên cơ muốn bảo hắn, còn kém một chút. Vậy ngươi liền thử xem hảo lạc, lạc thiên cơ cánh tay dơ lên cao, liền thấy, kia tòa trắng tinh thánh thành phía trên sở tràn ngập quang mang càng ngày càng nồng đập, một đạo lại một đạo bóng người, từ kia thánh thành đại môn bên trong đi ra. Đoạn cửu long nhìn thiên quốc đại môn phương hướng, ra tiếng, lạc thiên cơ, ngươi có thể vì ngươi thần thánh thiên quốc làm chủ cùng chúng ta khai chiến sao lạc thiên cơ cười nói ta có thể hay không làm chủ tạm thời không nói nhưng ngươi có thể vì ngươi anh linh điện làm chủ cùng ta thần thánh thiên quốc khai chiến sao lạc thiên cơ này một phen hỏi lại làm đoạn cửu long sửng sốt hắn ánh mắt không ngừng ở lạc thiên cơ cùng thiên quốc đại môn chi gian bồi hồi mặc kệ là anh linh điện vẫn là thần thánh thiên quốc một cái là đã từng này địa tâm thế giới bá chủ một cái khác là hiện nay thế giới này bá chủ, hai bên đều rất rõ ràng đối phương cường hoành, này 20 năm qua, Tường An không có việc gì, là bởi vì cũng không có cái gì ích lợi xung đột. Nhưng một khi nổi lên xung đột, đương này hai cái thế lực chân chính triển khai quyết đấu lúc sau, muốn kết thúc, liền không có đơn giản như vậy. Tân lão bá chủ giao phong, một khi đánh lên tới, tất nhiên muốn phân cái thắng bại, trong đó một phương, muốn rơi vào một cái hoàn toàn hủy diệt nông nỗi. Cho nên, này một cái quyết sách, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể quyết định xuống dưới, ít nhất, không phải đoạn cửu long bằng vào chính mình bản thân chi ngôn, là có thể quyết định. Anh Linh điện phó điện chủ, kia trước sau cũng chỉ là cái phó điện chủ mà thôi, hắn hành vi, vô pháp đại biểu anh Linh điện mọi người. Đoạn cửu long, hiện tại ta muốn dẫn hắn trở về, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ, chờ ngươi nghĩ kỹ hay không muốn cùng ta thần thánh thiên quốc khai chiến, lại đến tìm ta muốn người đi. Lạc thiên cơ vung tay lên, kia bao vây trương huyền trắng tinh quang kén, đi theo ở nàng phía sau, chiều kia thần thánh thiên quốc phương hướng bay đi. Ở lạc thiên cơ mang đi trương huyền quá trình giữa, đoạn cửu long vô số lần muốn động thủ, đều sinh sôi nhịn xuống, thẳng đến lạc thiên cơ mang theo trương huyền rơi vào thánh thành trong vòng, thánh thành cửa bóng người cũng tất cả biến mất, kia phiến 20 năm chỉ mở ra lúc này đây đại môn chậm rãi đóng lại, tràn ngập thánh khiết quang mang chậm rãi rơi xuống lúc sau, đoạn cửu long trên mặt lộ ra hận sắc, hảo một cái thần thánh thiên quốc, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có thể lấy cái gì, cùng chúng ta anh linh biện đấu. Truyền lệnh đi xuống, anh linh điện toàn viên, 5 ngày trong vòng, tập hợp. Địa tâm thế giới, tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày, tới cái hoàn toàn biến dạng, vượt mức quy định văn minh, ở thú nhân xâm nhập dưới, hủy trong một sớm. 20 năm chưa từng khai quá thiên quốc đại môn, hiện giờ lại một lần mở ra. Kia thần bí anh linh điện, bị tìm ra tới, rời đi vị trí trăm năm trước tuyệt đối bá chủ, lại lần nữa thỏ đầu ra, mọi người, toàn bộ tập kết. Bịa tâm, phong vân kích động. Năm ngày thời gian, thoảng qua. Ở một cái âm lãnh đại sảnh bên trong, vô số đạo thân ảnh tụ tập tại đây. Đoạn cửu long người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, kia thần thánh thiên quốc, ta chờ bất xuất thế, thật đúng là đương chính mình là thế giới này bá chủ không thành. Hôm nay, ta triệu tập đại gia tiến đến, có hai việc, đệ nhất kiện, tuyển ra chúng ta anh linh điện chân chính người thừa kế trăm năm thời gian ta anh linh điện đã sắp bị thế nhân quên đi ta chờ tỷ thế lâu lắm hiện giờ cũng nên đến một lần nữa xuất thế là lúc lục diễn lãnh đạo vô phương làm ta anh linh điện hủy trong một sớm hắn cái gọi là truyền nhân không có kế thừa anh linh điện tư cách này anh linh điện người thừa kế liền từ các vị tuấn kiệt bên trong lựa chọn sử dụng đoạn cửu long lời này nói ra không có bất luận cái gì một người cầm phản đối ý kiến anh Linh Điện tương lai người thừa kế, nãi anh Linh Điện chủ, cái này thân phận, cái này không ai không nghĩ muốn. Đoạn Cửu Long thấy vậy phiên tình cảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười, lại nói, chuyện thứ hai, được tuyển ra kế thừa người sau, người thừa kế, đem dẫn dắt chúng ta hướng kia thần thánh thiên quốc tuyên chiến, đi kia thần thánh thiên quốc bên trong, chém giết lục diễn truyền nhân, điểm này quan trọng nhất, cho nên, lúc này đây người thừa kế tuyển chọn, thực lực là một phương diện, nhưng kia gan phách Càng thêm quan trọng, hiện tại muốn tuyển chọn người thừa kế một vị trẻ tuổi, về phía trước một bước. Tuổi không được lớn hơn 35 tuổi. Đoạn Cửu Long tiếng nói vừa dứt, cơ hồ đồng thời, sở hữu 35 tuổi dưới người trẻ tuổi đều bán ra một bước, vô luận nam nữ. "Hảo, thực hảo." Đoạn Cửu Long vừa lòng gật gật đầu, "Kia kế tiếp, chúng ta tuyển chọn, bắt đầu." Cùng thời gian, thần thánh thiên quốc nội. Trương Huyền trên người miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại hắn nằm ở một trương trắng tinh trên giường lớn, hai mắt khép hờ. từ ngày đó đến bây giờ đã qua đi 5 ngày thời gian, trương huyền hai mắt trước sau không có mở. mép giường bốn gã mạo mỹ thị nữ đang ở vì trương huyền trà lau thân thể. cửa phòng mở ra, lạc thiên cơ chậm rãi mà đến, đi vào trong phòng. bốn gã thị nữ lập tức quỳ một gối xuống đất. hắn có phản ứng sao? lạc thiên cơ nhìn nằm ở trên giường trương huyền, đầy mặt lo lắng. Công tử chưa từng có chút phản ứng, một người thị nữ trả lời. Lúc này, nếu có người ngoài tại đây, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì này thị nữ thực lực, thế nhưng đều là phú thần hậu kỳ. Các người trước đi xuống đi, lạc thiên cơ phất phất tay. Bốn gã thị nữ gật đầu, rời đi phòng, trong lúc không có phát ra một chút tiếng vang. Đương mọi người rời đi sau, lạc thiên cơ ngồi vào mép giường, vươn kia ngón tay ngọc, trương huyền sườn mặt, lẩm bẩm nói, đáng thương hài tử, ngươi trong cơ thể thần châu, có thể vì ngươi mang đến viễn siêu thường nhân lực lược, nhưng đồng dạng, ở cái này trong quá trình, ngươi sở tao ngộ cực khổ, cũng là viễn siêu thường nhân, ngươi dưới tình huống như thế mở ra trói buộc, thức tỉnh thần châu, thần châu nội thần tính, sẽ đối với ngươi tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, không biết ngươi tỉnh lại, hay không vẫn là đã từng cái kia trương huyền. Lạc thiên cơ trong tay phát ra bạch mang, nàng tự diếu cười, cười cười, cái gì sinh mệnh nữ thần, lúc này lại không cách nào cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp, cái này danh hiệu, thật đúng là châm chọc a, à, thần châu ở ngươi trong cơ thể, đó là thế giới này lớn nhất của quý, là khoa học kỹ thuật cùng lực lượng kết tinh, trừ bỏ ngươi bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng vô pháp giúp ngươi, chẳng sợ hắn cũng không được, đây là ngươi cần thiết phải đi một cái lộ, từ ngươi sinh hạ tới ngày đó bắt đầu, liền chú định. Lạc Thiên Cơ trong tay quang mang tan đi, nàng chậm rãi đứng dậy. Liền ở Lạc Thiên Cơ đứng lên nháy mắt, nàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thông đạo. Mở ra cổ chiến trường liên tiếp. Tại đây đồng thời, toàn bộ địa tâm đều ở phát sinh. Tại đây trong lúc nhất thời, vô luận là trên mặt đất tâm tàn sát bừa bãi thú nhân, vẫn là nơi nơi trốn tránh nguyên cư trú dân, hoặc là đã tập kết xong, chuẩn bị lựa chọn sử dụng người thừa kế anh linh điện, đều buông trong tay sự, lúc này đây, thật sự là quá khủng bố. Không riêng gì địa tâm, mặt đất văn minh, một hồi mãnh liệt động đất, thổi quét toàn bộ thế giới, từ hoang mạc đến sông băng từ lục lâm đến biển rộng, từ dân cư hãn đến, đến phồn hoa náo nhiệt đại đô thị, mãnh liệt chấn động, phát sinh ở mỗi người dưới chân. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có mà trận, thổi quét toàn cầu, các nhà truyền thông lớn đều ở báo đạo việc này, lúc này đây động đất, liên tục thời gian, ước chừng đạt tới một giờ. Tại đây một giờ thời gian giữa, toàn thế giới đều đang run rẩy vô luận là đại địa, vẫn là người. Mà cử cục chờ tổ chức, đã sớm làm tốt chuẩn bị, đường toàn thế giới truyền thông còn ở báo đạo lúc này đây toàn cầu tính động đất khi loại này tổ chức đã tìm được rồi động đất ngọn nguồn đi trước đây là mới tinh đại lục sao ở kia nam cực sông băng bên trong một khối hoang vắng lục địa trống rỗng xuất hiện ở kia sông băng bên trong kéo dài ở đây mấy chục cái thế lực tất cả mọi người dám vỗ bộ ngực bảo đảm bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy một khối lục địa phiêu phù ở lạnh băng nước biển phía trên hoang vắng lục địa liếc mắt một cái nhìn không tới đầu giống như là tại đây trên tinh cầu, đột ra tới một cái tân địa vực. Không đúng, không phải giống, bản thân chính là đột ra tới một khối tân địa vực, này hoang vắng lục địa phía trước có cái gì, ai cũng không biết. Tin tức thả ra đi thôi, băng thiên tuyết địa giữa, triệu cực ngậm một cây thuốc lá, nheo lại hai mắt, nhìn trước mắt hoang vắng lục địa, kia trên đất bằng, mơ hồ có thể nhìn đến thi cốt chôn giấu, lúc này đây, không phải nói giỡn, bọn họ, nên tới thần ẩn hội tương ứng nghe lệnh, sai cửu minh người mặc màu đỏ giáo bào, hạ đạt mệnh lệnh, thần ẩn hội tương ứng, trong vòng 3 ngày, tại đây tập hợp, làm tốt chuẩn bị chiến tranh trạng thái, không đến giả, giết không tha. Phản tổ minh tương ứng, nghe lệnh, cổ hầu trình diện, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn này khối đại địa, hắn có thể cảm nhận được này khối đại địa thượng sở tràn ngập máu tươi hơi thở, hắn hít sâu một hơi, chỉ nói hai chữ, chuẩn bị chiến tranh. Vương thị thành viên nghe lệnh, Tả thị thành viên nghe lệnh. Dương thị thành viên nghe lệnh. Tiền thị thành viên nghe lệnh. Lý thị thành viên nghe lệnh. Toàn viên, tập hợp. Một cái lại một cái mặt đất đỉnh cấp thế lực, đều hạ đạt mệnh lệnh, lúc này đây, không có gì dự nhiệt, chỉ là này một mảnh đại địa xuất hiện, làm mọi người, đều trịnh trọng đối đãi Này đó đỉnh cấp thế lực, đại biểu không riêng gì bọn họ tự thân, cũng đại biểu cho bọn họ phía sau phía chính phủ. Địa tâm văn minh nội, kia tòa trắng tinh thánh thành giữa. Lạc thiên cơ ra khỏi phòng, nhìn xuất hiện ở thần thánh thiên quốc phía trước kia một khối khổng lồ xa lạ đất trống, này đất trống chỉ xéo phía chân trời, nếu là đi lên đi, có có thể leo lên không chung cảm giác, nàng lầm bẩm nói, đây là cái gọi là cổ chiến trường sao, lấy như vậy phương thức trở về, liên tiếp hai cái văn minh, tiểu trương huyền, người không thể tiếp tục tại đây đãi đi xuống, cần phải trở về, từ hôm nay trở đi, địa tâm văn minh, muốn dần dần biến mất lạc. Lạc Thiên Cơ nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này, ở Lạc Thiên Cơ phía sau, đứng đầy người, phóng nhãn nhìn lại, không dưới một vạn, mỗi người, đều thân xuyên màu trắng giáo bảo, trên người rào rạt ra cường đại thực lực. Lạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, toàn viên nghe lệnh. Ở, Lạc Thiên Cơ phía sau vạn người, đồng thời ra tiếng, thanh thế rung trời, liền ở bọn họ ra tiếng nháy mắt, mỗi người phía sau, đều có anh Linh hiện lên, nhỏ nhất, là bảy mế anh Linh mà đứng ở phía trước nhất người, anh linh độ cao, đạt tới kinh người 150 mễ. Này, đó là thần thánh thiên quốc. Này, đó là đương kim địa tâm văn minh bá chủ. Này, đó là tuyệt đối thực lực. Lạc thiên cơ hơi hơi mỉm cười, các vị, chúng ta đi theo hắn, đứng ở thế giới đỉnh, chỉ vì chờ đợi ngày này đã đến, nói cho ta, các người có sợ không? Không sợ, đồng thời trả lời trong tiếng, tràn ngập một loại quyết tuyệt. Không. Lạc Thiên Cơ lắc lắc đầu, các người sợ, không riêng các người sợ, ta cũng sợ, không có người không sợ chết, không có người muốn vĩnh viễn rời đi thế giới này, nhưng lúc này, sợ cùng không sợ, đã không quan trọng, quan trọng là, lúc này đây, chúng ta có thể làm được tình trạng gì, cổ chiến trường đã liên tiếp, hai đại văn minh đem hoàn toàn dung hợp, mà nơi này, sẽ biến thành tân cổ chiến trường, hắn sớm đã bước lên phía chân trời, lúc này, hắn bên người đứng, là thế giới này đứng đầu kia một nhóm người bọn họ sớm đã chiến ở phía trước nhất, chúng ta thần thánh thiên quốc thành lập đến nay, chỉ vì một cái mục đích. Các ngươi nói cho ta, là cái gì? Thí thần. Đúng vậy, thí thần. Lạc thiên cơ kia trương hoàn mỹ gương mặt, hào khí vạn trưởng, chúng ta sắp sửa đi theo hắn, đi thí thần. Lạc thiên cơ nói đến lúc này, ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung, bọn họ tự xưng là cao cao tại thượng, bọn họ tự xưng là bao trùm chúng sinh, bọn họ tự xưng là vì thần, bọn họ muốn đem mọi người đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, không nghĩ tới, bọn họ chỉ là một đám kẻ đáng thương thôi, ta có thể cảm nhận được, kia đại môn đã tiết lộ hơi thở, có người đã ra tới, bọn họ ngửi được thần châu hương vị, nhưng thì tính sao? Đương như thế nào hai chữ rơi xuống nháy mắt, lạc thiên cơ phía sau, một tôn nữ chiến thần, bỗng nhiên hiện lên, nữ chiến thần thân xuyên kim giáp, uy phong lẫm lẫm độ cao vượt qua 200 mét, đương này nữ chiến thần xuất hiện là lúc, ở đây sở hữu anh Linh, đều phát ra run rẩy nữ chiến thần trong tay kiềm giữ một cây kim sắc trường thương lạc thiên cơ cánh tay vung lên kia nữ chiến thần trong tay trường thương đồng dạng múa may lạc thiên cơ trầm giọng dám phạm thần châu hạng người sát sát tiếng vang lên kia nặng nề tiếng hô thậm chí có thể đem một người thần kinh áp bách đến hỏng mất lạc thiên cơ trên mặt hiện lên một mạt mỉm cười nàng nhìn không trung lẩm bẩm nói tính tính thời gian cũng nên tới đi một giây, hai giây, mười giây, một phút. Năm phút thời gian trôi qua, không chung giữa, một đạo điểm đen xuất hiện ở lạc thiên cơ tầm mắt giữa. Này điểm đen lấy cực nhanh tốc độ chiều thần thánh thiên quốc nơi vị trí bước tới. Đường điểm đen hoàn toàn xuất hiện tại đây thánh thành không chung phía trên khi, lại là một con thật lớn quả đen. Này quả đen hình thể vượt qua trăm mét, chỉ là xem, khiến cho người có một loại nồng đậm điểm xấu cảm giác. U minh quả sao, lạc thiên cơ cười lạnh một tiếng, ăn người chết đồ vật, không nên xuất hiện ở chúng ta nơi này, lăn. Kim sắc trường thương ném động gian, thể trường vượt qua trăm mét u minh quả, nháy mắt bị xé nát. Màu đen huyết từ u minh quả trong cơ thể vẩy ra mà ra, tới rừng ở này thánh thành phía trên, này huyết mang theo ăn mòn lực, làm kia màu trắng tường thành, từ tư rung động, máu đen sở lạc địa phương, đều bị ăn mòn. Không trung nháy mắt trở nên âm u lên, kia phát ra quang mang thái dương, bị rậm rạp điểm đen sở che đậy, vô cùng vô tận u minh quả, từ không trung bay tới. Trên mặt đất tâm văn minh, vẫn luôn có một cái nghe đồn, U Minh Quả, đại biểu cho bất tường, sở hữu nhìn thấy U Minh Quả người, đều sống không quá một năm, chẳng sợ lại cường người, đều giống nhau. Cái này nghe đồn vẫn luôn đều ở, nhưng U Minh Quả rốt cuộc trông như thế nào, không ai biết. Nhưng lạc thiên cơ minh bạch, cái gọi là U Minh Quả, bất quá là đám kia người dò đường công cụ mà thôi, gặp qua U Minh Quả người, đều là bị đám kia người sở theo dõi con mồi, tự nhiên sống không quá một năm thời gian. Lúc này, hôm nay lỗ hồng chung, rậm rạp u minh quả, đem phía chân trời đều hoàn toàn bao phủ, này nghe đồn giữa điểm xấu chi vật, đã đem thánh thành vây quanh. Ngươi, đưa trương huyền rời đi, lạc thiên cơ rũi tay chỉ vào kia đứng ở phía trước nhất, có được 150 mế anh linh người. Người này không có dư thừa vô nghĩa, xoay người hướng một gian trong phòng đi đến. Lạc thiên cơ nhìn trên bầu trời u minh quả, hít sâu một hơi, sát. Sát, tiếng kêu phóng lên cao. Thần thánh thiên quốc thượng vạn thân ảnh, sông thẳng phía chân trời, cùng kia vô cùng vô tận u minh quả, dây dưa đến cùng nhau, máu đen từ không trung sái lạc, rơi vào này thánh thành giữa, cao ngất tường thành, cơ hồ ở ngắn ngủn thời gian nội, liền tan giã một phần mười. Không chung một mảnh hắc ám, địa tâm sinh linh phảng phất cảm nhận được loại này bất tường, không có một cái thỏ đầu ra lên tiếng kia chịu lạc thiên cơ chi danh, đưa Trương Huyền rời đi người, cõng lên như cũ ở vào hôn mê bên trong Trương Huyền, vào tới thánh thành trung tâm, ở nơi đó, có một cái thông đạo, có thể nối thẳng mặt đất. Liền tại đây người cõng Trương Huyền, đi vào thông đạo nhập khẩu khi, một đạo thân ảnh hiện lên, nàng thân hình mạn diệu, giữa mày tràn ngập một loại dụ hoặc, đối nam nhân mà nói, có thể nói chí mạng, nàng mỗi một động tác, đều vô cùng mê người, là một cái hàng thật giá thật ma nữ cõng cái này tiểu ra hỏa, muốn đi nào a à? ma nữ che ở này thông đạo phía trước, nhìn kia cõng trương huyền người. Cõng trương huyền người, liền một cái thô thẳng, đem trương huyền buộc chặt ở phía sau trên lưng, hắn gắt gao nhìn trước mắt ma nữ, từ này ma nữ trên người, hắn cảm nhận được thật lớn nguy cơ. Thân cụ 150 mế anh linh nhân vật, không chút nào khoa trương nói, tuyệt đối có thể nghiền áp tôn chủ, nhưng lúc này, lại cái chán sinh hãn, hắn còn không có động thủ, chỉ là từ cái này ma nữ trên người sở cảm nhận được một loại áp bách, liền thành như vậy. Buông cái này tiểu ra hỏa, thế nào? Ma nữ duỗi thân vòng eo, trên người nàng màu đen quần áo, chỉ che đậy quan trọng nhất mấy cái bộ vị, kia mảnh khảnh vòng eo tràn ngập vô tận dụ hoặc làm người nhịn không được muốn ôm vào trong lòng. Nhưng này cóng trương huyền người, lại không dám có một chút ít ý tưởng, sấn này ma nữ duỗi thân vòng eo nháy mắt, hắn tốc độ bỗng nhiên bùng nổ, nhằm phía kia trong thông đạo ai, vì cái gì không cùng nhân ra nhiều tâm sự đâu. Ma nữ trên mặt lộ ra u oán thần sắc, nàng ngoắc ngón tay. Cõng trương huyền người, liền ở ma nữ ngoắc ngón tay dưới, cả người định ở nơi đó, lại khó làm ra bất luận cái gì động tác. Ma nữ bước gót sen, đi đến người này bên người, vẻ mặt kiều mị, tiểu ca ca, nhân ra chính là có vài thập niên đều không có cùng người khác trò chuyện qua đâu, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi vì cái gì không để ý tới ta đâu. Ngươi có biết hay không, Người như vậy thật sự thực chán ghét ai, một chút đều không nhận người thích, nếu nói như vậy, ta cũng không muốn làm thịt ngươi Nga. Ma nữ khi nói chuyện, duỗi tay sờ lên người này gương mặt, ở đối phương sườn mặt thượng nhẹ nhàng xẹt qua, trong giây lát, ma nữ móng tay bạo trướng, kia so đao phong còn muốn sắc bén móng tay, sinh sôi đâm vào người này sườn mặt giữa, ở này trên mặt khai ra năm cái làm cho người ta sợ hãi huyết động. Ở như vậy mãnh liệt đau đớn hạ, người này khó có một tia động tác, hắn trong cổ họng phát ra thống khổ gầm nhẹ thanh, phá lệ quỷ dị. Ha ha ha, ma nữ che miệng cười duyên, tiếng cười giống như chuông bạc giống nhau dễ nghe, hảo chơi, thật tốt chơi đâu, đã lâu đều không có như vậy chơi qua. Ma nữ trên mặt tươi cười thực thịnh, nhưng cũng tại hạ một giây, trên mặt nàng tươi cười đột nhiên biến mất, bất quá sao, ở chơi phía trước, còn có càng quan trọng một sự kiện muốn xử lý, tiểu gia hỏa này mới là mục tiêu của ta đâu. Ma nữ đầu ngón tay nhẹ hoạt, cố định trương huyền dây thường hoàn toàn bị cắt đứt. Trương huyền thân thể bóc ra. Ma nữ duỗi tay, muốn đi bắt trương huyền. Cũng liền tại đây một khắc, một đạo màu đen kiếm mang, phá vỡ tận trời, thẳng đến này ma nữ mà đến. Ma nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng cảm nhận được này màu đen kiếm mang, có thể tưởng tượng muốn trốn, đã là không kịp, này màu đen kiếm mang chảm ở ma nữ trên người, trực tiếp đem ma nữ tạp xuống đất hạ không biết nhiều ít mễ chỗ sâu trong mà kia bị ma nữ định trụ người, lúc này khôi phục hành động năng lực, căn bản không có một chút ít do so dự, hắn không kịp một lần nữa cố định Trương Huyền, phân biệt bắt lấy Trương Huyền hai tay, hướng thông đạo nội phóng đi. Ở xa xôi nơi, Huyền Thiên thu hồi chính mình phía sau cự kiếm. Huyền Thiên đối diện, một người nhìn hắn, lạnh lùng nói, cùng ta đối địch, còn muốn ra tay trợ người, ngươi là không đem ta để vào mắt. Ta vì cái gì muốn đem ngươi để vào mắt, Huyền Thiên vẻ mặt kỳ quái, chỉ bằng ngươi phía sau tiểu gia hỏa này sao? Huyền thiên đối thủ, có được gần 500 mế anh linh. Nhưng ở huyền thiên trong mắt, này 500 mế anh linh, lại là cái gọi là tiểu gia hỏa. Đứng ở huyền thiên đối diện người, mặt lộ vẻ hận sắc, nhân loại, người quá bừa bãi. Nhân loại, huyền thiên lông mày nhẹ nhàng một trọn, người tự xưng là vì cái gọi là thần, nhưng ta xem ngươi, cũng không có gì đại bản lĩnh A, chỉ là chấn thủ này cái gọi là thiên môn mà thôi, Tính tính thời gian, cũng nên đến khai hôm nay môn lúc đi. Huyền Thiên nói lời này thời điểm, quay đầu hỏi hướng phía sau thánh chủ. Thánh chủ mang màu trắng mặt nạ, ngồi xổm nơi đó, không biết mân mê một ít cái gì, Lý Dung Tài, Đao Nơ Đức, còn có sóng tỷ đám người, đều vây quanh một vòng, ở kia tò mò nhìn. Còn phải muốn trong chốc lát đâu, bất quá cũng không cái gọi là Huyền Thiên tiền bối, cái này có thể giết. "Hảo," Huyền Thiên gật gật đầu hắn cùng thánh chủ đối thoại, liền cùng lao việc nhà giống nhau. Đối với huyền thiên có không giết chết cái này thân cụ 500 mê anh linh tồn tại, thánh chủ có vẻ chút nào không lo lắng, quỷ thần chi danh, há là nói nói mà thôi. Lúc này, bọn họ nơi địa phương, khoảng cách kia thần thánh thiên quốc màu trắng thánh thành, không biết có bao nhiêu khoảng cách, cho dù là tôn chủ cấp bậc cường giả tốc độ cao nhất lên đường, đều đến phải kể tới thiên thời gian. Thần thánh thiên quốc thông đạo trước, bị tạp xuống ngất hạ ma nữ bò lên thân tới, nàng lau khóe miệng máu tươi, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn thoáng qua trời cao, nàng sợ hãi vừa mới kia một đạo màu đen kiếm mang. Mắt thấy người nọ liền phải cóng trương huyền nhảy vào trong thông đạo, ma nữ hét lên một tiếng, vươn năm ngón tay, năm ngón tay bắn nhanh quang mang, hướng người nọ chộp tới. Nhìn ma nữ công kích đã đến, người nọ không cần suy nghĩ, trực tiếp đem trương huyền ném nhập trong thông đạo, mà hắn bản nhân, tắc xoay người lại, chính diện nghênh đón ma nữ công kích, ở ma nữ công kích hạ, hắn vô pháp làm ra chút nào phản kháng, nhưng hắn trên mặt lại mang theo tươi cười, nói ra hắn cả đời này, cuối cùng một câu. Chủ thượng, thuộc hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Tại đây người thanh âm rơi xuống sau, hắn cả người, hóa thành một đoàn huyết vụ, phanh một tiếng, hoàn toàn nổ tung, máu tươi vẩy đầy thông đạo. Mắt thấy Trương Huyền rơi vào thông đạo nội, ma nữ thân hình chấp động, đuổi theo, nàng cùng Trương Huyền thân ảnh, đồng thời biến mất tại đây trong thông đạo. Thông đạo phát ra một trận mỏng manh quang mang sau, lại trở nên bình tĩnh lên. Thần thánh thiên quốc nội, màu đen huyết phố tưới ở kiến trúc thượng, từ từ rung động, một đạo lại một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, có kia kim sắc thương mang chợt lóe rồi biến mất, đi thông mặt đất thông đạo, ầm ầm bạo toái. Hôm nay, ai đều đi không được, ta nói. Lạc thiên cơ đứng ở kia thông đạo phế tích phía trước, nàng phía sau kim giáp nữ chiến thần cả người tắm máu che trời u minh quả xoay quanh ở thần thánh thiên quốc trên không lại xem kia u minh quả trên người thế nhưng đều ngồi một người bọn họ tất cả đều nhìn lạc thiên cơ tới a tiếp tục đánh a lạc thiên cơ ngẩng đầu ta chờ giờ khắc này cũng chờ lâu lắm kia u minh quả đáp xuống phát ra chói tai tiếng kêu to không trung hoàn toàn tối tăm đi xuống toàn bộ địa tâm đều bị một loại quỷ dị sở vây quanh. Địa tâm trung tàn sát bừa bãi thú nhân, trốn tránh nhân loại, không có một cái dám ngoi đầu. Thẳng đến mười mấy tiếng đồng hồ lúc sau, ngày đó trống không hắc ám mới dần dần biến mất, đại địa cũng khôi phục bình tĩnh. Ở trung tâm khu, kia chỉ xéo trời cao một mảnh đại lục, bị tất cả mọi người chú ý tới. Thú nhân liên tục xâm nhập, địa tâm đã hóa thành thú nhân lò sát sinh, nhân loại không chỗ có thể ẩn nấp, hiện giờ xuất hiện tân đại lục là những nhân loại này mục tiêu, sinh hoạt ở tứ đại khu mọi người, thống nhất đi trước kia phiến đại lục, tìm tân hy vọng, từ một đám tôn chủ dẫn theo bọn họ. Đưa mọi người tụ tập đến trung tâm khu khi, đều vì trước mắt cảnh tượng sở chấn động, bọn họ sở chấn động, không phải này khối chỉ xéo phía chân trời mới tinh đại lục, mà là kia đứng sừng sững với tứ đại khu trung tâm, sưng bá toàn bộ địa tâm trắng tinh thánh thành, giờ phút này thế nhưng hóa thành một mảnh phế tích, cao ngất tường thành, hiện giờ rách nát bất kham trắng tinh thánh thành bên trong che kín máu đen, vô số thi thể nằm ở kia thánh thành bên trong. U minh quả, bọn họ thấy được kia hình thể vượt qua trăm mét màu đen quả đen, nhớ tới những cái đó nghe đồn. Nhiều như vậy U minh quả, thần thánh thiên quốc nội, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? U minh quả xuất hiện, ngay cả thần thánh thiên quốc, đều bị hủy hoại sao? Một đạo lại một đạo thổn thức tiếng vang lên, này 20 năm qua, thần thánh thiên quốc đã ngồi ổn địa tâm bá chủ bảo tọa, thần thánh thiên quốc cường đại, đã thâm nhập nhân tâm, bọn họ nghiền áp toàn bộ địa tâm. Đã có thể như vậy cường đại một cái thế lực, lại ở một sớm bị giết, toàn bộ thánh thành, trở thành một mảnh phế tích. Chúng ta đi thôi, nơi này đã xảy ra chúng ta tưởng tượng không đến sự, lại đi phía trước lộ, còn không biết đi thông nơi nào. Thiên thủ tôn chủ nhìn phía trước chiều thượng thông đạo, hít sâu một hơi, chư vị, xuất phát. Mênh mông cuồn cuộn đám người, bước lên này chỉ xéo phía chân trời cổ chiến trường. Cũng không phải tất cả mọi người tưởng rời đi, nhưng ở thú nhân tàn sát bừa bãi dưới, không rời đi, đó là chết, cái này làm cho bọn họ vô pháp lưu tại cái này sinh trưởng ở địa phương địa phương. Liền tại đây phiến đột nhiên xuất hiện đại lục phía trên, hai đại văn minh đang ở chậm rãi tiếp cận, ai cũng không biết, đương hai đại văn minh tương chạm vào lúc sau, sẽ phát sinh như thế nào sự tình, hết thảy đều ở hướng tới không biết phương hướng đi tới, mọi người trong lòng, đối với tương lai, đều tràn ngập mê hoặc. Trương Huyền mở hai mắt, hắn cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, động động ngón tay, đều có vẻ phá lệ phế lực. Trương Đại Ca, người tỉnh lạp, mới vừa trợn mắt Trương Huyền, liền nghe được một trận dễ nghe thanh âm vang lên, thanh âm này rất quen thuộc. Một đạo sinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, nàng một đầu tóc ngắn, sáng ngời mắt to trung tràn đầy vui vẻ thần sắc đúng là mưa thu. Trương Huyền nhìn xuất hiện ở trước mắt mưa thu, trong lòng nghi hoặc, ở hắn trong ấn tượng, chính mình còn ở cùng những cái đó anh linh điện người đại chiến, nhưng vừa mở mắt lại là nhìn đến mưa thu ở trước mắt. Mưa thu bưng một chậu nước, trong tay cầm nhiệt khăn lông, ngồi vào mép giường, duỗi tay chuẩn bị vì Trương Huyền trà lau. Liền ở mưa thu tay mới vừa vươn thời điểm, Trương Huyền cố nén đau đớn, bắt lấy mưa thu thủ đoạn, tại đây đồng thời, hắn ngồi dậy tới, mặt khác một bàn tay lại bóp chặt mưa thu yết hầu lạnh lùng nói nói ngươi là ai mưa thu bị trương huyền này đột nhiên động tác khiếp sợ nàng cầm khăn lông tay run nhẹ nhẹ trương trương đại ca ta ta là mưa thu a mưa thu trương huyền hừ lạnh một tiếng vừa muốn có điều động tác cửa phòng đã bị người một chân đá văng ra mưa thu người dám cấp lão tử tàng nam nhân một người thanh niên từ ngoài cửa đầy mặt tức giận vào tiến vào nhìn ngồi ở mép giường trương huyền cùng mưa thu từ cửa phương hướng xem mưa thu cùng trương huyền ở mép giường hai người giống như cho nhau nắm đối phương hắn sao tiến vào dân cư chung mắng to một tiếng đi nhanh vọt lại đây trương huyền buông ra mưa thu thủ đoạn nhìn trước mắt hít sâu một hơi hắn muốn biết này anh linh điện rốt cuộc muốn làm cái gì siếc này thanh niên thân cao một m tám nhìn qua vài phần cường tráng vọt tới mép giường một phen kéo ra mưa thu hướng mưa thu quát người hắn sao không làm thất vọng ta sao mưa thu mặt lộ vẻ hoảng loạn lập tức cấp thanh niên giải thích hạ thần không phải ngươi tưởng như vậy đây là trương đại ca chúng ta đi ngươi sao trương đại ca hạ thần trực tiếp mở miệng quát mắng lão tử như thế nào không biết ngươi có cái trương đại ca ngày kia chính là hai ta hôn kỳ hôm nay ngươi ở trong phòng cấp lão tử trộm người không phải ta không có trộm người mưa thu liên tục xua tay ta chỉ là Mưa thu ở giải thích, hạ thần ở phát hỏa. Mà Trương Huyền, tắc vẻ mặt hờ hướng từ trên giường ngồi dậy, hướng cửa đi đến, hắn không để ý đến này hai người diễn kịch, này bất quá là anh Linh Điện làm ra siếc mà thôi, hắn không để bụng. Mưa thu vừa thấy Trương Huyền đi rồi, lập tức ngừng giải thích thanh âm, chiều Trương Huyền đuổi theo, Trương Đại ca. Trương Huyền không để ý đến phía sau đuổi theo mưa thu, đi ra môn, phát hiện chính mình đang đứng ở một cái xa hoa trong phòng, hắn ở lầu 2, lầu một phòng khách rất lớn, trang hoàng xa hoa, thật lớn cửa sổ sát đất ngoại, đã phiêu nổi lên bông tuyết. Phòng khách tivi mở ra, tivi thượng có tin tức báo đạo. Theo một đường phóng viên phát tới tin tức, hiện giờ châu Nam cực chiến đấu đã tới rồi gai cấn nông nỗi, bên ta dần dần lấy được ưu thế, thắng lợi liền ở trước mắt. Tin tức thượng, vang lên người chủ trì trào dâng thanh âm, theo sau hình ảnh vừa truyền, ở châu Nam cực, kiệp phiến tân xuất hiện trên đại lục, rậm rạp thân ảnh tụ tập, ngẫu nhiên có thể thấy những cái đó tiên tiến quân sự thiết bị thân ảnh. Này, Trương Huyền trong lòng phá lệ nghi hoặc, hắn không rõ, anh Linh Điện rốt cuộc tưởng làm cái gì, hắn tin tưởng chính mình chỗ đã thấy hết thảy, đều là anh Linh Điện làm chính mình nhìn đến. Lúc này, mưa thu cùng kia hạ thần, cũng đuổi tới. Hạ thần mắng to, tiểu tử, người hắn sao hôm nay đem việc này cấp lão tử nói rõ ràng. Trương Huyền nhìn phía sau mưa thu cùng hạ thần, không có ra tiếng trương đại ca người rốt cuộc là làm sao vậy không quen biết ta sao mưa thu đầy mặt nôn nóng trong mắt quan tâm đánh giá trương huyền trương huyền bốn phía tuần tra một vòng hỏi hướng mưa thu đây là ngươi tân ra sao ân mưa thu gật đầu mặt lộ vẻ vui vẻ trương đại ca người nhớ tới ta lạp đều là bởi vì ngươi ta mới có thể ở tại này đây là ta vị hôn phu hạ thần mưa thu nói duỗi tay vãn trụ hạ thần cánh tay hạ thần lại một tay đem mưa thu ném ra trong miệng mắng tiện nhân cho ta nói rõ ràng ngươi cùng hắn quan hệ mưa thu đầy mặt ủy khuất hạ thần ta cùng trương đại ca thật không phải ngươi tưởng như vậy ta chỉ đem hắn đương ca ca nếu không phải hắn ta cũng tới không được thạch thành hạ thần hư lạnh một tiếng trương huyền ra tiếng hỏi tiểu ngũ đâu trương huyền lời này vừa ra hạ thần lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình cười nói ta nói ngươi là ai nguyên lai like người chính là họ vân vân nói người kia a à, còn tưởng rằng hắn ở thạch thành có trước kia cái kia địa vị đâu hiện tại xã hội đã sớm thay đổi thạch thành là ta hạ gia địa phương hạ gia trương huyền nghi hoặc lắc lắc đầu không nghe nói qua hạ thần trên mặt lộ ra bất mãn ra tiếng nói tiền tuyến hạ gia quân thống soái chính là ta đại ca người không nghe nói qua ta hạ gia nếu không phải ta đại ca chống đỡ ở đệ nhất sóng thế công hiện tại ngươi đã sớm là một khối thi thể. Mưa thu đi lên tới, hướng Trương Huyền thấp giọng nói, Trương Đại ca, hạ thần chính là hạ cân nhắc đệ đệ. Hạ cân nhắc lại là ai? Trương Huyền trong đầu, chưa từng có này đó tên. Lớn mật, hạ thần gầm lên một tiếng, liền ta hạ ra nguyên soái tên đều không hiểu được. Ngươi loại người này, cũng xứng sống ở ta hạ ra che chở dưới. Trương Huyền trong lòng, nghi hoặc càng sâu, này thật là anh Linh Điện làm ra tới sự. Nếu là như thế này, bọn họ vì sao phải cùng chính mình nói cái gì nguyên soái linh tinh đồ vật, này hiển nhiên chính là nói cho chính mình, hiện tại chỗ đã thấy hết thảy đều là giả, hay là, là thật sự. Chính mình đánh bậy đánh bạ, vào thần thánh thiên quốc thông đạo, trở lại mặt đất. Trương Huyền qua cô đầu, nhìn về phía Mưa Thu, mở miệng nói, "Mưa Thu, ta hôn mê thời gian lâu lắm, không biết đã xảy ra cái gì, ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Châu Nam cực tiền tuyến là chuyện như thế nào? này hạ gia nguyên soái lại là sao lại thế này trương đại ca người trước ngồi xuống uống chén nước ta từ từ cho ngươi nói mưa thu đỡ trương huyền đến một bên ngồi xuống hạ thần trừng mắt nhìn bên này liếc mắt một cái chưa nói cái gì đương biết trương huyền chính là tiểu ngũ trong miệng cái kia đại ca lúc sau hạ thần cũng đã không cho rằng trương huyền cùng mưa thu có cái gì về trương huyền cùng mưa thu quan hệ hạ thần cũng hiểu biết quá có thể buông tâm mưa thu vì trương huyền đổ ly trà ngồi ở Trương Huyền đối diện, kỹ càng tỉ mỉ nói đến, Trương Đại ca, ta là ở xe điện ngầm chạm khẩu nhìn thấy ngươi, ta vốn đang cho rằng ngươi uống say, cuối cùng mới phát hiện ngươi là hôn mê qua đi, ngươi ở ta này đã có ba ngày, về châu Nam Cực, là đại khái 10 ngày trước phát sinh sự, nơi đó không duyên cớ nhiều một mảnh đại lục, ban đầu trên mảng video đều truyền điên rồi, còn có người chụp đến, ở cái kia đại lục chỗ sâu trong, có người xuất hiện, bọn họ ăn mặc cùng chúng ta bất đồng. Dùng đồ vật, cũng so với chúng ta muốn tiên tiến, bọn họ xe, đều là có thể từ bầu trời phi. Cổ chiến trường, Trương Huyền theo bản năng buột miệng thốt ra. Lúc trước Thánh Chủ từng nói cho Trương Huyền, cổ chiến trường sẽ liên tiếp địa tâm cùng mặt đất, chỉ là Trương Huyền không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy, hơn nữa, chính mình hôn mê thời gian lại là như vậy trường, địa tâm cùng mặt đất, đều liên tiếp 10 ngày. Này 10 ngày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thế nhưng liền tin tức đều báo đạo, chẳng phải là nói, đã tới rồi toàn thế giới mọi người đều biết nông nỗi. Mưa thu tò mò nhìn Trương Huyền, Trương Đại ca, cái gì cổ chiến Trường A? Không có gì, Trương Huyền lắc lắc đầu, người tiếp tục. Mưa thu gật gật đầu, tiếp tục nói, nơi đó người ra tới sau, cũng không biết sao lại thế này, liền đánh lên, hiện tại toàn thế giới binh lực đều tập trung ở châu Nam cực kia phiến tân đại lục thượng, hạ thần ca ca hạ cân nhắc, chính là một quân thống soái ở nơi đó, giống như sở hữu binh khí đều mất đi tác dụng, hạ gia tổ tiên đó là võ trạng nguyên, ở nơi đó chỉ có thể dựa vào vũ khí lạnh, hạ cân nhắc công lao vô số, liền thành nguyên soái Trương huyền âm thầm gật đầu, nơi đó, đích xác không thể vận dụng khí, hiện tại xem ra, liền rất nhiều công nghệ cao thiết bị cũng bị hạn chế, bất quá cứ như vậy, đối mặt đất cũng hảo, nếu dựa vào khoa học kỹ thuật nói, địa tâm hoàn toàn có thể nghiền áp mặt đất. Mưa thu, cho ta chuẩn bị một chương vé máy bay, ta hiện tại muốn qua đi, không, tính, người điện thoại cho ta dùng một chút. Trương Huyền nghĩ nghĩ, cho rằng chính mình vẫn là trực tiếp liên hệ triệu cực càng phương tiện một chút, bên kia đánh lên tới, chuyến bay gì đó khẳng định không qua được. Mưa thu há to miệng, Trương Đại ca, người muốn qua đi à? Ân, điện thoại, Trương Huyền rũi tay. Mưa thu đem điện thoại đưa qua. Trương Huyền thuần thục bát thông một cái dãy số, điện thoại kia đầu lập tức vang lên đáng khinh thanh âm, uy, tuy rằng chỉ có một chữ nhưng đáng khinh cảm giác đã ập vào trước mặt là ta trương huyền thấp giọng ngoà tào tiểu tử ngươi điện thoại kia đầu thanh âm lập tức cao tám độ người ở đâu đã xảy ra chuyện ta biết chúng ta ở thạch thành ngươi cho ta chuẩn bị phi cơ ta hiện tại qua đi hảo ta an bài người hiện tại lập tức đi sân bay trương huyền chỉ nói hai câu liền cắt đứt điện thoại theo sau đứng dậy chịu đựng đau đớn trên người hướng ngoài cửa đi đến. Trương đại ca, người thật sự muốn đi kia sao? Rất nguy hiểm, mưa thu lo lắng nói. Yên tâm, Trương huyền xoa xoa mưa thu đầu, theo sau hướng ngồi ở một bên hạ thần nói, huynh đệ, đừng nghĩ nhiều. Hạ thần nhún vai, không nói gì, cầm lấy một phen chìa khóa xe, hướng Trương huyền vẫy vẫy tay, hướng ngoài cửa đi đến, ý tứ thực rõ ràng, hắn muốn đưa Trương huyền đi sân bay. Trương đại ca, chúng ta đưa người đi, mưa thu mở miệng. Trương Huyền cũng không cự tuyệt mưa thu hảo ý, ra cửa, ngồi trên xe, thẳng đến thạch thành sân bay mà đi. Trương Huyền nhìn đến, này bên trong thành, cùng dĩ vãng so sánh với, không có gì bất đồng, mọi người vẫn là bình thường đi làm tan tầm, chẳng qua quảng bá truyền phát tin không phải cái gì dĩ vãng nhãn hiệu đại ngôn, mà đều là một ít về cường thân kiện thể đồ vật, này kỳ thật thuyết minh, toàn bộ thế giới văn hóa, đã bị ảnh hưởng tới rồi. Trương Huyền cùng xe đi vào sân bay, sân bay biển, cũng đều đổi thành từng nhà võ quán nữ, thật lớn trên màn hình truyền phát tin mới nhất tin tức báo đạo. Trương Huyền vừa xuống xe, liền thấy hai người đi tới, là một nam một nữ. Này hai người đi vào Trương Huyền trước người, cung kính nói, Trương Tiên Sinh, chúng ta là cửu cục. Trương Huyền gật gật đầu, ý bảo hai người dẫn đường. Hai người không có dư thừa vô nghĩa, dẫn đường chiều sân bay bên trong đi đến. Audio điện tử võ tấn bền hạ thần cùng mưa thu đi theo trương huyền mặt sau có cửu cục người dẫn đường bọn họ căn bản là không cần quá an kiểm hảo nha đầu đưa đến nơi này liền không sai biệt lắm trương huyền dừng lại bước chân hướng mưa thu nói chúng ta không phải đưa ngươi hạ thần lạnh giọng ta cũng phải đi một chuyến tiền tuyến gặp ngươi đi tiện đường mà thôi vừa nói hạ thần cấp hai gã cửu cục người đưa ra một cái lệnh bài lệnh bài thượng có cái hạ tự hai gã cửu cục thành viên nhìn đến cái gì cũng chưa nói, xem như ngầm đồng ý. Một trận phi cơ đã ngừng ở trên đường băng, sở hữu vận chuyển buôn bán máy bay hành khách tất cả đều sang bên, tránh ra đường băng, này đó là cửu cục năng lượng. Đường Trương Huyền đám người bước lên phi cơ sau, cũng không có làm cái gì chờ đợi, phi cơ chậm rãi sử động, theo sau một bước lên trời. Phi hành trên đường, Trương Huyền muốn tới một cái cứng nhắc, không ngừng lật xem gần nhất 10 ngày tin tức toàn cầu tính liên tục một giờ động đất rốt cuộc vì sao châu nam cực xuất hiện tân đại lục là tân tân nhân loại địa tâm văn minh là thật là giả nhân loại thật là trên thế giới này chúa tể giả sao tân đại lục triển khai đại chiến bỏ mình vượt qua trăm người tân đại lục hư hư thực thực bị siêu cường từ lực bao trùm lánh đời cao thủ đều xuất hiện cộng đồng bảo vệ gia viên lúc này đây chúng ta nắm tay cộng tiến cộng đồng ngăn địch một cái lại một cái tin tức tiêu đề hiện ra ở Trương Huyền trước mắt, này đó tin tức đọc lượng, mỗi một cái đều không dưới 100 triệu, về châu Nam cực tân đại lục, đã là toàn cầu tính đề tài. Trương Huyền một chút một chút lật xem này đó tin tức, cũng từ nơi này mặt, hơn nữa chính mình biết hiểu, đại khái sửa sang lại ra một ít hữu dụng tin tức tới. Ở chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, cổ chiến trường liên tiếp, địa tâm người bước lên cổ chiến trường, xuất hiện ở mặt đất, mà triệu cực đám người, cũng sớm có chuẩn bị, ở cổ chiến trường tính cả trước tiên, các quốc gia các đại che giấu thế lực liền cảm thấy, này đó che giấu thế lực, đồng thời cũng đại biểu cho phía chính phủ, về tân đại lục xuất hiện vấn đề, nháy mắt đã bị phía chính phủ biết được. Tân đại lục xuất hiện, một cái khác văn minh đã đến, chỉ sợ phía chính phủ cũng biết đem khống không được mấy tin tức này, liền lựa chọn mặc kệ, chậm rãi dẫn đường mọi người tiếp thu, ở phía chính phủ dẫn đường hạ, một đại bộ phận người, tại đây 10 ngày nội, đã dần dần tiếp nhận rồi về tân đại lục cùng tân nhân loại tin tức. Rốt cuộc đây là cái tuổi trẻ hóa xã hội, ở các loại anh hùng điện ảnh cùng phim truyền hình, cùng với các loại tiểu thuyết bao trùm hạ, rất nhiều người thậm chí đều chờ mong này hết thảy phát sinh. Đương nhiên, còn có như vậy một bộ phận nhỏ người, vô pháp tiếp thu chuyện như vậy, mà những cái đó hữu thần luận giả, hiện giờ càng là bốn phía tuyên dương thần tồn tại, nói cho còn lại người, chưa thấy qua, không đại biểu không tồn tại, liền tỷ như này đó tân tân nhân loại địa phương tâm cùng mặt đất văn minh tương va chạm lúc sau, đại chiến mở ra, ở cổ chiến trường, linh khí vô pháp vận dụng, vũ khí nóng vô pháp vận dụng, liền biến thành lãnh binh giao tiếp. Tại đây một phương diện, mặt đất so địa tâm, lược chiếm ưu thế. Địa tâm, tuy rằng luyện khí văn minh viễn siêu mặt đất, nhưng mọi người càng chú trọng chính là khí, dù sao trương huyền trên mặt đất tâm, xem qua các loại học viện, nhưng trong học viện chỉ dạy đại gia như thế nào luyện khí, nhưng mặt đất bất đồng, cái gì tê quân do, cổ võ, bát cực quyền từ từ, đều cụ bị nhất định thực chiến năng lực, tuy rằng cũng là giản hoa chiếm đa số, nhưng so với ỷ lại khí địa tâm tới nói, muốn hảo rất nhiều. Địa tâm đi vào cổ chiến trường, chân chính có sức chiến đấu, trừ bỏ những cái đó nhãn hiệu lâu đời cường giả bên ngoài, cũng liền cùng loại với kiếm cốc loại này thế lực, càng thêm cụ bị năng lực chiến đấu. Nhưng mà, mặt đất thị tộc, cửu cục, thậm chí lưỡi dao sắc bén loại này tổ chức, đều từng có người thể năng, căn cứ hiện tại tình hình chiến đấu tới xem, mặt đất ưu thế, càng nhiều, mà nghĩ thầm muốn đánh vào mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm được. Một cái lại một tin tức ở Trương Huyền trước mắt xẹt qua, cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi, đường phi cơ rơi xuống đất lúc sau, Trương Huyền mới tắt đi trong tay máy tính bảng, nhìn chung quanh một mảnh, hắn biết, đến địa phương, này dài đến 2.500 mễ nanh sói băng tuyết đường băng, thuộc về châu Nam Cực. Cửu cục đã sớm phái xe ngừng ở nơi này, đương trương huyền rơi xuống đất lúc sau lập tức có người lại đây nhanh đón mà hạ ra người cũng biết được hạ thần cùng mưa thu đã đến đồng dạng xuất hiện ở sân bay trương huyền cùng mưa thu chào hỏi sau liền tách ra thẳng đến phía trước chiến trường mà đi ở tân đại lục bên cạnh các thế lực lớn dựng trại đóng quân ở chỗ này tập kết binh lực phía sau lương thảo sung túc lúc này đây không phải mặt đất thế lực quyết đấu mà là thống nhất đối ngoại cũng không có phát sinh cái gì có người nào đó ăn tương khó coi sự. Rốt cuộc lúc này đây, liên quan đến trọng đại, không ai dám ở bên trong này làm cái gì động tác nhỏ. Trương Huyền vừa đến, liền nhìn đến triệu cực thân ảnh. Triệu cực tự mình ninh đón, hiện tại triệu cực không có lại bảo trì hắn dĩ vãng kia bờ cắt quần cùng ngắn tay tạo hình, mà là phá lệ xuyên một thân đồ tác chiến, tuy rằng vẫn là đầy mặt dâu quai nón, ngậm một cây thuốc lá, không ngừng hít mây nhả khói, nhưng ít ra nhìn qua, đứng đắn không ít hiện tại tình huống thế nào trương huyền nhìn thấy triệu cực trực tiếp hỏi khó mà nói triệu cực lắc lắc đầu hiện tại xem chúng ta tình huống không tồi nhưng có thể nhìn ra tới những người đó trọng tâm cũng không ở cùng chúng ta đấu tranh bọn họ hình như là đang lẩn trốn ly cái gì trương huyền trong lòng đột nhiên trầm xuống triệu cực nói lời này hắn mới nhớ tới thú nhân đang ở địa tâm tàn sát bừa bãi này đó địa tâm người đều là đang chạy trốn a à nếu tiếp tục kéo xuống đi nơi này lâm liền không phải địa tâm nhân loại mà là những cái đó hình thể thật lớn đem nhân loại trở thành là đồ ăn thú nhân nếu tới rồi lúc ấy hết thảy đã có thể chậm liền này không thể vận dụng linh khí không thể vận dụng vũ khí nóng địa phương tưởng ngăn cản thú nhân lấy cái gì ngăn cản tê quân do sao mang ta đi tiền tuyến trương huyền không có dư thừa vô nghĩa hắn hiện tại yêu cầu cùng địa tâm tới người giao thiệp triệu cực gật gật đầu há miệng thở dốc, lại nhắm lại miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy, Trương Huyền mày nhân lại. Triệu cực vẻ mặt bực bội đem thuốc lá ném tới trên mặt đất, dùng sức giấm diệt, lắc lắc đầu, không có gì đại sự, đi trước đi. Trương Huyền thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy triệu cực không thích hợp. Đột nhiên, một tiếng kinh hô từ bên cạnh truyền đến. Liền thấy mưa thu cùng hạ thần đứng ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa, có người ở cùng hạ thần hội báo cái gì. Mà mưa thu dùng tay nhỏ che miệng lại, trong mắt là che giấu không được khiếp sợ, người nói cái gì, Lâm Tổng đã chết. Lâm Tổng, đối với mưa thu trong miệng nói này hai chữ, hạ thần cùng hạ ra tới hội báo công tác người, đều có vẻ phá lệ nghi hoặc. Triệu cực sắc mặt biến đổi, lập tức liền ý thức được đại sự không ổn. Mà Trương Huyền, ở nghe được lời này nháy mắt, cả người cơ bắp, lập tức căng chặt lên, một cổ táo bạo nháy mắt tràn ngập trong lòng, Trương Huyền trước tiên liền muốn phát tiết, nhưng hắn lại cảm giác có một cổ lực lượng trói buộc chính mình, cái này làm cho vốn là trong lòng phá lệ táo bạo hắn, càng thêm bực bội, muốn phá tan loại trói buộc này, nhưng trói buộc chi lực phá lệ cường đại, vô luận Trương Huyền như thế nào đi làm, đều như là bị dây dối quấn quanh lên, cực kỳ khó chịu. Cho ta khai, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một cổ màu tím linh khí ở hắn dưới chân xoay quanh đương này linh khí xuất hiện nháy mắt, triệu cực trừng lớn hai mắt. Tại đây cổ chiến trường, không có người có thể vận dụng linh khí, nhưng hiện tại, trương huyền dưới chân, lại tụ tập nổi lên linh khí. Tiểu tử, ngươi, triệu cực trừng lớn hai mắt, lại không biết nên nói cái gì. Giờ này khắc này, ở trương huyền trong óc giữa, có một thanh âm, ở không ngừng vang lên. Thần châu, thần châu, trương huyền nắm chặt song quyền, hắn có thể cảm nhận được, ở chính mình ngực, có một đoàn năng lượng áp chế ở nơi đó, phảng phất tùy thời đều phải bùng nổ, chính là này một đoàn năng lượng, dẫn đường linh khí, ở chính mình dưới chân xuất hiện. Trương huyền hữu quyền mở ra, một phen màu tím thần kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ. Tiểu tử, người muốn làm sao? Triệu cực phát hiện trương huyền không thích hợp, hắn vội vàng phất tay, đứng ở phụ cận người, lập tức hướng chung quanh thối lui. Nàng nói, lão bà của ta đã chết, trương huyền mở miệng, hắn thân ảnh lược hiện khàn khàn. Triệu cực hít sâu một hơi, ra tiếng nói, tiểu tử, ngươi trước bình tĩnh lại, sự tình cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Ta tưởng loại nào, Trương Huyền siết chặt trong tay thần kiếm, về phía trước bước ra một bước. Tại đây một khắc, Trương Huyền phía sau, màu tím khí cơ quay cuồng, cũng liền với lúc này, Trương Huyền bỗng nhiên phất tay, nhất kiếm chiều phía sau chém tới. Đứng ở Trương Huyền phía sau, thình lình chính là mưa thu cùng hạ thần, này hai người hiển nhiên không có dự đoán được, trương huyền này nhất kiếm mục tiêu, thế nhưng là bọn họ. Mắt thấy kia màu tím quang mang chợt lóe rồi biến mất, mưa thu thân hình tiêu tán ở không trung, tùy theo biến mất, còn có hạ thần, cùng với hạ thần người chung quanh, lại tiếp theo, trương huyền bên cạnh triệu cực thân ảnh dần dần đạm đi, chung quanh này băng thiên tuyết địa, cũng bắt đầu tan rã giống như là một khối thật lớn màn che bị người chậm rãi xé xuống, một đạo mạn rượu nóng bỏng thân ảnh xuất hiện ở trương huyền trước mắt, đúng là kia truy nhập trong thông đạo ma nữ. Trương huyền chung quanh là từng tòa núi lớn, đỉnh núi có tuyết động, nơi này một mảnh yên tĩnh, không có thần linh hơi thở. Khanh khách, thế nhưng đã nhìn ra, lợi hại sao? Ma nữ che miệng cười khẽ. Anh linh điện người, chỉ biết làm này đó tiểu siết sao? Trương huyền mắt lạnh nhìn đối diện thân ảnh, lần này hắn có thể xác định, chính mình đã ở vào côn luân núi non giữa, quả thực về tới mặt đất, nơi này hơi thở, cùng địa tâm, hoàn toàn bất đồng. Anh linh điện. Ma nữ ánh mắt lộ ra một mặt khinh thường, ngàn vạn không cần lấy ta cùng với bọn họ so sánh với, ta cũng không phải là cái loại này tiểu nhân vật đâu. Vậy ngươi lại là ai? Trương Huyền phủi tay, phía sau khí cơ quay cuồng. Không bằng ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ma nữ hơi hơi mỉm cười, phá lệ, vừa mới cho ngươi chế tạo ảo giác, đều là ta từ trí nhớ của ngươi trung đọc lấy ra, sở hữu phát sinh sự, đều là hiện tại cái này văn minh chân thật phát sinh hết thảy, xuất hiện ở ngươi trước mặt người, cũng đều là dựa theo trí nhớ của ngươi đi bắt trước, ngươi lại là từ nơi nào nhìn ra tới đâu. Rất đơn giản, Trương Huyền trong tay màu tím thần kiếm quang hoa càng thêm nồng đập, nếu là triệu cực, hắn chết, đều sẽ không làm lão bà của ta gặp được nguy hiểm, bởi vì hắn biết, lão bà của ta một khi xảy ra chuyện, ta sẽ làm ra cái gì tới. Thì ra là thế, ma nữ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vài thập niên không có cùng người giao lưu, thật đúng là không thói quen đâu, bất quá không sao cả, dù sao đối với ta tới nói đều là giống nhau ngoạn nhạc một chút liền hảo kết quả mới quan trọng nhất đến đây đi đem thần châu giao cho ta thần châu cái này danh từ trương huyền quen thuộc lại xa lạ trương huyền không cần cùng ta giả ngu giả ngơ thần châu ở trong cơ thể ngươi giao cho ta ta không giết ngươi ma nữ phía sau phát ra màu đen quang hoa trương huyền bỗng nhiên nhớ tới thần châu này hai chữ ở chính mình cùng anh linh điện những người đó đối chiến thời ở chính mình ý thức hoàn toàn biến mất trước, giống như nghe được quá. Đến đây đi, ngoan ngoãn đem thần châu cho ta, nếu ngươi không muốn chết nói. Ma nữ phía sau hắc khí lan tràn, chiều Trương Huyền bao phủ mà đi. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút như thế nào giết ta, nếu có thể trực tiếp giết ta nói, ngươi hẳn là, cũng không cần cùng ta chơi loại này siết đi. Ngươi tìm chết, ma nữ ánh mắt phát lạnh, phía sau hắc khí bỗng nhiên bạo trướng, đánh úp về phía Trương Huyền. Trương Huyền trong tay thần kiếm múa may, tại đây múa may thần kiếm nháy mắt, Trương Huyền có một loại dị dạng cảm giác, hắn có thể cảm nhận được, ở vận mệnh chú định có một cổ lực lượng ở thêm vào chính mình trong tay thần kiếm, làm uy lực của nó bạo tăng, loại này bạo tăng, thậm chí đạt tới gấp đôi. Đây là có chuyện gì? Trương Huyền nhìn chính mình cầm kiếm cánh tay, hay là cùng kia cái gọi là thần châu có quan hệ? Màu tím kiếm mang chảm khai ma nữ tản mát ra hắc khí sau, khí thế không giảm, thẳng đến ma nữ mà đi. Ma nữ liên tục múa may mấy lần bàn tay, mới làm trương huyền chém ra khí mang tiêu tán, mà liền này một động tác, làm ma nữ mồm to thở dốc, oán hận nói, nếu không có kia nhất kiếm, người loại này con kiến, ta phất tay tức diệt. Thiết, trương huyền vẻ mặt khinh thường, nói những cái đó làm gì, nếu là ta lão tử ở, chỉ sợ đều có thể đem ngươi treo lên đánh trương huyền không biết hắn cha là ai nhưng thông qua hiện tại đã biết manh mối hắn chỉ biết chính mình lão tử hẳn là thực như bức là được rồi ma nữ trên mặt theo bản năng lộ ra một mặt sợ hãi thần sắc theo sau nói họ trương người cũng không cần lấy người kia tới làm ta sợ trương huyền tâm tư vừa động người này biết chính mình phụ thân tin tức sao trương huyền một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng ở phương diện nào đó ta thật đúng là chính là cái phú nhị đại lấy ta lão tử tới áp ngươi thì thế nào." Ma nữ phía sau hắc khí một lần nữa lan tràn, nàng mở ra hai tay, lạnh lùng nói, "Ở chúng ta thần linh trước mặt, hắn bất quá là một cái đáng chết xúc phạm thần linh giả mà thôi, có cái gì tư cách bị ngươi lấy ra tới áp ta?" "A, à, thần linh, Trương Huyền khinh thường, thần linh liền điểm này bản lĩnh sao?" Trương Huyền lại lần nữa múa may nhất kiếm, lại một lần cảm nhận được cái loại này uy lực thêm vào, như vậy cảm giác, làm Trương Huyền phá lệ hưởng thụ đây là một loại thình lình xảy ra cường đại. Đối mặt Trương Huyền lại một lần chém ra kiếm mang, mà nữ phát ra một tiếng thét chói tai, từ màu đen xương mù sở ngưng tụ ra tới quả đen, chiều Trương Huyền va chạm mà đến, đem kia màu tím kiếm khí xé nát. Trương Huyền tuy rằng trên mặt nơi trốn đều là khinh thường, nhưng trong lòng lại là phá lệ cẩn thận, hắn căn bản không hiểu được nữ nhân này chi tiết, nhưng từ nữ nhân nói chung, cũng có thể cảm nhận được nàng không đơn giản, chỉ là có thể đọc lấy ký ức này hạng nhất, đã nói lên nữ nhân này thủ đoạn, hơn nữa nữ nhân này có thể biết được chính mình phụ thân thân phận, tự xưng thần linh, nàng lai lịch, phá lệ thần bí. Đối đãi loại này nhân vật, Trương Huyền tự nhiên sẽ không có một chút ít đại nghĩa. Này màu đen xương mù ngưng tụ quả đen rảo nát Trương Huyền sở chém ra kiếm mang, xông thẳng Trương Huyền chộp tới, dục phải dùng kia lợi chảo, trực tiếp đem Trương Huyền xé rách. Trương Huyền phía sau Nhật Nguyệt lĩnh vực đều xuất hiện, thật lớn hư ảnh ở hắn phía sau hiện lên, đường hư ảnh xuất hiện nháy mắt, Trương Huyền liền chú ý tới, ngày ấy Nguyệt vì mắt hư ảnh, mang cho Trương Huyền một loại không thể miêu tả cường đại cảm giác. Này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trương Huyền mở ra hai tay, cúi đầu đánh giá chính mình, đối với này hết thảy phát sinh, hắn căn bản là không nhớ rõ. Ma nữ nhìn đến Trương Huyền sau lưng xuất hiện thật lớn hư ảnh, trong mắt hiện lên một mặt đố kỵ thần sắc. Anh Linh bám vào người, chính là cảm giác này sao? Trương Huyền hít sâu một hơi, lộ ra hưởng thụ bộ dáng, theo sau, liền thấy hắn tan đi trong tay thần kiếm, chỉ là nhẹ nhàng muốn may cánh tay, phía sau hư ảnh hình dáng liền đi theo động lên. Kia hướng Trương Huyền lao xuống mà đến, muốn đem Trương Huyền xé nát quả đen, trực tiếp bị một cái tát chụp tản ra, cùng lúc đó, này một cái tát, còn hướng ma nữ chụp đi. Dùng ta thần giới chi vật áp ta, cút ngay, ma nữ hét lớn một tiếng, mỹ cảm toàn vô, nàng phía sau lại lần nữa có hắc khí ngưng tụ thành hình hóa thành một con ma trảo chiều trương huyền phía sau hư ảnh hình dáng xé đi tại đây một khắc trương huyền đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút hoảng hốt một cổ suy yếu cảm ập vào trước mặt cho ta thật lớn lực lượng đồng dạng cũng muốn trả giá thật lớn năng lượng thế giới này quả nhiên là cân bằng trương huyền cười khổ một tiếng phía sau anh linh tan đi hắn một lần nữa cầm thượng diệt thế ma kiếm cùng ma nữ đấu ở bên nhau Ma nữ đồng dạng, ở ngưng tụ thật lớn ma chảo đánh ra một kích sau lâm vào suy yếu trạng thái, nàng cũng không có lại sử dụng cao cường độ chiêu thức, cùng trương huyền đấu ở bên nhau. Nơi này là côn luân sơn vùng cấm, không có bóng người, hai người đánh lên tới hoàn toàn không có cố kỵ, núi non nổ vang gian, hai người đã qua mấy chục chiêu, ma nữ cổ quái chiêu thức hùn ùn không dứt nhưng trương huyền đều có thể bằng vào trong tay diệt thế ma kiếm từng cái phá chi, đây là huyền thiên truyền cho hắn tuyệt kỹ, không có cái gọi là trần nhà hạn chế, chỉ cần Trương Huyền đủ cường, này nhất chiêu có thể vô hạn cường đi xuống. Mấy chục chiêu xuống dưới, hai người đều cảm thấy kiệt sức. Trương Huyền vốn chính là đại thương mới khỏi, mà ma nữ cũng là đã chịu Huyền Thiên Nhất kiếm, bị bị thương nặng, có thể đấu đến bây giờ tình trạng này, đều là hai người cường căng xuống dưới kết quả. Hai người phân biệt lập với hai tòa núi non phía trên, nhìn đối phương, mồm to thở dốc. Họ Trương lúc này đây tính mạng ngươi hảo bất quá ngươi không chạy thoát được đâu ma nữ lưu lại như vậy một câu thân hình biến mất liền ở ma nữ biến mất sau một giây một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện ở trương huyền trước mắt quỳ một gối với trương huyền trước người cung kính nói chủ nhân trương huyền híp mắt nhìn ma nữ rời đi phương hướng theo sau nhìn về phía trước mặt cường tráng thân ảnh hỏi cuồng si ngươi có thể cảm nhận được người kia là cái gì thực lực sao cuồng si gật gật đầu Nàng khí cơ suy nhược, nhưng đáy rất dày, cùng ta không sai biệt lắm. Trương Huyền trong lòng kinh ngạc một chút, khó trách ma nữ vừa mới có thể nói ra kia phiên lời nói, cùng cuồng si không sai biệt lắm. Thực lực 10 không còn một cuồng si, có thể một người độc chiến hai gã tôn chủ, toàn thịnh thời kỳ cuồng si có bao nhiêu đáng sợ, vô pháp tưởng tượng, kia căn bản không phải thực lực thừa lấy gấp 10 lần đơn giản như vậy. Liền lấy Trương Huyền tới nói, hiện tại hắn Tới thượng 10 tên Tôn chủ cấp bậc cường giả, chỉ cần làm hắn có thể ngưng tụ Diệt Thế Ma kiếm, này 10 tên Tôn chủ không nhất định đánh không lại, nhưng nếu làm Trương Huyền chỉ lấy ra một phần 10 thực lực, hắn căn bản không có khả năng là Tôn chủ cấp bậc cường giả đối thủ. Trương Huyền lắc lắc đầu, không có lại đi tưởng về Ma nữ sự, hắn hỏi Cuồng Si, Địa Tâm cùng mặt đất liên tiếp. Hồi chủ nhân, cổ chiến trường va chạm văn minh, Địa Tâm cùng mặt đất ở 10 ngày trước liên tiếp, đã triển khai mấy lần đại chiến đi, đi trước trong thành. Trương Huyền nói một câu sau, phi thân vào thành, cuồng si theo sát sau đó. Trương Huyền cùng cuồng si hai người, tốc độ cực nhanh, một giờ sau, liền đi vào khoảng cách côn luân núi non gần nhất một tòa thành thị. Liền cùng Trương Huyền ở ma nữ ảo giác giữa chỗ đã thấy giống nhau, ở nguyên bản phồn hoa náo nhiệt thành thị trung, che kín các loại võ quán, những cái đó nguyên bản treo ở trên màn hình lớn hàng xa xỉ cùng điện ảnh minh tinh đã hoàn toàn biến mất, tiểu thịt tươi càng là một cái đều không thấy, tương phản, xuất hiện tất cả đều là những cái đó cơ bắp hình nam. Cuồng si hướng Trương Huyền nói, địa tâm văn minh va chạm lúc sau, đã xảy ra không ít đấu tranh, các người nơi này cổ võ phát huy rất quan trọng tác dụng, hiện tại là có người ở cố ý để sướng cổ võ. Trương Huyền gật gật đầu, theo sau hỏi, lão bà của ta hiện tại thế nào? Phu nhân ở tiền tuyến, cuồng si trả lời, tạm thời thực an toàn, cổ chiến trường vô pháp vận dụng bất luận cái gì năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện cái gì đại quy mô tranh đấu. Trương Huyền gật gật đầu, hắn hiện tại lo lắng, không phải địa tâm cùng mặt đất pha chạm, nói đến cùng, hiện tại địa tâm tới người, thậm chí đều có thể xưng là là dân chạy nạn, bọn họ ở thú nhân áp bách hạ không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể một tổ ong toàn bộ chui qua tới. Hiện tại để cho Trương Huyền lo lắng, chính là những cái đó thú nhân, đương thú nhân bước lên cổ chiến trường lúc sau, bọn họ thật lớn thể trạng, sẽ làm cho bọn họ trở thành này phiến trên chiến trường chúa tể, nhân loại sở sử dụng lưỡi dao còn không bằng thú nhân kiềm cắt móng tay đâu. Thành trấn nội, Trương Huyền Tân mua một bộ di động, xem xét tin tức, tin tức thượng sở biểu hiện đồ vật, đều cùng ảo giác giữa giống nhau như đúc, một chữ đều không kém. Ma nữ vì cái kia ảo giác, có thể nói cũng hạ không ít tâm tư, trừ bỏ người là giả bên ngoài, còn lại hết thảy đều là chân thật. Địa tâm tồn tại, hiện giờ đã không phải bí mật rất nhiều học giả đều ở các loại suy đoán, biệt tâm tới này một nhóm người, rốt cuộc đại biểu cái gì? Là càng cao duy sinh vật, vẫn là càng cao khoa học kỹ thuật, vẫn là một cái mới tinh sinh mệnh quần thể. Ở trên mạng, không ít người đều vì này triển khai kịch liệt biện luận. Tùy ý nhìn vài thứ lúc sau, Trương Huyền bắt thông triệu cực điện thoại, hơn 10 phút sau, một trận phi cơ ở Trương Huyền nơi thành trấn nội chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị cất cánh. Đường Trương Huyền mang theo cuồng CD vào sân bay, bước lên phi cơ sau, phát hiện cabin nội, còn ngồi không ít người, đếm kỹ dưới, có 17 cái, tất cả đều là người trẻ tuổi. Trương Huyền nhíu nhíu mày. Một người đã sớm ở trên phi cơ chờ cửu cục thành viên chú ý tới Trương Huyền thần sắc, lập tức đi lên tới. Ở Trương Huyền trước mặt nhỏ giọng nói, Trương tiên sinh, tiền tuyến căng thẳng, rất nhiều gia tộc đều đem trong nhà trẻ tuổi phái ra tới hiện tại nhưng dùng phi hành lộ tuyến không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể tạm chấp nhận ngài cùng bọn họ cùng đi trước. Căng thẳng, Trương Huyền quay đầu lại nhìn mắt này 17 cái người trẻ tuổi, bọn họ có nam có nữ, nói chuyện lớn tiếng, trong giọng nói tấn hiện bừa bãi, Trương Huyền cười cười, đây là đưa qua đi mạ vàng đi, nhìn tình hình chiến đấu càng ngày càng tốt, qua đi chuyển một vòng trở về là có thể an thượng không ít danh hiệu. Cửu cục thành viên xấu hổ cười cười, không có làm trả lời, bởi vì hắn minh bạch, Trương Huyền nói cũng không sai, những người này chính là qua đi mạ vàng đi. Không sao cả, mau khởi hành đi. Trương Huyền phất phất tay, ta yêu cầu mau chóng chạy tới nơi. Về thú nhân sự, trừ bỏ Trương Huyền bên ngoài, hiện tại mặt đất, không có bất luận cái gì một người hiểu biết này đó thú nhân. Bọn họ còn chỉ đương mục tiêu là địa tâm những người đó, thật muốn chờ thú nhân đánh tới mới phản ứng. Vậy không còn kịp rồi, chuyện này, cần thiết đến Trương Huyền tự mình trình diện, lấy thân phận của hắn, mới có thể đủ điều giải địa tâm cùng mặt đất đấu tranh, còn lại đổi làm ai tới, đều không thể. Chương 1633 tới rồi Châu Nam cực lại nói. Về cổ chiến trường sự cấp bách, không phải còn lại bất luận cái gì sự tình có thể chậm trễ. Trương Huyền dựa nằm đang ngồi ghế, nhắm hai mắt, không có nói thêm nữa cái gì, hắn cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể một ít biến hóa, một ít linh tinh vụn vật ký ức đoạn ngắn cũng dần dần xuất hiện ở hắn trong óc giữa. Thần Châu, đây là ngươi để lại cho ta đồ vật sao? Còn có Lạc Thiên Cơ, rốt cuộc là ai? Cùng ngày Trương Huyền ý thức mơ hồ lúc sau đã phát sinh hết thảy, đã bị hắn chậm rãi nhớ lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, này đã là Trương Huyền bước lên phi cơ sau 30 phút đi qua, nhưng này đã sớm ngừng ở trên đường băng phi cơ, lại chậm chạp không có cất cánh. Trương Huyền trợn mắt, khẽ cau mày. Một người cử cục thành viên nhìn thấy Trương Huyền nhíu mày, Vội vàng chạy chậm lại đây, Trương Tiên Sinh. Trương Huyền nhíu mày hỏi, sao lại thế này, còn không xuất phát. Tên này cửu cục thành viên cười làm lành giải thích, Trương Tiên Sinh còn đang đợi một người. Trương Huyền lộ ra một ít bất mãn, chờ một người. Đúng vậy, cửu cục thành viên gật đầu, còn có một người không có tới, chúng ta đang đợi hắn. Không cần chờ, Trương Huyền lắc lắc đầu, xuất phát đi, ta muốn đi làm sự rất quan trọng. Trương Huyền thanh âm vừa ra, liền thấy một đạo thân ảnh bước đi thượng phi cơ, phát ra âm thanh, không đợi. Ngươi nói không đợi liền không đợi, làm ta nhìn xem là ai, có bao nhiêu đại huy phong. Người tới, là một người thanh niên, gần 30 tuổi tả hữu bộ dáng, sắc mặt ngạo nghễ nhìn Trương Huyền. Trương Huyền không để ý đến thanh niên theo như lời, nhìn về phía tên kia cửu cục thành viên, hỏi, liền hắn sao? Cửu cục thành viên gật gật đầu. Trương Huyền ra tiếng, người tới, mau xuất phát đi. Cửu cục thành viên lên tiếng, đi đến một bên. Mà mới vừa bước lên phi cơ tên này thanh niên, tắc nghênh ngang đi đến Trương Huyền trước mặt, nhìn chằm chằm Trương Huyền, ra tiếng nói, không nghe rõ ta hỏi ngươi nói sao. Ngươi là thứ gì, tại đây cho ta ra oai, nói không đợi liền không đợi. Còn lại hơn 10 người nam nữ, đều xem diễn dường như chiều bên này xem ra, hướng Trương Huyền lộ ra đồng tình ánh mắt, ở bọn họ trong mắt, Trương Huyền là muốn xui xẻo, mặt bên nhìn ra này thanh niên thân phận tuyệt đối không bình thường trương huyền quét này thanh niên liếc mắt một cái vô tâm phản ứng lão tử hỏi ngươi đâu thanh niên thấy trương huyền không thèm nhìn chính mình tức khắc sinh giận ta hỏi ngươi ngươi là cái thứ gì ngươi lại là thứ gì trương huyền hỏi lại một tiếng huynh đệ mau cấp đinh quý xin lỗi đi bằng không tới rồi tiền tuyến nhưng có ngươi chịu một người nữ nhân trẻ tuổi ra tiếng nàng nhìn như là nhắc nhở trương huyền trên thực tế lại nói đinh quý hai chữ thời điểm nữ nhân này trong mắt ý cười càng sâu hiển nhiên nàng là ở khoe ra đinh quý tên này muốn nhìn đến trương huyền ở nghe được này hai chữ sau lộ ra như thế nào phản ứng đích xác như tên này nữ nhân trẻ tuổi sở suy đoán như vậy đương trương huyền nghe được đinh quý hai chữ khi biểu tình phát sinh một ít biến hóa mở miệng hỏi đinh quý tiền tuyến cái kia đinh ra như thế nào có ý kiến Đinh Quý đôi tay ôm ngực, đầy mặt đắc ý. Lại một người nam tính đi ra, khoe ra giường như giảng đạo, huynh đệ, đinh ra ở tiền tuyến, chính là lập hạ công lao hãn mã, người lần này cần đi tiền tuyến, còn không tới địa phương, liền đem đinh ra người cấp đắc tội, chỉ sợ kế tiếp nhật tử, không hảo quá u. Muốn ta nói, người vẫn là cấp đinh quý hảo hảo nhận cái sai đi, người A, không thể quá bừa bãi mới đúng. Trương huyền sở dĩ biểu tình có điều biến hóa, là hắn cũng biết cái này đinh ra, cái này đinh ra, đã không ngừng ở tin tức thượng xuất hiện quá một lần, liền căn cứ tin tức thượng đưa tin, đinh ra người, tuyệt đối đều là cái đỉnh cái hảo nam nhi. Đinh ra tổ tiên tập võ, nhưng vẫn luôn không hiện sơn lậu thủy, ở mặt ngoài, bọn họ chỉ là một cái sinh ý thành công đại gia tộc mà thôi, gia tộc xí nghiệp thêm lên có mấy cái trăm triệu tài sản, tuy rằng ở tập đoàn tài chính lớn trong mắt, đinh ra điểm này tài sản cũng không tính cái gì, nhưng muốn chỉ từ sinh hoạt tới giảng, đinh ra sợ có được hết thảy đã siêu việt người thường quá nhiều, mấy cái trăm triệu tài sản, làm cho bọn họ sinh hoạt giàu có, không cần vì tiền lo lắng, gia tộc nội mỗi người. Đều có thể tiêu tiêu sái sái sống hết một đời. Mà khi châu Nam cực kia phiến đại lục chiến tranh bùng nổ thời điểm, Đinh ra chủ động quyên tiền, tự mình mang theo vật tư đi châu Nam cực, đường phát hiện châu Nam cực đặc thù tính sau, Đinh ra mọi người, nghĩa vô phản cố, đầu nhập chiến đấu bên trong, lấy ra bọn họ chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân triển lộ cổ võ bản lĩnh tuy rằng sẽ không luyện khí, nhưng đinh ra chiêu thức, đều không phải là là những cái đó xem xét tính khoa chân múa tay, ở chiến trường phía trên, phát huy thật lớn tác dụng, đinh ra cũng tại đây một ngày, bị rất nhiều người biết rõ. Về đinh ra sự tích, Trương Huyền ở tin tức thượng cũng nhìn đến quá, đối với cái này đinh ra, hắn bản nhân cũng bảo trì này một phần kinh ý, cho nên, đương biết được đinh quý là đinh ra người khi, Trương Huyền sắc mặt mới có thể phát sinh biến hóa. Tiểu tử, người hỏi ta là thứ gì? đinh quý cười lạnh nhìn trương huyền muốn hay không đến châu nam cực lúc sau ta một chút một chút nói cho ngươi đâu trương huyền lắc lắc đầu xem ở ngươi gia tộc mặt mũi thượng ta không cùng ngươi so đo ngươi tự giải quyết cho tốt ngươi hắn sao cùng lão tử trang đinh quý lập tức ra tiếng quát mắng cái này nhìn qua so với chính mình tiểu vài tuổi người nói cái gì xem ở gia tộc của chính mình mặt mũi thượng đinh quý muốn bay lên ngồi xong tên kia cửu cục thành viên quát lớn một tiếng Đinh Quý duỗi tay chỉ vào Trương Huyền, hảo, người cùng ta trang đúng không, kia hành, chờ tới rồi địa phương, ta làm ngươi hảo hảo cùng ta trang. Đinh Quý nói xong, vẻ mặt bất mãn đi đến một bên ngồi xuống, phi cơ ở trên đường băng chậm rãi sử động, theo sau một bước lên trời dựng lên, thẳng đến châu Nam cực mà đi. Giờ này khắc này, châu Nam cực cổ chiến trường. Khắp nơi thế lực sớm đã tại đây dựng trại đóng quân, vô số vật tư bị vận hướng nơi này, các quốc gia chiến sĩ tề tụ ở chỗ này, chống đỡ ngoại địch, là mọi người cộng đồng mục tiêu. Triệu cực đang ở tiền tuyến, điều hành rất nhiều sự tình, các quốc gia thế lực lãnh tụ tụ tập ở bên nhau, thương thảo kế tiếp kế hoạch. Trực tiếp xiết qua đi, nơi này là chúng ta địa phương, bọn họ là ở xâm lấn, chúng ta muốn đem này đó đáng chết đồ vật, đá hồi bọn họ quê quán. Cũng nên chủ động xuất kích. Bọn họ thực lực thực bình thường, chỉ là ở văn minh trình độ thượng so với chúng ta muốn cao một ít, chỉ cần chúng ta giết qua đi, Nắm giữ bọn họ khoa học kỹ thuật, những người này không đáng sợ hãi. Bọn họ không phải địch nhân, là trời cao tặng cho chúng ta lễ vật, mang cho chúng ta Tân Văn Minh hệ thống. Trừ bỏ các thế lực lớn thủ lĩnh bên ngoài, còn có một ít học giả cũng đều tiến đến nơi này. Ta hy vọng chúng ta có thể đem một ít bọn họ người mang về, tiến hành trình độ nhất định nghiên cứu. Bọn họ chỉ là binh lính, sẽ không nói lời nói thật, ta muốn đi bọn họ thế giới xem bọn hắn nơi đó khoa học kỹ thuật văn minh, sẽ cho chúng ta cung cấp rất lớn trợ lực. Lần lượt từng học giả đưa ra ý kiến. Triệu cực ngồi ở một bên, nghe nói như vậy, mặc không lên tiếng. Hai ngày này vẫn luôn ở đi công tác trên đường, 1.700 km lộ hai người lái xe, thời gian nhàn hạ gõ chữ, đệ nhị càng khả năng ở không điểm về sau. Mọi người nói chuyện với nhau một phen, cuối cùng có người đem ánh mắt phóng tới triệu cực trên người, các quốc gia người, đều muốn nghe xem triệu cực ý kiến. Bởi vì tại đây 10 ngày thời gian nội, bọn họ phát hiện triệu cực đối với đại lục bên kia tới người, so với bọn hắn càng thêm hiểu biết. Nhìn thấy mọi người hướng chính mình xem ra, triệu cực xoay đầu, thổi bay huyết sáo, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Lúc này triệu cực, nhìn như mặt ngoài bình thường, trên thực tế, hắn trong lòng ý cười, đều mau nhịn không được, quay đầu đi, chính là vì làm chính mình nhịn xuống không cười ra tới chảo địa tâm người đi ra ngoài nghiên cứu hoặc là vọt vào địa tâm này cũng chính là này phiến đại lục có cổ quái không thể vận dụng linh khí một khi có thể vận dụng trên mặt đất tâm những người này trước mặt mặt đất sẽ trở nên bất kham một kích tùy tiện đem một người mang cách nơi này đừng nói tôn chủ cấp bậc liền tính là cái khống linh cũng có thể đem toàn bộ mặt đất xảo một cái long trời lở đất còn nghiên cứu không chừng ai nghiên cứu ai đâu còn có kiệt tiến vào địa tâm cách nói vô nghĩa đều làm triệu cực tìm không thấy phun tào địa phương, tràn đầy lũ sang đều không thể nào hạ khẩu. Triệu cực không nói gì, những người này cũng liền không tiếp tục đi dò hỏi triệu cực ý tưởng, một đám lại tụ ở bên nhau, triển khai kịch liệt thảo luận. Triệu cực bậc lửa một cây thuốc lá, chậm gì gì đi ra ngoài, nhìn nhìn chân trời, một cái quang điểm xuất hiện ở triệu cực tầm mắt giữa, triệu cực thở dài một hơi, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tướng tài hút mấy khẩu thuốc lá dẫm diệt ở dưới chân, Triệu Cực lão đảo lắc lư đi đến tiến đến, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, này 10 ngày, cuối cùng làm hắn được đến một cái tin tức tốt, đó chính là Trương Huyền xuất hiện. Ta lão công đã trở lại, một đạo sinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Triệu Cực bên cạnh, đúng là vẻ mặt hưng phấn Lâm Thanh Hạp, giờ phút này Lâm Thanh Hạp, ăn mặc một thân chiến giáp, cùng nàng trên mặt đất tâm đảm nhiệm nữ chiến thần khi giống nhau uy vũ, phía sau lưng đừng một phen trường thương, anh tư tát sảng. Triệu Cực nhún vai, trừ bỏ hắn ai có thể làm ta như vậy nginh đón, đi thôi, phi cơ lập tức liền rơi xuống đất. Triệu cực mang theo lâm thanh hạm, triều đại lục bên cạnh đi đến. Tại đây phiến đại lục bên cạnh, thành lập một cái lâm thời sân bay đường băng, đường băng trường 3 km, cất cánh rất xuống đều không có bất luận vấn đề gì. Đường triệu cực cùng lâm thanh hạm đã đến sau, này sân bay đường băng bên đã chờ rất nhiều thân ảnh, đều là tới đón gia tộc vãn bối. Phi cơ rơi xuống đất, cabin môn mở ra, một đạo tiếp một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Lâm Thanh Hàm có vẻ thực hưng phấn, nhưng trước mặt người khác lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, cố nén nội tâm kích động, làm chính mình nhìn qua chấn định đứng ở nơi đó. Lần này trên chiến trường, Lâm Thanh Hàm biểu hiện cũng rất sáng mắt, tạo không ít uy tín, này uy tín Lâm Thanh Hàm không phải vì chính mình, mà là vì Trương Huyền sở chuẩn bị. Cứ việc Lâm Thanh Hàm đã cực lực khắc chế chính mình, mà khi Trương Huyền thân ảnh từ cabin môn thỏ đầu ra khi, nàng vẫn là không có nhịn xuống bước nhanh đi tới đứng ở trương huyền trước mặt nhào vào hắn trong lòng ngực được rồi người tốt xấu cũng là cái tướng quân chú ý điểm ảnh hưởng triệu cực vẻ mặt bất đắc dĩ đã đi tới nhìn trương huyền trương tiểu tử không cần vừa trở về liền cho ta giải cầu lương đi ha ha trương huyền cười lớn một tiếng không có biện pháp ai làm ta ở nhan giá trị phương diện nghiền áp ngươi đâu ngươi cũng liền không biết xấu hổ phương diện nghiền áp ta Triệu cực bĩu môi, nhìn thoáng qua đi theo Trương Huyền phía sau, giống như tháp sắt giống nhau cuồng si. Trương Huyền vỗ vỗ lâm thanh hạm phía sau lưng, buông ra kia mảnh khảnh vòng eo, hướng triệu cực nói, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, có một số việc đến chạy nhanh xử lý. Liền cùng lão bà triền miên đều có thể phóng tới mặt sau, kia thuyết mình thật sự thực sốt ruột. Triệu cực một bên trêu gẹo, một bên mang theo Trương Huyền, chiều một bên đi đến. Triệu cực tuy rằng lời nói không cái đứng đắn, nhưng hắn cũng biết, Trương Huyền muốn nói tình huống là thật sự khẩn cấp. Mấy người vừa muốn chiều một bên đi đến. Đứng lại, một đạo a thanh từ phía sau truyền đến. Trương Huyền đám người đồng thời quay đầu lại, liền thấy Đinh Quý đứng ở Trương Huyền phía sau, đầy mặt khó chịu nhìn nơi này. Về ở chiến trường có một cái tư thế oai hùng nữ tướng quân sự, Đinh Quý ở nhà cũng đã nghe nói. Hoặc là nói, về Lâm Thanh hạm ảnh chụp, đã sớm ở các đại gia tộc trẻ tuổi bên trong truyền khai đặc biệt là nam tính, nhất cảm thấy hứng thú, có không ít người tới này chiến trường, có thể nói đều là vì này nữ tướng quân tới, đinh quý cũng không ngoại lệ. Đinh ra tại đây phiến cổ chiến trường, có cũng đủ cao địa vị, này cũng làm đinh quý trong lòng tin tưởng tràn đầy, làm đinh ra vẫn luôn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lúc này đây tiến đến cổ chiến trường mạ vàng, thuyết minh đinh ra đối hắn coi trọng trình độ, hắn đi vào này, lập tức liền sẽ trở thành đinh ra có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, Ít nhất ở đối ngoại biểu hiện thượng sẽ là như thế, chờ nơi này sự tình kết thúc, đinh quý sẽ theo lý thường hẳn là kế thừa đinh gia, cho nên đối với người khác đều đàm luận, đều ngưỡng mộ, đều kêu chỉ nhưng xa xem nữ tướng quân, đinh quý lại ở trong lòng có nhất định nắm chắc, chính mình có thể âu yếm, hắn tới phía trước cũng đã tưởng hảo, tới rồi tiền tuyến chuyện thứ nhất chính là cùng kia nữ tướng quân đáp thượng quan hệ. Nhưng mới xuống phi cơ, khiến cho đinh quý thấy được tức giận một màn, hắn sớm đã ở trong lòng coi như lý tưởng đối tượng nữ tướng quân, thế nhưng bổ nhào vào một cái khác nam nhân trong lòng ngực, mà nam nhân kia còn ở trên phi cơ khiêu khích quá chính mình, càng là nói ra xem ở gia tộc của chính mình mặt mũi thượng mới không thu thập chính mình như vậy rõng rạc nói. Đối với đinh quý mà nói, loại chuyện này, như thế nào có thể nhẫn? Thấy đinh quý vẻ mặt khó chịu đứng ở kia, trương huyền còn không có mở miệng, triệu cực liền vẻ mặt kỳ quái hỏi, tiểu bằng hiếu, làm sao vậy, có việc? Ngươi, đinh quý vẻ mặt ngạo khí vừa muốn mở miệng, đã bị người ngăn lại. Hai gã tiến đến nghênh đón đinh quý đinh ra người ghé vào đinh quý bên tai thì thầm một ít cái gì, đinh quý trong mắt ngạo khí thu liễm một ít, hướng triệu cực nói, tổng chỉ huy, ta cùng người này, có điểm mâu thuẫn. Đinh quý chỉ vào trương huyền, cùng triệu cực nói chuyện thái độ, cùng phía trước so sánh với, có 180 độ chuyển biến, nghĩ đến kia hai người cho hắn nói, chính là triệu cực thân phận. Làm cửu cục nhất ca, chẳng sợ hè oi bước có đông đảo cường đại thế lực, càng là có năm đại thị tộc tham dự tiến vào, nhưng triệu cực, như cũ là hè oi bước tại đây phiến trên chiến trường tổng chỉ huy, không người có thể so sánh. Triệu cực nhìn thoáng qua trương huyền, hướng đinh quý nói, có mâu thuẫn liền có mâu thuẫn bái, đều đại lão ra, có cái gì cùng lắm thì. Triệu cực nói xong, quay đầu liền chuẩn bị đi. Thấy triệu cực phải đi, đinh quý vội vàng nói, tổng chỉ huy, nếu chỉ là đôi ta cá nhân chi gian mâu thuẫn, ta đinh quý tự nhiên không có khả năng nhỏ mọn như vậy, nhưng tiểu tử này là trào phúng ta toàn bộ đinh ra. Liền tính ta có thể chịu được, ta đinh ra cũng chịu không nổi. Tổng chỉ huy, ta đinh ra tại đây đoạn thời gian, không có công lao, cũng có khổ lao, có thể nào tùy tiện bị một người trào phúng. Nga, triệu cực mặt lộ vẻ nghi hoặc, lấy hắn đối trương huyền hiểu biết, là biết trương huyền sẽ không làm ra tùy tiện trào phúng người khác sự. Hắn chiều đinh quý đi rồi hai bước, nói một chút đi, như thế nào chào phúng ngươi đinh ra. Đối mặt triệu cực dò hỏi, đinh quý đem ở trên phi cơ phát sinh sự sinh động như thật nói một phen, bất quá ở hắn giảng sự trong quá trình, tự nhiên mà vậy đem trương huyền đặt ở sai lầm một phương, tỉ như phi cơ đang đợi đinh quý cất cánh điểm này, đinh quý trong miệng nói chính mình tại gia tộc chuẩn bị vật tư, chi viện tiền tuyến, mà ở cái này trong quá trình, có người có vẻ không kiên nhẫn, đây là cảm thấy chính mình sự so tiền tuyến sự còn muốn quan trọng nhiều, Nghe Đinh Quý một phen lời nói, triệu cực như thế nào nghe không hiểu, đây là người trẻ tuổi cao ngạo lòng tự trọng bị nhục, hắn hơi hơi mỉm cười, hành, sự tình ta đã biết, người tưởng như thế nào giải quyết. Hoặc là nói, các người đinh ra, tưởng như thế nào giải quyết chuyện này. Đinh Quý mở miệng nói, Tổng chỉ huy, ta chỉ cảm thấy, đã có người chào phúng ta đinh ra, liền từ chúng ta hai bên tự hành hiệp thương giải quyết, vô luận là bất luận cái gì giải quyết phương thức, Tổng chỉ huy ngươi đều không cần tham dự. Đinh Quý thấy triệu cực cùng Trương Huyền đi gần, sợ triệu cực bao che người này. Ta không tham dự, triệu cực nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Trương Huyền, theo sau hướng Đinh Quý nói, việc này ta không tham dự chỉ sợ không hảo đi. Triệu cực là sợ này Đinh ra cấp Trương Huyền chọc tức giận, trực tiếp bị Trương Huyền cấp diệt môn. Hiện tại Trương Huyền là cái gì thực lực, triệu cực còn không rõ ràng lắm, hắn đối Trương Huyền nhận chi, còn dừng lại ở tôn chủ cấp bậc, nhưng cuồng si tồn tại, tuyệt đối có thể làm trương huyền với mặt đất vô địch, đây chính là cái tuyệt tàn nhẫn nhân vật A. Đinh Quý mở miệng, Tổng chỉ huy, người yên tâm, chúng ta đinh ra không phải vô cớ gây rối người, cũng tuyệt đối sẽ không đem sự tình làm đại. Triệu cực suy nghĩ một chút, ra tiếng nói, hành, nếu người nói không phải không có lý lấy nháo, ta liền an tâm rồi. Lấy triệu cực đối trương huyền hiểu biết, chỉ cần này đinh ra không phải làm đặc biệt quá mức, Trương Huyền hẳn là sẽ không đối này đinh ra làm ra cái gì quá mức kịch liệt sự. Thấy triệu cực đáp ứng xuống dưới, đinh quý lộ ra một mặt cười lạnh, hung hăng chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái sau, dẫn người xoay người rời đi. Tiểu tử ngươi, đến chỗ nào đều không thể thiếu phiền toái a. À. Triệu cực hướng Trương Huyền cười cười. Này cũng kêu phiền toái sao? Trương Huyền hỏi lại một tiếng. Triệu cực sửng sốt một chút, gật đầu nói, người nói cũng là, dù sao đinh ra biểu hiện cũng không tệ lắm trừ bỏ số ít như vậy những người này bên ngoài còn lại người đều thực dụng tâm người cũng đừng quá để ý rốt cuộc một ít người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo trương huyền sờ sờ mũi nếu để ý nói người này liền sống không đến nơi này đi thôi trước liêu điểm chính sự triệu cực câu lấy trương huyền bả vai chiều cửu cục phòng làm việc đi đến mấy chục phút sau triệu cực ngồi ở bàn làm việc trước nghe trương huyền theo như lời cau mày thuốc lá một cây tiếc một cây điểm, trước người gạt tàn thuốc đã nhét đầy. Mà Lâm Thanh Hạm cũng biểu tình ngưng trọng ngồi ở một bên, Trương Huyền mang đến tin tức, thật sự là quá chấn động, địa tâm đại loạn, thú nhân xâm nhập, hiện tại địa tâm tới những người này, không phải xâm lấn, chỉ là chạy trốn. Người muốn làm cái gì? Triệu cực thổi điếu thuốc sương mù, nhìn Trương Huyền, hoặc là nói, người yêu cầu chúng ta như thế nào làm? Ngưng chiến, Trương Huyền ra tiếng, mọi người ngưng chiến, ta không biết lúc này đây địa tâm là ai ở phía trước xung phong, ta yêu cầu theo chân bọn họ giao thiệp, địa tâm hiện tại cũng vô cùng hỗn loạn, bọn họ yêu cầu một cái chỗ an thân, tiếp tục kéo xuống đi, chờ thú nhân tới, tổn thất lớn nhất, vẫn là chúng ta. Triệu cực suy tư một phen, lắc lắc đầu, hiện tại tân văn minh xuất hiện, toàn thế giới ánh mắt đều đặt ở nơi này, những cái đó đã sớm tưởng xâm lược phái chủ chiến, đã sớm chờ không kịp, bọn họ đem địa tâm trở thành mềm quả hồng, trở thành bọn họ có thể đoạt lấy chăn nuôi khu muốn làm cho bọn họ ngưng chiến rất khó rốt cuộc này không phải hè oi bức một quốc gia sự quá nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm nơi này ta mặc kệ trương huyền đứng dậy việc này ngươi đi giao thiệp nhất vãn hai cái giờ sau ta muốn kết quả đồng ý tốt nhất ai không đồng ý ta giết kẻ ấy trương huyền giọng nói rơi xuống đi ra cửa cục phòng làm việc hiện tại bãi ở trương huyền sự tình trước mặt rất nhiều hắn không có thời gian lại đi cùng những người đó đánh thái cực. Về địa tâm sự tình đã lửa xém lông mày, thú nhân tùy thời khả năng xuất hiện, một khi làm thú nhân sao đường lui, kia xui xẻo, chính là toàn bộ thế giới người thường. Triệu cực nghe Trương Huyền trong giọng nói sở biểu hiện ra ngoài kiên định, hít sâu một hơi, hướng lâm thanh hạm cười khổ một chút, người lão công, càng ngày càng bá đạo a. À. Hắn lúc này đây trở về, đích xác có chút bất đồng. Lâm thanh hạm mặt lộ vẻ lo lắng, ta tổng cảm giác, hắn trong lòng nghẹn một cổ khí, muốn phát tiết, rồi lại phát tiết không ra, nếu những người đó làm ra cái gì chuyện xấu tới, ta có loại trực giác, ta lão công, sẽ đem bọn họ coi như phát tiết địa phương. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi, triệu cực lắc lắc đầu, ta hiện tại liên hệ bọn họ. Triệu cực nói, cầm lấy điện thoại. Đương Trương Huyền từ cửu cục phòng làm việc đi ra khi, đinh ra người, đã sớm tại đây chờ hắn. Ở đinh quý phía sau, đi theo mười mấy hào người, tất cả đều là người trẻ tuổi. Đương thấy Trương Huyền đi ra phòng làm việc sau, này hơn 10 người, tất cả đều đi lên trước tới, vây quanh lại đây. Đinh Quý nhìn Trương Huyền, ra tiếng nói, tiểu tử, hiện tại ta đinh ra người đều tại đây, người cho ta đinh ra mặt mũi. Ta đinh ra, giống như không ai nhận thức người a. À. Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn, nói, thực mau các ngươi liền sẽ nhận thức. Trương Huyền nói xong, không nghĩ để ý tới những người này, hắn hiện tại yêu cầu đi tiền tuyến xem một cái đinh quý duỗi tay ngăn lại trương huyền người muốn đi nào a à? hôm nay cùng ta đinh ra sự không xử lý xong người nào đều đi không được ta lặp lại lần nữa trương huyền nhìn quét này đinh ra mọi người xem ở đinh ra mặt mũi thượng ta không nghĩ cùng các ngươi so đo ta hiện tại có việc vô tâm tư cùng các ngươi chơi cái gì kêu ngươi vô tâm tư chơi với ta đinh quý cười lạnh hiện tại là ta muốn cùng ngươi chơi làm minh bạch sao? Trương Huyền lấy ra di động, nhìn thoáng qua. Như thế nào, muốn đánh điện thoại gọi người, đinh quý đầy mặt trào phúng. Không, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta nhìn xem thời gian mà thôi. Xem thời gian, một người đinh ra người theo bản năng phát ra nghi hoặc thanh âm. Trương Huyền gật gật đầu, các người đinh ra khoảng cách nơi này không xa, phế đi các ngươi, bọn họ 10 phút nội ứng nên có thể tới rồi, nửa giờ giải quyết sở hữu phiền toái, có thể tiếp thu. Trương Huyền này tràn ngập khinh thường nói, tức khắc làm đinh gia mọi người tức giận không thôi, bọn họ làm đinh gia người, tại đây phiến trên chiến trường, cực có địa vị, cơ hồ mỗi người đều cho bọn họ cũng đủ tôn trọng, nhưng hiện tại lại có người dám khinh thị như vậy bọn họ. Ngươi hắn sao?" Đinh Quý mắng to một tiếng, trực tiếp động thủ, một quyền chiều Trương Huyền huy đi. Đinh gia mọi người tuy rằng sẽ không dùng khí, nhưng bọn hắn cổ võ thực lực lại là thực không tồi. Bằng không cũng không có khả năng tại đây phiến chiến trường khiêng đại lương, ở không thể dùng khí dưới tình huống, bọn họ đều là cường giả, chỉ tiếc, bọn họ đối mặt, là Trương Huyền. Từ võ học góc độ tới giảng, Trương Huyền tồn tại, tuyệt đối có thể xưng được với là một cái kỳ tài, hắn đã sớm quen thuộc bách gia võ học kịch bản, thực chiến kinh nghiệm vô số, thực lực là tuyệt đối đủ cường hãn. Trước không nói Trương Huyền sở nắm giữ những cái đó phồn đa chiêu số, chính là hắn thực chiến kinh nghiệm dù cho hắn nhất chiêu sẽ không, cũng đều không phải giống nhau võ thuật cao thủ có thể đối phó. Đinh gia hiện tại tuy rằng nhân số viễn siêu Trương Huyền, nhưng đánh lên tới trong quá trình, căn bản là không phải Trương Huyền đối thủ. Đối mặt Đinh gia mọi người cổ võ chiêu thức, Trương Huyền đối mỗi người, chỉ ra nhất chiêu, Trương Huyền ra chiêu, tinh chuẩn tàn nhẫn, chẳng sợ chiêu thức sau ra, cũng có thể phát sau mà đến trước, từ người ngoài góc độ xem ra, chính là mười mấy danh Đinh gia người vây quanh Trương Huyền, Trương Huyền cánh tay liền động dưới, đinh ra những người trẻ tuổi này, liền liên tiếp ngã xuống, cái này quá trình, tổng cộng thêm lên, không đến một phút thời gian. Một phút trước, hơn 10 người đinh ra người còn hùng hổ vây quanh Trương Huyền, một phút sau, những người này toàn bộ rốt cuộc, lại xem Trương Huyền ánh mắt giữa, mang theo một mặt thần sắc sợ hãi. Trương Huyền một người đứng ở nơi đó, không để ý đến nằm trên mặt đất mười mấy danh đinh ra thanh niên, nhìn mắt di động thượng thời gian, chờ đợi đinh ra mọi người lại đây. Đinh ra tại đây phiến trên chiến trường, cụ bị nhất định địa vị, đối với người khác mà nói, đinh ra mỗi một cái thành viên, cơ hồ đều là danh nhân rồi, hoặc nhiều hoặc ít, đều có người nhận thức. Lúc này, liền ở cửu cục phòng làm việc trước, đinh ra nhiều người như vậy nằm trên mặt đất kêu rên, có thể nào không làm cho người chú ý, bọn họ một là kỳ quái này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà là khiếp sợ, có người cũng dám đối đinh ra người động thủ, lấy đinh ra địa vị, người này không nghĩ hảo quá sao? Đinh ra ở trên chiến trường chính là trung kiên lực lượng a. Ở đinh ra sau lưng, nhưng còn có phía chính phủ duy trì. Đệ Tam, có người cẩn thận quan sát Trương Huyền, này một người, thế nhưng có thể nhẹ nhàng làm mười mấy danh đinh ra người nằm trên mặt đất kêu rên, đinh ra tới người, nhưng đều là có công đế, như vậy cái này nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đến có như thế nào thực lực ở chiến trường tuyến đầu, là Đinh Gia nơi dừng chân. Đinh Gia lúc này tại đây người phụ trách, chính là Đinh Gia gia chủ, Đinh Kiến Trung. Đinh Kiến Trung, nguyên bản chỉ là một cái bình thường thương nhân, nếu không phải lần này phát sinh như vậy sự, hắn cũng sắp gặp phải về hưu, Đinh Gia sản nghiệp, đã dần dần giao cho vãn bối, bận rộn cả đời Đinh Kiến Trung, đã chuẩn bị ninh đón chính mình tốt đẹp về hưu sinh hoạt, ở Đinh Gia tư bản hạ, hắn sinh hoạt, sẽ chỉ làm 90% người hâm mộ, mà khi châu Nam cực chiến sự bắt đầu trước tiên, Đinh Kiến Trung liền bàn tay vung lên, trực tiếp vận chuyển vật tư lại đây, đương trên chiến trường chỉ có thể đánh giáp lá cả tin tức chuyển ra khi, Đinh Kiến Trung càng là mang theo Đinh ra người, trực tiếp đầu nhập chiến trường giữa, biểu hiện ra bọn họ bất đồng với bình thường thương nhân một mặt, đồng dạng, Đinh ra sở biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng làm người thực ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn, Đinh ra liền ở tiền tuyến thành lập công huân, được đến phía chính phủ duy trì. Giờ này khắc này, đinh kiến công chính ở phía trước lều lớn giữa, chế định kế tiếp tác chiến kế hoạch, đinh ra một đám người, đang ở nghiêm túc nghe, cẩn thận phân tích, đưa ra kiến nghị. Trong chướng chiến địa điện thoại vang lên, đinh kiến trung nhíu nhíu mày, không nói gì. Một người đinh ra thành viên qua đi tiếp khởi điện thoại, vài giây lúc sau, tên này tiếp khởi điện thoại người sắc mặt mãnh biến, hướng xa bàn trước đinh kiến nửa đường, đinh quý bọn họ, tại hậu phương, bị người phế đi đinh ra lều lớn bên trong người lúc này đồng thời đứng dậy cái gì bị phế đi ai làm chúng ta ở phía trước chinh chiến tiểu bối tại hậu phương thế nhưng bị phế đi đối phương tha không được đinh kiến trung sắc mặt cũng phá lệ khó coi hắn hỏi kia tiếp điện thoại người hỏi là nhà ai làm tiếp điện thoại người hướng trong điện thoại hỏi vài câu theo sau ngẩng đầu hướng đinh kiến trung trả lời nói là một người kêu trương huyền Trương Huyền nghe thấy cái này tên Đinh ra người đều vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ trước nay không nghe nói qua người này cũng không nghe nơi này từng có cái gì Trương ra, nhưng chỉ có Đinh Kiến Trung sắc mặt càng thêm khó coi. Trương Huyền như thế nào sẽ chọc tới hắn? Đinh Kiến Trung dĩ vãng cũng không nghe nói qua tên này, nhưng hắn tới rồi vị trí này lúc sau liền nghe nói Trương Huyền hai chữ. Người khác nói cho Đinh Kiến Trung tên này chính là nhắc nhở Đinh Kiến Trung ồ luận hắn ở chỗ này địa vị có bao nhiêu cao, nhưng cái kia kêu Trương Huyền người, tuyệt đối không thể trêu chọc, người này tồn tại là áp đảo mọi người phía trên, chẳng sợ liền tổng chỉ huy, đều sẽ không tùy ý đi trêu chọc người này. Đồng dạng, Đinh Kiến Trung cũng nghe nói Trương Huyền một ít việc, tỉ như lúc trước Quang Minh đảo chủ, địa ngục quân vương, tỉ như một người giết năm đại thị tộc sợ hãi, những việc này, đều là lấy hướng Đinh Kiến Trung tiếp xúc không đến, nghe tới này đó sự tích khi hắn chỉ cảm thấy Trương Huyền là một cái thực khủng bố người, nghĩ không cần chiêu chọc, thậm chí không cần có giao tế càng tốt, mà khi Đinh Kiến xuôi tai nói, bởi vì cửu cục thành viên, Trương Huyền nổi trận lôi đình, không tiếc cùng nhiều nhân vi địch khi. Đối với người này, Đinh Kiến chung lại tâm sinh kính nể, vẫn luôn nghĩ có cơ hội nhất định phải bái phỏng một chút. Nhưng hiện tại, chính mình còn không có bái phỏng, nhà mình vãn bối lại cùng người này sinh ra xung đột, liền Đinh Kiến Trung sở nghe được sự tích, hắn cho rằng này Trương Huyền tuyệt đối không phải tùy ý tìm việc người, hơn nữa lấy người này thân phận cùng địa vị, cũng không hiếm lạ đi khi dễ một ít gia tộc vãn bối, tất nhiên là chính mình ra người, chủ động tìm phiền toái, nhà mình những cái đó vãn bối là cái dạng gì, đinh kiến chung hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Các người trước chạy tới nơi, ngàn vạn không cần cùng Trương Huyền khởi xung đột, ta đi tìm tổng chỉ huy. Đinh kiến trung lập mã hạ đạt mệnh lệnh, theo sau lao ra lều lớn. Đinh ra mọi người vẻ mặt nghi hoặc, không rõ đinh kiến trung như thế nào sẽ như vậy để ý cái kia kêu trương huyền người, nhưng đinh kiến trung hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám vi phạm. Ở cử cục phòng làm việc trước, đinh quý che lại hai chân, sắc mặt thống khổ, vừa mới trương huyền chỉ là ra hai ngón tay, liền làm này đinh quý hai chân xuất hiện kịch liệt đau đớn, căn bản là không dùng được kính, vô pháp đứng thẳng, này đau đớn cũng không có theo thời gian mà chuyển rời, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng lên. Đinh quý trong mắt mang theo hận ý, nhìn chằm chằm Trương Huyền, người chờ, người cho ta chờ. Ta là đang chờ a à? Trương Huyền đương nhiên nói, người thấy ta đi rồi. Ở Trương Huyền lời này hạ, đinh quý thế nhưng liền tàn nhẫn lời nói đều phóng không ra. Trương Huyền trong miệng mặc niệm thời gian. Đã đến giờ, người nên tới. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía trước, liền thấy mười mấy chiếc trang tuyết địa lốp xe xe Việt giã bay nhanh chiều bên này xử tới. Ở tiền tuyến, triệu cực liên là các quốc gia tại đây chỉ huy, chuẩn bị thương thảo ngưng chiến một chuyện. Tổng chỉ huy, Đinh Kiến Trung bước nhanh chạy đến triệu cực trước người. Đinh tướng quân, triệu cực nhìn Đinh Kiến Trung, hiện tại ngươi, không nên đang ở chế định tân tác chiến kế hoạch sao? Đinh Kiến Trung vẻ mặt khó xử, tổng chỉ huy, ta lần này tới, là bởi vì nhà ta những cái đó không biết cố gắng tiểu bối. Nhà ngươi vãn bối, triệu cực nhìn Đinh Kiến Trung, Đinh tướng quân, nhà ngươi vãn bối sự, hẳn là còn không đến mức tìm được ta nơi này đến đây đi. Đinh Kiến Trung khó xử nói, "Tổng chỉ huy, nếu là giống nhau sự, khẳng định sẽ không phiền toái đến ngài, nhưng lúc này đây bất đồng, nhà ta những cái đó không biết cố gắng tiểu bối, không biết sao lại thế này, chọc tới Trương Huyền Trương tiên sinh này." "Nga, là việc này a?" À. triệu cực gật gật đầu, "Việc này ta biết đâu, chọc tới Trương Huyền, ngươi liền đi hỏi rõ ràng bái, chạy tới tìm ta cũng vô dụng a." À. Đinh Kiến Trung cười làm lành, Tổng Chỉ huy, Trương Huyền Trương Tiên Sinh, còn không phải ta loại người này có thể tùy tiện tiếp xúc, cho nên muốn làm Tổng Chỉ huy ngài cấp cầu cái tình. Triệu cực đôi tay lưng đeo đến phía sau, mở miệng nói, Đinh Tướng Quân A, này không phải ta không giúp ngươi, ta lúc ấy cũng nói muốn nhúng tay việc này, chỉ tiếc, nhà các ngươi những cái đó vãn bối, cực lực yêu cầu ta không cần nhúng tay, ta này lúc ấy lời nói cũng đáp ứng xuống dưới, hiện tại đổi ý, nhưng không hảo đi nếu nói chuyện đều không tính toán gì hết, ngươi cho các ngươi ra những cái đó vãn bối, thấy thế nào ta đâu. a à, này, Đinh Kiến Trung chuẩn bị tốt nói, ở nghe được triệu cực nói như vậy lúc sau, cũng khó có thể mở miệng. Đinh Tướng Quân, việc này, chính ngươi nhìn xử lý đi, ta này còn có chuyện quan trọng phải làm, Nga, đúng rồi. Triệu cực nhắc nhở một tiếng, không cần chậm chế quá dài thời gian, rốt cuộc, người tại đây nhiệm vụ, không phải đi dìu dắt gia tộc vãn bối, có chút thời điểm, này đó ở kim trong ổ lớn lên người trẻ tuổi, cũng phải nhường ăn chút đau khổ mới được. Triệu cực nói xong, lưng đeo đôi tay, chiều một bên đi đến. Ở cổ chiến trường phía sau, mười mấy chiếc xe Việt giã thượng sôi nổi đi xuống thân ảnh, chiều trương huyền bên này mà đến. Nằm ở trương huyền dưới chân đinh ra người trẻ tuổi nhìn đến này đó thân ảnh lúc sau, kia tràn đầy thống khổ trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc. Tiểu tử, người dám động chúng ta, người xong rồi. Đinh Quý hung tợn nhìn chằm chằm Trương Huyền. Đối với Đinh Quý tàn nhẫn lời nói, Trương Huyền giống như không có nghe được giống nhau, hắn nhìn đi tới này đó thân ảnh, trầm mặc không nói. Này đó đã đến, tất cả đều là Đinh gia trưởng bối, bọn họ vừa mới từ trước tuyến chạy tới nơi này, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình vãn bối nằm ở nơi đó, mà duy nhất đứng là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Này đó Đinh gia trưởng bối đi tới lúc sau, những cái đó nằm trên mặt đất Đinh gia vãn bối, tất cả đều kêu lên, kêu gọi nhà mình đại nhân tên. Đinh ra các trưởng bối đi vào Trương Huyền trước mặt, bọn họ tới ước chừng có hơn 40 người, nhìn Trương Huyền, trong đó dẫn đầu một người đi lên trước tới. Đang lúc này đó Đinh ra vãn bối cho rằng chính mình ra đại nhân muốn ra tay khi, liền thấy Đinh ra dẫn đầu người đứng ở Trương Huyền trước mặt, thật cẩn thận hỏi, ngài là Trương Huyền Trương Tiên sinh sao? Các người tốc độ, đảo không tính chậm, Trương Huyền nhìn người tới, nhìn quét một phòng sau mở miệng, bất quá các người đinh ra, chủ sự người, giống như còn không có tới đi. Người tới bồi gương mặt tươi cười. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đi tìm triệu cực. Người tới gật gật đầu, bồi cười, không nói lời nào, nhưng từ Trương Huyền nói chung, hắn cũng minh bạch, vì sao đinh kiến chung không cho chính mình đám người trêu chọc trước mặt người này. Ở chỗ này, có thể thẳng hô triệu cực tên họ người, nhưng không có mấy cái, mỗi một cái, đều là đỉnh cấp thế lực lãnh tụ, không phải bọn họ đinh ra có thể so sánh với. Nói vậy này Trương Huyền, cũng là mỗi một cái thế lực lãnh tụ, có thể thuần dựa chiêu thức, một người đánh nghiêng nhà mình nhiều như vậy vãn bối, cũng không phải là cái gì kẻ yếu. Trương Huyền lấy ra di động nhìn thoáng qua, nói, tìm triệu cực nói, tính tính thời gian, 5 phút nội, cũng nên tới, chúng ta từ từ hảo. Trương Huyền nói xong, nhắm lại miệng, đinh gia đã đến các trưởng bối, cũng tất cả đều trầm mặc, không dám ra tiếng, chỉ có những cái đó đinh gia vãn bối toàn là khó hiểu, trong miệng không ngừng đặt câu hỏi nhà mình trưởng bối, vì sao không giáo huấn trước mặt tiểu tử này. 5 phút thời gian, nhưng trường nhưng đoạn, đối với hiện tại đinh ra người tới nói, có chút gian nan, kia đứng ở trương huyền trước mặt người, càng là không biết vì sao, phía sau lưng không ngừng đổ mồ hôi, đây là một loại vô hình áp lực, không ngừng hướng chính mình đè xuống. Liền tại đây người cảm nhận được có chút chịu đựng không được khi, một chiếc xe Việt giã cấp xử mà đến, chiếc xe bỗng nhiên ở một bên dừng lại, cửa xe mở ra đinh kiến trung thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa nhìn đến đinh kiến trung đã đến đinh ra người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi người tâm phúc ở bọn họ cứ yên tâm nhiều đinh kiến trung chạy mau mà đến đại bá người đã đến rồi tiểu tử này hắn đinh quý nằm trên mặt đất kêu gào nhìn thấy đinh kiến trung tới lập tức bắt đầu cáo trạng câm miệng đinh kiến trung quát lớn một tiếng ngừng đinh quý thanh âm đinh quý kia kêu gào bộ dáng đột nhiên im bặt ngược lại nghi hoặc nhìn đinh kiến trung làm đinh ra muốn bồi dưỡng người nối nghiệp đinh quý ở nhà địa vị luôn luôn rất cao chẳng sợ gia chủ đinh kiến trung ở người khác trong mắt phá lệ uy nghiêm tồn tại ở đinh quý trước mặt cũng biểu hiện hòa ái dễ gần đinh quý hiển nhiên không nghĩ tới đinh kiến trung thế nhưng sẽ như vậy quát lớn chính mình đinh kiến trung không có lại để ý tới đinh quý hắn đi vào đinh quý trước mặt bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười trương tiên sinh lần này là nhà của chúng ta này đó tiểu bối không hiểu quy củ còn thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ đinh kiến trung này một bộ cung kính bộ dáng xem đinh ra một chúng vãn bối mở to hai mắt nhìn bọn họ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến người thanh niên này sẽ làm nhà mình ra chủ lấy như vậy thái độ đối đãi đối mặt đinh kiến trung nhận lỗi trương huyền đứng ở kia không rên một tiếng trương tiên sinh ngài xem lần này sự ngài muốn cái cái gì kết quả chúng ta đinh ra toàn bộ bồi thường cho ngài. Đinh Kiến Trung tiếp tục lấy lòng. Trương Huyền như cũng không rên một tiếng, cái này làm cho ở kia không ngừng nói tốt Đinh Kiến Trung phá lệ xấu hổ. Trương Tiên Sinh, ngài này. Giải tán đi, Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Đinh Kiến Trung nói. Đinh Kiến Trung bỗng nhiên lăng tại chỗ, đinh ra mọi người, cũng tất cả đều lăng ở nơi đó, giải tán. Nơi này Phương, không thích hợp các ngươi, từ đây nơi này không còn có đinh ra, cũng không có đinh tướng quân. Trương Huyền nói xong, đi nhanh chiều một bên đi đến, lưu lại đinh ra mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Này chiến trường không còn có đinh ra, không còn có đinh tướng quân, đây là muốn cướp đoạt đinh ra sở có được hết thảy A. Đinh ra nguyên bản chỉ là cái thương nhân, lần này kỳ ngộ, làm cho bọn họ hoàn toàn xoay người chuyển hình, có thể nghĩ đến, nếu chờ lần này sự, toàn bộ đinh ra, sẽ được đến bao lớn chỗ tốt kia sẽ làm đinh gia phát sinh nhưng trời lệch đất thay đổi. Nhưng hiện tại, chỉ cần này giải tán hai chữ, liền sẽ làm đinh gia nháy mắt mất đi sắp sửa có được hết thảy. Gia chủ, này không được a. À. Một người đinh gia người lập tức hướng đinh kiến nửa đường. Một câu khiến cho ta đinh gia giải tán, chúng ta ở cái này trên chiến trường trả giá, liền đều bị phủ quyết sao? Chẳng sợ tổng chỉ huy cũng không thể như vậy, hắn quá bá đạo đinh kiến trung sắc mặt khó coi tới rồi cực hạt hắn nhìn về phía đinh quý đám người trầm giọng hỏi sao lại thế này nói thật đinh quý đám người cũng ý thức được sự tình không thích hợp tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới đinh quý trên người đối mặt đinh kiến trung đinh quý không dám hổ ngôn loạn ngữ đem trên phi cơ đã phát sinh sự toàn bộ nói ra hồ nháo đinh kiến trung hét lớn một tiếng sợ tới mức đinh quý đám người đột nhiên run run đinh kiến trung khí cả người phát run hướng ninh quý quát lớn nói, chiến sự trước mặt, phi cơ liền phải cất cánh, tiền tuyến tùy thời khả năng có việc phát sinh, mỗi một cái sắp đã đến người, đều là chúng ta viện quân, đều là chúng ta sinh lực, thời gian một phân đều không được chậm trễ, ngươi khen ngược, làm như vậy nhiều người chờ ngươi. Nói ngươi hai câu lại như thế nào, liền tính vì việc này chiếu ngươi, ngươi cũng đến cho ta dựa gần, đây là ngươi nên, minh bạch sao. Đối mặt đinh kiến trung quát lớn, đinh quý sợ tới mức căn bản không dám ra tiếng phản bác đinh kiến trung nói tiếp nói đi chưa bỏ cái này còn có cái gì nguyên nhân không không có nằm trên mặt đất đinh quý phát run nói phanh đinh kiến trung một chân đá đến đinh quý bụng làm đinh quý cả người lướt ngang đi ra ngoài mấy thước bụng truyền đến đau đớn làm đinh quý cả người đều cuộn tròn lên nói không cần đối ta nói dối gần là này một nguyên nhân còn không đáng làm ngươi xúc động động thủ người đinh quý tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng không phải không có đầu óc có thể làm ngươi xúc động, hẳn là chỉ có nữ nhân đi. Đinh Kiến Trung một lời trúng đích, Đinh Quý mặt lộ vẻ thống khổ, không làm trả lời. Nói, cái nào nữ nhân? Đinh Kiến Trung đặt câu hỏi. Đinh Quý cả người run rẩy, không dám trả lời. Nói, Đinh Kiến Trung đột nhiên hét lớn một tiếng. Đinh Quý sợ tới mức theo bản năng buột miệng thốt ra, Lâm tướng quân. Nghe được Lâm tướng quân ba chữ, Đinh Kiến Trung đầu tiên là sửng sốt, theo sau phát ra cười to ha 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 có tiền đồ thật là có tiền đồ a à. lâm tướng quân đó là người nào Liên tổng chỉ huy đều phải khách khách khí khí ta đinh ra tiểu bối thế nhưng đem chủ ý đánh tới lâm tướng quân trên người nếu ngươi ở tiền tuyến có thể lấy ra này một nửa dũng khí ta cũng bảo đảm ngươi có thể kiến công lập nghiệp không tồi thật sự không tồi đinh quý ngươi thật là làm ta đinh kiến trung lau mắt mà nhìn a à. đinh quý đem đầu thật sâu mai phục không dám hé răng kiến trung Giáo huấn tiểu bối sự, mặt sau rồi nói sau, lần này cố nhiên là đinh quý làm không đúng, khá vậy không thể bởi vì một việc này, liền mặt tiêu ta đinh ra tại đây sở hữu nỗ lực A, à, hiện tại kêu chúng ta giải tán là chuyện như thế nào. Một người đinh ra trưởng bối ra tới mở miệng. Đúng vậy kiến trung, ta cho rằng này giải tán là không có khả năng. Chúng ta ở tiền tuyến liều mạng, kia Trương Huyền lại đã làm cái gì, dựa vào cái gì hắn nói giải tán liền giải tán. Không tôi hắn cách làm thật sự có chút quá bá đạo, tổng chỉ huy đều không thể làm chúng ta như vậy trực tiếp giải tán. Chúng ta đi tìm tổng chỉ huy. Đúng vậy, tìm tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy không có khả năng mặc kệ, này trương huyền bá đạo như vậy, trực tiếp làm chúng ta giải tán, biệt quốc thế lực biết, khẳng định đều đến chào phúng tổng chỉ huy một phen, tổng chỉ huy sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Đi, đinh ra mọi người một người một câu, bọn họ hiện tại quan trọng nhất, chính là muốn giữ được chính mình hiện tại địa vị. Đinh Kiến Trung suy tư thật lâu sau, gật gật đầu, hảo, lại đi tìm Tổng Chỉ huy nói một chút đi. Làm quyết định, Đinh ra người vội vàng lên xe, hướng phía trước tuyến chạy đến. Giờ này khắc này, ở tiền tuyến lớn nhất, Triệu Cực đang ở cùng các quốc gia thế lực lãnh tụ giao thiệp. Triệu Cực, người nói, so với kia ngõ nhỏ tử quỷ trong miệng nói đều khó có thể làm người tin tưởng. Thú nhân, Triệu, Chúng ta tuổi không nhỏ, hắc ám đồng thoại đồ vật, không cần thiết lấy ra tới. Giải hòa, hiện tại chúng ta đã ở vào ưu thế, vì cái gì muốn cùng bọn họ giải hòa? Các thế lực lớn lãnh tụ, căn bản là không đem Triệu Cực lời nói để vào mắt, bọn họ thậm chí cho rằng Triệu Cực nói đồ vật là ở nói giỡn. Ta chỉ là tới cấp các người trình bày chuyện này mà thôi." Triệu Cực ra tiếng. Sau đó đâu, tự do thực lực quốc gia lực lãnh tụ ra tiếng sau đó các người phải dựa theo lời hắn nói đi làm. Một đạo thanh âm, từ lều lớn ngoại vang lên, liền thấy chướng mảnh bị sốc lên, Trương Huyền thân ảnh, từ bên ngoài đi đến. Trương Huyền xuất hiện, làm đang ngồi một đại bộ phận thế lực lãnh tụ thần sắc biến đổi, phía trước Trương Huyền ở tác tô tư phất lôi nổi trận lôi đình một màn, bọn họ rất nhiều người đều gặp qua, Trương Huyền sở biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng làm cho bọn họ sợ hãi. Nhưng vẫn là có một bộ phận người, không có gặp qua Trương Huyền. Ngươi lại là ai? Dùng hè oi bức nói, này chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài đi. Ta nói triệu, các ngươi hè oi bức người, một chút quy củ đều không có sao. Triệu cực nhún vai, đứng ở một bên, các ngươi đừng cùng ta nói, hắn nhưng không về ta quản. Trương huyền bước đi đến lều lớn phía trước nhất, nhìn mắt lều lớn nội bầy biện sa bàn, theo sau duỗi tay, đem sa bàn thượng vài lần cờ xí nhổ, này một động tác, làm không ít người, đều nộ mục trừng hướng trương huyền, đó là bọn họ chuẩn bị phân chia chiến lợi phẩm đánh dấu, nhưng hiện tại lại bị rút. Trương Huyền hoàn toàn không để bụng những cái đó nộ mục mà đến ánh mắt, hắn đem nhổ xuống tới cờ xí vì tay ném tới một bên, mở miệng nói, có hai việc, chuyện thứ nhất, mọi người triệt binh, ngừng chiến, nhớ kỹ ta nói, mọi người, bất luận cái gì một phương thế lực, đều không ngoại lệ. Đây là đệ nhất kiện, Trương Huyền vươn hai ngón tay, chuyện thứ hai, ai không đồng ý ta mới vừa nói ta giết kẻ ấy, minh bạch sao? Trương Huyền thanh âm không lớn, nhưng ở hắn lời nói giữa, lại mang theo một loại không dung cự tuyệt ý vị. Triệu cực cái thứ nhất tỏ vẻ không có ý kiến, mà phía trước gặp qua Trương Huyền ra tay rất nhiều thế lực lãnh tụ, cũng đều không có ra tiếng, một người nhà mình cờ xí bị nhổ, lại chưa từng gặp qua Trương Huyền người, mở miệng ra tiếng, hè oi bức tiểu bằng hiếu, về nhà làm nhà ngươi đại nhân mang ngươi lại đây đi. Trương Huyền không để ý tới nói chuyện người này, hắn ánh mắt từng cái hướng chướng nội người nhìn quét qua đi, theo sau hỏi, có ai không đồng ý? Ta nói, làm nhà ngươi đại nhân, mang theo ngươi lại đây nói chuyện. Vừa mới người nói chuyện bỗng nhiên một phách trước người cái bàn, quát lớn. Đến nay, Trương Huyền mới lấy con mắt đi xem người này, hắn nhẹ giọng mở miệng, nói như vậy, ngươi là không đồng ý đúng không? Làm nhà ngươi đại nhân lại đây, người này lại một lần như vậy mở miệng. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Trương Huyền nhìn chằm chằm người này đôi mắt, người không đồng ý, đúng không? Bị Trương Huyền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, nói chuyện người này, thế nhưng sinh ra một loại thất bại cảm, hắn cũng không biết vì sao, chính mình nội tâm giữa, thế nhưng dâng lên một cổ sợ hãi, theo bản năng muốn lùi bước, mà khi nhiều người như vậy mặt, nếu bị như vậy một cái hài tử dọa đến, chính mình về sau, nào còn có mặt mũi ngồi vào nơi này. Người này hít sâu một hơi, gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là không đồng ý đó chính là ta nói chuyện thứ hai. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, theo sau bỗng nhiên ra tay, thế như lôi đình, tại đây người hoàn toàn không phản ứng trước khi đến đây, Trương Huyền liền nắm hắn yết hầu. Trương Huyền này ra tay động tác, làm mọi người, đều là đột nhiên chấn động, bọn họ làm thế lực lãnh tụ, đều là cao thủ, nhưng Trương Huyền tốc độ, bọn họ thế nhưng liền xem đều thấy không rõ. Bị Trương Huyền tạp trụ yết hầu người, khó có thể thở dốc, sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn ánh mắt dứa, lại không có cái gì sợ hãi thần sắc, bởi vì hắn khẳng định, trước mặt người này, không dám động tài chính. liền tại đây người tín tâm 10 phần thời điểm, Trương Huyền ngón tay dùng sức. Giang giác, ở kia một bộ phận nhỏ người không thể tin tưởng ánh mắt giữa, người này yết hầu, bị Trương Huyền trực tiếp bóp gãy, cả người nháy mắt nằm liệt đi xuống. Trương Huyền đem trong tay người chết tùy tay một ném, ánh mắt lại lần nữa quét tới, ra tiếng nói, còn có ai không đồng ý. Toàn bộ lều lớn nội, một mảnh yên tĩnh, cũng chưa nghĩ đến, này sát thủ hạ, liền như vậy đột nhiên. Các vị, các ngươi giống như xem nhẹ một vấn đề. Trương Huyền cầm lấy một trương khăn giấy, xoa xoa tay, vừa rồi nói những cái đó, là thông chi các ngươi, không phải cùng các ngươi thương lượng. Lều lớn nội như cũ trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới có người ra tiếng, chuyện này, chúng ta yêu cầu lại đi thương nghị một chút, người biết, chúng ta đại biểu không phải chúng ta chính mình còn có phía sau. Không cần, bọn họ sẽ đồng ý. Trương Huyền vô cùng tự tin nói. Đương Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, toàn bộ lều lớn, bị hoàn toàn rút ra, mọi người nơi địa phương, tất cả đều lộ thiên. Mà đương lều lớn bị rút ra lúc sau, lều lớn nội người lúc này mới thấy, không biết khi nào, lều lớn ở ngoài, đã tụ tập rậm rạp thân ảnh, những người này, tất cả đều mang màu đen mặt nạ, mỗi người trong tay, đều lấy có một phen màu đen đoàn nhận. Khả năng có như vậy một bộ phận người không biết Trương Huyền, nhưng bọn hắn tuyệt đối biết Địa Ngục Hành Giả. Dậm Dạp Địa Ngục Hành Giả đứng ở chỗ này, ở ngự khí cao thủ trước mặt, Địa Ngục Hành Giả Vũ Lực đã có vẻ không đủ nhìn, nhưng trên đại lục này, Địa Ngục Hành Giả tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Mỗi một người Địa Ngục Hành Giả đều trải qua ma quỷ huấn luyện, bọn họ cá nhân tác chiến năng lực đều phá lệ cường hãn, giờ phút này Dậm Dạp Địa Ngục Hành Giả đứng ở chỗ này, sở tạo thành áp bách tính, làm người khó có thể thở dốc. Cũng liền tại đây một khắc, bọn họ minh bạch trương huyền vừa rồi nói câu kia bọn họ sẽ đồng ý là có ý tứ gì, địa ngục hành giả, không chỗ không ở. Triệu cực thấy như vậy một màn, biết nơi này đã không cần chính mình, khoan thai đi đến một bên đi, lại vừa vận đụng tới nghênh diện mà đến đinh ra mọi người. Đinh ra mọi người một đường đánh xe, cấp tốc tới rồi, bọn họ ở trên đường, đã nghĩ kỹ rồi này lý do thoái thác, kia trương huyền, tuyệt đối không thể như vậy bá đạo khiến cho chính mình này đinh ra giải tán, hắn dựa vào cái gì? Thử hỏi này phiến chiến trường, có cái nào hướng hắn bá đạo như vậy? Triệu cực nhìn đến đinh ra tới một đám người, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đinh tướng quân, người này dìu già dắt trẻ lại đây, làm sao vậy? Đinh kiến chung một đám người đi vào triệu cực trước mặt, đinh kiến chung hướng triệu cực cười nói, tổng chỉ huy, về trương tiên sinh sự, ta cho rằng đinh kiến chung lời nói còn chưa nói xong liền bị người trực tiếp đánh gãy đinh ra một người trực tiếp ra tiếng tổng chỉ huy chúng ta đinh ra không phục đúng vậy chúng ta không phục cái kia trương huyền thế nhưng trực tiếp làm chúng ta đinh ra giải tán tổng chỉ huy trương huyền gần nhất căn bản không có xuất hiện mà chúng ta đinh ra hành động ngài đều xem ở trong mắt hiện tại liền bởi vì cái này việc nhỏ mà làm chúng ta đinh ra trực tiếp giải tán này quá không công bằng không có công lao cũng có khổ lao, ta cho rằng này phiến chiến trường còn có yêu cầu chúng ta đinh ra địa phương. Cái kia Trương Huyền cũng quá mức bá đạo, một người đinh ra người vô cùng tức giận nói, thứ ta nói thẳng, ta đinh ra tại đây phiến chiến trường cũng đã không ít thời gian, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua giống hắn bá đạo như vậy người, dù sao ta đinh ra là không có khả năng giải tán, có bản lĩnh liền đem ta đinh ra hoàn toàn xóa tên. Triệu Cực nghe trước mặt đinh ra mọi người theo như lời nói, cười nói được rồi, tới phát cào nhau là đủ rồi, những lời này nhưng ngàn vạn không cần truyền tới kia tiểu tử lỗ tai đi a. À. Thì tính sao, Đinh ra một người tính tình tương đối hỏa bạo người ra tiếng, Tổng chỉ huy, chúng ta kính ngươi, là bởi vì ngươi tại đây phiến trên chiến trường trả giá chúng ta đều xem ở trong mắt, cho nên có chút lời nói, ta Đinh Gia cũng liền không cùng ngươi cất giấu, chúng ta dựa vào cái gì muốn sợ một cái Trương Huyền, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể đem ta Đinh ra diệt không thành? Triệu cực cười cười không nói gì, duỗi tay chỉ hướng một bên, đinh ra mọi người, căn cứ triệu cực sở chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy, kia các quốc gia thế lực lãnh tụ đứng ở nơi đó, mà Trương Huyền, liền đứng ở nhất trung tâm. Ta cuối cùng nói thêm câu nữa, Trương Huyền thanh âm, rõ ràng truyền ra tới, kia lời nói giữa mang theo chân thật đáng tin hương vị, ta nói đổ vật, các người lập tức liền đi chấp hành, ta cho các người ba cái giờ thời gian, các người muốn đem ngưng chiến tin tức, toàn bộ thông chi đi ra ngoài, ai không làm, liền chết, minh bạch sao. Hiện trường trầm mặc, Trương Huyền nhìn quét một vòng, lại lần nữa lớn tiếng đặt câu hỏi, minh bạch sao. Trả lời ta, minh bạch, một đám thế lực lãnh tụ, giờ phút này đều giống như lớp học tiểu hài tử giống nhau, cùng kêu lên trả lời. Về sau đừng làm ta hỏi lần thứ hai, Trương Huyền mở miệng, theo sau, bước đi xa. Đinh ra mọi người nhìn như vậy một màn, tất cả đều hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ vừa mới trong miệng còn phun tào trương huyền bá đạo, nhưng hiện tại, không ai dám nói như vậy, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, trương huyền đối đãi bọn họ thời điểm, căn bản là không tính bá đạo. Kia, đó là sao lại thế này? Một người đinh ra người, nhìn đến ở rất nhiều thế lực lãnh tụ nơi phương hướng, một khối thi thể bị nâng ra tới, hắn nhận thức thi thể này, là một cái đại quốc thế lực lãnh tụ, tại đây phiến chiến trường chính là vị rất cao, tuyệt đối là tối cao cái kia cấp bậc bị kia tiểu tử lộng chết bái. Triệu cực vẻ mặt không sao cả nói, cũng là hắn xứng đáng, một hai phải nghi ngờ Trương Huyền, bị giết cũng bình thường. Này, đinh ra mọi người lẫn nhau liếc nhau, thân thể cơ hồ đồng thời dùng mình một cái, đây chính là một cái đại thực lực quốc gia lực lãnh tụ A, nói sát đã bị giết. Hơn nữa nghe tổng chỉ huy ngữ khí, việc này liền có vẻ đương nhiên giống nhau. Được rồi, không nói cái này, triệu cực phất phất tay, nói nói các ngươi sự đi, các ngươi cho rằng Trương Huyền nói vô pháp đồng ý, cảm thấy hắn quá bá đạo, vậy các ngươi muốn thế nào, không được ta đi cho các ngươi nói nói. Này, Tổng Chỉ Huy, liền không nói, không phiền toái ngài. Là, Tổng Chỉ Huy, chúng ta đinh ra sự đều là việc nhỏ. Tổng Chỉ Huy, ngài trước vội, chúng ta liền đi về trước. Đinh ra người vội vàng mở miệng, sợ triệu cực đi tìm Trương Huyền nói điểm cái gì, này Trương Huyền liền một quốc gia thế lực lãnh tụ nói sát liền sát, một người gian dạy ở đây sở hữu lãnh tụ, cùng gian dạy tiểu hài tử giống nhau, thấy như vậy một màn đinh ra người, nơi nào còn dám lấy ra nhiều tính tình ra tới. Triệu cực mở miệng, vậy các ngươi xem đi, không cần ta nói, ta liền không đi nói, nhớ kỹ, lần này sự không dễ dàng như vậy kết thúc, các ngươi tiếp tục hảo hảo biểu hiện, sẽ có một lần nữa kiến công lập nghiệp cơ hội, trương huyền người kia, không phải không nói đạo lý, muốn cho hắn nhìn đến các ngươi nỗ lực mới được. Tổng chỉ huy yên tâm, Đinh Kiến Trung vỗ bộ ngực, "Chúng ta đinh ra, chỉ vì bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp sự, sau này phóng phóng đi." Đinh Kiến Trung nói không phải hư lời nói. Triệu Cực gật gật đầu, vỗ vỗ Đinh Kiến Trung bả vai, bước đi xa. Chiến trường tiền tuyến, rất nhiều chiến sĩ đóng quân ở chỗ này, tùy thời đê đến từ chính đại lục bên kia tiến công. Trương Huyền đi vào này chiến trường tiền tuyến, phóng nhãn nhìn lại, ở thời đại này, hai quân đối chiến tiền tuyến thế nhưng bãi đầy có chứ gai nhọn cương tường, tại đây sở hữu khoa học kỹ thuật thiết bị đều không thể sử dụng thời điểm, này đó cương tường, liền trở thành cực kỳ quan trọng công sự phòng ngự. Ở cổ chiến trường mảnh đất sát xanh, ô tô còn có thể dùng, nhưng càng đến trung tâm, này phiến đại lục liền càng cổ quái, ô tô chạy đến nơi này, sẽ phát sinh phương hướng không nhạy không chịu khống chế tình huống, chẳng sợ cái loại này già nhất thức ô tô, cũng sẽ như thế, đơn giản, từ bỏ ô tô, đều chọn dùng nhất nguyên thủy phương thức, từng con cao đầu đại mã xếp hạng nơi này, có người chuyên môn nuôi nấng này đó chiến mã, các tướng sĩ một đám thân khoác áo giáp, tại đây khoa học kỹ thuật xã hội, tiền tuyến chiến sĩ. Lại như là sống ở cổ đại. Trương Huyền nhìn đến, kia một đám chiến sĩ, tập kết ở bên nhau, xếp thành phương trận, ở thiên hộ dẫn dắt ra thao trường luyện lên, trong tay bọn họ cầm trường đao, trường thương, trường kiếm, bọn họ người mặc khôi giáp, này khôi giáp đều là đặc chế, có được rất mạnh phòng ngự tính, trọng lượng cũng không cao, nguyên bộ khôi giáp, bất quá chỉ có như vậy mười mấy cân trọng mà thôi. Ở trương huyền phía sau, đi theo các thế lực lớn lãnh tụ, đi vào nơi này sau, này đó thế lực lãnh tụ, liền bôn từng người thế lực mà đi, truyền đạt mệnh lệnh đi. Trương huyền xuyên qua tiền tuyến, ở trước nhất tuyến thủ vệ chỗ, trương huyền bị người ngăn lại. Đứng lại, người đang làm gì? Một người quát hỏi trương huyền. Trương huyền chỉ chỉ chiến trường đối diện, ăn ngay nói thật nói, ta đi tìm bọn họ nói chuyện chiến đấu không nên tiếp tục, yêu cầu ngưng chiến. Nói chuyện, ngưng chiến, ngăn lại trương huyền người, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ tai ra vấn đề, người này thế nhưng nói trực tiếp đi tìm đối phương nói chuyện, đại ca, đây là hai cái bất đồng văn minh A, à. người đi tìm nhân ra nói chuyện, nhân ra liền nguyện ý cùng ngươi nói. Người nói ngưng chiến, này liền có thể ngưng chiến. Làm hắn đi thôi, vài tên thế lực lãnh tụ ra mặt, nói cho thủ vệ, làm này cho đi thủ vệ đứng thẳng, kính cái lễ sau, vì Trương Huyền mở ra con đường, Trương Huyền nói thanh cảm ơn sau, một người đi ra mặt đất doanh địa, hướng phía trước đi đến, lại đi phía trước, liền không có một cái mặt đất văn minh người tồn tại. Đường Trương Huyền đi xa, kia thủ vệ nhịn không được hỏi, ngưng chiến, này như thế nào ngưng chiến A, à, chỉ dựa vào nói, là có thể làm kẻ xâm lấn rời đi sao? A, à, một người thế lực lãnh tụ, ở Trương Huyền đi rồi, lập tức lộ ra coi khinh thần sắc, chính hắn cho rằng chính mình có thể, khiến cho hắn đi sao, hắn ái trang, liền xem hắn có thể trang tới khi nào, đừng ở chúng ta trước mặt diếu võ dương oai, tới rồi đối diện, lập tức liền túng, một người liền hướng kia sấm, thật đúng là đương chính mình vô địch giống nhau, đừng đến lúc đó bị người đem đầu cắt bỏ đưa lại đây liền hảo, hắn chết sống không quan trọng, ảnh hưởng quân tâm đã có thể không thú vị. Không tồi, một khắc danh thế lực lãnh tụ phụ hỏa. Bọn họ đồng ý Trương Huyền theo như lời, một là bách với Trương Huyền uy hiếp, thứ hai là bọn họ căn bản không cho rằng Trương Huyền có thể nói thành cái gì ngừng chiến, đến nỗi thú nhân gì đó sự, bọn họ căn bản tin đều không tin, trên đời này có thể ra tới quái vật. Bọn họ hiện tại liền đem Trương Huyền coi như một cái chê cười đi xem. Trương Huyền có thể nghĩ vậy những người này ôm có như thế nào tâm lý, nhưng hắn không để bụng, sở hữu đồ vật đều đem ở sự thật trước mặt bị dập nát hoàn toàn, thú nhân đã ăn mòn toàn bộ địa tâm bọn họ tuyệt đối sẽ dũng mãnh vào đến này phiến chiến trường phía trên. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể dừng bước với này phiến chiến trường phía trên. Vô luận như thế nào, đều không thể làm thú nhân đi ra này phiến chiến trường. Nếu không, toàn bộ thế giới đều phải gặp phải bị hủy diệt nguy hiểm. Ở hai quân giao chiến địa phương, có một tảng lớn đất trống, Trương Huyền liền như vậy đi bộ đi qua đi, hắn không có cưỡi ngựa, bởi vì hắn ở cẩn thận quan sát này phiến chiến trường, cùng địa tâm văn minh chi gian sẽ không có mãnh liệt chiến đấu, nhưng đương thú nhân đã đến khi, khi đó chiến đấu, mới có thể chân chính bắt đầu, đối chiến trường hiểu biết, sẽ ở phía sau chiến đấu bên trong, phát huy quan trọng nhất tác dụng. Này phiến đại lục có bao nhiêu trường, trương huyền cũng không rõ ràng, đường hắn đi bộ hơn 2 giờ sau, nhìn đến trước mắt rậm rạp điểm đen, hắn biết, này phiến chiến trường, đã đến cùng. Đây là cổ chiến trường sao, trương huyền trong miệng lẩm bẩm đi tới phía trước. Địa tâm văn minh trận doanh giữa, giờ phút này, tất cả mọi người phi thường sốt ruột, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, tại đây phiến đại lục một khác đầu, còn có theo chân bọn họ giống nhau sinh và tồn tại, hơn nữa những người này, đã sớm làm tốt chuẩn bị, bọn họ có hoàn mỹ binh khí cùng khôi giáp, bọn họ có hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống, này đó hết thảy, đều đem địa tâm văn minh người, chắn này phiến đại lục một khác đầu. Mấy đại tôn chủ dẫn theo địa tâm cư dân đi vào nơi này, ở bọn họ phía sau địa tâm, còn có càng nhiều người cuồn cuộn không ngừng chiều nơi này tới rồi, trừ bỏ cư dân bên ngoài, tới rồi, còn có thú nhân. Trên mặt đất tâm đi thông này phiến đại lục thông đạo thượng, lãng trọng cùng cạo đà hai gã tôn chủ, chống đỡ tới phạm thú nhân, làm thú nhân vô pháp bước lên này phiến đại lục, bọn họ đã được đến tin tức, biết này đại lục cổ quái chỗ, một khi thú nhân đi vào này phiến đại lục, ở thú nhân thân thể cao lớn phía trước, bọn họ này đó tôn chủ cấp bậc cao thủ, đều cùng người thường không có quá lớn khác nhau. Thiên thuộc tôn chủ, lão võ vương, làm lúc này đây tiên phong quân lãnh tụ, hai người bọn họ ở chiến trường phía trước nhất, cao mày, bọn họ muốn đột phá phía trước tuyến phong tỏa, bọn họ muốn mang lãnh địa tâm cư dân, tìm kiếm tân đường ra, nhưng bọn họ không có cách nào, đối phương phòng ngự quá cường, cường đến bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp tiến lên, bọn họ nội tâm thực nôn nóng, bởi vì bọn họ rõ ràng, lãng trọng cùng cạo đà, cũng chống đỡ không được quá dài thời gian. Những cái đó thú nhân rất mạnh, bọn họ giữa, có tôn chủ cấp bậc tồn tại, một khi những cái đó tồn tại chạy tới, sự tình liền xử lý không tốt, vì thế, thiên thủ cùng lão võ vương nghĩ mọi cách, nhưng vô luận như thế nào suy đoán, đều phát hiện, căn bản hướng không phá đối phương phòng ngự võng, bọn họ muốn tìm được đối phương lãnh thụ, thuyết minh tình huống, bởi vì, mặc kệ văn minh trình độ như thế nào, hai bên còn đều là nhân loại, mà thú nhân, là một cái khác chủng tộc, nhân loại chi gian có chung sống hòa bình khả năng. Nhưng bất đồng chủng tộc chi gian, tuyệt đối không có cách nào chung sống hòa bình, chỉ tiếc, lão võ vương cùng thiên thụ, căn bản tìm không thấy có thể cùng đối phương đàm phán cơ hội. Đang lúc hai người mặt ủ mày trao khi, bọn họ sở trụ địa phương ngoài cửa, đột nhiên truyền đến từng đợt ồn ào thanh. Ai? Rời đi nơi này. Mau, kêu chi viện. Từng đạo thanh âm, truyền tiến thiên thụ cùng lão võ vương trong tai, đang lúc hai người bọn họ muốn ra cửa nhìn xem phát sinh lúc nào, liền thấy một đạo thân ảnh đánh vỡ trước mắt đơn sơ cửa gỗ, bay ngược tiến vào, quăng ngã ở trong phòng. Thân ảnh ấy bay ngược tiến vào, quăng ngã ở thiên thụ cùng lão võ vương trước mắt. Ai dám nháo sự, lão võ vương sắc mặt biến đổi, lập tức xông ra ngoài. Mới ra môn, lão võ vương liền nhìn đến, ở phía trước, đã có vô số đạo thân ảnh nằm ở trên mặt đất, không ngừng kêu rên, có như vậy một người, đối mặt bốn phương tám hướng mà đến công kích, không chút hoang mang, hắn mỗi nhất chiều mỗi nhất thức, đều có thể làm tiếp cận người của hắn, theo tiếng ngã xuống đất, hắn liền giống như một cái chiến thần giống nhau, vô luận đối mặt nhiều ít địch thủ, đều đối hắn tạo không thành dư thừa ảnh hưởng. Nơi này không có linh khí, có thể bằng vào, chỉ có tự thân chiến lực, trước mắt người này sở biểu hiện ra chiến lực, làm lão võ vương cảm thấy khiếp sợ. Là kia một đầu người đánh lại đây. Có người giống to, làm lão võ vương đã biết này đạo thân ảnh thân phận hắn thấy không rõ người đến là cái gì bộ dáng, hắn trong lòng không đế, kêu hơn một ngàn thụ, cùng đuổi qua đi. Ở lên đường trong quá trình, lão võ vương cùng thiên thụ đều phát hiện, kia đạo thân ảnh, đang theo chính mình hai người nơi địa phương vào tới, cái này làm cho bọn họ trong lòng khẩn trương không thôi, tùy thời chuẩn bị nghênh đón một hồi ác chiến. Hai vị, nếu tái kiến không đến các ngươi, còn không biết muốn đánh bao lâu. Thân ảnh ấy đột nhiên ra tiếng, Lão Võ Vương cùng Thiên Thụ ở nghe được thanh âm này nháy mắt đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới thấy rõ đối phương Trương Huyền, đồng thời kinh hô ra tiếng, "Trương Ức Thanh." Trương Huyền đi vào hai người trước mặt, ở Trương Huyền phía sau, địa tâm chiến sĩ cuồn cuộn không ngừng vọt tới. "Hai vị, hạ lệnh đi, bằng không các ngươi những người này, nhưng không đủ ta đánh." Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Thiên Thụ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng hạ lệnh, ngăn lại những cái đó vọt tới các chiến sĩ trương ức thanh người như thế nào sẽ từ nơi đó lại đây thiên thụ nhìn trương huyền trong lòng lần cảm nghi hoặc ta bản thân liền tới tự nơi đó trương huyền nhún vai thiên thụ cùng lão võ vương càng thêm nghi hoặc đi thôi tìm một chỗ ta và các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói trương huyền hướng thiên thụ cùng lão võ vương nói hai người gật gật đầu mang theo trương huyền đi một cái chỗ nói chuyện một giờ sau thiên thụ cùng lão võ vương còn đắm chìm ở chương huyền truyền lại đệ tin tức giữa, Địa Tâm Văn Minh, Mặt Đất Văn Minh. Không riêng gì mặt đất nhân dân không biết địa tâm tồn tại, đối với địa tâm nhân dân mà nói, bọn họ đồng dạng không biết mặt đất tồn tại, đây là hai đại văn minh lần đầu tiên va chạm, tuy là thiên thủ cùng lão võ vương loại này tôn chủ cấp bậc tồn tại, đều biểu hiện phi thường phát ngốc, bọn họ vốn tưởng rằng chính mình vị trí kia phiến chính là toàn bộ thế giới, nhưng hiện tại xem ra, chính mình ánh mắt vẫn là quá tiểu ta đến từ mặt đất, về mặt đất hết thảy, ta tưởng các người cũng đều minh bạch. Trương Huyền mở miệng, cùng địa tâm so sánh với, mặt đất vô luận là khoa học kỹ thuật văn minh, vẫn là luyện khí văn minh, đều phải kém hơn rất nhiều, nhưng nhân số lại càng nhiều, địa vực cũng càng thêm rộng lớn, cho nên ta hy vọng, đương hai đại văn minh tiếp xúc lúc sau, hài hòa, không cần chỉ tồn tại với nảy phiến đại lục phía trên, nếu không, ta sẽ tự mình động thủ, minh bạch sao. Chuyện này, Chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn." Thiên Thụ ra tiếng. Lão Võ Vương cũng gật gật đầu. Hai đại văn minh một khi va chạm sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, chẳng sợ bọn họ này đó tôn chủ cấp bậc người cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc, vô luận đối với nào một phương tới nói, Tân Văn Minh đều tồn tại quá nhiều, đặc biệt là nghe được Trương Huyền nói mặt đất luyện khí sĩ số lượng cực nhỏ khi, Thiên Thụ cùng lão Võ Vương càng thêm không dám bảo đảm không ai sinh ra khác cái gì ý tưởng. Trương Huyền mở miệng hiện tại, ta biết các ngươi địa tâm tình cảnh, thú nhân đang ở tàn sát bừa bãi, thông đạo mở ra, đối với các ngươi mà nói, cũng là một hy vọng, nhưng ta yêu cầu các ngươi có thể cung cấp một cái bảo đảm, một cái sẽ không ảnh hưởng mặt đất bảo đảm, đương cái này nói ra sau, ta sẽ lựa chọn cho các ngươi mở đường, nếu không, chiến cuộc, cũng chỉ có thể vẫn luôn rằng co. Trương Huyền nói xong, quay người rời đi, lưu lại lão võ vương cùng thiên thụ hai người hai mặt nhìn nhau. Đối với địa tâm như thế nào cùng mặt đất chung sống hòa bình, trên thực tế, Trương Huyền cũng không có một cái tốt biện pháp, địa tâm như vậy nhiều người, một khi đánh tan đến mặt đất trong vòng, tuyệt đối vô pháp khống chế, phàm là 100 người bên trong có như vậy một cái sinh ra cái gì oai tâm, đều sẽ làm cho cả mặt đất, một mảnh đại loạn. Trương Huyền đem cái này nan đề vứt cho thiên thụ bọn họ, mà hắn còn lại là phản hồi mặt đất trận doanh. Đương Trương Huyền xuyên qua chiến trường, trở lại mặt đất trận doanh khi, các thế lực lớn lãnh tụ đã ở tiền tuyến chờ đợi. Trương Tiên Sinh, nói thế nào a? À? Bên kia đồng ý giải hòa sao? Một người người tung ra như vậy vấn đề, bọn họ là muốn nhìn Trương Huyền chê cười, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cái này làm cho hai bên ngừng chiến, cũng không phải là một người chỉ bằng vào miệng là có thể làm được. Hắn Trương Huyền có tài đức gì, bằng vào vũ lực uy hiếp bên này còn chưa tính, chẳng lẽ liền địch nhân cũng có thể nghe hắn? Nếu có thể nói, kia hắn Trương Huyền Hẳn là đã sớm xưng bá thế giới đi Nghe đến mấy cái này vấn đề Trương Huyền làm ra trả lời Bọn họ bên kia vũ lực hệ thống càng cao Ta yêu cầu làm cho bọn họ gấp ra Một cái hoàn toàn được không phương pháp Như vậy mới có thể tiếp nhận bọn họ Này yêu cầu một chút thời gian Trương Huyền đúng sự thật giải thích Nghe vào còn lại người trong tai Chính là một đám lấy cớ Hợp lý phương pháp giải quyết Hiện tại bên kia là kẻ xâm lấn A Người muốn ngừng chiến cãi lại ra cuồng ngôn làm đối phương cho ngươi một cái được không phương pháp, ngươi cho rằng ngươi là ai a? À? Cơ hồ trăm phần trăm người, đều cho rằng Trương Huyền đang nói mạnh miệng, bất quá không có người dám vạch trần, chỉ có thể âm dương quái khí phụ họa. Kia thật là vất vả Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh hảo bản lĩnh A. Từng đạo âm dương quái khí thanh âm vang ở Trương Huyền bên tai, Trương Huyền cũng không có đi để ý tới bọn họ thanh âm giữ ý đồ, kế tiếp, còn có khác sự muốn xử lý, hắn trước hết cần cùng triệu cực, cùng với năm đại thị tộc, còn có phản tổ minh, thần ẩn hội này đó tổ chức, câu thông một chút về địa tâm vấn đề. Đi vào chiến trường bên cạnh, di động chờ đồ vật cũng đều khôi phục sử dụng, trương huyền trước tiên liên hệ xài cửu minh đám người, ước định tại đây gặp mặt. Đang lúc trương huyền chuẩn bị tiến đến gặp mặt khi, liền thấy một đạo thân ảnh, từ chính mình trước mặt đi qua, đương trương huyền thấy rõ này đạo thân ảnh khi, thân thể bỗng nhiên chấn động, kia thân ảnh, rõ ràng là chính mình ở Côn Luân Sơn gặp qua ma nữ, cái kia tự xưng thần linh, bị cuồng si dự vì có thể cùng hắn đỉnh thời kỳ một trận chiến người. Ma nữ, là tuyệt đối cường giả, kia có thể chế tạo ảo giác thủ đoạn, làm Trương Huyền cảm thấy khủng bố. Ma nữ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trương Huyền ánh mắt nhìn lại, phát hiện ma nữ cũng nhìn chính mình, nàng hướng chính mình hơi hơi mỉm cười, theo sau, cùng một đám người trẻ tuổi, chiều chiến trường bên trong đi đến. Đã ước hảo xài cửu minh đám người Trương Huyền, lúc này căn bản bất chấp khác, đi nhanh chiều ma nữ đuổi theo, theo sau một phen giữ chặt ma nữ thủ đoạn, chất vấn nói, người tại đây làm gì? Đại ca ca, người là ai à? Ma nữ lộ ra một bộ tò mò bảo bảo dường như ánh mắt, nghi hoặc nhìn Trương Huyền, trong miệng phát ra ngây thơ hồn nhiên thanh âm. Cùng ma nữ cùng nhau kết bạn mà đi người, cũng đều nhìn Trương Huyền. Trương Hai ở không điểm sau ma nữ này một bộ ngây thơ hồn nhiên biểu tình làm trương huyền có một loại đại sự không ổn cảm giác vị tiên sinh này người làm gì lôi kéo ta bằng hiếu cùng ma nữ kết bạn mà đi người trẻ tuổi nhìn trương huyền còn lại người cũng đều vẻ mặt nghi hoặc xem ra bằng hiếu trương huyền nhìn chằm chằm ma nữ hạ giọng chất vấn nói người rốt cuộc muốn làm cái gì đa dạng cái gì ta làm cái gì đa dạng a à? ma nữ như của một bộ tiểu nữ hài tư thái đại ca ca, ta không quen biết ngươi a. À. Theo ta đi, Trương Huyền giữ chặt ma nữ cánh tay, chiều một bên túm đi, này ma nữ phá lệ quỷ gì, cùng này nhóm người quậy với nhau, trời biết ma nữ trong đầu tưởng chính là cái gì. Vị tiên sinh này, thỉnh ngươi tự trọng, một người thanh niên đi rồi đi lên, nhìn chằm chằm Trương Huyền, đây là ta bằng hiếu, nàng cũng không nhận thức ngươi, cho nên thỉnh ngươi rời đi. Nàng không phải các ngươi trong tưởng tượng cái kia bằng hiếu. Trương Huyền trầm giọng hướng chung quanh người trẻ tuổi nói, ta xin khuyên các người tốt nhất trước rời đi. Sự tình quan ma nữ, Trương Huyền cũng không có nghĩ cùng những người trẻ tuổi này đi giải thích nhiều như vậy, hiện tại không có như vậy thời gian. Ha 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 ha, hảo một cái Trương Huyền, không hổ là kia lục diễn đồ đệ, phong cách hành sự thật bá đạo A. Một đạo tiếng cười to truyền đến. Trương Huyền chiều tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy hơn 10 người, thân xuyên đạo bào người, đi nhanh hướng bên này mà đến, xem bọn họ trên người phục sức, toàn bộ đều là đến từ chính Ngọc Hư Đạo Quan. Lúc trước, Ngọc Hư Đạo Quan đan một đạo người đã bị Trương Huyền chém giết, lần này tiến đến, có một người Trương Huyền gặp qua, đúng là phía trước xuất hiện quá cung vân đạo nhân, ở cung vân đạo nhân bên cạnh, còn đi theo hơn 10 người dâu bạc lão nhân, xem bộ dáng, đều là cùng này cung vân đạo nhân giống nhau đại. Hơn 10 người Ngọc Hư Đạo Quan người nhìn chằm chằm Trương Huyền, kia ánh mắt giữa, đều mang theo thù hận ý vị. Này tiểu bối tụ ở bên nhau chơi đùa, người trương huyền cũng muốn cắm một tay sao. Này thiên hạ gian, còn có cái gì là người trương huyền không đi quản. Vài tên tiểu bối, các người đi thôi, này nhiệt xúc, giao cho chúng ta mấy cái thì tốt rồi. Ngọc hư đạo quan người tới, vây quanh trương huyền, kia ma nữ cũng nhân cơ hội thoát ly trương huyền bàn tay, ma nữ vốn là không phải kẻ yếu, chỉ là ở người khác trước mặt che giấu, hiện tại trộm xử điểm thủ đoạn nhỏ, chính là người khác phát hiện không được. Trương Huyền mắt thấy mê muội nữ cùng đám kia người càng đi càng xa, lại xem hơn 10 người ngọc hư đạo quan người đem chính mình vây cái chật như nêm cối, trong lòng nôn nóng, liền tưởng trực tiếp động thủ, cùng ma nữ so sánh với, ngọc hư đạo quan này đó lão tạp mau căn bản một chút đều không quan trọng, hiện tại Trương Huyền, đối với này ngọc hư đạo quan, hoàn toàn không có nửa điểm hào cảm. Trương Huyền đặt ở thân thể hai sườn cánh tay niết quyền, đang lúc hắn muốn động thủ là lúc đột nhiên có một bàn tay từ trương huyền phía sau chụp đi lên sau đó dùng sức nhéo một phen trương huyền bả vai chư vị tiền bối có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi thật là vãn bối vinh hạnh a à. này xuất hiện ở trương huyền phía sau đúng là lam vân tiêu lam vân tiêu nơi này không chuyện của ngươi tốc tốc cút ngay chúng ta muốn cùng này nghiệp chướng thanh toán cung vân đạo nhân lạnh lùng nói ha ha. Làm Vân Tiêu trong mắt hiện lên một mặt khinh miệt, hắn biết rõ, chẳng sợ mười mấy đối một cái, những người này động khởi tay tới, cũng không phải là trương huyền đối thủ, ngọc hư đạo quan người, theo đuổi trường sinh, bài tư luận bối, nói khó nghe điểm, bọn họ những người này, vẫn luôn là sống ở thế giới của chính mình, đối với hiện tại sở hữu vũ lực hệ thống, đều không hề nhận chi. Các vị tiền bối, hiện tại địa tâm văn minh đại quân tiếp cận, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng muốn thương thảo, cá nhân ân oán, trước phóng tới một bên như thế nào. Lam Vân Tiêu như vậy mở miệng. Này nghiệp chướng mục vô tôn trưởng, cùng hắn, nhưng đều không phải là cá nhân ân oán đơn giản như vậy. Cung Vân Đạo Nhân cười lạnh một tiếng. Lam Vân Tiêu khuyên giải, vô luận như thế nào, hiện tại chiến sự mới là nhất mấu chốt, các vị tiền bối nước cao vọng trọng, hẳn là không nghĩ bị người rơi xuống miệng lưỡi, nói vô cái nhìn đại cục niệm đi. Cung Vân Đạo Nhân chừng mắt Lam Vân Tiêu, người uy hiếp ta không dám không dám làm vân tiêu liên tục xua tay chư vị tiền bối ta làm vân tiêu sao dám uy hiếp các vị tiền bối đâu ta chỉ là nói ra lợi và hại làm các vị tiền bối đi cân nhắc thôi cung vân đạo nhân không hề ra tiếng bọn họ ngọc hư đạo quan người lẫn nhau lướt nhau sau phất tay áo rời đi ở đại cục trước mặt liền trước làm này nghiệp chướng sung sướng mấy ngày chờ chiến sự kết thúc lại đến lấy này nghiệp chướng mạng chó ngọc hư đạo quan người lưu lại như vậy một phen lời nói nghênh ngang mà đi hảo đi thôi lam vân tiêu vỗ vỗ trương huyền bả vai này ngọc hư đạo quan không ngươi nhìn qua đơn giản như vậy bọn họ tuy rằng thực lực bình thường nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng không giống nhau rốt cuộc trường sinh loại sự tình này cũng không phải là ai muốn làm là có thể làm lam vân tiêu lời nói giữa lộ ra một cổ ý vị thâm trường trương huyền phẩm vị những lời này cũng không có hỏi nhiều cái gì lần này lại xuống đất tâm cảm giác như thế nào a à? lam vân tiêu cười hỏi hướng trương huyền chỉ sợ lại nhiều không ít nghi hoặc đi trương huyền thân thể hơi hơi chấn động nhìn lam vân tiêu trong mắt ý cười hắn tổng cảm thấy này lam vân tiêu cũng không chỉ là hướng hắn mặt ngoài như vậy đi thôi vừa đi vừa nói chuyện trương huyền cùng lam vân tiêu hai người chiều kia cổ chiến trường ngoại đi đến vừa đi lam vân tiêu một bên nói nói một chút đi ngươi lần này ở bên trong gặp được cái gì, ta có thể cho ngươi giải thích, tận lực cho ngươi giải thích, một người gặp được hoang mang là chuyện tốt, bởi vì hoang mang càng nhiều, càng chứng minh hắn tiếp cận chân lý. Trương Huyền hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, địa tâm, rốt cuộc là một cái địa phương nào? Có thể, làm Vân Tiêu búng tay một cái, ta vốn dĩ cho rằng, người muốn hỏi về cái kia thần bí phòng thí nghiệm hoặc là nhật nguyệt thiên thể sự, lại không nghĩ rằng, người có thể trực tiếp hỏi ra cái này, đây là hỏi đến điểm tử thượng A. Kia phòng thí nghiệm, cùng các người có quan hệ đi. Trương Huyền nhìn Lam Vân Tiêu, hoặc là nói, các người phản tổ minh, cùng kia phòng thí nghiệm, tồn tại rất lớn liên hệ. Có phải thế không, Lam Vân Tiêu hơi hơi mỉm cười, chúng ta phản tổ minh, đích xác tại tiến hành một ít phản tổ thực nghiệp, nhưng này thực nghiệm, chẳng qua là vì đắp nặn càng cường đại thân thể, có thể chịu tải tà thần đại nhân mà thôi, nhưng phía dưới phòng thí nghiệm, sở làm, nhưng không ngừng đơn giản như vậy, người đi qua nơi đó, hẳn là gặp qua chân long đi, kia mới là bọn họ trung cực mục tiêu. Trương Huyền trong mắt tràn ngập nghi hoặc, Lam Vân Tiêu nói, người nếu hỏi ra địa tâm là địa phương nào, ta đây phải trọng đầu cho người chậm rãi nói, đi thôi, tìm địa phương ngồi ngồi, chịu cực bọn họ, từ từ mới có thể lại đây. Bởi vì chiến sự nguyên nhân, ở nguyên bản toàn là băng nguyên châu Nam cực thượng cũng xuất hiện một ít quầy hàng, đều là cho đại gia cung cấp thả lỏng dùng ngồi ở một cái bếp lò trước nhìn trước mặt bốc lên nhiệt khí lam vân tiêu nói loại này ngồi ở nam cực ăn lẩu cảm giác thật đúng là có ý cảnh đâu thịt dê tới điểm thêm chút cay đi trương huyền thuận miệng trả lời một tiếng lam vân tiêu một bên nạp liệu một bên hỏi người tin tưởng trên thế giới này chỉ có địa cầu tồn tại sinh linh sao lam vân tiêu vấn đề cũng không phải cái gì bén nhọn vấn đề bởi vì có không biết bao nhiêu người Đưa ra quá như vậy nghi vấn, trừ bỏ địa cầu bên ngoài, địa phương khác có sinh linh sao? Vũ trụ quá lớn, mọi người sở sinh hoạt địa cầu đặt ở khắp vũ trụ giữa, chỉ giống như bụi bặm giống nhau nhỏ bé, vũ trụ chung thật sự không còn có khác sinh linh sao? Cái này cách nói là tuyệt đối không thể khẳng định, nhưng có thể khẳng định chính là ở trong vũ trụ, còn không có gặp qua khác sinh linh, nhưng không có gặp qua, không nhất định liền không tồn tại. Lam Vân Tiêu đem một mâm thịt dê ném vào trong nồi, tiếp tục nói, đã từng có một cái con kiến thế giới cách nói liền rất có ý tứ, sở hữu hết thảy bọn họ cho rằng thái dương ánh trăng, bất quá là chúng ta phòng ngủ nội một chiếc đèn mà thôi, mà địa tâm, kỳ thật chính là một cái con kiến vương quốc. Trương Huyền nhìn trong nồi sôi trào nước sôi, ngươi là nói, có người cố ý sáng lập địa tâm. Đúng vậy, Lam Vân Tiêu gật đầu, theo ta cá nhân biết, địa tâm văn minh, ở ban đầu, chỉ là một cường giả dùng để nô dịch người khác địa phương, ở nơi đó, là thuộc về cái kia cường giả tự mình thế giới, không thấy ánh mặt trời, khắp nơi đều là vách đá, nhưng cường giả tư duy cũng sẽ phát sinh biến hóa, dần dần, nơi đó xuất hiện Thái Dương cùng ánh trăng, hình thành thiên thể, ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới, đó là từ tổ khí sở hình thành thiên thể, không cần tiếp tục suy đoán, ta hiện tại liền có thể đúng sự thật nói cho ngươi. Ngươi trên mặt đất tâm chỗ đã thấy nhật nguyệt, chính là từ kia hai kiện tổ khí sở hình thành, có một bàn tay ở khống chế toàn bộ địa tâm bọn họ là lúc trước tên kia cường giả hậu đại bọn họ tự xưng là vì thần bọn họ muốn một lần nữa thành lập một cái thế giới trương huyền có chút ngây người kẹp lên một khối thịt dê bỏ vào trong miệng kia bọn họ đã thành công địa tâm chính là một cái thế giới mới tân văn minh đúng vậy bọn họ đã thành công lam vân tiêu gật đầu bọn họ thực hiện sáng tạo thế giới làm vốn là không thấy ánh mặt trời huyệt động có nhật nguyệt có quang mang có thuộc về bọn họ văn minh Bọn họ thậm chí muốn sáng tạo càng nhiều đồ vật. Trương Huyền nuốt trong miệng đồ vật, lẩm bẩm hai chữ thần thoại. Chính giải, Làm Vân Tiêu búng tay một cái, bọn họ muốn tái hiện thần thoại, Chân Long, đó là bọn họ lớn nhất giá tâm, bọn họ không riêng muốn tái hiện bộ dáng, càng là muốn tái hiện Chân Long chi uy, cho nên, kia yêu cầu khổng lồ năng lượng là bất luận cái gì một người đều không thể cung cấp, chẳng sợ những cái đó cái gọi là thần, đều không thể làm được, bọn họ tập hợp chủng tộc chi lực làm ra một cái năng lượng thể, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến kia năng lượng thể là cái gì. Trương Huyền cười khổ một chút, thần châu, đúng không? Kia ngoạn ý ở ngươi trong cơ thể, cho nên, ngươi biết, chính mình ở những người đó trong mắt, là như thế nào tồn tại sao? Loại này lời nói liền không cần nhắc nhở ta, Trương Huyền bĩu môi, muốn giết ta người, cũng không ngừng bọn họ. Không tôi, hiện tại muốn giết người của ngươi, đích xác rất nhiều, hơn nữa một đám đều phá lệ khủng bố anh linh điện còn có đám kia tự xưng vì thần người đều đứng ở thế giới này đỉnh núi lam vân tiêu nhìn trương huyền ta thật sự rất tò mò kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ địa tâm cùng mặt đất đã hoàn toàn nối liền những người đó sớm muộn gì muốn xuất hiện đối mặt bọn họ tập sát ngươi có vài phần nắm chắc đâu ta có cái dám nắm chắc đâu trương huyền tức giận phiên lam vân tiêu liếc mắt một cái hiện tại nước cạn vương bắt nhiều khắp nơi là đại ca gặp được ai ta đều đánh không lại kia cũng không có biện pháp a à. làm vân tiêu rũi người rốt cuộc bọn họ tu luyện nhiều năm mà ngươi từ tiếp xúc khí đến bây giờ cũng bất quá đã hơn một năm thời gian có thể có hiện tại thành quả phỏng trừng sư phó của ngươi đều không thể tưởng được bất quá như cũ vẫn là có chút không đủ xem a à. theo ta suy tính nhiều nhất lại có ba ngày thời gian thú nhân là có thể đánh đi lên đến lúc đó thật liền một mảnh đại loạn sử thi cấp điện ảnh cũng không tin tức đồ sộ ngươi đừng ở chỗ này cho ta gây áp lực ta đã đủ khó trương huyền đầy mặt chua sót lam vân tiêu vẻ mặt khinh thường ngươi được rồi chính ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài chính ngươi rõ ràng trên mặt đất tâm khả năng có người sẽ đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh nhưng trên mặt đất không ai có thể đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh nhưng ngươi muốn rõ ràng huyền thiên tiền bối trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tới giúp ngươi kỳ thật ta khá tò mò bọn họ đi đâu Bọn họ a, à, Lam Vân Tiêu ngừng đầu, bọn họ so với ta phải có can đảm, đi một cái ta căn bản không dám đi địa phương, không thể không nói, đau nơ đức gia hỏa này lựa chọn, đích xác ra ngoài ta đoán trước, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ lâm trận bỏ chạy, lại không nghĩ rằng, hắn vẫn là đi theo giết đi lên, hy vọng bọn họ có thể tồn tại trở về đi. Trương Huyền trầm mặc không nói, chỉ là không ngừng đem trong nồi nấu tốt thịt dê kẹp lên, để vào trong miệng nhấm nuốt. Hảo, triệu cực bọn họ cũng nên tới, kế tiếp lưu điểm khác đi, tiếp nhận địa tâm, hai đại văn minh dung hợp, chuyện này, nhưng không dễ dàng a à, lục diễn tiền bối lâu như vậy nỗ lực, cũng chỉ là hoãn lại chuyện này tiến trình mà thôi, sau lưng kia một bàn tay quạt gió thêm củi, bọn họ dã tâm, nhưng không ngừng bước với một cái đơn giản địa tâm văn minh, bọn họ muốn toàn bộ thế giới. Triệu cực cùng xài cửu minh cùng đi tới, đồng hành, còn có năm đại thị tộc người phụ trách, trừ bỏ triệu cực bên ngoài, còn lại người, Đối Trương Huyền đều biểu hiện phi thường cung kính, Trương Huyền lúc này địa vị, đã hoàn toàn áp đảo thị tộc phía trên, mà hết thảy này địa vị đều là dựa vào Trương Huyền tự thân, một đôi nắm tay đánh ra tới. Những người này ngồi ở cùng nhau, tương đương với là mặt đất tối cao vũ lực hệ thống đại biểu, còn lại các quốc gia đỉnh cấp thế lực, là căn bản vô pháp cùng bọn họ so sánh với. Hành, nếu đều tới, vậy thân ẩn hội trước nói đi, đối với kế tiếp như thế nào giữ gìn thế giới hòa bình? các người tính toán như thế nào làm đâu. Lam Vân Tiêu nhìn về phía xài Cửu Minh. Những người này nói chuyện với nhau, vẫn luôn rằng có mấy cái giờ mới kết thúc, này mấy cái giờ thời gian, mỗi người đều đưa ra vô số loại biện pháp, nhưng như cũng còn có lỗ hổng tồn tại, rốt cuộc, đây là muốn dung hợp một cái tân văn minh, trong đó khó khăn, có thể so trong tưởng tượng muốn lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Tại đây mấy cái giờ thời gian, không riêng Trương Huyền bọn họ nơi này không ngừng nghĩ biện pháp, địa tâm nơi đó đồng dạng suy nghĩ biện pháp, hơn nữa bọn họ càng thêm suốt ruột, địa tâm hiện tại là cái dạng gì tình huống, chỉ có chính bọn họ rõ ràng, thú nhân, đã giết đến trước cửa. Địa tâm, trắng tinh thánh thành đã tàn phá bất kham, máu đen dung rất trắng tinh tường thành, nhân loại thi thể treo ở kia tàn viên phá vách tường phía trên, thú nhân phát ra giống giận, lãng trọng cùng cạo đà hai người, sớm đã kiệt sức, bọn họ canh giữ ở kia cổ chiến trường con đường trước. Không cho bất luận cái gì thú nhân vượt lôi chỉ một bước, một khi đương thú nhân xảy bước lên cổ chiến trường, như vậy hết thảy đều phải thay đổi. Kiếm cốc kiếm quân cầm kiếm tới rồi, nhưng nàng cũng bị trọng thương, nhìn qua phá lệ suy yếu, thú nhân giữa, không thiếu cao thủ. Đầu bạc tới không được, kiếm quân chỉ nói như vậy một câu. Lãng trọng cùng cạo đà, đều là trong lòng trầm xuống. Địa tâm thực loạn, loạn đến người căn bản không dám tưởng tượng, tứ đại khu hoàn toàn sụp đổ, mà xương bá địa tâm 20 năm lâu thần thánh thiên quốc, lại ở một sớm chi gian, hủy trong một sớm, liền ngày đó không, đều phảng phất càng thêm tối tăm. Cổ lực đan thân xuyên khôi giáp, cưỡi ở hắc hổ trên người, hắn sắc mặt giống như điên cuồng. Ở đâu đâu, cho ta tìm, cho ta tìm, cần thiết muốn tìm được nàng. Cổ lực đan ở gào giống, cổ cơ, người cần thiết đến chết, người cần thiết muốn chết. Đại nhân, cổ cơ chạy, nàng bước lên kia phiến đại lục, một người thú nhân chỉ vào thánh thành trước, kia chỉ xéo phía chân trời cổ chiến trường. Chạy, nàng chạy không thoát, không ai có thể cứu nàng. Cổ lực đan trong mắt tràn ngập sát ý, sát hướng nơi đó, sát hướng nơi đó. Một cái thật lớn kèn bị một người thú nhân cầm ở trong tay, đường kèn thổi lên lúc sau, lập tức có vô số kèn làm ra đáp lại, ngắn ngủn thời gian nội, này tiếng kèn liền lan tràn đến địa tâm tứ đại khu vực, có thể thấy được, thú nhân số lượng có bao nhiêu. Sở hữu đang ở tàn sát bừa bãi thú nhân, đều thống nhất dừng trong tay động tác, chiều trung gian kia chỉ xéo phía chân trời cổ chiến trường chạy như điên mà đi. Ở một ngọn núi điên, có người đứng ở chỗ này, nhìn này đó thú nhân thân ảnh, trong miệng phát ra lẩm bẩm tiếng động, thật là một đám đáng thương biến dị sinh linh A, sống ở người khác bền thế giới giữa, hiện giờ, lại làm chó chăn cừu, xua đuổi này đó nhập lung, dưỡng lâu như vậy văn minh, cũng là thời điểm phát huy tác dụng, cùng mặt đất dung hợp, đem tân văn minh, các ngươi sẽ có tân tín ngưỡng chúng ta thần tộc, đem thống trị toàn bộ thế giới. Mau đi đi, mau đi xua đuổi những cái đó sơn dương đi, ta đã chờ không kịp kia một ngày đã đến. Ở một cái ẩn nấp sơn động giữa, lạc thiên cơ kéo trọng thương thân thể đi ra, nàng nhìn không chung, mây đen răng đầy, quơ quơ chính mình cứng đờ cánh tay, lạc thiên cơ tự diễu cười, cái gì sinh mệnh nữ thần, liền chính mình đều y không hảo, tiểu trương huyền A, sự tình đã tới rồi thời điểm mấu chốt, hiện tại không ai có thể giúp ngươi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi, hy vọng ngươi có thể chống đỡ đi, chống được bọn họ trở về. Anh Linh Điện, thần tộc, những người này, nhưng khó đối phó A. À. Địa tâm văn minh, đang ở dần dần phá thành mảnh nhỏ mở ra. Lúc này, thiên đã hoàn toàn đen đi xuống, Trương Huyền, Triệu Cực, làm Vân Tiêu một đám người, đi ở cổ chiến trường trước nhất tuyến, bọn họ đang chờ đợi thiên thụ đám người đã đến. Đột nhiên, dưới chân đại địa bắt đầu lên, này chấn cảm phá lệ mãnh liệt, làm mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được. Trương huyền đám người sắc mặt, nháy mắt liền trở nên khó coi lên, ở không có trọng hình máy móc cổ chiến trường, có thể làm đại địa nguyên nhân chỉ có một. Mau, thông chi mọi người, chuẩn bị ninh chiến, triệu cực hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình nhanh chóng chiều phía sau trận doanh phóng đi. Sai cửu minh, năm đại thị tộc người, các người cũng mau đi, làm mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trương huyền hét lớn một tiếng, Hắn đã sớm làm tốt thú nhân tùy thời sẽ xâm nhập chuẩn bị. Sai Cửu Minh cùng năm đại thị tộc người không dám trần chờ, lập tức nhằm phía phía sau, tiến hành bố trí đi. Dưới chân chấn cảm càng ngày càng cường liệt, Lam Vân Tiêu nhìn về phía phương xa, lúc này mây đen tiếp cận, mang theo một cổ không thể miêu tả cảm giác áp bách. Không nghĩ tới, tới nhanh như vậy, so với ta dự tính thời gian sớm 3 ngày a. Lam Vân Tiêu sờ sờ mũi, này liền làm ta thực mất mặt a cuồng si, người lưu tại này, đừng làm bất luận kẻ nào qua đi, trương huyền thấp giọng phát ra mệnh lệnh. Cuồng si tháp sát thân ảnh với trong bóng đêm xuất hiện, vững vàng đứng ở này, hắn rõ ràng chỉ là một người, nhưng lại mang cho người một loại thành lũy cảm giác. Trương huyền sau khi nói xong, thân hình nhanh chóng chiều địa tâm bên kia phóng đi. Lam Vân Tiêu thở dài, cổ hầu, người cũng lưu tại này đi, ta cùng kia tiểu tử qua đi nhìn xem, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần cùng vị này khởi xung đột hắn sẽ sống xé ngươi làm vân tiêu sau khi nói xong đuổi theo trương huyền nơi này vô pháp ngựa khí hai người chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp bước nhanh chiều kia chạy tới hiện tại căn bản là vô pháp cưới ngựa mãnh liệt động đất hạ những cái đó con ngựa đã sớm kinh hoàng không thôi nếu không có sớm đã buộc hảo hiện tại đã sớm tứ tán thoát đi càng là tiếp cận địa tâm phương hướng kia chấn cảm càng là mãnh liệt một cái thật lớn hắc ảnh trong bóng đêm mông lung hiện lên. Thú nhân, Trương Huyền chú ý tới kia thật lớn hắc ảnh, hắc ảnh múa may trong tay nanh sói côn bổng, trong bóng đêm giống như hồng hoang dã thú. Còn rất đại chỉ, ta trước đi lên thử xem thủy a. Lam Vân Tiêu từ Trương Huyền bên cạnh vọt qua đi, thẳng đến kia đạo bóng đen mà đi. Mà ở hắc ảnh dưới chân, vô số đạo thân ảnh đang ở kêu thảm, bồn đào, những cái đó đều là địa tâm cư dân, bọn họ lúc này, đối mặt này thật lớn thú nhân, chính là đợi làm thịt sơn dương không có một chút phản kháng cơ hội trương huyền sắc mặt âm trầm này đó địa tâm cư dân sở đã trải qua rất có thể chính là không lâu tương lai mặt đất cư dân phải trải qua sự tình này đó thú nhân tuyệt đối không cho phép làm cho bọn họ đi ra cổ chiến trường phanh một đạo trầm đục thanh truyền đến làm vân tiêu thân ảnh giống như một viên đạn pháo quang ngã ở trương huyền bên cạnh đem mặt đất đều tạp ra một cái hố to khinh địch khinh địch a Lam Vân Tiêu từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa khóe miệng máu tươi, này thú nhân sức lực thật đúng là đại. Nói xong, Lam Vân Tiêu lại lần nữa chiều kia thú nhân phóng đi. Đều đừng chạy, Trương Huyền hướng đám người giống to, tập hợp lên, đối địch, đối địch. Nhưng hiện tại chạy trốn đám người, có ai sẽ nghe Trương Huyền nói, bọn họ hiện tại không xa cầu chính mình chạy trốn quá này thú nhân, chỉ xa cầu chính mình chạy trốn quá bên người người liền hảo, Trương Huyền tận mắt nhìn thấy đến, có người đem một người hài đồng hướng phía sau ném đi, hy vọng hài đồng có thể kéo dài thú nhân bước chân, có người cõng hài tử, thời điểm mấu chốt, đem hài tử ném xuống, có người đem chính mình ái nhân đẩy đến trên mặt đất, ở sinh tử trước mặt, nhân tính biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giống, một đạo gào giống tiếng vang lên, lại là một đạo thật lớn hắc ảnh xuất hiện, nhảy vào đám người giữa, tùy tay một chảo, liền đem hai người nắm lên, theo sau ném vào trong miệng nhấm nuốt, máu tươi nơi nơi loạn bắn. Trương Huyền xem chuẩn này nói thật lớn thân ảnh, một tháng dựng lên, thẳng đến kia thú nhân mặt mà đi, theo sau một chân thật mạnh đá ra, ở giữa thú nhân mắt phải. Bang! Thú nhân mắt phải nổ tung, hắn phát ra chu lên, kia tiếng kêu dọa người, hắn lung tung múa may trong tay côn bổng, một trương thú mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Trương Huyền sấn thời gian này, bắt lấy thú nhân cái chán lông tóc, theo sau ở này trên đỉnh đầu một chân đạp đi xuống, ở Trương Huyền này một dưới chân, thú nhân đỉnh đầu trực tiếp vỡ ra, thật lớn thân thể về phía trước ngã quỵ đi xuống. Một con thú nhân, như vậy bị Trương Huyền giải quyết, nhìn như đơn giản, cần phải biết, trên thế giới này, có thể có mấy cái giống Trương Huyền người như vậy. Mà thú nhân, tắc quá nhiều quá nhiều, như vậy khổng lồ số lượng thú nhân, chẳng sợ đứng ở nơi đó làm Trương Huyền từng cái đi sát, đều đến giết đến mỏi tay. Trương Huyền lại xem phía sau, vô số đạo thật lớn thân ảnh, đen nghìn nghịt hướng bên này mà đến audio điện tử võ tấn bền. Thú nhân hoàn toàn xông lên cổ chiến trường. Tại đây vô pháp vận dụng khí, vô pháp vận dụng vũ khí nóng địa phương, thú nhân có được trời yêu ái ưu thế, cho dù là tôn chủ cấp bậc thực lực, đặt ở thú nhân trước mặt đều có vẻ phá lệ nhỏ bé. Trương Huyền nhìn đến, làm Vân Tiêu phóng đổ một người thú nhân, bất quá một chút đều không thoải mái. Giống như Trương Huyền giống nhau, làm Vân Tiêu ở đánh bại thú nhân trong quá trình Đầu tiên là đối thú nhân thân thể bạc nhược địa phương tiến hành đả kích, cuối cùng lại cho thú nhân chí mạng một kích. Làm Vân Tiêu quay đầu, vừa lúc nhìn đến Trương Huyền, hai người liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt giữa, thấy được ngưng trọng thần sắc. Bất quá, hai người cũng không có quá nhiều thời giờ giao lưu, địa tâm cư dân nhóm phát ra thét chói tai từ hai người bên cạnh chạy qua, đây là bởi vì ở bọn họ phía sau, có hình thể thật lớn thú nhân ở tiến hành truy đuổi thú nhân trong tay lang nha bổng dính đầy máu tươi cùng thịt, bọn họ ở giết gào chung thu hoạch người tánh mạng, bọn họ như là một đám cỗ máy chiến tranh giống nhau, ở bên trong này, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lam Vân Tiêu lại nhằm phía một con thú nhân, hiện tại có thể giải quyết một cái thú nhân, ở không lâu tương lai là có thể thiếu đối mặt một cái, tuy rằng bọn họ rõ ràng, này đối với thú nhân đại quân mà nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển, có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn chống đỡ thú nhân, liền phải từ như vậy một chút bắt đầu. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét, hắn cũng không có nhìn đến thiên thụ cùng lão võ vương thân ảnh. Trương Huyền tiếp tục chiều địa tâm xuất khẩu phóng đi, kia rậm rạp thú nhân hắc ảnh hiện lên ở đêm tối giữa, bất quá làm Trương Huyền nghi hoặc chính là, này đó thú nhân hắc ảnh, cũng không có sông lên cổ chiến trường ý tứ, bọn họ giống như tháp cao giống nhau, chót vót trong bóng đêm, cho người ta gây áp lực, chân chính tiến hành truy đuổi thú nhân, chỉ có như vậy mười mấy chỉ, ở tới trên đường, Trương Huyền cũng giải quyết như vậy 4 năm con, còn lại đều để lại cho Lam Vân Tiêu. Đường Trương Huyền mau tới đến địa tâm xuất khẩu thời điểm, những cái đó đối địa tâm cư dân tiến hành truy đuổi săn giết hơn 10 người thú nhân, đã toàn bộ bị hắn cùng Lam Vân Tiêu giải quyết. Tuy là Lam Vân Tiêu cũng mệt mỏi thở hổn hển, rốt cuộc, Lam Vân Tiêu không phải Trương Huyền như vậy luyện thể người, không có diệt thế đổ lục làm hậu thuẫn, chỉ bằng vào mượn thân thể của mình, đây là cực đại phụ tải càng là hướng địa tâm phương hướng đi tới, liền sẽ phát hiện, chính mình đang đứng ở một mảnh ở vào giữa không chung giữa trên đại lục, đại lục nghiêng cắm vào ngầm, về phía trước nhìn lại, có thể nhìn đến kia tòa tàn phá thánh thành. Này, đương trương huyền nhìn đến kia tòa tàn phá thánh thành khi, bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, địa tâm thế nhưng đã biến thành dáng vẻ này, liền thần thánh thiên quốc thánh thành, đều trở nên như vậy tàn phá bất kham, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có thể đem thánh thành biến thành dáng vẻ này, chỉ là thú nhân nói, tuyệt đối không có khả năng. Không có cấp trương huyền quá nhiều đi tự hỏi thời gian. Xem kia, Lam Vân Tiêu chỉ vào phía dưới hét lớn một tiếng. liền thấy, mấy đạo trăm mét anh Linh, đang ở cùng vài tên thú nhân giao chiến, mà phía trước nhìn đến thú nhân hắc ảnh, còn cũng không có hoàn toàn sông lên cổ chiến trường, chỉ là ở cổ chiến trường nhập khẩu hàng phía trước thành đội ngũ, tùy thời khả năng sẽ bước vào cổ chiến trường phía trên. Kia mấy đạo trăm mét anh linh chủ nhân, đúng là kiếm quân, lão võ vương, thiên thụ, lãng trọng, cùng với cạo đà. Lúc này mấy người, toàn bộ thân chịu trọng thương, mỗi một cái trên người đều treo máu tươi, ở bọn họ trước mặt, tổng cộng người tên thú nhân, hình thể thật lớn, trong tay cầm bất đồng vũ khí, có diều lớn, có cự trùy, chỉ là xem một cái, đều làm nhân tâm phát mau. Trương Huyền chú ý tới, ở trên bầu trời, một đạo thân ảnh ngồi ở hắc hổ trên người, nhìn phía dưới đại chiến, đảm đương một cái quần chúng, hiển nhiên, này đó cùng thiên thụ đám người giao chiến thú nhân, đều là hắn lính hầu. Cổ lực đan, Trương Huyền đôi mắt nheo lại, cái này chính mình cái thứ nhất nhìn thấy thú nhân lãnh tụ, biểu hiện phá lệ thần bí. Cổ lực đan như là cảm ứng được Trương Huyền xuất hiện giống nhau, hắn ánh mắt đột nhiên chiều Trương Huyền xem ra, hướng Trương Huyền phất phất tay cánh tay, này liền xem như chào hỏi. Trương Huyền nhanh chóng chiều phía dưới chạy tới, hắn bỗng nhiên ra tốc, theo sau thả người nhảy, thân thể liền tại đây chỉ xéo xuống phía dưới trên đại lục thẳng tắp trụy đi. Lam Vân Tiêu cũng học trương huyền bộ dáng, ra tốc nhảy dưới, thân hình hạ trụi. Hai người ở cùng thời gian thoát ly này phiến cổ chiến trường, giống như đạn pháo giống nhau, tạp đến mặt đất phía trên, phát ra oanh một tiếng trọng vang, mang theo tảng lớn bụi mù. Đang ở đại chiến chung mấy người không hẹn mà cùng chiều bên này xem ra, đương nhìn đến trương huyền thân ảnh khi, bọn họ tất cả đều đại thở dài nhẹ nhõm một hơi ta qua đi nhìn xem, Lam Vân Tiêu ra tiếng, theo sau chỉ chỉ trên không, bầu trời tên kia nhìn chằm chằm vào ngươi, đến ngươi đi gặp. Trương Huyền không có trả lời, hắn ánh mắt tỏa định ở cổ lực đan trên người, theo sau ngự khí xông thẳng phía chân trời. Mà bên kia chiến đấu, Lam Vân Tiêu gia nhập, cũng cấp mấy người giảm bớt áp lực. Lam Vân Tiêu chân chính thực lực là như thế nào, Trương Huyền chưa từng có gặp qua, nhưng trên mặt đất, hắn là cùng đau nơ đức, võ đế cùng cấp bậc tồn tại, lúc này xuống đất tâm, sở phát huy ra thực lực tuyệt đối sẽ không so tôn chủ cấp bậc kém là được. thăng nhập trời cao trung trương huyền cùng cổ lực đan mặt đối mặt. trương ước thanh huynh đệ đã lâu không thấy a à, thượng một lần cho rằng ngươi muốn chết, không nghĩ tới người có thể sống sót, thật là làm ta ngoài ý muốn. cổ lực đan phát ra tiếng cười, hóa thành hình người hắn diện mạo rất tuấn tú, hơi hơi mỉm cười, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. trương huyền nhìn trầm trầm cổ lực đan hít sâu một hơi nói người đến từ vực sâu người cũng biết này phiến đại lục một khác đầu là cái gì không biết cổ lực đan lắc lắc đầu ta đối với các người thế giới hoàn toàn không biết gì cả ta chỉ biết ta có một ít việc cần thiết phải làm người sẽ nhắc lên một hồi chiến tranh trương huyền gắt gao nhìn thẳng cổ lực đan chiến tranh sao cổ lực đan nghiêng đầu suy nghĩ một chút có lẽ thật là chiến tranh đi bất quá này lại như thế nào đâu chỉ cần có thể đạt thành mục đích chiến tranh lại như thế nào, rốt cuộc, đây là các ngươi bức ta. Chúng ta bức ngươi, trương huyền nhíu mày. Cổ lực đan chỉ chỉ kia chỉ xéo phía chân trời cổ chiến trường, ra tiếng nói, nơi đó thực cổ quái, cấm hết thảy năng lượng, ta vô pháp ở mặt trên phi hành, chúng ta thú nhân, một khi đi lên đi, sẽ hóa thành nguyên hình, không thể khống chế, nhưng có một người, xuất hiện ngoài ý muốn, ta muốn giết người, lẫn vào các ngươi nơi đó, ta không có lựa chọn khác, các ngươi có người đang âm thầm giúp nàng. Trương Huyền ánh mắt trầm xuống, cổ cơ. Là ta kia đáng thương muội muội, Cổ Lực Đan cười nói, bất quá nhìn dáng vẻ, nàng ở các ngươi nhân loại thế giới, thực sai được, bằng không cũng không có khả năng dễ dàng chạy đi vào. Trương Huyền nhìn chằm chằm này phiến đại lục nhìn thật lâu sau, mới mở miệng, Cổ Lực Đan, ngươi làm người của ngươi, rời khỏi này phiến đại lục, ta giúp ngươi tìm cổ cơ, tìm được cổ cơ, ngươi hồi ngươi vực sâu, vĩnh viễn không cần lại trở về. Hồi vực sâu sao? Cổ lực đan nhìn không chung, theo sau chậm rãi lắc đầu, thế giới này thực hảo, ta không nghĩ đi trở về. Lúc trước, cổ cơ muốn cho người giúp nàng chống đỡ cổ lực đan, nói ra cổ lực đan muốn xâm lấn nói, hiện giờ, cổ lực đan, thật là muốn xâm lấn này phiến thế giới. Cổ lực đan ánh mắt, tràn ngập si mê, hắn mở miệng, nơi này thực hảo, có ánh mặt trời, có ánh trăng, có sơn, có hải, có thực vật, đây là chúng ta kia, sở không có, ta cùng ta thần dân nhóm, đều dần dần yêu cái này địa phương, nơi này có vô số đồ ăn, lúc này mới hẳn là thuộc về chúng ta thế giới. Trương Huyền trong tay, màu tím linh khí ngưng tụ, người thật cho rằng, nơi này, đều là các người đồ ăn sao. Cổ lực đan nhìn thoáng qua Trương Huyền trong tay màu tím linh khí, ra tiếng nói, đương nhiên, bất quá, ngươi là cái ngoại lệ, ngươi là ta muốn hợp tác đồng bọn, như thế nào, cùng ta hợp tác, giúp ta tìm được cổ cơ, giết nàng, thế giới này, trừ bỏ ta bên ngoài, ngươi nói tính ngươi rất có tin tưởng trương huyền trong tay linh khí ngưng tụ thành một phen thần kiếm bộ dáng ngươi thật cho rằng ngươi có thể thống trị thế giới này sao không thử xem như thế nào biết không được đâu cổ lực đan duỗi người hắn dưới tòa hắc hổ vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi trương huyền gật gật đầu vậy ngươi đại nhưng tới thử xem hảo cổ lực đan ra tiếng đương này hảo tự vang lên nháy mắt cổ lực đan dưới thân hắc hổ hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt, mở ra kia tinh bồn mồm to, chiều Trương Huyền nuốt đi. Trương Huyền trong tay màu tím thần kiếm mang theo một mảnh quang hoa, phía sau thật lớn hư ảnh xuất hiện, nắm hắc hổ kia mở ra mồm to. Hắc hổ trên người cổ lực đan, không biết khi nào xuất hiện ở Trương Huyền phía sau. Trương ức thanh, lại một lần giao thủ, thượng một lần, người đối ta lưu thủ, lúc này đây, ta cũng đối với người lưu thủ, xem như thanh toán xong, ta không muốn dính ngươi tiện nghi. Cổ lực đan nói, một trường phách về phía trương huyền phía sau. Trương huyền chỉ cảm thấy phía sau một nhẹ, quanh thân linh khí, trong nháy mắt này, hoàn toàn không thể vận dụng, ước chừng một giây sau, hắn mới một lần nữa cảm nhận được linh khí tồn tại, nhưng này cũng làm trương huyền ra một thân mồ hôi lạnh. Tới rồi bọn họ loại này cấp bậc, ngay lập tức chi gian, là có thể giải quyết hết thảy, một giây, đã rất dài, ở cái này thời gian vô pháp vận dụng linh khí, chính là đợi làm thịt sơn dương. Đường Trương Huyền lại nhìn đến cổ lực đan khi, cổ lực đan đã một lần nữa xuất hiện ở Trương Huyền trước người, hắn cười nói, Trương ức thanh huynh đệ, chúng ta thanh toán xong, tiếp theo, đã có thể động thật, ha ha ha. Mang theo một trận tiếng cười to, cổ lực đan xoay người đến hắc hổ phía sau lưng phía trên, hướng phương xa phóng đi. Mà xuống phương, đang ở cùng thiên thụ đám người đại chiến 10 tên cao đẳng thú nhân, cũng như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau, đột nhiên dừng lại chiến đấu, bước lui thiên thụ đám người lúc sau, thẳng hướng phương xa mà đi. Thú nhân đột nhiên rời đi, làm thiên thụ chờ tôn chủ cảm thấy nghi hoặc, nhưng này cũng làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra, cao cường độ chiến đấu sớm đã làm cho bọn họ siêu phụ tải. Đường thú nhân vừa ly khai, này vài tên tôn chủ liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, đặc biệt là kiếm quân, lãng trọng, cùng với cạo đà ba người Mồm to thở dốc, sắc mặt trắng bệch, bọn họ vẫn luôn ở chiến đấu. Mà sớm đã xếp hàng chỉnh tề, vì thời chuẩn bị bước lên cổ chiến trường thú nhân đại quân, cũng có tự rời đi. Trương Huyền rơi xuống đất, nhìn thiên thụ mấy người, tâm tình trầm trọng, vừa mới cổ lực đan biểu hiện ra ngoài thực lực, làm Trương Huyền có rất lớn nguy cơ cảm, mặc kệ là kia tự xưng là vì thần ma nữ, vẫn là này đến từ vực sâu thú nhân, bọn họ thủ đoạn đều là Trương Huyền chưa bao giờ gặp qua thiên thụ nhìn rời đi thú nhân, lại nhìn về phía Trương Huyền, người nói với hắn cái gì. Trương Huyền lắc lắc đầu, không nói gì. Bọn họ như thế nào đột nhiên rời đi, cạo đà nhìn những cái đó thú nhân. Bọn họ hình thể, cũng không thể thừa nhận bọn họ tại đây phiến đại lục đợi đến thời gian lâu lắm. Lam Vân Tiêu đột nhiên ra tiếng. Lam Vân Tiêu một mở miệng, mọi người ánh mắt, đều tập trung đến Lam Vân Tiêu trên người. Lam Vân Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói, ta đối sinh vật thân thể, đều có chút nghiên cứu, bao gồm chúng nó sở cấu thành năng lượng hệ thống. Vừa rồi ta chú ý tới, những cái đó thú nhân đạp lên kia phiến trên đại lục, sẽ khiến cho đại lục phát ra chấn động, lấy chúng nó thể trọng mà nói, đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Sở dĩ như vậy là bởi vì kia phiến trên đại lục năng lượng phụ ra đến bọn họ trên người, ở nơi đó, sở dĩ sở hữu thiết bị không nhạy, chính là năng lượng quá mức pha tạp. Chúng ta cảm thụ không thâm, nhưng hình thể quá lớn, sẽ bị những cái đó năng lượng sở áp suy sụp, bọn họ muốn bước lên kia phiến đại lục có thể, nhưng muốn trường đãi đều không phải là dễ dàng như vậy. Nghe Lam Vân Tiêu nói, mọi người, đều đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi không cần cảm thấy này liền không có việc gì. Lam Vân Tiêu nhìn đến bọn họ xả hơi thần sắc, ra tiếng nhắc nhở, hiện tại có hạn chế bọn họ, chỉ là kia phiến trên đại lục pha tạp năng lượng. Một khi bọn họ có thể đem này đó pha tạp năng lượng phân chia ra, liền sẽ giải quyết hết thảy vấn đề, thời gian này sẽ không quá dài, phải làm chuẩn bị. Vài tên tôn chủ qua lại đối diện, đều không có ra tiếng. Đi thôi, chúng ta đi về trước, mới vừa có rất nhiều người tiến lên. Làm Vân Tiêu chỉ chỉ cổ chiến trường, nếu chúng ta không quay về, nơi đó chỉ sợ muốn thực phiền toái. Trương Huyền gật gật đầu, hướng thiên thụ đám người nói, như khi ta phía trước lời nói, cho ta một cái tốt biện pháp giải quyết Bằng không ta chỉ có thể lựa chọn tính tiến hành từ bỏ Trương Huyền nói xong Cùng Lam Vân Tiêu hai người Hướng kia phiến đại lục phóng đi Thiên thủ tôn chủ đám người Đều minh bạch Trương Huyền cái gọi là lựa chọn tính từ bỏ là có ý tứ gì Đây là tính toán đối địa tâm tiến hành từ bỏ A à. Trương Huyền hai người đi lên cổ chiến trường Mới vừa cùng người động thủ người kia có cổ quái Lam Vân Tiêu ra tiếng Hắn có rất mạnh thực lực nhưng lại có nào đó hạn chế không thể hoàn toàn phát huy ra tới không đúng đảo cũng không thể nói vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới chỉ là chiêu thức của hắn vô pháp giết người trương huyền hơi hơi sừng sốt đây là một loại quy tắc hạn chế làm vân tiêu ra tiếng đây là thuộc về địa tâm cái kia tiểu thế giới quy tắc bọn họ từ vừa sinh ra đã bị người định ra loại này quy tắc bọn họ sở tu luyện công pháp cũng là như thế Định chế quy tắc, Trương Huyền không thể tưởng được loại này định chế quy tắc phương pháp. Đúng vậy, làm Vân Tiêu gật đầu, loại chuyện này, ta cũng vô pháp làm ra cái gì tốt giải thích, nếu dùng khoa học điểm phương pháp tới nói, chỉ có thể nói, năng lượng tạo thành phương thức bất đồng, cho nên cũng không pháp tạo thành quá lớn lực sát thương, bất quá loại này cách nói cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì tới rồi nhất định lượng, độn khí cũng là có thể tạp người chết. Có điểm huyền học, Trương Huyền sờ sờ mũi chỉ là chúng ta không hiểu mà thôi làm vần tiêu lắc lắc đầu bất quá nếu đã tiếp xúc tới rồi vậy ly hiểu không xa vẫn là câu nói kia càng là tiếp cận mê hoặc chúng ta càng là tiếp cận chân tướng giống trên người hắn cái loại này trói buộc cần thiết muốn thông qua một cái riêng phương thức tới giải trừ giống như là môi giới một loại đi ta có thể cảm nhận được người kia rất mạnh một khi hắn giải trừ rất trói buộc sẽ là một cái phá lệ đáng sợ đối thủ bóng đêm hạ Trương Huyền cùng Lam Vân Tiêu hai người xuyên qua cổ chiến trường, xuyên qua kia phiến chiến tranh khu vực. Trên mặt đất thế lực trận doanh phía trước, Minh mông một đám người đều tụ ở chỗ này, mỗi một cái đều mặt xám mày cho, trong miệng khóc kêu, tất cả đều là đến từ chính địa tâm người, bọn họ bị chán nơi này, mà ngăn trở bọn họ người, chỉ có hai cái, cổ hầu, cùng với cuồng si. Trương Huyền không được bất luận kẻ nào xông qua nơi này mệnh lệnh, làm mỗi một cái dám vượt rào người, đều chết ở cuồng si trong tay. Nếu hiện tại một hai phải tại đây cổ chiến trường tuyển một cái cường đại nhất chiến lược ra tới, đó chính là cuồng si không thể nghi ngờ. Cuồng si không có anh linh, hắn bằng vào tự thân, chỉ là một phần người không đến thực lực, liền áp chế hai gã tôn chủ cao thủ cấp bậc, hắn bản thân chính là thể tu, lớn nhất dựa vào, không phải linh khí, mà là tự thân. Thứ hai, cuồng si, vốn là xuất từ với cổ chiến trường, nơi này, là hắn quen thuộc nhất địa phương. Có thượng trăm cổ thi thể ngang dọc ở nơi đó, nói cho Trương Huyền, này đó địa tâm cư dân, vì cái gì sẽ thành thật đãi ở chỗ này, nếu không giết trăm người, chỉ sợ cũng cản không dưới này đó địa tâm cư dân. Tuy sát trăm người, nhưng Trương Huyền nhìn đến sau, không có một tia thương hại. Tại đây phiến cổ chiến trường, này đó địa tâm cư dân, khả năng đều là một ít xa rời quê hương người đáng thương, nhưng tới rồi mặt đất lúc sau, này đó người đáng thương, đều khả năng hóa thân trở thành ăn người dã thú bọn họ nắm giữ thực lực, có thể đem thế giới này rảo long trời lở đất. Trương huyền phóng nhãn đánh giá nơi này mỗi người, hắn xuyên qua đám người, đi đến mặt đất trận doanh trong vòng. Mà triệu cực bọn họ, đã sớm làm tốt chuẩn bị, dẫn người đuổi tới nơi này. Vừa mới mãnh liệt động đất, mỗi người đều cảm thụ rành mạch, chỉ là trừ bỏ số ít cảm kích giả bên ngoài, đại bộ phận người cũng không rõ ràng kia động đất vì sao mà phát sinh, còn tưởng rằng là đối phương gót sát sở khiến cho mặt đất các thế lực lớn lãnh tụ cũng sôi nổi xuất hiện, nhìn trước mặt minh mông một đám người, đương nhìn thấy Trương Huyền sau, bọn họ ánh mắt giữa, mang theo vài phần châm chọc. Suốt cuộc, Trương Huyền phía trước nói cho bọn họ, đối phương phải cho ra một cái bọn họ có thể tiếp thu phương pháp, hắn Trương Huyền mới có thể tiếp thu giải hòa, nhưng hiện tại đâu? Phương pháp chưa cho ra tới, nhân ra nhiều người như vậy lại là giết qua tới. Loại này châm chọc ánh mắt, tự nhiên trốn bất quá Trương Huyền đôi mắt, đối mặt này đó, Trương Huyền không làm chút nào để ý tới, bước đi tiến phía sau trận doanh giữa. Sai cửu minh cùng với năm đại thị tộc lập tức đi theo Trương Huyền phía sau, phải biết rằng hiện tại tiền tuyến tình huống, mà còn lại thế lực lãnh thụ, cũng theo đi lên. Triệu cực an bài người tốt đi hiệp trợ cuồng si lúc sau, cũng bước nhanh theo đi lên. Trương Huyền một đường đi đến này cổ chiến trường cuối cùng phương, thẳng đến ra cổ chiến trường, tiến vào đỉnh đầu lều lớn, đây là sở hữu thế lực cộng đồng mở họp địa phương lều lớn nội có một khối hình chiếu, đưa những cái đó thế lực lãnh thủ tiến vào thời điểm, ánh mắt nháy mắt đã bị hình chiếu hấp dẫn, ở kia hình chiếu thượng, thân cao mười mấy mét thú nhân, chính múa may trong tay lang nha bổng, không ngừng thu hoạch tánh mạng, nhân loại ở này đó thú nhân trong miệng, chính là đồ ăn, bị một ngụm cắn. Này đó thú nhân trước mặt, có làm vân tiêu thân ảnh, cũng có kiếm quân đám người thân ảnh, còn có những cái đó chạy trốn địa tâm cư dân, hình chiếu thượng chân thật trường hợp, không ai sẽ nói ra đây là đặc hiệu tảng lớn một loại lời nói ngu xuẩn. Những cái đó ở vài giây trước còn đối trương huyền báo lấy châm chọc ánh mắt người, giờ phút này tâm tình toàn bộ trầm xuống dưới, tại đây một khắc, bọn họ hoàn toàn minh bạch, phía trước cái gì thú nhân theo như lời, căn bản là không phải hồ ngôn loạn ngữ, là chân chính tồn tại. Thú nhân liền như vậy hiện ra ở bọn họ trước mắt, không chỉ có làm cho bọn họ cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực, càng là điên đảo bọn họ thế giới quan đây là một cái hoàn toàn mới chủng tộc hình chiếu thượng video cũng không trường lại lặp đi lặp lại không ngừng truyền phát tin toàn bộ lều lớn nội không có một người ra tiếng tất cả đều lâm vào trầm mặc bởi vì bọn họ không biết nên như thế nào mở miệng không biết nên từ nơi nào nói bọn họ không biết đối mặt này đó thú nhân chính mình nên làm cái gì bây giờ thời gian dần dần qua đi cuối cùng vẫn là trương huyền mở miệng đánh vỡ trầm mặc các vị. Trương Huyền đóng cửa hình chiếu, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi hắn trên người. Như vậy thú nhân số lượng, vô pháp phòng trưng. Trương Huyền mở miệng, lại mang ra như vậy một tin tức, làm vốn là một lòng trầm đến đáy cốc trọng trách, lại té rất vực sâu, chẳng sợ tưởng chỉ là đối mặt mấy cái mười mấy mét cao thú nhân, bọn họ đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nhưng hiện tại lại nghe nói, này thú nhân số lượng vô pháp phòng trưng. Này trượng muốn như thế nào đánh, có thể như thế nào đánh. Trương Huyền nhìn kia mỗi người đều là một bộ tăng tướng, hơi hơi mỉm cười, như thế nào. Tuyệt vọng, nếu tuyệt vọng nói, kiến nghị hiện tại liền trở về tuyển mộ địa đi. Đừng, triệu cực ra tiếng, hiện tại tuyển mộ địa, hạ táng, kết quả là còn phải bị thú nhân đem mồ bào, càng con mẹ nó đen đuổi, hỏa táng đi, còn có khả năng bị coi như một đốn nướng BBQ, hải táng nhưng thật ra có điểm ý tứ, nhưng kết quả là, chính mình vẫn là đến bị ăn luôn, dừa, thời buổi này, chết đều chết không yên phận sao. Đường triệu cực thanh âm rơi xuống sau, hiện trường lại là một mảnh trầm mặc, chẳng sợ hiện tại có căn châm rơi trên mặt đất, đều có thể bị nghe được rành mạch. Trương Huyền ra tiếng, hảo, các vị có thể đứng ở chỗ này, cũng đều không phải đồ ngu, phóng thứ này, không phải cho các ngươi nhìn vội về chịu tang, mà là muốn cho đại gia nhận rõ tình huống, sau đó, giải quyết tình huống. Như thế nào giải quyết? Ở chỗ này, sở hữu vũ khí nóng đều không thể vận dụng, bọn họ so nhà lầu còn muốn thật lớn, chúng ta chiến sĩ, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Một người ra tiếng, lập tức khiến cho một đống phụ họa. Trương Huyền không có đánh gãy những người này, an tĩnh nghe bọn họ phụ họa, này đó phụ họa thanh từ đại chuyển tiểu, theo sau dần dần biến mất. Đều nói xong lạp, Trương Huyền tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn thoáng qua xài cửu minh, hạ lệnh, đi, đem vừa mới người nói chuyện, toàn làm thịt lều lớn nội người, đều là sửng sốt, vừa mới người nói chuyện, không tự giác lùi lại một bước. Sai cửu minh không có phát ra một chút nghi hoặc thanh âm, hắn gật gật đầu, đây là cổ chiến trường ở ngoài, hắn phú thần thực lực, không có gì người có thể ở trong tay hắn mạng sống. Linh khí lan tràn, vài giây sau, mười mấy đạo thân ảnh theo tiếng ngã xuống đất, rốt cuộc khởi không tới. Nhiễu loạn quân tâm, sẽ phải chết, Trương Huyền búng tay một cái, hảo, Chúng ta tiếp tục tới nói biện pháp giải quyết đi. Trương Huyền cũng không có cố ý cường điệu cái gì, nhưng hiện tại còn có thể đứng người, lại đem vừa rồi phát sinh một màn, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, cái này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, làm việc phương pháp đanh đá chua ngoa, thủ đoạn không có nhân từ đáng nói, này chính là vì kia địa ngục quân vương sao? Trương Huyền mở miệng, các vị, dũng dược đưa ra ý kiến, chúng ta cùng nhau thương lượng, rốt cuộc không cái kết quả ra tới giống như là triệu cực nói, chết đều chết không yên phận, đúng không? Các vị đều là thể diện người, ai cũng không nghĩ quay đầu lại bị thú nhân làm bữa ăn khuya ăn xong lại lôi ra đến đây đi. Nghe hắn nói, không ai sẽ nói thô tục, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Trương Huyền nói, chính là sự thật. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, dư lại một chương ngày mai bổ, thuận tiện nói một câu SN như bức. Chương 1648 làm thực nghiệm thể tới bổ càng. Lều lớn nội không khí dần dần trở nên nghiêm túc lên. Mọi người minh tư khổ tưởng, tìm phá giải phương pháp. Đại hình khí giới không thể vận dụng, sở hữu điện tử ở bên trong đều sẽ không nhạy, ngay cả chỉ liên tiếp một cái đánh lửa khí ô tô đều không thể ở bên trong phát động. Chúng ta muốn đánh bại loại này đề hình thật lớn quái vật, chỉ bằng vào mượn tự thân là không có khả năng. Chỉ cần có khí giới nói, nhưng thật ra có thể một trận chiến không nhất định một hai phải sử dụng điện tử thiết bị, xe có thể đẩy đi, có thể chế tạo đại hình cung nỏ. Sở hữu khí giới sử dụng nhân lực thao túng. Trước mặt mọi người người toàn bộ trầm hạ tâm tới chuyên tâm nghĩ cách lúc sau, một cái lại một cái kiến nghị bị sách ra tới, tuy rằng chỉ là một ít cơ sở đồ vật, nhưng này thuyết minh, mọi người đều đã ở vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Nghe những người này theo như lời, Trương Huyền đột nhiên mở miệng, các vị, cho các người cung cấp một tin tức, nếu các ngươi xuyên qua tiền tuyến đi đến đối diện trận doanh sẽ phát hiện này phiến đại lục từ kia mà đến nhập khẩu là từ dưới hướng lên trên có một cái thật lớn sườn dốc sườn dốc một người nghe xong trước mắt tức khắc sáng ngời này địa hình đối chúng ta có lợi chúng ta có thể thực nhẹ nhàng làm ra không ít công kích thủ đoạn thật lớn lăn thạch sẽ ở sườn dốc thượng trở thành chúng ta vũ khí nga ta thượng đế đó là không tồi phương pháp liền sườn dốc này một cái nhân tố lại có không ít người tụ ở bên nhau bắt đầu thảo luận lên trương huyền nhìn mắt triệu cực hướng triệu cực gật gật đầu ý tứ nơi này sự tình giao cho triệu cực tới xử lý sau hướng lam vân tiêu làm một cái thủ thế đi ra lều lớn như thế nào lam vân tiêu đi theo trương huyền đi ra lúc này đây yêu cầu người hỗ trợ a à. trương huyền nhìn lam vân tiêu các người phản tổ minh sinh vật kỹ thuật có tác dụng lam vân tiêu nhún vai ta là đối sinh vật gen có điều nghiên cứu nhưng này thú nhân, chính là tân chủng loại, bọn họ nhược điểm ở đâu, ta tạm thời không có. Không không không, Trương Huyền lay động tay phải ngón trỏ, đánh gãy Lam Vân Tiêu nói, ta là nói, muốn cho người phái binh. Lam Vân Tiêu một sửng sốt, theo sau trên mặt lộ ra một mặt cổ quái thần sắc, phái binh. Ngươi là nói, đúng vậy, liền ý tứ này, Trương Huyền gật đầu, hiện tại, cho dù là tập toàn thế giới chi lực, muốn chế tạo ra đại lượng to lớn khí giới, cũng yêu cầu không ít thời gian, hơn nữa này đó khi giới có thể sinh ra bao lớn tác dụng ở vận chuyển đến trên chiến trường sau có thể hay không xuất hiện nào đó vấn đề đều là không biết bao nhiêu, cái này không biết bao nhiêu yêu cầu chúng ta dùng thời gian tới nghiệm chứng, đi chỉnh đốn và cải cách, mà thời gian này yêu cầu tranh thủ, ta tưởng người có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian này, các người phản tổ minh phòng thí nghiệm nhiều như vậy, bên trong nhưng có không ít hình thể không thua gì thú nhân đại gia hỏa a. À tiểu tử ngươi đánh ta phòng thí nghiệm chủ ý a à, hành ta cho ngươi an bài một ít thực nghiệm thể đưa tới đi nhưng có một việc nhưng nói tốt những cái đó thực nghiệm thể cũng không thể hoàn toàn nghe lệnh với chúng ta một khi thả ra sẽ đứng ở cái gì lập trường ta cũng nói không chừng vạn nhất cùng thú nhân đạt thành hợp tác nhưng không trách ta lam vân tiêu nhắc nhở nói trương huyền khẽ lắc đầu ta khẳng định người thực nghiệm thể không có khả năng cùng thú nhân đạt thành hợp tác nga lam vân tiêu rất tò mò người dựa vào cái gì như vậy khẳng định. Trương Huyền cười cười, những cái đó thú nhân, tuy rằng đến từ chính không thấy ánh mặt trời vực sâu, nhưng bọn hắn nội tâm cũng đủ kiêu ngạo, bọn họ kiêu ngạo là không cho phép bọn họ cùng những cái đó thực nghiệm thể đạt thành hợp tác. Làm vân tiêu biểu môi, nhìn dáng vẻ, người giống như thực chướng mắt ta những cái đó thực nghiệm thể a. Người cũng nói là thực nghiệm thể, Trương Huyền ra tiếng, vậy giao cho ngươi, chúng ta phân công hành sự đi. Trương Huyền nói xong, bước đi xa. Trương Huyền rời đi, trước tiên ở phía sau trận doanh vòng một vòng, hắn trong lòng còn niệm ma nữ sự, chỉ là thú nhân bước lên chiến trường, làm hắn không thể không trước đem ma nữ sự phóng tới một bên, hiện tại có một chút nhàn rỗi thời gian, giải quyết ma nữ sự mới quan trọng nhất, đó chính là một viên bom hẹn giờ, tùy thời đều sẽ nổ mạnh cái loại này. Ma nữ cùng những cái đó gia tộc trẻ tuổi quậy với nhau, sở đồ chính là cái gì, Trương Huyền hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hắn chiều thời gian này, đi một ít trẻ tuổi đều sẽ đi địa phương, nhưng chính là không có tìm được ma nữ thân ảnh. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị hảo hảo bài tra một chút khi, đột nhiên nhận được triệu cực tin tức, Thiên thụ bọn họ mang theo người lại đây. Đường Trương Huyền đuổi tới tiền tuyến khi, Thiên thụ chờ Tôn chủ mang theo người, đen nhìn nhịp nhất chỉnh phiến, đứng ở nơi đó. mà Cổn Si một người, đứng ở phía trước nhất, làm Thiên thụ Tôn chủ đám người, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, này đó Tôn chủ phía trước liền gặp qua cuồng si, người này thực lực khủng bố, bọn họ tràn đầy cảm xúc, tuy rằng không có động thủ, nhưng người này trên người sở bày ra ra áp bách tính, làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Trương Huyền mang theo xài cửu minh đuổi tới, nơi này hiện tại cũng không cần Lam Vân Tiêu, thần ẩn hội là xử lý chuyện này tốt nhất người được chọn. Nhìn địa tâm minh mông cuồn cuộn lai khách, xài cửu minh hít hàm một hơi, bởi vì tới khi Trương Huyền liền nói cho hắn, này đó địa tâm lai khách, tuyệt đại bộ phận người, đều sẽ ngự khí muốn đem những người này quản lý lên kia khó khăn thật sự là quá lớn trương huyền đi đến phía trước cùng si thành thành thật thật đứng ở trương huyền phía sau trương huyền nhìn về phía thiên thụ hỏi các ngươi có tốt biện pháp giải quyết sao thiên thụ nhìn mắt lão võ vương đám người nàng hít sâu một hơi nói ra hai chữ khế nô này hai chữ nói ra có thể rõ ràng nhìn đến thiên thụ đám người trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ Khế nô, Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc. Mà Sài Cửu Minh cũng lộ ra nghi hoặc, nhưng này nghi hoặc cũng liền rằng co vài giây, Sài Cửu Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, lỡ lời mà ra, thế nhưng thực sự có khế nô. Trương Huyền nhìn về phía Sài Cửu Minh, người biết. Sài Cửu Minh gật gật đầu, đã từng nhìn đến sách cổ đối khế nô cái cách nói này có ghi lại, hai người lấy máu vì môi giới, ở cổ xưa trận pháp trước mặt ký kết khế ước, đây là một loại bất bình đẳng khế ước, một khi vì nô một phương trái với thể ước, sẽ trực tiếp thất khiếu xuất huyết mà chết. Không tồi, Thiên Thụ gật gật đầu, khế nô, đây cũng là chúng ta hiện tại có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp, thú nhân đã ở nơi đó toàn diện tập hợp, tùy thời khả năng giết qua tới, chúng ta yêu cầu một cái an thân nơi. Ta không hiểu cái gọi là khế nô khế ước, ta như thế nào có thể tin các ngươi? Trương Huyền nhìn quét Thiên Thụ phía sau kia vô số bóng người. Cái này ta hiểu một ít, Cuồng Si ra tiếng này khế ước cũng không tính là cái gì, ta có thể lập. Cuồng si đều mở miệng, Trương Huyền cũng liền không có gì không yên lòng, gật gật đầu, hướng xài cửu minh nói, người tới giản xếp bọn họ, trước đều khống chế ở chiến trường nội, đừng làm người rời đi. Xài cửu minh lên tiếng sau, liền xuống tay chuyện này đi, địa tâm người, dần dần đi vào mặt đất trận doanh, hai bên đều đối với đối phương, lộ ra tò mò thần sắc. Đây là hai cái văn minh nhân dân lần đầu tiên hòa hợp đãi ở bên nhau, đương này hoàn toàn dung hợp lúc sau sẽ làm hai cái văn minh phát ra như thế nào thay đổi ai cũng không biết hết thảy đều là không biết cuồng si đi phụ trách về khế nô sự hết thảy đều ở chậm rãi tiến hành trương huyền bước lên cổ chiến trường đi hướng địa tâm phương hướng hắn đứng ở này khối từ địa tâm chỉ xéo hướng thiên trên đại lục ngắm nhìn phương xa hắc ám tâm tình liền giống như nải bóng đêm giống nhau ở trước mắt trong bóng tối tại đây cái gọi là địa tâm giữa chịu tải quá nhiều vị trí kia cái gọi là thần tộc, kia từng ở trăm năm trước thống trị hết thảy anh linh điện, kia bị hủy diệt thần thánh thiên quốc, kia vực sâu nhập khẩu, kia lấy thiên thể vì dẫn thần bí phòng thí nghiệm, chính mình đã từng ở không trung nhìn thấy kia một cây màu trắng cột đá, này đó đều làm nhân tâm trung tràn ngập nghi hoặc, mà để cho trương huyền không yên lòng, là bạch chỉ bọn họ bảy cái, trương huyền lần trước trở lại địa tâm, liền rốt cuộc không nghe nói qua bọn họ bảy người tin tức hiện giờ địa tâm một mảnh đại loạn, bọn họ bảy người lại ở nơi nào? Còn có kiếm lâm thiên người này hiện tại là trương huyền tuyệt đối minh hiếu cũng đã không có tin tức. đây là thời đại chuyển biến, trương huyền thở dài, chúng ta phải học được thuận theo thời đại, mỗi người đều phải làm ra thay đổi. ta cũng là, các ngươi cũng là, chỉ là tại đây một đường mà đến, ta thỏa hiệp quá nhiều, ta hy vọng các ngươi không cần cùng ta giống nhau. hiện tại ta cũng không biết về sao lộ nên đi như thế nào. Trương Huyền dơ ra bàn tay, chụp vào hắc ám, như là muốn bắt lấy cái gì. Cổ chiến trường sự tình, tác động hai cái văn minh, địa tâm kia một bên, thú nhân ở tập kết, bọn họ tùy thời chuẩn bị làm ra tiến công, cổ lực đan đã hạ quyết tâm, muốn chúa tể thế giới này. Mà ở mặt đất, toàn thế giới sở hữu trọng nhà xưởng, đều dừng bọn họ nguyên bản nghiệp vụ, thống nhất sinh sản đại hình khí giới, kia cổ đại văn minh giữa công thành xe, cự nỏ, bị thành phê sinh sản ra tới, vận hướng châu Nam cực, đây là tập toàn thế giới chi lực một lần hành động, tiến trình không thể nói không mau, đủ loại bản vẽ bị bày biện ở một đám trọng nhà xưởng bên trong, mỗi một cái quá độ văn minh đều bất đồng, sở sinh sản ra tới khí giới, cũng đều bất đồng. Mà như vậy công phạt máy móc sinh sản, tự nhiên sẽ đối bình thường xã hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở phía chính phủ dẫn đường hạ, loại này ảnh hưởng cũng không có liên tục quá dài thời gian, thậm chí bình thường cư dân cũng không sẽ biết ở bọn họ cái này văn minh giữa, dung nhập kia một đám ngoại lai khách, bọn họ sinh hoạt, còn ở cứ theo lẽ thường vận chuyển. Thời gian, liền như vậy im ắng quá khứ ba ngày. Ba ngày thời gian, thiên thụ sở mang đến người, đang ở tiến hành khế nô khế ước thiêm viết. Tại đây đoạn thời gian, địa tâm còn có người cuồn cuộn không ngừng bôn đào mà đến, nhân số đông đảo. Mà mặt đất cùng cổ chiến trường này phiến đại lục giao tiếp chỗ, một trận lại một trận thật lớn công thành khí giới, cũng đã ở chỗ này vào chỗ, tùy thời đều có thể đầu nhập chiến trường. Địa tâm cổ chiến trường bên cạnh, đến từ các quốc gia tinh anh chiến sĩ, ở chỗ này điều tra đối diện nhất cử nhất động, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên hội báo trở về. Một chiếc lại một chiếc thật lớn xe tải sửa tới, xe tải thượng là một đám lồng sắt, lồng sắt bị một tầng thật dày miếng vải đen bao phủ, căn bản thấy không rõ lung nội đều có cái gì, lồng sắt bị trang bị bánh xe, từ người hướng cổ chiến trường thượng đẩy đi, đẩy lung người, có thể nghe được lung nội truyền đến gạo giống thanh, cùng với mãnh liệt pha chạm cảm. Này đó đẩy nhà giam người căn bản không biết bọn họ vận chuyển chính là cái gì, thượng cấp nhiệm vụ, không cho phép bọn họ mở ra nhà giam. Trương Huyền ngồi ở liên tiếp cổ chiến trường một cái phòng chỉ huy, lật xem trước mắt màn hình máy tính, một chương lại một chương ảnh chụp từ hắn trước mắt xẹt qua, hắn đang tìm một người, nhưng hắn đã suốt tam đêm không có chập mắt, như cố tìm không thấy người kia, cổ cơ. Cổ lực đan đối cổ cơ có tuyệt đối phải giết chi tâm, mà cổ lực đan trên người kia quỷ dị hạn chế, làm Trương Huyền suy đoán, này cùng cổ cơ có quan hệ. Cổ lực đan cường đại là không thể nghi ngờ, hắn quỷ dị thủ đoạn làm người nắm lấy không ra, ở tạm thời tìm không thấy phương pháp giải quyết trước, vẫn là tận lực đi hạn chế hắn tương đối hảo. Hiện tại Trương Huyền địch nhân thật sự là quá nhiều, mỗi một cái đều phá lệ cường đại, lai lịch thần bí, thủ đoạn cũng càng thêm thần bí. Nhưng Trương Huyền đã ngồi ba ngày, mỗi một cái ký kết khế nô khế ước người, đều sẽ ghi vào hệ thống, nhưng hắn như thế nào đều tìm không thấy cổ cơ thân ảnh. Cổ cơ cũng tìm không đến, ma nữ cũng tìm không đến, đây là hiện tại đối với Trương Huyền tới nói, hai cái quan trọng nhất người. Địa tâm đi trước cổ chiến trường lối vào, một nam một nữ hai người, yên lặng đi rồi đi lên, hai người bọn họ người mặc bình thường, cả người dơ hề hề, cõng bọc hành lý, một bộ đào vong bộ dáng, cần phải nhìn kỹ, kia nam tính trong mắt, nở rộ ánh sao, nữ nhân trong mắt, giống như tinh quang, hai người trừ bỏ bộ dáng bên ngoài, hoàn toàn không có một chút hít chật vật bộ dáng. Sư huynh, giết họ trương, người liền sẽ là này anh linh điện đệ nhất người thừa kế. Tương lai, sở hữu hết thảy, đều sẽ nghe người hiệu lệch, chẳng qua, kia họ trương thực lực giống như không yếu. Nữ nhân mở miệng, nàng 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, chát một đôi đuôi ngựa biển. Nam tính 25 đến 26 tuổi bộ dáng, tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, nghe nữ nhân nói, hắn cười lạnh một tiếng, thực lực không tồi, liền sẽ không chạy trốn rồi, ta nghe nói ngày ấy sự, là thần thánh thiên quốc người ra tay, hắn mới có thể chạy trốn, nếu không đã sớm đã chết, lúc này đây, cũng là các vị tiền bối cho chúng ta cơ hội này, nếu làm ta thấy đến hắn, nhất định phải hắn chết. Sư huynh, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể giết chết hắn. Nữ nhân nhìn về phía nam nhân ánh mắt giữa tràn ngập ái mộ. Nam nhân nhìn về phía trước, đi thôi, nghe trưởng lão nói, phía trước có tân văn minh, hy vọng nơi đó, đừng làm ta thất vọng a. À. Nhìn như bình tĩnh cổ chiến trường chung, phong vân kích động. Từng ở trương huyền trước mặt xuất hiện quá một lần ma nữ, lại lần nữa biến mất thân ảnh, mà trương huyền muốn tìm cổ cơ, cũng vẫn luôn không có mặt mày, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khác, địa tâm đều có thân ảnh dũng mãnh vào tiến vào, mà ở cổ chiến trường thượng, hơn 10 người người mặc đạo bào người, chắp hai tay sau lưng, giống như trông coi giống nhau, làm tuần tra giống nhau sự tình. Tại đây một chỗ, có quá nhiều tâm tư quỷ dị người. Trương Huyền xem xét xong trên máy tính cuối cùng một chương ảnh chụp, rũi người, đi ra, bên ngoài sắc trời đại lượng. Ba ngày đã qua, Trương Huyền nhìn trên bầu trời nắng gắt, thú nhân bên kia, khả năng cũng chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Đang lúc giờ phút này. Triệu Cực thân ảnh xuất hiện, hắn có vẻ nôn nóng. "Tiểu tử, Tiền Tuyến truyền đến tin tức, thú nhân đã ở cổ chiến trường lối vào tập hợp." Triệu Cực sở tới, mang đến tin tức này. "Nên tới, sớm muộn gì đều phải tới." Trương Huyền hít sâu một hơi, "Đến đây đi, trận này chiến, tránh cũng không thể tránh, nên chúng ta vọt." Trương Huyền dồn khí đan điền, nhìn về phía không trung, theo sau phát ra một tiếng giống, "Toàn viên tập hợp." Trường huyền này một tiếng giống, sông thẳng tận trời, thanh âm rung trời, làm mọi người đều nghe được rành mạch. Giờ khắc này, vô luận là những cái đó đang ở thả lòng, vẫn là đang ở thao luyện, hoặc là đang ở nghỉ ngơi người, đều bỗng nhiên đứng lên thể, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Đang ở này cổ chiến trường người, đều thực minh bạch, chính mình kế tiếp, sắp sửa đối mặt chính là cái gì, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, chờ giờ khắc này đã đến. Trương huyền này một tiếng giống, khi thế mười phần làm mọi người một lòng đều mãnh liệt nhảy lên lên cửu cục tập hợp triệu cực ngúa may một mặt đại kỳ thần ẩn hội tập hợp sai cửu minh cũng đồng dạng múa may đại kỳ đinh gia tập hợp đinh kiến trung cũng đồng dạng múa may đại kỳ phản tổ minh tập hợp làm vân tiêu cũng gia nhập tiến vào nếu ca thánh điện tập hợp không thuộc về hè oi bước đỉnh cấp thế lực cũng lay động bọn họ tinh kỳ một cái lại một cái thế lực, phát ra tiếng hô, khí thế mười phần, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, chờ ngày này đã đến. Vô số thân ảnh, vô luận bọn họ thường một giây đang làm cái gì, giờ phút này, đều mặc chỉnh tề, chiều nơi này tới rồi, đứng ở thuộc về chính mình thế lực đội ngũ giữa. Mỗi một mặt tinh kỳ phía sau, đều có càng ngày càng nhiều người tụ tập, bọn họ đứng ở đội ngũ giữa, không phát ra một chút tiếng vang, ở bọn họ trong mắt, là kiên định tín nhiệm. Này đó tinh kỳ quay chung quanh ở Trương Huyền bên cạnh, mà Trương Huyền liền đứng ở mọi người trung tâm chỗ. Trương Huyền nhìn chung quanh hết thảy, hắn ánh mắt từng cái nhìn quét qua đi, này đứng ở chung quanh gương mặt, 80% đều phá lệ tuổi trẻ, thậm chí có như vậy một ít, còn có vẻ phá lệ non nớt, bọn họ chính là lần này trên chiến trường chủ yếu lực lượng. Trương Huyền phi thân dựng lên, lập với không trung, hắn hít sâu một hơi. Các vị, chúng ta hè oi bước có một câu, quốc gia hưng vong thất phu có trách. Hiện giờ, chúng ta sở đối mặt là một cái hoàn toàn mới chủng tộc, bọn họ cường đại, thị huyết, cùng bọn họ so sánh với, chúng ta nhỏ bé giống như hài đồng, nhưng này liền không đại biểu, bọn họ có thể tùy ý tàn sát chúng ta. Hiện giờ, chúng ta mọi người đứng chung một chỗ, sẽ không có người lùi bước, đánh sập bọn họ, là chúng ta cộng đồng mục đích, từ giờ khác này bắt đầu, vô luận các người phía trước, là cái gì quan hệ, vô luận các người phía trước phát sinh quá cái gì, nhưng hiện tại, các ngươi là chiến hữu, là có thể yên tâm đem sau lưng giao cho lẫn nhau người. Các vị, đứng ở các ngươi phía sau, không phải sông băng, mà là các ngươi người nhà, các ngươi ái nhân, các ngươi để ý hết thảy, các ngươi sẽ trở thành trên thế giới này kiên cố nhất một đạo hàng rào. Từ giờ trở đi, ta giao cho các ngươi mọi người một cái thống nhất thân phận, bao gồm ta, bao gồm các ngươi lãnh tụ, tại đây một khắc, chúng ta mọi người thân phận chỉ có hai chữ, chiến sĩ các vị, chiến tranh kèn đã thổi lên, chúng ta không có đường lui đáng nói, hoặc là giết sạch bọn họ, hoặc là bị bọn họ giết sạch, hiện tại nói cho ta, các ngươi lựa chọn là cái gì? Trương huyền thanh âm rơi xuống nháy mắt, ở kia một mặt mặt tinh kỳ lúc sau, liền vang lên chỉnh tề hò hét thanh. Giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ, tiếng kêu, sông thẳng tận trời, đây là đến từ chính vô số người thường hò hét. Trương huyền đôi tay giơ lên cao, theo sau nhẹ nhàng ép xuống, ở hắn đôi tay áp xuống nháy mắt, kia tận trời hét hò, nháy mắt ngừng. Đang ở phía dưới lâm thanh hạm thấy như vậy một màn, nàng khóe miệng gợi lên một nụ cười, đây là nàng nam nhân, một cái làm nàng cảm thấy kiêu ngạo nam nhân, tại đây một khắc, lâm thanh hạm càng thêm kiên định chính mình phía trước ý tưởng, người nam nhân này không nên chỉ thuộc về chính mình, hắn là thuộc về toàn thế giới. Nhìn chung quanh một đám thế lực như vậy chưa từng có ngưng kết, bởi vì có hắn, hết thảy, mới có thể như vậy thuận lợi. Đột nhiên, một trận hỗn độn thanh âm vang lên, liền thấy từng trận phi cơ trực thăng từ phương xa bay tới. Tần ra, xin xuất chiến. Đông phương gia xin xuất chiến. Một đám quen thuộc gương mặt, xuất hiện ở trương huyền tầm mắt giữa, phương Đông Vân khởi đám người, đạp không mà đến, kia phi cơ trực thăng thượng sở mồi, đều là gia tộc bọn họ dũng sĩ, hiện tại, đầu nhập đến này trong chiến đấu tới. Đường thị, tập hợp lại là một đạo thanh âm, liền thấy đường thị đại trưởng lão, mang theo đường thị người tới rồi, bọn họ một đám, đường thị người cũng không nhiều, đại trưởng lão càng là có vẻ vô cùng tuổi già, nhưng hắn thanh âm, lại trung khí mười phần, hắn trong mắt kiên định, trên người hắn ý chí chiến đấu, cũng không so người trẻ tuổi muốn kém. Ha ha ha, không thể tưởng được, ta muốn xuống mồ tuổi tác, còn có thể tham dự bực này việc trọng đại, chẳng sợ chết, cũng không hám. Một đạo tiếng cười to vang lên, Trúc Nguyên Cửu ở Trúc Linh nâng hạ, xuất hiện ở cách đó không xa. Loại sự tình này, không ta khương ra, nếu bị ta khương ra lão tổ biết được, chẳng sợ hạ hoàng tuyền, lão tổ cũng sẽ không tha thứ ta a. À. Khương thần mang theo khương ra một chúng, từ phương xa mà đến. Không tồi, chúng ta họ cơ tuy rằng không phải cái gì đại gia tộc, nhưng loại sự tình này cũng không thể thiếu chúng ta mới là. Cơ thủ vừa xuất hiện. Ha 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 ha, ta bạch ra cái gì đều không nói, chỉ có một chút, chúng ta muốn xông vào trước nhất mặt. Mây trắng phi thân ảnh, cũng lộ ra tới. Quân vương các hạ, tha thứ chúng ta tới chậm, chúng ta tam gia lão tổ vừa mới cưới hạc đăng tiên, tổ chức đơn giản hậu sự. Khương thần nhìn trên không. Tiên đi, trương huyền nhìn khương thần ba người phía sau sở bối tổ khí, tam gia lão tổ tiên đi, tất nhiên cùng này tổ khí có quan hệ, tam gia không người có năng lực khống binh, lúc này đây có thể mang binh tiến đến, đã chứng minh rất nhiều, tam gia lão tổ, là khả kính người. Một đạo có một đạo thanh âm, đều mang theo quyết tuyệt, bọn họ tới rồi chiến trường, chính là làm tốt hẳn phải chết chi tâm. Hảo, 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 trương huyền liên tiếp giống ra ba cái hảo tự, các vị, hôm nay, chúng ta mọi người, hướng kia một mục tiêu, cộng đồng xuất phát. Ta trương huyền không có quá nhiều lời nói hùng hồn, chúng ta, hướng. Hướng, này một chữ, xuất từ mấy chục vạn đại quân trong miệng, chẳng sợ sông băng, đều ở chấn. Trương Thiếu Hiệp, cũng đừng quên chúng ta, chúng ta cũng không phải là chuyên môn tới tị nạn. Thiên thụ tôn chủ đám người, đổi hảo khôi giáp, cầm trong tay tinh kỳ, mang theo minh mông cuồn cuộn thân ảnh, gia nhập đến kia đội ngũ giữa. Kỳ thật chúng ta tưởng so một chút, lãng trọng tôn chủ mở miệng, nhìn xem ở thú nhân trước mặt, ai càng thêm dũng mãnh. Kiếm quân một câu không nói, nhưng nàng trong tay nguyên bản dì sắt kiếm, lúc này bị nàng ma đi dỉ sắt, thân kiếm phía trên, lập lòe hàn mang. Đây là thuộc về toàn nhân loại một hồi chiến đấu, một hồi bất đồng chủng tộc chi gian chiến đấu. Trương Huyền đang ở không trung, hắn cười, cười phá lệ lớn tiếng, hắn phất tay, chỉ hướng kia chiến trường phương hướng. Xuất phát, tinh kỳ múa may, một cái lại một cái thế lực, hướng kia chiến trường đi đến. Thật lớn chiến tranh máy móc, bị người hợp lực đẩy, kia dài đến 10 mét nỏ tiến, tản ra lạnh băng sát khí. Trương Huyền đang ở không trung, nhìn chăm chú phía trước, hít sâu một hơi. Quang Minh Đảo, tập hợp, kia thân xuyên hắc y, cầm trong tay loan đao, mang màu đen mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, đi theo này đại quân lúc sau, bọn họ hành động không tiếng động, giống như đến từ ám dạ u linh, màu đen mặt quỷ mặt nạ che đậy bọn họ thần sắc, nhưng bọn hắn bước chân lại có thể nhìn đến, phá lệ kiên định. Đây là một hồi đại chiến, một hồi thuộc về hai cái chủng tộc đại chiến. Tại đây một hồi đại chiến bên trong, không ai có thể đủ may mắn thoát khỏi, đại chiến kết quả, cùng mỗi người, đều cùng một nhịp thở. Bước lên kia phiến cổ chiến trường. Trương huyền thân khoác màu đen khôi giáp, cưỡi cao đầu đại mã, dâng trào ở đại quân phía trước nhất. Ở trương huyền phía sau, là triệu cực, Lam Vân Tiêu, Sài Cửu Minh, năm đại thị tộc lãnh tụ cùng với các thế lực người phụ trách, mỗi người, đô kỵ ở đại mã phía trên, ngẩng đầu ưỡn ngực, thật lớn công phạt khí giới sắp hàng chỉnh tề chạy tại đây đại quân phía sau, mỗi người đều nín thở ngưng thần, chờ đợi đại chiến đã đến, bọn họ bước chân thống nhất, đen nhìn nhịt đại quân có tự hướng phía trước phương xuất phát. Kia bị miếng vải đen sở bao phủ lồng sắt, không ngừng truyền đến gào giống thanh. Trên mặt đất tâm thế giới, kia chỉ xéo phía chân trời cổ đại lục lối vào. Cổ lực đan cưỡi ở kia hắc hổ trên người, nhìn trước mắt đại lục, ở cổ lực đan phía sau, là rậm rạp thú nhân quân đội, không riêng gì có nhân hình thú nhân, đồng dạng còn có các loại thật lớn mãnh thú, thú nhân có được không thua gì nhân loại trí tuệ, này có thể cho bọn họ thật lớn hình thể phát huy ra càng cường đại sức chiến đấu. Cổ Lực Đan trong tay cầm một cây thật lớn trường mâu, hắn về phía trước phương một lóng tay, xuất phát. Dứt lời, hắc hổ chờ Cổ Lực Đan đi lên này phiến đại lục, ở bước lên đại lục nháy mắt, Cổ Lực Đan thân thể bỗng nhiên bạo trướng, nháy mắt liền trở nên có mười mấy mét cao lớn, thân hình hắn bắt đầu thú hóa tràn ngập nổ mạnh tính cơ bắp hiện ra ở không khí giữa, hơn 10 mét hình thể đều không phải là là hắn cực hạt, hắn hình thể còn ở tiếp tục gia tăng, thẳng đến gần 30 mét tả hữu thân hình khi mới đình chỉ xuống dưới. Đen nhìn nhiệt thú nhân đại quân bước lên cổ chiến trường, bọn họ hình như là viễn cổ Titan người khổng lồ. Thật lớn thú nhân cùng nhỏ bé nhân loại, đây là một hồi không công bằng chiến tranh, nhưng chiến tranh, trước nay liền không có công bằng quá, không phải sao sắc trời hoàn toàn tối sầm đi xuống hô tương đương trương huyền khống chế dưới thân cao đầu đại mã dừng lại bọn họ đã đứng ở này cổ chiến trường điểm cao ở hắn trước mắt dậm dạp thú nhân thân ảnh đang ở từng bước một chiều bên này đi tới bọn họ thật lớn thân ảnh trong bóng đêm thoát ẩn thoát hiện hô triệu cực rồi ngựa đi vào trương huyền bên cạnh nhìn phía trước thở ra một ngụm trường khí đừng nói này áp lực thật đúng là rất đại ai mà không đâu Trương Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia đại quân bên trong, nhiều là người trẻ tuổi, 18 đến 25 tuổi tuổi tác, tuyệt đại bộ phận tuổi này người, thậm chí còn sống ở cha mẹ chiếu cố dưới, nhưng hiện tại, này đó chiến sĩ, đã đứng dậy, dũng cảm đối mặt thú nhân, đem sinh tử không để ý. Trương Huyền nhìn này đó trẻ tuổi gương mặt, hướng triệu cực nói, nhưng ngươi xem bọn họ, trong mắt, đều là kiên định a. À. Người tuổi tác, cũng không lớn, làm vân tiêu giá trước ngựa tới, hắn ánh mắt từ Trương Huyền trên người rời đi, dừng lại ở một bên Lâm Thanh Hạm trên người, theo ta được biết, hai người kết hôn thời điểm, liền cái điển lễ đều không có, thậm chí liền giống nhau giống dạng lễ cũng chưa thu, lần này sự tình sau khi kết thúc, cho người hai chuẩn bị cái hôn lễ như thế nào. Việc này rồi nói sau, Trương Huyền cười cười, chờ ta quyết định không giết người lúc sau, lại nói này đó. Hành, Lam Vân Tiêu nhếch miệng cười. Dưới thân mông ngựa, vẫn là phát sinh xôn xao, bốn con vó ngựa, không ngừng đi qua đi lại, mặt đất phát ra hơi hơi run rẩy này run rẩy theo thời gian mỗi một giây chuyển rời, đều kịch liệt gia tăng. Kia trong bóng đêm thú nhân đại quân, đã từ đi, biến thành chạy vội, bọn họ cũng thấy được trên núi địch nhân. Các vị, tới, trương huyền trấn an dưới thân ngựa, lẩm bẩm ra tiếng. Sai cửu minh bàn tay vung lên, phía sau một người vũ động tinh kỳ, liền thấy thượng trăm tròn xe cự thạch, bị người đẩy đến này điểm cao thượng, dễ châm dầu hỏa bị tưới đến này cự thạch phía trên, có cây đúc ném ở kia cự thạch phía trên, cự thạch bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Phóng, sai cửu minh lại lần nữa múa may cánh tay, tinh kỳ lại lần nữa lay động, này đó thiêu đốt cự thạch, thống nhất hướng phía dưới lăn xuống mà đi, mang theo kia một đường ngọn lửa, như sao băng tạp lạc. Cự thạch lăn lộn tốc độ thực mau, nhằm phía kia nghênh diện mà đến thú nhân, kia xông vào trước nhất mà thú nhân, trực tiếp bị thiêu đốt cự thạch lật đổ, cự thạch tạp tiến thú nhân đại quân trận doanh giữa, đại chiến, tại đây một khắc, chạm vào là nổ ngay. Giống, cuồng bạo tiếng giống giận từ thú nhân đại quân giữa truyền ra, ánh lửa bậc lửa bọn họ đội ngũ, nhưng này đó cũng không thể ngăn cản thú nhân đi tới bước chân, tuy rằng tại đây một chút, có mấy trăm thú nhân bởi vậy mất mạng, gần ngàn thú nhân bị thương, nhưng đối với toàn bộ thú nhân đại quân mà nói, căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng đối với nhân loại quân đội mà nói, này không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim, làm cho bọn họ biết, này hình thể thật lớn thú nhân, đều không phải là là không thể chiến thắng. Xài cửu minh phía sau tinh kỳ lại lần nữa múa may, lại có cự thạch bị đẩy đi lên, bậc lửa ngọn lửa, phát ra nóng bỏng nhiệt lượng. Phóng, xài cửu minh ra lệnh một tiếng. Này đó cự thạch lại một lần lăn xuống mà xuống, mang theo nóng bỏng sát phạt chi khí, thẳng đến thú nhân quân đội giữa. Mà lúc này đây, thú nhân đã tìm được rồi ứng đối phương pháp, thượng trăm giống nhau con tê tê giống nhau dã thú hướng thú nhân đội ngũ chung lao ra, đi tới phía trước nhất, bọn họ sau lưng giống như tấm chắn giống nhau, nhẹ nhàng chặn này đó lăn xuống cự thạch. Nhiều binh chủng thú nhân, làm trương huyền bọn họ, khẽ cau mày. Theo sát, ở thú nhân đội ngũ chung, thượng trăm bối sinh hai cánh, như là hùng ưng thật lớn dã thú phóng lên cao, chẳng qua này dã thú chiều dài bốn con lợi chảo kia lợi chảo trong bóng đêm lập lè hàn mang, một khi bị này lợi chảo sở chạm vào, không cần hoài nghi, nhân loại nhỏ bé thân hình, tự nhiên sẽ bị chém eo. Bắn tên, nhân loại trong đại quân truyền đến một tiếng giống to, dài đến 10 m siêu cấp nỏ tiến bị bắn nhanh mà ra, thẳng đến không chung mà đi, rậm rạp nỏ tiến che trời lấp đất, thân ở không chung, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thật lớn ưng thân thú nhân bị nỏ tiến, tài rừng ở mà. Loại này vô khác nhau đả kích, không thể nghi ngờ là tiêu hao thật lớn, nhưng đối với hiện tại nhân loại đại quân tới nói, nhất không sợ, chính là tiêu hao. Mắt thấy hai đợt tiến công toàn bộ bị cản trở xuống dưới, bên ta tổn thất thảm trọng, mà đối phương một người chưa tổn hại, thú nhân trong đại quân, phát ra phẫn nộ tiếng hô. Kia sung phong đại quân nhường ra một cái chỗ hổng, lưỡng đạo thật lớn thân ảnh từ kia chỗ hổng giữa chạy vội ra tới, đây là thân hình chừng hơn 20 mễ cao to lớn thú nhân, bọn họ đôi tay, là hai cái thật lớn thiết trùy, đây là thú nhân công thành cự thú, không có trí tuệ, nhưng lực phòng ngự cùng lực sát thương, đều không phải bình thường thú nhân có thể so sánh, ở khí trước mặt sẽ bị nô dịch, nhưng dưới tình huống như vậy, công thành cự thú, không thể nghi ngờ là có thể đứng ở đứng đầu tồn tại. Công thành cự thú xuất hiện, bọn họ làn da càng thêm cứng rắn, đôi tay thiết trùy bay nhanh múa may lên, từ trên trời giáng xuống nỏ tiến bị này thiết trùy tạp đoạn, có chút xuyên qua thiết trùy, đập ở công thành cự thú trên người, cũng chỉ là sát phá chút ra. Vũ khí lạnh lực sát thương, Trước sau là hữu hạn. Ta đi, giá, làm vân tiêu giá mã, từ này điểm cao sung phong mà xuống, hắn nhỏ bé thân hình, ở thật lớn công thành cự thú trước mặt, có vẻ là như vậy buồn cười, nhưng lúc này, không có người sẽ cảm thấy một màn này buồn cười, bởi vì giờ phút này, làm vân tiêu sở đại biểu, chính là kia một cổ hướng chết mà sinh, kia một cổ dũng cảm tiến tới. Dựa, này nổi bật không thể làm hắn một người toàn đoạt A, một cái khác là của ta, giá. Triệu cực phun tàu một tiếng, cũng ngự mã mà thược, bình thường ngựa ở cường đại công thành cự thú trước mặt run bần bật. Triệu cực cùng Lam Vân Tiêu hai người, cơ hồ là đồng thời từ mã trên người nhảy dựng lên, thẳng đến kia công thành cự thú mặt mà đi, hai người một người đối một con, phân công phá lệ minh xác Công thành cự thú không có trí tuệ, nhìn thấy trước mặt tiểu gia hỏa muốn khiêu khích chính mình, căn bản là không để ở trong lòng, trong tay cự trùy múa may đi ra ngoài, tùy ý như là muốn chụp chết một con con kiến chỉ là này hai chỉ con kiến ra ngoài công thành cự thú đoán trước bọn họ nhẹ nhàng đột phá công thành cự thú búa tạ dừng ở công thành cự thú đầu phía trên ở rơi xuống công thành cự thú đỉnh đầu nháy mắt triệu cực cùng lam vân tiêu hai người lẫn nhau lướt nhau theo sau làm ra tương đồng động tác hai người đồng thời xoay người trong tay cầm một phen lưỡi dao sắc bén hướng công thành cự thú đôi mắt này đi hai người động tác như là đã sớm tập luyện hảo giống nhau nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát phá lệ xinh đẹp. Cơ hồ là đồng thời, hai đại công thành cự thú trong mắt, nở rộ xuất huyết quang. Công thành cự thú phát ra tiếng hô, bọn họ thanh âm, giống như trâu giống nhau, nặng nề, làm nhân tâm trung áp lực vô cùng. Đau đớn làm công thành cự thú trong tay thiết trùy lung tung vũ động, thậm chí tạp hướng thú nhân đại quân bên trong, một người thú nhân trốn tránh không kịp, đường trường bị tạp xương ngực vỡ vụn. Như vậy một màn phát sinh, làm nhân loại quân đội giữa sĩ khí, lại lần nữa phấn chấn lên. Một phen thật lớn màu đen cương đao, chặt bỏ công thành cự thú đầu, làm này nổi điên công thành cự thú hét lên rồi ngã gục, thật lớn thân hình tạp ngã xuống đất, nhấc lên đại lượng bụi đất. Đây là nhân loại quân đội, ở lần này tiến công bên trong, lấy được lần thứ hai thượng phong. Từ tình huống hiện tại tới xem, thú nhân quân đội bị hoàn toàn áp chế, nhưng là không có người dám thiếu cảnh giác, bởi vì mọi người đều biết, chiến đấu chân chính, còn vẫn chưa bắt đầu. Nắm đao tay đã phát sinh run rẩy, không biết là hưng phấn vẫn là khẩn trương, khôi giáp hạ thân hình, tùy thời có thể bùng nổ, đại quân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhân loại, không tồi, bất quá, cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Thú nhân quân đội giữa, vang lên như vậy thanh âm, vực sâu sắp sửa buông xuống, hết thảy sẽ bị bao phủ ở vực sâu dưới. "Giống", tiếng giống giận lại vang lên. Lam Vân Tiêu cùng Triệu Cực hai người thân hình đi vòng vèo trở về hai người bọn họ dưới thân tuấn mã sớm bị công thành cự thú tạp thành thịt nát nhìn dáng vẻ thú nhân muốn nghiêm túc a à? triệu cực từ chỗ cao nhìn ra xa kia thú nhân trận hình đang không ngừng làm ra thay đổi trương huyền nhìn về phía lam vân tiêu ra tiếng người đối với người thực nghiệm thể có tin tưởng sao người hỏi như vậy ta khẳng định nói có a à? lam vân tiêu bĩu môi kế tiếp liền đến nghiệm chứng hiệu quả lúc người nhưng cho ta nói qua những cái đó đều là người thực nghiệm thể tinh anh. Trương Huyền nhìn mắt phía sau, theo sau hét lớn một tiếng, cuồng si. liền thấy, kia thân hình giống như tháp sắt giống nhau cuồng si, đôi tay các cử một cái thật lớn lồng sắt, lồng sắt bị màu đen vải vóc sở bao phủ, theo cuồng si đôi tay dùng sức một ném, bị màu đen vải vóc sở bao phủ lồng sắt, tạp nhập thú nhân đại quân giữa, lồng sắt theo tiếng mà toái, mà lúc này, nhân loại quân đội mới biết được, kia lồng sắt bên trong, rốt cuộc là cái gì hai chỉ hình dạng quái dị sinh vật từ kia lồng sắt giữa lao ra, chúng nó hình thể thật lớn, trong mắt tản ra thị huyết màu đỏ quang mang, một con sinh vật giống như lão hổ, lại bối sinh hai cánh, có được tê rác rác, trên người mọc đầy vảy. Ba xà vảy bị nhổ trồng lên rồi, làm Vân Tiêu ra tiếng, chỉ là như vậy một câu, liền nói ra này giống nhau lão hổ thực nghiệm thể khủng bố chỗ. Kia ba xà, chính là đứng ở thực nghiệm thể chuỗi đồ ăn đỉnh tồn tại, trên người vảy có như thế nào lực phòng ngự, Trương Huyền chính là tràn đầy cảm xúc, kia chính là có thể chống đỡ hạch bạo uy lực, loại này lực phòng ngự phải bị tiến hành nhổ trồng, khó trách Lam Vân Tiêu dám nói, này đó, đều là hắn thực nghiệm thể tinh anh. Mà một cái khác lồng sắt dứa, còn lại là cùng loại với cự vượn giống nhau sinh vật, phía trước cuộn tròn ở lồng sắt bên trong, lúc này đứng dậy, so với kia thú nhân chiến sĩ, còn muốn cao thượng một đầu. Phản tổ minh vẫn luôn tiến hành sinh vật nghiên cứu mục đích, chính là phải vì tà thần tìm một cái thích hợp thể xác bọn họ cuối cùng nghiên cứu phương hướng, vẫn là thiên hướng với hình người, mà cự vượn cũng là bọn họ nhất tiếp cận hoàn mỹ nghiên cứu thể. Trương Huyền tận mắt nhìn thấy đến, kia cự vượn từ chính mình xương cùng dưới, rút ra một khúc xương trắng, bạch cốt sắc bén, trực tiếp bị cự vượn coi như một phen cốt kiếm, múa may chi gian, chém liền tiếp theo danh thú nhân đầu, đối mặt vài tên thú nhân hợp lực tiến công, cự vượn không sợ chút nào, mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng nanh, thế nhưng như là cái kiếm khách giống nhau, múa may các loại kiếm chiêu ra tới. Phản Tổ Minh sở chuẩn bị thực nghiệm thể, nhưng không ngừng như vậy hai cái, Cuồng Si đứng ở đỉnh núi, hắn chính là một cái ném mạnh tay, một cái lại một cái bị miếng vải đen sở bao phủ lồng sắt, bị Cuồng Si dùng sức ném đi ra ngoài, mỗi một cái lồng sắt rơi vào thú nhân quân đội giữa, đều sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới thực nghiệm thể, thực nghiệm thể chiến lực khủng bố, không phải bình thường thú nhân binh lính có thể bằng được, ở thú nhân trận doanh giữa, khiến cho thật lớn rối loạn ngắn ngủn thời gian thượng trăm lồng sắt đã bị ném đi ra ngoài nhưng tại đây đồng thời kia một con múa may cốt kiếm cự vượt cũng ở thú nhân quần công dưới chặt đứt cánh tay bị cắn lạn yết hầu ẩm ẩm ngã xuống đất làm vân tiêu ánh mắt lộ ra một mặt đau lòng mỗi một cái thực nghiệm thể đều là hắn tâm huyết càng không cần đề này đó tiếp cận hoàn mỹ hình thái thực nghiệm thể cùng thời gian nhân loại quân đội cũng không có nhàn rỗi xe ném đá chuẩn bị Sai cửu minh lại lần nữa hạ lệnh, thật lớn xe ném đá đã trang đạn xong, nơi này sở đầu, đều không phải là là bình thường hòn đá, mà là trải qua đẻ ép, có thể phát sinh nổ mạnh cao cường độ thuốc nổ. Ở sai cửu minh ra lệnh một tiếng lúc sau, hơn một ngàn như vậy hòn đá, bị xe ném đá vứt khởi, rơi vào thú nhân đại quân bên trong. Trong lúc nhất thời, ầm vang thanh rung trời, đại địa kịch liệt run rẩy. Đương một vòng xe ném đá thả xuống xong, đợt thứ hai xe ném đá lại đẩy đi lên, chuẩn bị bắt đầu đợt thứ hai tiến công. Kia bốc cháy lên ngọn lửa to lớn viên thạch giống nhau không có dừng lại, dài đến 10 mét to lớn nỏ tiến, cũng lại một lần lên đạn, chuẩn bị kiếm vũ. Nhân loại, không tiếc đại giới, muốn cản thú nhân, với này chiến trường bên trong. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là thực bình thường một ngày, là thực bình thường một cái ban đêm, có người sáng sớm rời giường, hôn bên người ái nhân, mặc chỉnh tề, đi ra ra môn, có người ở đêm khuya, Đi ở ngọn đèn dầu huy hoàng đầu đường, nhìn người đến người đi, đi vào ẩm ý quán ba theo âm nhạc đông đưa thân thể. Nhưng liền tại đây tuyệt đại đa số người đều cảm thấy tầm thường ban đêm, tại đây cổ chiến trường phía trên, có người, thân khoác khôi giáp, tay cầm cương nhận, liếm láp máu tươi, đối mặt trước mắt thú nhân. Trừ bỏ kia có thể mang theo nổ mạnh cử thạch bên ngoài, bọn họ sở quen thuộc súng ống căn bản không thể sử dụng, cổ chiến trường năng lượng quá mức pha tạp, hơi chút phát tiết đều sẽ khiến cho không biết biến hóa, đường phóng châm đâm hướng địch hỏa trong nháy mắt kia, viên đạn liền có đại khái suất khả năng phát sinh tạc thang, chưa đả thương người, trước thương mình, chỉ có cầm ở trong tay cương đao, mới có thể mang cho bọn họ lớn nhất cảm giác an toàn. Phản tổ minh thực nghiệm thể ở thú nhân quân đội đàn trung tàn sát bừa bãi, mà nhân loại một vòng lại một vòng công kích tạp hướng thú nhân quân đội giữa, rất nhiều thú nhân đã nằm ngã xuống đất, lưu lại bọn họ giống như tiểu sườn núi giống nhau thi thể thú nhân ở giống giận, nhân loại quân đội cũng bắt đầu phát ra giống giận. Có thú nhân đạp đồng bạn thi thể vọt đi lên, một chân bước vào nhân loại trận doanh giữa, chỉ là này một chân sập xuống, liền đem một người trốn tránh không kịp binh lính dẫm thành thịt nát. Sát, nhân loại phương trận giữa, đi ra một đội trường mâu binh sĩ, kia mâu tiêm từ tinh cương sở chế thành, bọn họ huy động trường mâu, đâm thủng thú nhân cẳng chân, làm thú nhân vô lực đứng thẳng, bọn họ tước hạ thú nhân đầu gối, dùng trường mâu sỏ xuyên qua này ngực, cùng với hàm dưới. Đoàn binh giao tiếp, chiến đấu, nháy mắt trở nên gay cấn lên. Trương Huyền đã nhảy vào kia thú nhân đại trận giữa, thân hình trần trọc xê dịch. Triệu cực, làm Vân Tiêu, cũng đồng dạng nhảy vào thú nhân đàn chung. Cùng ta sát, phản tổ minh trận doanh, mỗi người thân thể thượng đều phát sinh trình độ nhất định thú hóa, bọn họ bộc phát ra càng cường sức chiến đấu, cũng càng vì hung mãnh. Năm đại thị tộc, Bọn họ cầm bất đồng binh khí, mỗi nhà cổ võ chiêu thức, đều phá lệ cổ quái, bọn họ sát chiêu đều xuất hiện. Đông Phương gia tộc, Tần gia, kia đô thành Tam đại gia, đồng dạng chém giết vào chiến trường bên trong. Các tướng sĩ khôi giáp thượng dính đầy máu tươi, trong tay bọn họ lưỡi dao chém vào thú nhân trên người, chỉ có thể mang theo một đạo miệng vết thương, cũng không thể muốn thú nhân mệnh, mà tương phản, thú nhân mỗi một lần đem lang nha bổng nện xuống, đều có thể làm kia một hai người thân hình bị tạp vì thịt nát xúc chi, không chết tức thương, mà ở tình huống như vậy dưới, thương, kia liền đại biểu cho chết. Chiến tranh là tàn khốc, thắng lợi là từ máu tươi cùng thịt sở trồng chất ra tới. Ở kia cổ chiến trường phía sau, đó là hài hòa thịnh thế. Nhưng là, nào có cái gì chân chính hài hòa thịnh thế, chỉ là tại đây cảnh tượng phía trước, có người phụ trọng đi trước thôi. Ca, có người phát ra gào giống, hắn ca ca bị thú nhân ném vào trong miệng. Có người đỏ đôi mắt, hắn tốt nhất bằng hiếu, vừa mới ở trước mặt hắn, hóa thành một bãi thịt nát. Có người khóc kêu, ở thú nhân trước mặt, hắn sợ, nhưng hắn một bên rơi lệ, một bên múa may trong tay cương đao, chẳng sợ đã cuốn nhận, chẳng sợ này đao chém đi lên, đối thú nhân mà nói, giống như ngứa. Lâm thanh hạm hai tay tê dại, nàng là địa tâm nữ chiến thần, nàng là lâm tướng quân, nhưng hiện tại, nàng bất quá là một cái bình thường nữ nhân thôi, nàng sức lực không có nam nhân như vậy đại, nàng chiêu thức, không có cổ võ thế gia như vậy tinh vi, nàng ở nửa năm trước, thậm chí còn chỉ là một cái Lâm thị nữ tổng tài, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, nhưng hiện tại, nàng tay cầm trường thương, cặp kia vốn là trắng nõn bàn tay, mài ra huyết phao, nhưng nàng không có lùi bước, bởi vì nàng biết, nàng nam nhân liền xông vào trước nhất phương, chính mình muốn đi theo hắn cùng nhau. Đây là chiến tranh, ở chiến tranh trước mặt, sở hữu thân phận đều đem quy về hai chữ. Chiến sĩ đây là chiến sĩ. Chiến tranh là tàn khốc, hắc ám giữa, tiếng kêu rung trời. Thật lớn Lang Nha Bổng Múa may hướng Lâm Thanh Hạm, Lâm Thanh Hạm chỉ tới kịp hoành dừng tay chung trường thương, kia Lang Nha Bổng Múa may đập ở thương thân phía trên, một cổ thật lớn lực lượng hướng Lâm Thanh Hạm tạp tới, nàng chỉ cảm thấy chính mình hai tay thừa nhận vô pháp chống đỡ đáng sợ đánh sâu vào, cả người giống như đạn pháo giống nhau về phía sau bay ngược đi ra ngoài, té ngã trên đất, liền phiên mấy cái té ngã. Nàng không cảm giác được hai tay thượng có bất luận cái gì chi giác, rớt đến một bên trường thương. Cũng vô lực nhặt lên, phá lệ chật vật. Nhưng lúc này, không ai có thể chú ý tới thân ảnh của nàng, chiến trường bên trong, mỗi người cảm thấy bất an, muốn chi viện đồng đội, nhưng kia cũng muốn ở chính mình có thể ngăn địch tiền đề hạ, cùng thú nhân chính diện giao phong, nhân loại quân đội đã hoàn toàn rơi vào hạ phong bên trong. Nếu từ không nhìn xuống, sẽ phát hiện, kia thú nhân giống như xâm nhập con kiến đàn chung. Dậm dạp đàn kiến, trong khoảnh khắc liền ngã xuống một mảnh. Chiến tranh quá thảm thiết, tại đây một vòng giao phong chung, nhân loại tan mất hạ phong. Chỉ có Trương Huyền, Triệu Cực, Lam Vân Tiêu bọn họ bực này tồn tại, mới có thể cùng thú nhân dùng lực. Có thú nhân thấy được ngã xuống đất Lâm Thanh Hạm, kia ở bọn họ trong mắt, chỉ là một cái ngon miệng điểm tâm mà thôi. Một người thú nhân cười giữ tợn chiều Lâm Thanh Hạm đi tới, vươn thật lớn bàn tay, hướng Lâm Thanh Hạm chụp tới. Giờ phút này Lâm Thanh Hạm hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể phản kháng lực lượng. Nàng nhìn đến Trương Huyền liền ở chính mình trước mắt 10 mét chỗ cùng thú nhân đối kháng, nhưng nàng cũng không có ra tiếng, ở trong lòng nàng, chính mình lúc này, không thể đi quấy dày hắn. Có đôi khi, ái sẽ làm người trở nên hèn mọn, cũng sẽ làm người trở nên ngu xuẩn. Mắt thấy kia thú nhân bàn tay to hướng chính mình chụp tới, lâm thanh hạm trong lòng, chỉ có một ý tưởng. Có lẽ, đây là chiến tranh đi. Lâm thanh hạm lẩm bẩm ra tiếng, nhắm hai mắt. Phốc, nóng bỏng máu tươi chiếu vào lâm thanh hạ mặt đẹp phía trên, nàng trợn mắt, lại phát hiện, nguyên bản kia chỉ thú nhân đầu lăn xuống đến một bên, thú nhân thật lớn thân thể về phía trước phương ngã quỵ, đường thú nhân hoàn toàn ngã xuống đất trong nháy mắt kia, lộ ra này phía sau Trương Huyền. Trương Huyền bước đi tới, bế lên lâm thanh hạ, ôn nhu nói, lão bà, này thú nhân, là muốn ta mệnh a à? chẳng lẽ bọn họ không biết, ngươi là của ta toàn bộ sao? Trong bóng đêm, Trương Huyền ôn nhu thanh âm truyền tiến Lâm Thanh Hạm trong tai, cho dù Trương Huyền trên người máu đã sền sệt, cho dù trên tay hắn cương đau đã cuốn nhận, cho dù này chung quanh hết thảy đều tràn ngập huyết tinh, nhưng kia một phần nhu tình vẫn là thẳng đánh Lâm Thanh Hạm đáy lòng. Thiết huyết cùng nhu tình, tại đây một khắc, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Lão công, ta kéo người chân sau, Lâm Thanh Hạm cánh tay khôi phục một tia chi giác, nàng cố nén đau nhức, một lần nữa nhặt lên trường thương. Ngươi thực dũng cảm, Trương Huyền sờ sờ Lâm Thanh Hạm tóc đẹp, ta ở phía trước chờ ngươi. Ân, Lâm Thanh Hạm ánh mắt kiên định gật đầu, lão công, ta sẽ nỗ lực đuổi kịp ngươi. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm, đột nhiên trong tay cương đao vung, ở giữa phía sau một người đánh úp lại thú nhân giữa mày. Thú nhân nửa quỳ ở Trương Huyền phía sau, tại đây một khắc, Lâm Thanh Hạm thừa nhận, nàng hoàn toàn chìm đắm trong trước mắt người nam nhân này thế giới. Trương 1654 quyết đấu, theo thời gian trôi qua chiến đấu đã tới rồi gây cấn mảnh đất ở thú nhân đại quân cuối cùng phương cổ lực đan cưới ở hắc hổ trên lưng nhìn trước mắt chiến cuộc biểu tình giếng cổ không gợn sóng nhìn không ra bất luận cái gì tin tức ra tới đinh ra các huynh đệ cho ta hướng ai hắn sao dám lui đừng nói là ta đinh ra người đinh quý trong tay binh khí đã bẻ gãy hắn múa may nắm tay tạp hướng một người thú nhân nhưng hắn nắm tay đều không thể cấp thú nhân mang đến chút nào đau đớn, thú nhân làn ra, so bao cát còn muốn ngạnh. Là hè oi bức người, liền hắn sao thượng, xông vào trước nhất mặt, còn lại quốc gia, đi theo chúng ta phía sau. Tự do quốc các dũng sĩ, đừng làm người xem thường chúng ta, hướng. Xung phong, sát y phía trên, sợ hãi vào giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, mỗi người trong lòng, đều có một cổ tín nhiệm Mạng người ở chiến tranh trước mặt, chính là một con số mà thôi. Triệu cực đã mồm to thở dốc, này đối với hắn mà nói, tiêu hao thật lớn. Làm vân tiêu đồng dạng như thế, hắn động tác đã trở nên thong thả lên. Cuồng si, trương huyền hét lớn một tiếng. Cuồng si thắt sắt thân hình từ trên trời giáng xuống, che ở trương huyền trước mặt, một người thú nhân vào tới, lại bị cuồng si một quyền oanh phi, này đó là luyện thể sĩ khủng bố chỗ, không dựa ngoại lực, chỉ dựa vào tự thân, chính bọn họ đó là mạnh nhất vũ khí. Ở khai chiến lúc sau, chết ở cuồng si trong tay thú nhân số lượng đã không đếm được. Cho ta khai một cái thông đạo, Trương Huyền khẩn nhìn chằm chằm phía trước thú nhân đại quân, ta muốn gặp cổ lực đan. Lĩnh Mệnh, cuồng si gật đầu, theo sau đi nhanh hướng thú nhân đại quân mà đi. Ở thú nhân đại quân trước mặt, cuồng si nhỏ bé giống như con kiến, nhưng không có một cái thú nhân có thể ngăn trở hắn bước chân, hắn giống như một phen đao nhọn xé rách thú nhân đại quân trận hình. Sở hữu hướng cuồng si sở vào tới thú nhân, toàn bộ đều ngã xuống hai bên, cuồng si ở chỗ này, có được tuyệt đối vũ lực. Trương huyền yên lặng đi theo cuồng si phía sau, đi vào kia thú nhân đại quân giữa, sát ra một cái lộ, nhưng thực mau, bọn họ đường lui, liền bị thú nhân sở vây quanh. Chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục, mỗi một cái thế lực, đều có mỗi một cái thế lực chiến đấu phương pháp. Cửu cục động tác đồng giảng, phản tổ minh đánh sinh mãnh lợi trào bẻ gấy, liền dùng kia răng nanh cắn hướng thú nhân. Tự do quốc trọng khôi giáp làm cho bọn họ có thể chống đỡ thú nhân một kích, bọn họ không có vũ khí, dùng thân thể đối thú nhân tiến hành va chạm. Tiếng kêu rung trời, nhưng có như vậy một cái thế lực, lại cho người ta phá lệ quỷ dị cảm giác, ở nơi đó, không có một chút thanh âm phát ra, chẳng sợ tao ngộ đòn nghiêm trọng, bọn họ cũng không rên một tiếng, yên lặng thừa nhận, đối mặt thú nhân tiến công, Bọn họ tràn trọc xê dịch, giống như là ở biểu diễn một hồi không tiếng động kỳ câm, tại đây kỳ câm hạ, hoặc là bọn họ ngã xuống đất, vĩnh viễn lưu lại nơi này, hoặc là thú nhân ngã xuống đất, vĩnh viễn lưu lại nơi này. Cái này thế lực, mang màu đen mặt quỷ mặt nạ, địa ngục hành giả, hành động không tiếng động, nhưng không tiếng động bên trong tràn ngập sát ý, lại một chút đều không ít. Đây là tập kết toàn thế giới tinh anh một hồi chiến đấu. Nhưng cho dù là tinh anh, ở thú nhân trước mặt, cũng có vẻ phổ phổ thông thông. Đoàn binh giao tiếp chung, nhân loại ưu thế, càng ngày càng nhỏ. Thú nhân trận đàn giữa, Trương Huyền cùng cuồng si hai người dần dần thâm nhập, bọn họ nhằm phía thú nhân đàn tộc phía sau, ở nơi đó, một con hắc hổ uy phong lẫm lẫm, màu đen da lông nổi lên một tầng sáng rọi, cổ lực đan ngồi trên hắc hổ trên lưng, phát ra một đạo A Thanh, không cần ngăn cản, các ngươi ngăn không được hắn, tránh ra đi. Thú nhân đàn tộc giữa, nhường ra một cái thông đạo, Trương Huyền cùng cuồng si hai người, còn không đến thú nhân cẳng chân. Hai bên cao lớn thú nhân ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Trương Huyền. Mà cổ lực đan, tắc từ hắc hổ trên người nhảy xuống tới, trên cao nhìn xuống nhìn Trương Huyền. Trương huynh đệ, tha thứ ta, hiện tại ta vô pháp biến thành người dáng vẻ kia. Cổ lực đan cười cười, sau khi nói xong, cổ lực đan lại phi thường kiêng kỵ nhìn thoáng qua cuồng si. Trương Huyền nhìn chằm chằm cổ lực đan, ra tiếng nói, như bây giờ, là ngươi muốn kết quả sao, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể đánh qua đi. Thời gian vấn đề, cổ lực đan tin tưởng tràn đầy. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta không biết các người thú nhân có bao nhiêu người, nhưng ta có thể nói cho ngươi một số liệu, chúng ta dân cư số lượng, không ít với 7 tỷ, cho dù là điền, đều có thể đem ngươi này đó thú nhân chiến sĩ điền chết. Cổ lực đan khinh thường cười cười, Trương Huynh Đệ, nếu các ngươi mỗi người, đều giống hiện tại những người này như vậy dũng cảm, Chúng ta thú nhân nhất định sẽ thua, nhưng người cái gọi là 7 tỷ người giữa, có bao nhiêu như vậy dũng sĩ đâu. Ta tin tưởng, bọn họ tuyệt đại đa số sẽ lựa chọn thần phục chúng ta thú nhân. Trương Huyền trong lòng trầm xuống, hắn biết rõ, thú nhân nói là sự thật, ở tử vong trước mặt, chẳng sợ có liều mạng chi lực, người còn sẽ lựa chọn thần phục, trong lịch sử có quá nhiều như vậy ví dụ. Như vậy tàn sát có ý nghĩa sao? Trương Huyền nhìn mắt phía sau, cổ lực đan ngẩng đầu nhìn bầu trời theo sau thở dài một tiếng trương huynh đệ chúng ta thú nhân sinh ra đó là ở tàn sát giữa ngươi nói có ý nghĩa sao này đó là chúng ta mệnh không ăn người khác liền phải bị người khác ăn luôn hiện tại chúng ta đã xuất hiện ở các ngươi trước mặt chẳng sợ ta đáp ứng ngươi ta rời khỏi nơi này chung sống hòa bình ngươi có thể bảo đảm này hòa bình có thể vĩnh cửu liên tục đi xuống sao các ngươi vẫn là sẽ nghĩ cách tiêu diệt chúng ta xét đến cùng chúng ta là địch nhân chúng ta giữa, phải có người thống trị xuất hiện, đạo lý này, người hẳn là so với ta minh bạch đi, thú nhân sinh ra, liền không phải hưởng phúc, các người nhân loại, cũng là như thế. Nếu người ý đã quyết, nhiều lời vô dụng, trương huyền kéo xuống thượng thân khôi giáp, lộ ra cân xứng cơ bắp, người ta đều thuộc thống soái không bằng người ta, trước đánh một hồi, người quy tắc giữa, không thể lấy khí giết người, nhưng người nắm tay, hẳn là không chịu quy tắc hạn chế đi. Ha ha ha! Cổ lực đan phát ra cười to tiếng động, trường huynh đệ, người ta lập trường bất đồng, trung quy muốn đứng ở mặt đối lập, nếu khả năng, ta thật muốn cùng người uống một ly A, à. ha ha. Người muốn chiến, ta đương nhiên bồi ngươi, bất quá, cũng không nên nói ta khi dễ ngươi mới hảo A. À. Cổ lực đan cánh tay duỗi hướng sau lưng, theo sau dùng sức vừa kéo, một cây thật lớn kim loại côn, bị cổ lực đan cầm ở trong tay, kia côn đường kính có 4 mét, cao 31 mế, giống như là kia đấu chiến của Phật thủ trung binh khí giống nhau. Cổ lực đan nghĩ nghĩ, lại đem này đồng bổng dùng sức hướng trên mặt đất cắm xuống, đôi tay nhất quyền, khóe miệng một liệt, ta cảm thấy, vẫn là như vậy đánh có ý tứ. Ta cũng như vậy cảm thấy, Trương Huyền hoạt động hạ cổ. Cuồng si thối lui đến Trương Huyền phía sau, đưa lưng về phía Trương Huyền, làm Trương Huyền có thể an tâm chiến đấu. Trương huynh đệ, cẩn thận, cổ lực đan thần sắc vừa động, theo sau một quyền chiều Trương Huyền hống tới. Đối mặt cổ lực đan nắm tay, Trương Huyền hít sâu một hơi, cả người cốt cách tí tách vang lên, đồng thời một quyền oanh ra. Diệt thế đổ lục, cũng đừng làm cho ta thất vọng a à. Hai cái hoàn toàn kém xa nắm tay ở không trung đối chạm vào, này một kích, làm chung quanh đại địa sụp đổ. chương 1655 chiến trường quy tắc. Tại đây một quyền đối hướng dưới, Trương Huyền thân hình bay ngược, nện ở mặt đất, chính là đem mặt đất đều sát ra một cái nói tới. Mà cổ lực đan thân thể cao lớn, cũng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới ngừng lại được. Này một kích đối chạm vào, nhìn như Trương Huyền ăn lỗ nặng, nhưng thực tế thượng Trương Huyền mới là chân chính người thắng, rốt cuộc cổ lực đan thân hình, so với hắn muốn khổng lồ mười mấy lần. Lực lượng, là cùng hình thể sở móc nối. Trương Huyền từ trên mặt đất bỏ lên. Cổ lực đan cũng một lần nữa đứng vững, cười lớn một tiếng, ha ha, sảng. lại đến. cổ lực đan nói, lại lại lần nữa chiều trương huyền vào tới. trương huyền trong lòng cũng nghẹn một cổ khí, này một người một thú, lại liên tiếp đối hướng mấy quyền, cực kỳ không bình đẳng thân hình, lại bùng nổ ngang nhau lực lượng, muộn thanh làm vang, đại địa sụp đổ. trương huyền khóe miệng tràn ra máu tươi, tuy rằng bên ngoài thân vô thương, nhưng mỗi một lần đối hướng, đều làm hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ sắp lệch vị trí. đã giền, đã giền a. À. Cổ lực đan trong miệng kêu to, ở trên người hắn, tồn tại nào đó cấm chế, cái này làm cho hắn ở đánh nhau thời điểm, chỉ có thể bó tay bó chân, nhưng lúc này đây bất đồng, lực lượng thượng đối chạm vào, làm hắn vui sướng tràn trề, đây là chưa bao giờ từng có cảm giác. Thân là vương tộc, cổ lực đan ở thú nhân tộc đàn giữa có được tuyệt đối địa vị, hắn muốn một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu, thật sự rất khó. Trương huyền cả người cơ bắp gắt gao banh khởi, đối mặt này thú nhân tộc đàn trung nhất cường đại một người, hắn chiến thực gian nan, đây là bẩm sinh thượng hoàn cảnh xấu, cũng chính là trương huyền loại này thể tu, nếu đổi một cái khí tu lại đây, chẳng sợ chân thật thực lực so cổ lực đan hiếu thắng, dưới tình huống như vậy, cũng sẽ bị nghiền áp. Liên tục đối hướng, đã làm trương huyền thân thể có chút siêu phụ cải Trương huynh đệ, không thể không nói, người cường đại, vượt qua ta tưởng tượng, lấy ngươi như vậy thân thể, có thể đánh với ta đến nước này, kỳ thật đã tính ta thua, nhưng ta chính là có chút không phục, lại đến. Cổ lực đan niết quyền, lại một lần hướng Trương Huyền vào tới. Trương Huyền hít sâu một hơi, lấy đai lưng lực. Liền ở hai người muốn nghênh đón lại một lần va chạm khi, cổ lực đan vào tới trước thân thể, đột nhiên một cái lảo đảo, không riêng gì cổ lực đan, chính là chung quanh thú nhân, tất cả đều thân thể đánh cái lắc lư, một đám sắc mặt đều có vẻ thực không thích hợp. Đây là, cuồng si nhìn chính mình đôi tay, cổ chiến trường pháp tắc. Có ý tứ gì, Trương Huyền cũng chú ý tới này dị thường, hắn cảm giác chính mình thân thể biến trọng rất nhiều, động tác so với phía trước so sánh với, chỉ hoãn không ít. Cuồng si nói tới, cổ chiến trường là một chỗ năng lượng pha tạp địa phương, ở bên trong này, đột nhiên xuất hiện năng lượng sẽ khiến cho phạm vi lớn dao động, đây là quy tắc một loại, mỗi một chỗ, đều có như vậy quy tắc, ta nghiên cứu quá các người thế giới, cây cối vì thế giới này cung cấp chất dinh dưỡng, thiếu cây cối địa phương, gặp mặt đón gió xa chờ thiên tai, này trên thực tế chính là quy tắc một loại, là thế giới này tự mình bảo hộ, cổ chiến trường cũng có như vậy bảo hộ, nơi này chiến đấu, đã quấy những cái đó pha tạp năng lượng. Một khi năng lượng bùng nổ, cổ chiến trường đều đem gặp phải hủy diệt. Ngươi là nói, cổ chiến trường ở tự bảo vệ mình. Có thể như vậy lý giải, cuồng si gật gật đầu, bởi vì năng lượng phạm vi lớn quấy nguyên nhân. Những cái đó tràn ngập ở cổ chiến trường trên không pha tạp năng lượng thống nhất trầm xuống, đối chúng ta tạo thành ảnh hưởng, càng là cường đại người, sở đã chịu ảnh hưởng lại càng lớn, này đó thú nhân, đã bị này pha tạp năng lượng áp khó có thể nhúc nhích. Trương Huyền có thể cảm giác được, giờ phút này bám vào trên người hắn áp lực, càng lúc càng lớn. Chúng ta yêu cầu chạy nhanh rời đi, đường này đó năng lượng hoàn toàn trầm xuống xuống dưới khi, chúng ta sẽ bị loại này khổng lồ pha tạp năng lượng áp thành thịt nát, mỗi người, đều không ngoại lệ. Cuồng si trong mắt ngưng trọng. Trương Huyền mại động cước bộ, Nhìn về phía Cuồng Si, người còn có thể đi sao? Hiện tại còn có thể, chờ hạ, liền nói không hảo. Trương Huyền nhìn mắt đã bị áp chế nửa quỳ ở nơi đó cổ lực đan, hiện tại thú nhân bị hoàn toàn áp chế, này không thể nghi ngờ là cái sát cổ lực đan cơ hội tốt, nhưng Trương Huyền cũng không cho rằng chính mình hiện tại trạng thái có thể giết chết cái này thú vương. Đi, do dự không quyết đoán cũng không là Trương Huyền tính cách, nếu sự không thể vì hắn cũng sẽ không đem chính mình lâm vào này khốn cảnh giữa, bán ra bước chân, chiều nhân loại trận doanh phương hướng chạy tới. Ở chiến trường chính diện, thú nhân quân đội hoàn toàn đình chỉ bất động, nhân loại chiến sĩ cũng phát hiện điểm này, bọn họ không kịp tự hỏi đây là vì cái gì, sấn cơ hội này, phát động tiến công, nhưng bắn nhanh mà ra 10 mét nỏ tiến, ở không trung đột nhiên bẻ gãy này từ tinh cương đánh luyện mà thành vũ khí sắc bén, như là hài đồng ăn sô-cô-la bổng giống nhau yếu ớt đầu ra nổ mạnh hòn đá, ở không trung liền bạo phá, phá phiến ở không trung tươi cười, nổ mạnh cũng không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng, bọn họ cũng cảm giác được, có cái gì trọng vật đè ở trên người mình. Nên triệt, Lam Vân Tiêu nhìn mắt triệu cực, trầm giọng nói, nơi này quy tắc phát sinh thay đổi, năng lượng mật độ gia tăng, không đi, muốn chết ở chỗ này. Triệu cực tuy rằng ngày thường không cái chính hình, nhưng ở chính sự mặt trên, hắn chưa bao giờ sẽ trần chờ. Minh Kim, Louis Binh, Triệu cực phát ra mệnh lệnh, hắn ra lệnh một tiếng, minh kim tiếng vang lên, đã giết đỏ cả mắt rồi chiến sĩ bị bên người người giữ chặt, chiều chiến trường phía sau thối lui. Mà thú nhân nơi đó, cũng vang lên nặng nề hào thanh, những cái đó thú nhân, động tác gian nan về phía sau phương thối lui, hành động vô cùng thong thả. Nhân loại cùng thú nhân chi gian lần đầu tiên chiến tranh, bởi vì cổ chiến trường quy tắc thay đổi, tuyên cáo kết thúc. Trong bóng đêm, cổ chiến trường thượng tàn lưu vô số thi thể, kia tổn hại công phạt khí giới, đã bị thi thể sở mai một, những người này, đem vĩnh viễn lưu lại nơi này. Cổ chiến trường ngoại, châu Nam cực đại lục. Số lượng khổng lồ chữa bệnh và chăm sóc đội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiếp thu người bệnh, tiên tiến chữa bệnh khí giới đã sớm chuẩn bị tốt. Nhìn trên chiến trường xuống dưới các tướng sĩ, chữa bệnh và chăm sóc đội người, trong mắt đều lộ ra thần sắc không đành lòng, 20 suốt đầu tiểu hỏa, đúng là trong cuộc đời tốt nhất tuổi, lại chặt đứt hai chân, mà này, chỉ là phát sinh tại đây phiến trên chiến trường nhất thường thấy bộ dáng. Đương nhiệt huyết thối lui, mỗi người đều cảm nhận được sợ hãi, ngay cả triệu cực đều không ngoại lệ, đối mặt cường đại thú nhân, bọn họ lấy chính mình thân hình đúc thành một đạo tường thành, mỗi thời mỗi khác, đều ở tử vong trước mặt bồi hồi, đương chiến dừng lại, mỗi người, đều ở phát run, đều ở may mắn loại này sống sót sau tai nạn, đồng thời, cũng vì tiếp theo chiến đấu, làm chuẩn bị. Lâm thanh hạm cánh tay đã gãy xương, đánh giản dị thạch cao, trình độ như vậy, ở trên chiến trường, liền vết thương nhẹ đều không tính. Rất nhiều vật tư còn ở từ phía sau vận chuyển lại đây. Chủ trướng trong vòng, Trương Huyền, Triệu Cực, Lam Vân Tiêu, Sài Cửu Minh chờ các thế lực lớn lãnh tụ, toàn bộ đều tại đây, cùng ra chạm trước so sánh với, nhân số thiếu một phần ba, những người này, hoặc là vĩnh viễn lưu tại chiến trường giữa, hoặc là, đã trọng thương đến rời khỏi nơi này. Chiến tranh là tàn khốc, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Nơi lều lớn bên trong người, tất cả đều trầm mặc, bọn họ mỗi người trên mặt, đều là mê mang. Trận này chiến tranh, vượt qua bọn họ dĩ vãng nhận chi, bọn họ sở đối mặt địch nhân, đều làm cho bọn họ có loại không thể nào xuống tay cảm giác, hết thảy chiến đấu hành động, đều là bản năng sử dụng bọn họ, bọn họ thậm chí đều hồi ức không đứng dậy ở chiến tranh bắt đầu thời điểm, chính mình đều làm cái gì, trong óc trống rỗng, chỉ nghe được cuối cùng minh kim thanh, cùng với triệu cực sở hô lên lui binh thanh, bọn họ cũng không biết, trận chiến đấu này, vì sao kết thúc. Trương Huyền nhìn ở đây người, phất phất tay, cuồng si, tới giải thích một chút đi. Cuồng si đi đến Trương Huyền bên cạnh, trực tiếp mở miệng, các người hẳn là đều cảm nhận được từ cổ chiến trường thượng truyền đến áp lực. Cuồng si cũng mặc kệ người khác có nghe hay không đến hiểu, có gì nói gì. Đây là cổ chiến trường quy tắc, năng lượng trầm xuống, mỗi người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, lưu tại nơi đó sẽ chết, chúng ta sẽ, thú nhân cũng sẽ, cái này năng lượng trầm xuống sẽ liên tục nhất định thời gian, ta cá nhân phỏng chừng, ít nhất là ở 7 ngày đến nửa tháng chi gian, đương thời gian này qua đi, cổ chiến trường năng lượng hình thái sẽ hoàn toàn phát sinh chuyển biến, sẽ vì chúng ta chế định tân quy tắc, cụ thể quy tắc là cái dạng gì, vô pháp phỏng chừng, ta kiến nghị là, tại đây đoạn thời gian nội, phải có người đi quen thuộc quy tắc, thú nhân cũng sẽ làm như vậy. Cuồng si nói xong, nhắm lại miệng. Tuyệt đại bộ phận thế lực lãnh tụ đều là nghe xong cái như lọt vào trong sương mù, chỉ có Triệu Cực đám người lộ ra như suy tư gì thần sắc. Trương Huyền ra tiếng, "Các vị, thú nhân thực lực, chúng ta đại gia cũng đều thấy được, chờ cổ chiến trường quy tắc một lần nữa định chế lúc sau, chiến đấu còn sẽ lại đến, lần này trong chiến tranh, các vị có cái gì tưởng nói sao?" Ở đây mọi người trầm mặc không nói. Nơi này không thể dùng khí, cơ thủ vừa ra thanh Mọi người nhìn về phía hắn, cho rằng hắn đang nói vô nghĩa. Nhưng là có thể vận dụng tổ binh, cơ thủ một tiếp theo câu nói, làm Trương Huyền đều thân thể run lên. Cơ thủ một tướng phía sau chi vật, lập với trước người, bị một tầng hậu bố sở bao vây, đây là cơ gia tổ khí, đã từng bị cơ thủ một tế ra quá, đối phó dương thủ mộ, là một phen huyết sắc đại diều. Cơ thủ một mở miệng, mỗi một phen tổ binh, đều có được thuộc về nó năng lượng loại này năng lượng là cổ chiến trường giữa pha tạp năng lượng sở không có, tổ binh có thể ở cổ chiến trường vận dụng. Cơ thủ một khu nhà mang đến tin tức, không thể nghi ngờ là làm người phấn chấn, hiện tại đối với nhân loại đại quân tới nói, thú nhân ưu thế, thật sự là quá rõ ràng, ở nhân loại sở hữu tiên tiến khoa học kỹ thuật đều không thể vận dụng thời điểm, thú nhân thân hình liền trở thành cứng rắn nhất khôi giáp. Nhưng, nếu là tổ binh có thể vận dụng, hết thảy liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Triệu Cực làm vân tiêu, đồng thời nhìn về phía Trương Huyền. Bao gồm các đại cổ võ thế gia, tần gia, đông phương gia, trúc gia, ánh mắt cũng đều hướng Trương Huyền nhìn lại. Năm đó, lục diễn đem khí cùng binh chia liệt, các đại thế gia tổ binh toàn bộ bị phong ấn, không ai biết những cái đó tổ binh ở đâu. Nếu không có nói trên đời này có người biết, vậy chỉ có Trương Huyền, làm lục diễn duy nhất truyền nhân hắn. Này trọng trách, chỉ có thể cho ngươi, triệu cực nhìn mắt Trương Huyền tổ binh sao, Trương Huyền nhìn cơ thủ một ba người trên người chi vật, hít sâu một hơi, đi ra lều lớn. Triệu cực muốn theo sau, rồi lại dừng bước. Trương Huyền một người tới đến lều lớn ngoại, băng thiên tuyết địa, đối với hắn mà nói, lại sẽ không cảm thấy cái gì rét lạnh cảm giác, thế giới này, đã rất ít có cái gì, có thể ảnh hưởng đến hắn, cái này làm cho Trương Huyền đối thế giới này, cũng có một loại càng ngày càng xa lạ cảm giác. Trương Huyền nhìn trước mắt sông băng, trên mặt đất tâm, Lục lão nhân lưu lại hình ảnh giữa, cũng đưa ra quá tổ binh, đã nói với Trương Huyền, hiện tại là thời điểm làm tổ binh xuất thế. Mỗi một cái tổ binh đều là giữa trời đất này dị vật, có được làm người dự đoán không đến năng lực. Lúc này chiến trường phía trên, nếu vận dụng tổ binh, đối với nhân loại này một phương thêm vào, tuyệt đối là thật lớn, nhưng tổ binh rốt cuộc ở phương nào? Trương Huyền hắn cũng không hiểu được mỗi người đều cho rằng này thiên hạ gian tổ binh đều ở trương huyền trong tay chỉ có trương huyền chính mình rõ ràng tổ binh sẽ ở đâu đâu trương huyền đứng dậy bay vào đến một tòa sông băng thượng nhìn này một mảnh trương huyền nỗ lực hồi tưởng chính mình đã từng cùng lục lão nhân ở một khối thời điểm ở mộ đi đây là trương huyền có khả năng nghĩ đến duy nhất khả năng chỉ là trương huyền hiện tại đã cảm giác kia không phải là lục lão nhân mộ lúc trước chính mình thân thủ mai táng mẫu thân Kết quả là, là một tòa không mồ, lục lão nhân nhân vật như vậy, thật sự đã chết sao? Trương Huyền càng ngày càng hoài nghi chính mình dĩ vãng sở trải qua. "Lão công, tưởng cái gì đâu?" Lâm Thanh hạm thanh âm ở Trương Huyền phía sau vang lên, nàng ở Trương Huyền bên cạnh ngồi xuống, đầu dựa vào Trương Huyền trên vai, cùng Trương Huyền nhìn đồng dạng phương hướng. Trương Huyền ôm Lâm Thanh hạm bả vai, "Lão bà, cùng ta ở bên nhau, ngươi có hay không cảm giác được mệt, vốn dĩ, những việc này đều cùng ngươi không quan hệ sẽ không a à, lâm thanh hạm trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười người đừng quên ta chính là tô gia người thừa kế sớm muộn gì muốn tiếp xúc này đó là bởi vì có ngươi mới làm ta sớm hơn nhìn đến cái này xuất sắc thế giới nếu có thể về sau hết thảy ta đều tưởng bồi ngươi cùng nhau xem đi xuống loại này có người bồi cảm giác thật tốt a à? trương huyền nhìn ra xa nơi xa trên mặt đất tâm bên trong toàn bộ địa tâm đã trở nên tàn phá vô cùng, còn có rất nhiều không có chạy đi người, đang ở địa tâm phế tích bên trong kéo dài hơi tàn, cũng may thú nhân tất cả đều ở trung tâm khu vực tập hợp, cho nơi này người một ít thở dốc cơ hội. Có người bước chậm tại đây địa tâm phế tích bên trong, không chung, quỷ dị xuất hiện diệu dương cùng một vòng minh nguyệt. Ngày này nguyệt đều hiện cảnh tượng, làm địa tâm cư dân, đều cảm giác tận thế sắp buông xuống. Hai đại văn minh nghĩ thông suốt, ngư hoa vô số năm, nhật nguyệt tinh thể đã sớm hình thành tự mình quy luật, đánh cắp đại đạo pháp tắc, khống chế quy tắc, thay đổi quy tắc, đây mới là chân chính thần linh, chúa tể chúng sinh, tay niết hết thảy, sở tòa dưới, toàn vì con kiến. Nhật nguyệt thiên thể phía trước, có người nhìn này hai đại tổ khí. Hấp thu vô số năm tinh hoa, tự mình dựng dục đại đạo pháp tắc, hiện giờ, đã có thể cùng kia thiên địa tưới, kế tiếp, liền chờ hết thảy, nước chảy thành sông. Có người tự xưng là vì thần, khống chế chúng sinh muôn nghìn, tọa ủng thiên hạ, muốn đánh thắp đại đạo pháp tắc, có nghe đồn, khống chế đại đạo pháp tắc là có thể khống chế trời đất này. Trời đất này, trung quy là muốn biến. Ở kia địa tâm phía chân trời, tầng tầng mây mù phía trên, một cây màu trắng cột đá ở mây mù phía sau thoát ẩn thoát hiện, ở kia cột đá lúc sau, giống như có một tòa bảo điện, lập lè kim mang. Mặt đất kia lạnh băng châu Nam cực thượng, Trương Huyền một người, rời đi nơi này, Hắn muốn đi lục lão nhân mộ nhìn xem, tìm kiếm tổ binh tung tích, đó là có thể thay đổi chiến trường đồ vật. Lục lão nhân, hy vọng ngươi đừng đùa a, à, ngoan ngoãn làm ta đem tổ binh tìm được hảo. Trương Huyền một người, một mình rời đi tiền tuyến, hắn sở lưng đeo, là tiền tuyến hy vọng, hướng lớn đi giảng, kia càng là toàn nhân loại hy vọng. Tìm kiếm tổ khí, để lại cho Trương Huyền thời gian, đơn giản là 7 ngày đến nửa tháng, 7 ngày một quá, Cổ chiến trường thượng tùy thời khả năng bùng nổ chiến tranh, nửa tháng là dài nhất kỳ hạn. Trương Huyền muốn đi trên đời này bất luận cái gì một chỗ, đều sẽ có nhân vi hắn rộng mở đèn xanh, hắn sở hữu yêu cầu dùng đến sức người sức của, ở toàn thế giới bất luận cái gì góc, đều sẽ toàn lực vì hắn cung cấp. Liền tại đây vận mệnh cự luân chuyển động dưới, Trương Huyền thế nhưng hóa thân vì chúa cứu thế giống nhau nhân vật. Trương Huyền cái thứ nhất muốn đi địa phương không có bất luận kẻ nào biết, đó là tồn tại Trương Huyền trong lòng một chỗ. Lúc trước, Lục Diễn đã từng mang Trương Huyền biến mất ba ngày, ở kia ba ngày bên trong, không có người biết Trương Huyền đi nơi nào. Nhưng kia ba ngày trải qua, đối với Trương Huyền mà nói, lại là không thể đủ quên. Lục Lão Nhân lưu tại địa tâm hình ảnh, cũng cùng Trương Huyền nhắc tới nơi đó, thậm chí Lục Lão Nhân đều đã nói rõ, tổ binh liền ở nơi đó, nhưng nơi đó, Trương Huyền thật sự không muốn đối mặt, hắn đồng thời cũng không tin, tổ binh sẽ ở nơi đó. Một trận phi cơ phóng lên cao, thẳng đến tận trời, hướng kia phương Đông Đại Quốc mà đi. Rời đi châu Nam Cực, ở địa phương khác, như cũng là một mảnh hài hòa cảnh tượng, đại gia sinh hoạt cùng bình thường giống nhau, kia châu Nam Cực thượng chiến trường, cùng bọn họ hình như là hai cái bất đồng thế giới, chẳng sợ bọn họ xem đến đặc hiệu tảng lớn, cũng chưa châu Nam Cực chiến trường thảm thiết, bọn họ không biết chính là, một khi châu Nam Cực thất thủ, như vậy chiến hỏa cùng vực sâu, sẽ lan tràn đến toàn thế giới. Trải qua thời gian dài phi hành, phi cơ cuối cùng ở Ngân Châu rất xuống, đây cũng là trương huyền mục đích địa, hắn lúc này đây muốn đi địa phương, liền ở Ngân Châu. Ngân Châu, Lạc Hà, một cái phi thường không chấp mắt tiểu thành thị, ở chỗ này thậm chí không có vượt qua 24 tầng cao lầu, thường chú dân cư không vượt qua 6 vạn, qua buổi tối 9 giờ, Lạc Hà đường phố, liền cùng không thành giống nhau, rất khó thấy bóng người, ngay cả quán bar, cũng chưa nhiều ít khai trương này so với cái loại này phồn hoa không đêm đại đô thị lạc hà an tĩnh như là một tòa tử thành ở ngân châu cái này địa phương chu vi sơn núi hoang căn bản là không có người sẽ đi nhiều xem chẳng sợ liền chỗ sửa ăn cơm người chăn dê cũng sẽ không đi hướng một cái khác chính mình không quen thuộc đỉnh núi lạc hà một tòa núi hoang dưới chân đường trương huyền đi đến lúc này đã cảm giác có chút ra đầu tê dại có người hỏi qua trương huyền lục diễn kia ba ngày rốt cuộc dẫn hắn đi nơi nào, kia ba ngày, hắn giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, không nghĩ tới, trương huyền cùng lục diễn, liền ở lạc hà này tòa núi hoang bên trong. Mà kia ba ngày, đối với trương huyền tới nói, là hắn nhất không muốn hồi ức cùng đối mặt ba ngày, kia ba ngày, trương huyền làm những chuyện như vậy, làm hắn hiện tại nghĩ đến, đều sẽ buồn nôn. Lục diễn là một cái thực độc đáo người, hắn hành sự tác phong cổ quái, cấp trương huyền cảm giác, ra mà không đứng đắn, nhưng không thể phủ nhận, cái này đã từng chấp trưởng anh linh điện, sau lại lại một mình một người, lực áp mặt đất, lấy bản thân chi lực, mạnh mẽ thay đổi mặt đất quy tắc, chia lìa khí cùng binh hắn, tuyệt đối xưng được với là kiêu hùng. Lục diễn kia già mà không đứng đắn hình tượng phía dưới, là tuyệt đối thiết huyết thủ đoạn. Kia ba ngày, liền tại đây núi hoang giữa, lục diễn đem trương huyền ở bên trong, 10 cái hài tử, đồng thời vây ở sơn động trong vòng, khi bọn hắn bị nhốt tiến sơn động thời điểm, đều đã mấy ngày không có ăn cơm nước vào, mỗi người, đều tới rồi gần chết giai đoạn. Này 10 cái hài tử ngồi ở không đến 20 mét vuông trong sơn động, ở bọn họ trước mặt, chỉ có một phen đoàn trùy, một bao gia vị lưu, cùng với một cái đánh lửa thạch, cùng với trồng chất than đá, lục diễn cũng không có nói thêm cái gì, hắn làm xong này hết thảy sau, xoay người rời đi, cũng không có nói, khi nào sẽ trở về. Không tiếng động cùng chờ đợi, vĩnh viễn sẽ mang cho người lớn nhất sợ hãi, 10 cái không có ăn cơm uống nước mà ở gần chết bên cạnh người, bọn họ có thể làm ra bất luận cái gì sự tới. Đường ba ngày sau, lục diễn mở ra sơn động, chỉ có Trương Huyền một người, ngồi ở chỗ kia, khi đó hắn, đã không còn đói khát. Như vậy hành vi, là cực kỳ phản nhân đạo, chẳng sợ lục diễn sau lại nói cho Trương Huyền, kia chín cùng hắn đồng dạng đại hài tử, đều từng phạm phải tội nghiệt, luật pháp không thể chế tài, tất cả đều là ác nhân, nhưng Trương Huyền trong lòng, như cũ không qua được kia một quan. Cho nên, vô luận là ai nhắc tới kia ba ngày, Trương Huyền đều sẽ theo bản năng đi trốn tránh, kia ba ngày, là đem Trương Huyền, từ một người bình thường, hướng địa ngục quân vương chuyển biến bước đầu tiên, là nói cho Trương Huyền, vì sống sót, bất luận cái gì sự tình, đều là có thể làm được. Trương Huyền đã từng cũng ở trong lòng âm thầm thề, sẽ không lại trở lại cái này địa phương. Nhưng lúc này đây, Trương Huyền lại về rồi, chính hắn tiến đến, nhưng lúc này đây, Việc làm lại không phải chính mình. Kia sơn động thực ẩn nấp, cửa động đã bị cỏ dại bao trùm, thậm chí đã có quái thạch rơi xuống, lấp kín cửa động, nếu không có biết được, căn bản là sẽ không nghĩ đến nơi này còn có một cái sơn động tồn tại. Trương Huyền phất tay gian, kia cửa động quái thạch toàn bộ vỡ vụn mở ra, lộ ra kia đen nhánh cửa động, trước mắt đen nhánh như là một trương vực sâu miệng rộng, có thể cắn nuốt người tâm linh, đem người kéo vào vực sâu giữa. Trương Huyền đứng ở cửa động trước, do dự thật lâu sau, lúc này mới hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Đi vào cửa động, liền nghe đến một cổ mốc meo hương vị, huyệt động nội thực làm, đây là không thông gió sở dẫn tới, mà đương bên ngoài phong rót tiến này trong sơn động, làm một cái xoay chuyển ra tới khi, một cổ thanh tuổi ập vào trước mặt, Trương Huyền theo bản năng che lại miệng mũi. Ở Trương Huyền trước mắt sơn động, cũng không thâm, kia 20 cái bình phương huyệt động, đã hiện ra ở Trương Huyền trước mắt, tại đây 20 mét vuông huyệt động bên trong, còn có 9 cụ xương khô. Nay 9 cụ xương khô chủ nhân lớn lên cái gì bộ dáng, Trương Huyền đến bây giờ đều có thể nhớ rõ rành mạch. Lúc trước một màn, không cấm nổi lên Trương Huyền trong lòng, Trương Huyền sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh, phá lệ khó coi, hắn thậm chí cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, không màng này huyệt động nội tanh tuổi dùng sức làm hít sâu, Trương Huyền tâm tình mới dần dần bằng phẳng xuống dưới. Đường Trương Huyền có thể bằng phẳng xuống dưới khi, thuyết minh Hắn trong lòng một tầng ma trướng, đã tiêu trừ. Trương Huyền ánh mắt ở huyệt động nội nhìn quét, trong giây lát, hắn chú ý tới này huyệt động trên vách đá một hàng chữ nhỏ, đây là hắn trước kia sở không có thấy quá. Một mặt mà áp chế hắc ám, cũng không thể tiêu trừ hắc ám, mà đương quang cùng hắc ám cùng tồn khi, mới là tốt nhất kết quả. Trương Huyền chậm rãi niệm ra trên vách đá này một hàng tự, nhưng trừ này lúc sau, nơi này không còn có còn lại đồ vật. Nha người cái kia giúp đỡ giống như cũng không có theo tới đâu một đạo thanh âm ở trương huyền phía sau vang lên bất quá nơi này hảo số a ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này mới hảo trương huyền xoay người nhìn lại liền thấy ma nữ quyến rũ dáng người ở sau người xuất hiện khanh khách nghe nói người muốn tìm tổ khí đâu kia nhưng đều là bảo bối nha ta thực cảm thấy hứng thú đâu ma nữ xuất hiện làm trương huyền trong lòng trầm xuống hắn này một đường mà đến căn bản là không chú ý tới ma nữ tồn tại. Ma nữ bước yêu nhã nệt bước, vặn vẹo quyến rũ dáng người, chậm rãi đi đến trương huyền trước người, nàng ánh mắt đánh giá cái này sơn động, trong miệng ra tiếng, tấm tắc, cái này địa phương, có điểm kỳ quái đâu, có như vậy nhiều tử khí đều quấn quanh ở chỗ này, đem nơi này biến thành một cái tử địa A, khó trách tiến vào lúc sau, làm ta cảm giác cả người không thoải mái đâu. Trương huyền hoàn toàn không hiểu ma nữ theo như lời tử khí là vật gì, hắn nhìn chằm chằm ma nữ, ra tiếng nói, lần này sự, liên quan đến đến người quá nhiều, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhúng tay hảo. Ta càng không, ma nữ giống như làm núng giống nhau đâu khởi miệng, vì cái gì ta không cần nhúng tay. Là bởi vì người sợ chết quá nhiều sao, một đám con kiến chết sống, cùng ta lại có quan hệ gì. Trương Huyền nhìn ma nữ bộ dáng, không hề ra tiếng, hắn đỉnh đầu một đóa hoa sen hiện lên, trong tay ngưng tụ ra màu tím thần kiếm, có hư ảnh ở trương huyền phía sau ẩn ẩn hiện lên, chẳng qua ở huyệt động bên trong, này hư ảnh đã xuyên phá huyệt động, có vẻ rất mơ hồ. Khanh khách, ta liền thích xem người khác nghiêm túc bộ dáng, thật sự rất có ý tứ đâu. Ma nữ búng tay một cái, một khối cự thạch dần dần trôi nổi mà đến, đem một hồi trò chơi coi như sinh tử chi chiến, các người những nhân loại này tư duy, thật là làm người tưởng không ra đâu, bằng không chúng ta làm giao dịch thế nào, ngươi cho ta một kiện tổ khí, ta liền vãn trong chốc lát hỏi ngươi muốn thần châu, như vậy ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Trương Huyền không để ý đến ma nữ vô nghĩa, nhất kiếm chém ra. Màu tím kiếm mang phá không mà đi, chỉ thấy ma nữ thân hình nhẹ nhàng vừa động, liền tránh thoát này nói kiếm mang, kiếm mang chảm ở ma nữ phía sau vách đá phía trên. Lấy Trương Huyền hiện tại thực lực, nhất kiếm múa may mà ra, đừng nói là người, cho dù là một tòa, đều có thể dễ dàng từ ở giữa xứ sở cắt đứt. Đã có thể như vậy một đạo kiếm khí chạm thượng vách đá, thế nhưng chỉ tại đây huyệt động trên vách đá, lưu lại một đạo rất nhỏ hoa ngân. Này huyệt động vách đá cứng rắn trình độ viễn siêu Trương Huyền tưởng tượng. Không giao ra tổ khí, vậy lấy ra thần châu đi. Ma nữ cánh tay vung lên, kia hòn đá liền chiều Trương Huyền trên người ném tới. Hòn đá là ma nữ từ bên ngoài gửi vận chuyển tiến vào, cũng không có như vậy cứng rắn trình độ. Trương Huyền tùy tay vung lên, liền làm hòn đá vỡ vụn mở ra. Bất quá, mà nữ tiến công cũng không phải là này hòn đá, mà là dấu ở hòn đá sau màu trắng cốt chảo. Mấy chục chỉ cốt chảo chiều Trương Huyền chụp tới, muốn đem Trương Huyền hoàn toàn xé rách. Trương Huyền tâm thần vừa động, năm đại chiến linh đều xuất hiện, nhưng này thân cao có thể tiếp thiên liền mà chiến linh, lúc này thế nhưng tất cả đều chỉ có mười mấy mét độ cao, chân dẫm mặt đất, đỉnh đầu đến này huyệt động đỉnh chóp, ngay cả chiến linh đều bị này huyệt động hạn chế. Nguyên bản chỉ có hơn 20 cái bình phương huyệt động, bởi vì chiến linh xuất hiện, nháy mắt đã bị chen đầy. Ma nữ sở đánh ra cốt chảo, cũng tất cả đều tới rồi chiến linh trên người, làm kia màu đỏ chiến linh trở nên hư ảo rất nhiều. Theo sau, mắt thường có thể thấy được chính là, trường huyền phía sau năm đạo chiến linh, đồng thời thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên chỉ có một người như vậy đại, phá lệ chăm chú nhìn, mỗi một cái, đều như là chân nhân giống nhau. U, thấy như vậy một màn ma nữ, nhẹ nhàng thổi một tiếng huyết sáo, có thể đem linh ý niệm, vô hạn trình độ phóng đại A, người đừng nói, này thật đúng là cái hảo địa phương, ta thực thích, chờ đem ngươi trong cơ thể thần châu đào ra lúc sau, ta liền ở nơi này hảo. Ma nữ thanh âm rơi xuống, lại lần nữa phát động tiến công. Mà lúc này đã phát sinh hết thảy, căn bản là không phải Trương Huyền có thể lý giải, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Chính mình cùng năm cái chiến linh chi gian liên hệ giống như trở nên càng thêm mật thiết lên, thậm chí hắn đều có thể cảm thụ đến, này năm cái chiến linh đã sinh ra nhất định tự chủ tư duy năng lực. Trương Huyền rất muốn làm minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng qua, ma nữ tiến công cũng không sẽ cho Trương Huyền cơ hội này. Đối mặt ma nữ, Trương Huyền chỉ là tâm niệm vừa động, năm tên chiến linh đồng thời hướng ma nữ sát đi. Mà Trương Huyền bản nhân cũng rút kiếm sát hướng ma nữ. Sau đối một, tại đây nhỏ hẹp không gian nội, ma nữ căn bản không chỗ né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng Trương Huyền cùng với năm đại chiến linh công kích, chỉ tiếc, chẳng sợ loại này ngạnh kháng, ma nữ cũng chiếm hết thượng phong, nàng vốn chính là cực cường tồn tại, từng một ánh mắt, liền làm có được 150 mế anh linh đỉnh cấp cao thủ khó có thể nhúc nhích, nếu không có huyền thiên từ phía chân trời mà đến nhất kiếm làm ma nữ bị trọng thương, Trương Huyền ở ma nữ trong tay, khó có đánh trả cơ hội so với phía trước ở Côn Luân Sơn khi, ma nữ thực lực khôi phục không ít, cùng Trương Huyền đối chiến thời, ưu thế đã phi thường rõ ràng, chẳng sợ ở sáu người tiến công hạ, ma nữ cũng có vẻ thành thạo, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng cười duyên, còn có thể trêu ghẹo vài câu Trương Huyền. Trương Huyền trong tay kiếm múa may càng lúc càng nhanh, hắn bổ ra kiếm mang vì màu tím, nhưng lại ở kia màu tím giữa, lại mang theo nhẹ nhẹ hắc khí, Trương Huyền không chú ý tới chính là, tại đây khô giáo hắc ám huyệt động nội, Từng sợi hắc khí đang ở hướng hắn trên người tập kết. "Hảo, không cùng ngươi chơi." Ma nữ bỗng nhiên phất tay, trong lúc nhất thời, một cổ cuồng phong tại đây huyệt động nội cuốn lên, kia khó có thể địch nổi vô hình lực lượng từ ma nữ trên người mãnh liệt mà ra, đem Trương Huyền hoàn toàn lật đổ đi ra ngoài, đồng thời cũng làm kia năm đạo chiến linh toàn bộ bị ném đi. Trương Huyền mồm to thở dốc, liên tục tác chiến, làm hắn tiêu hao thật lớn. Diệu Nhật, uống nguyệt Ngày ấy Nguyệt ở Trương Huyền phía sau đều hiện, nhưng lúc này đây, cũng là đã chịu huyệt động ảnh hưởng. Ngày ấy Nguyệt tiểu nhân đáng thương, chỉ có chậu rửa mặt lớn nhỏ, ở Trương Huyền phía sau hiện lên. Này huyệt động nội hắc ám tràn ngập quỷ dị, diệu nhật xuất hiện, kia phát ra quang mang cùng ấm áp, thế nhưng bị này huyệt động nội hắc ám sở cắn nuốt, mà ở uống Nguyệt dưới tác dụng, càng ngày càng nhiều màu đen khí mang, hướng Trương Huyền trên người ngưng tụ mà đến. Thần Châu Trương Huyền trong lòng mặc niệm, liền ở hắn niệm xuất thần châu hai chữ là lúc hư ảo thân ảnh ở trương huyền phía sau hình thành mà năm đạo chiến linh tại đây một khắc hóa thành lưu quang màu đen chiến linh hóa thành một đôi giày bó phụ thuộc vào kia hư ảo thân ảnh dưới chân màu đỏ chiến linh màu trắng chiến linh hóa thành một đôi chiến vòng xuất hiện ở hư ảo thân ảnh thủ đoạn màu vàng chiến linh hóa thành tấm chắn màu đỏ chiến linh hình thành một phen trường kiếm mà kia hồng nhạt chiến linh tắc hóa thành một viên giọt nước dừng ở kia tấm chắn phía trên, toàn bộ tiêu tán. Nhật Nguyệt lại một lần thu nhỏ lại, hóa thành hai tròng mắt. Lấy chiến linh vì binh, lấy Nhật Nguyệt vì mắt. Trương Huyền khẩn nhìn chằm chằm ma nữ, tại đây một khắc, hắn chiến ý ngẩng cao. Xúc phạm thần linh con kiến, ỉ vào từ thần linh nơi đó trộm tới lực lượng, cũng vọng tưởng đối phó thần linh sao. Ma nữ hai tay mở ra, nàng sau lưng, một đôi cánh, bỗng nhiên duỗi thân mở ra, huyệt động nội cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt, đến đây đi, làm ta nhìn xem, này thần châu lực lượng, người có thể phát huy đến mấy thành, nhưng ngàn vạn, không cần vũ nhục thần vật đâu. Sát, trương huyền phát ra nặng nề gào giống thanh, giờ khắc này, ba đạo thân ảnh, hóa thành lưu quang, nháy mắt dây dưa tới rồi cùng nhau. Xin lỗi, trường trước là màu xanh lá chiến linh, viết thành hồng nhạt, đã sửa đổi, liền nói như thế nào cảm thấy phong cách không thích hợp đâu u ám huyệt động trong vòng, ba đạo lưu quang dây dưa ở bên nhau, lúc này đây Trương Huyền, mở ra nhật nguyệt âm dương lĩnh vực, vận dụng thần châu, có thể nói là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Lúc này đây xuất hiện, là Trương Huyền Anh Linh, này Anh Linh mang cho Trương Huyền một loại kỳ quái cảm giác, này liền hình như là chính mình một cái khác thân thể, chính mình tùy thời có thể khống chế, mà đương chính mình không nghĩ muốn khống chế khi, Anh Linh sẽ đối trước mắt tình huống. Tiến hành tự mình phán đoán, do đó làm ra đối sách, hơn nữa này anh Linh làm ra quyết sách, một chút đều không thể so Trương Huyền muốn kém. Đây là anh Linh cùng ký chủ chi gian quan hệ sao? Loại này thần kỳ cảm giác tràn ngập ở Trương Huyền trong lòng. Bực này cùng vì thế hai cái Trương Huyền ở cộng đồng chiến đấu. Oanh! Một tiếng bạo vang, dây dưa ở bên nhau ba đạo lưu quang bỗng nhiên tách ra, ba đạo thân ảnh, các chạm này huyệt động một góc. Trương Huyền trong tay màu tím thần kiếm lúc sáng lúc tối, mà kia anh linh trong tay màu đỏ trường kiếm thượng, tắc che kín chỗ hồng. Tương phản, kia ma nữ phía sau hai cánh, càng thêm giàu có sáng giỏi. Thật là lãng phí đâu, thần vật ở trong tay ngươi, thế nhưng chỉ có thể phát huy ra như vậy một đinh điểm uy lực, người mang trí bảo lại sẽ không vận dụng, thật đúng là cái phế vật A. Ma nữ sau lưng cánh qua lại vỗ, hảo, không cùng ngươi chơi, kế tiếp. Ta cần phải lấy thần châu Nga. Ma nữ cười duyên một tiếng, thân hình vừa động, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trương huyền trước mặt bắt lấy trương huyền cổ tại đây một khắc trương huyền chỉ cảm thấy cả người khí cơ bị khóa trong tay màu tím thần kiếm lập tức tiêu tán mở ra kia anh linh một bước đạp đi lên vừa muốn huy kiếm đã có thể thấy ma nữ mặt khác một cánh tay tia chấp vươn lại gắt gao nắm kia anh linh cổ liền như vậy một tay một cái đem trương huyền cùng anh linh hoàn toàn chế phục ma nữ vẻ ngoài nhìn qua giống như một cái thiếu nữ giống nhau nhưng nàng chân thật tuổi cấp triệu cực đương nãi nãi đều dư giả, nàng sở tu luyện thời đại, căn bản không phải trương huyền có thể bằng được, hai người chi gian thực lực chênh lệch, quá thật lớn. Ma nữ trên người, mang theo một loại tuyệt đối áp chế lực, gắt gao khống chế được trương huyền, làm trương huyền khó có thể nhúc nhích nửa phần. Ma nữ trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, nàng đã khống chế nơi này, nàng là tuyệt đối người thắng, giờ khắc này nàng, lực chú ý ngược lại không ở trương huyền trên người, bởi vì nàng rõ ràng, này đã là chính mình trong tay con mồi ma nữ ánh mắt bắt đầu đánh giá khởi này huyệt động tới huyệt động đủ loại đều làm ma nữ phá lệ cảm thấy hứng thú ma nữ chú ý tới kia trên mặt đất chín cụ xương khô khanh khách này cốt linh rất nhỏ đâu cốt cách đứt gãy chỗ thực đông cứng a à, nhìn dáng vẻ xuống tay người cũng không có cái gì giết người kinh nghiệm thực non nất đâu ma nữ đối trong động này đó xương khô làm ra đánh giá nàng không phát hiện chính là đương nàng đang nói những cái đó xương khô thời điểm, vẫn luôn ở trên tay nàng sở dẫy ruộa trương huyền, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nhìn xem kia, kia hẳn là cái tiểu nữ hài xương cốt đi, nhìn kỹ xem, có bị gặm thực quá dấu vết đâu, nha, ta thật đúng là tưởng nhận thức một chút làm ra loại sự tình này người đâu. Từng sợi hắc khí, hướng trương huyền sau lưng lan tràn. Mà trương huyền anh linh dưới chân cặp kia màu đen chiến ủng, cũng đem đen nhánh hướng về phía trước dần dần kéo dài đi anh linh hai tròng mắt, kia sáng người rượu nhật, u ám trăng tròn, cũng ở giống đen nhánh nhan sắc chuyển biến. Cái này địa phương thật sự rất có ý tứ đâu, nhiều như vậy tử khí tụ tập ở chỗ này, có thể đem người mặt âm u hoàn toàn bày ra ra tới, tới này ăn người, đã nổi điên đi. Có lẽ đi, Trương Huyền bình tĩnh thanh âm, trả lời ma nữ. Ma nữ thân hình chấn động, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trương Huyền, liền thấy, Trương Huyền lúc này, hai tròng mắt hóa thành đen nhánh chi sắc, đỉnh đầu hoa sen cũng hóa thành một mảnh đen nhánh. Ma nữ cảm nhận được Trương Huyền không thích hợp, nắm Trương Huyền yết hầu cánh tay nháy mắt phát lực, nhưng Trương Huyền chỉ là làm một cái đơn giản triệt thoái phía sau bước, liền kéo ra cùng ma nữ chi gian khoảng cách, ma nữ hiện tại chảo, chỉ có không khí. Bên kia, Trương Huyền anh Linh, toàn thân, bị đen nhánh nhan sắc sở che kín, anh Linh thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền phía sau. đương Trương Huyền triệt thoái phía sau đồng thời, anh Linh về phía trước một bước, lưỡng đạo thân ảnh, tại đây một khắc, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Màu đen chiến vòng, màu đen chiến ủng, màu đen trường kiếm, màu đen hai tròng mắt, đỉnh đầu màu đen hoa sen, đầu hạ màu đen quầng sáng. Này hoàn toàn màu đen giữa, tràn ngập một cổ làm người cảm thấy tuyệt vọng hơi thở. Ma nữ cảm thấy một tia không thích hợp, nàng thân thể lập tức về phía sau thối lui. Người nói, vì cái gì một hai phải đem ta ngăn chặn đâu. Trương huyền vươn hai tay, nhìn chính mình đôi tay hắn như là đang hỏi ma nữ lại như là đang hỏi chính mình vốn là không phải đương người lương thiện liêu lại cố tình muốn làm việc thiện người sự thật đúng là phiền toái a à, trương huyền tùy tay vung lên trong tay màu đen trường kiếm trường kiếm mang theo màu đen quang hoa liền thấy huyệt động bên trên vách đá đột nhiên xuất hiện một đạo thật sâu hoa ngân bổn có được lực lượng tuyệt đối nhưng lại muốn áp chế lên bị người ức hiếp cả đời này thật là như ngươi mong muốn sao Trương Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra hai chữ, "Phụ thân." Ma nữ nhìn một bên trên vách đá kia thật sâu hoa ngân, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, không có khả năng. Ngươi sao có thể vận dụng tử khí? Chuyện này không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Trương Huyền khẽ lắc đầu, tử khí cũng là thế gian này năng lượng hệ thống một loại, bình thường duy độ sở nhìn không thấy, nhưng đạt tới người ta loại thực lực này, đa số năng lượng hệ thống đều bất quá là từng điều sợi tơ mà thôi chỉ cần bắt lấy này sợi tơ cuối là có thể sử dụng. Ma nữ nuốt khẩu nước bọt, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng tử khí, hư vô mờ mịt, như thế nào bắt lấy cuối. Trương huyền tự diếu cười, ta bị áp chế lâu như vậy, giết chết người, sở hữu tội ác, sở hữu âm u, đều ở từ ta gánh vác, bắt lấy này tử khí, lại có gì khó. Trương huyền phía sau, màu đen khí cơ dần dần bốc lên, thế nhưng ngưng tụ ra một phen áp đao tới này nồng đậm tử khí xuất hiện, làm ma nữ ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ, nàng bước chân theo bản năng lui về phía sau, người rốt cuộc, có phải hay không hắn? Người vấn đề này rất có ý tứ, trương huyền nhếch miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng, cái gì kêu có phải hay không, chẳng lẽ thế gian này, còn có cái thứ hai trương huyền sao? Đã từng có người cấp trương huyền đã làm trong lòng thí nghiệm, thí nghiệm kết quả, ở trương huyền mặt ngoài hạ, vẫn luôn cất giấu một cái bạo ngược nhân cách, chuyện này, Trương Huyền tự thân cũng lược có cảm thụ, thế cho nên lúc ấy ở lâu lan cổ thành hạ, tà thần từ hắn thể. Nội xuất hiện thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn cho rằng chính mình kia bạo ngược nhân cách chính là cùng này tà thần có quan hệ. Nhưng mà, kia bạo ngược nhân cách cùng tà thần cũng không có quá lớn liên hệ, kia chỉ là Trương Huyền nội tâm vẫn luôn tồn tại mặt âm u mà thôi. Mà lúc này, này mặt âm u chân chính xuất hiện Audio điện tử võ tấn bền Mỗi người nội tâm giữa, đều có thuộc về chính mình mặt âm u, đương mặt âm u bùng nổ kia một khắc, đều sẽ cùng ngày thường chính mình, trở thành hoàn toàn bất đồng hai người, đương sự sau nhớ tới khi, đều sẽ vì chính mình mặt âm u khi ý tưởng cùng hành vi sở dọa đến. Nếu nói, người thường mặt âm u vì một, như vậy trương huyền mặt âm u, đó là mười. Trương huyền mặt âm u, vẫn luôn đều bị áp chế xuống dưới, nhưng chính như này huyệt động trên vách đá khắc tự theo như lời, một mặt mà áp chế, nghênh đón, sẽ chỉ là bùng nổ. Có như vậy một câu, đưa một cái người thành thật phát điên tới, sẽ biến thành ác ma. Giờ này khắc này trương huyền, trên thực tế, đã ở ác ma bên cạnh bồi hồi. Chính như theo như lời, người chi quân chủ, ma chi đế vương, nhất niệm chi gian. Trương huyền trong mắt phát ra, là tràn ngập tính mịch sắc thái. Màu đen tử khí ngưng tụ thành một phen màu đen lưỡi hái, ở trương huyền trên đỉnh đầu không xoay tròn. Ta giống như, tìm được rồi một phen tổ khí A. Trương huyền ngẩng đầu, kia xoay tròn màu đen lưỡi hái, nháy mắt đình chỉ xoay tròn, nghiêng cắm tới rồi trương huyền sau lưng, lưỡi hái phía trên, mang theo chính là lạnh băng, từ trương huyền phía sau lưng, truyền lại lại đây. Ma nữ đã thối lui đến cửa động. Người cho rằng, người có thể đi sao? Trương huyền ánh mắt, bỗng nhiên tỏa định ở ma nữ trên người. Ma nữ sau lưng hai cánh vỗ gian, mang theo mãnh liệt cơn lốc, hướng Trương Huyền đánh tới, mà ma nữ bản nhân, thì tại này trong lúc nhất thời, nhanh chóng chiều huyệt động ngoại thối lui. Không chạy thoát được đâu, Trương Huyền một bước tiến lên trước, kia lúc trước đối hắn tạo thành vô số phiền toái cuồng bạo cơn lốc, nháy mắt tiêu tán, giống như chưa từng có xuất hiện quá như vậy. Ma nữ chào phúng Trương Huyền bạo khiển thiên vật, không nghĩ tới, kia thần châu sợ ảnh hưởng, vẫn luôn là Trương Huyền mặt âm u, ngay cả thần châu thức tỉnh kia một khắc đều là từ mặt âm u tại tiến hành chủ đạo. Mặt âm u Trương Huyền, cùng hiện tại hắn là hai loại hoàn toàn bất đồng chiến lực. Trương Huyền lại là bước ra một bước, thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở huyệt động ở ngoài. Ở huyệt động ngoại, ma nữ múa may hai cánh, muốn trốn. Trương Huyền đuổi theo ra lúc sau, ánh mắt nhìn về phía trên không, hắn phía sau lưỡi hái bay lên, theo sau lăng không một hoa. Ca, một đạo rách nát tiếng vang lên, ở ma nữ trước người, xuất hiện một đạo hắc mang, này hắc mang ngăn trở ma nữ đường đi. Kia màu đen lưỡi hái, lại là liên tục hư không hoa động. Ca 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 rách nát thanh liên tiếp vang lên, mấy đạo hắc mang xuất hiện ở ma nữ bên cạnh, đem ma nữ vây ở này hắc mang bên trong, cùng chung quanh thiên địa chia lìa mở ra. Ma nữ hoảng sợ nhìn bốn phía. Đến đây đi, hiện tại làm ta nhìn xem, cái gọi là thần, Rốt cuộc có như thế nào thực lực? Trương Huyền một bước bước vào này hắc mang phong tỏa trong phạm vi. Dương tiến vào này hắc mang trong phạm vi, Trương Huyền trước mắt cảnh tượng thay đổi, không hề là kia lạc hà núi hoang xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, là vô tận luyện ngục cảnh tượng, đây cũng là ma nữ hiện tại chỗ đã thấy, hắc mang từ tử khí sở hình thành, này đó tử khí có thể thẳng đánh người nội tâm, biến ảo người nội tâm giữa nhất sợ hãi một mặt. Trương Huyền rất có hứng thú nhìn trước mắt hết thảy hắn khóe miệng lộ ra một nụ cười, ra tiếng nói, nhìn không ra, nguyên lai like cái gọi là thần, trong lòng sợ hãi, lại là này đó a, à, nhìn dáng vẻ, thần cũng bất quá như thế, chẳng qua lành nghề một ít lừa mình dối người việc thôi. Ta giết ngươi, ma nữ như là bị người xé xuống một tầng nội khố, nháy mắt trở nên thẹn quá thành giận lên, nàng vỗ hai cánh, mang theo vô số xâm xâm bạch cốt tay chảo, hướng trương huyền chụp tới. Ở luyện ngục một mảnh biển lửa chung, một đạo nữ tính thi cốt, rơi vào biển lửa giữa, này thi cốt bị hoàn toàn bao phủ, chỉ ở kia dung nham biển lửa giữa, vươn một con sâm sâm bạch cốt, này bạch cốt tay chảo bộ dáng, thình lình cùng ma nữ hiện tại sở huyễn hóa ra tay chảo, giống nhau như đúc. Nguyên lai like là như thế này sao? Trương huyền lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, trong tay hắn màu đen thần kiếm tan đi, cầm thượng kia một phen màu đen lưỡi hái, đương trương huyền bắt được này lưỡi hái nháy mắt, màu đen áo choàng trống giống xuất hiện ở trương huyền trên người, giờ phút này trương huyền, tựa như tử thần giống nhau, hắn cầm trong tay lưỡi hái, nhẹ nhàng hoa hình cung, kia đầy trời dày đặc bạch trảo, liền hoàn toàn biến mất. Trương Huyền đánh giá ma nữ. Vốn là anh Linh thân thể, bị người trọng tố thân hình, anh Linh nhập thể, đoạt xá trọng sinh, người sợ hãi, là tử vong. Trương Huyền thủ đoạn quay cuồng gian, lưỡi hái chuyển động, vốn là tử thi, không cần thiết lại tại đây thế gian, kéo dài hơi tàn. Lưỡi hái mang theo thật lớn trang rằm, hiện lên ở ma nữ thân thể phía trên, kia nham dung biển lửa chung, một phen to lớn lưỡi hái chậm rãi từ này nham dung giữa dâng lên, màu đen lưỡi hái thượng, kia nham dung không ngừng rơi xuống. Trương Huyền trong tay, từ tử khí sở hình thành màu đen lưỡi hái, hóa thành một quả đánh dấu ký hiệu, ấn nhập này từ nham dung chung xuất hiện thật lớn lưỡi hái phía trên, mà Trương Huyền tắc thân hình nhất dược, đứng ở kia lưỡi hái chi đỉnh, nhẹ giọng mở miệng, tổ binh, mệnh liêm. Tại đây một khắc, Trương Huyền chân chính, đem mệnh liêm giải phong, làm này đã từng đại biểu tử vong chi danh tổ binh, lại thấy ánh mặt trời. Ma nữ ở kia trang rằm dưới, bị hoàn toàn trói buộc, nàng không ngừng dẫy dụa, nhưng lại không có một chút tác dụng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Trương Huyền cầm trong tay mệnh liêm, khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, kia lấy mạng mệnh liêm, tùy thời đều có thể mang đi nàng tánh mạng. Thần lại như thế nào, đều không phải là không thể giết, Trương Huyền đem lưỡi hái múa may một viên đầu quảng dựng lên, ma nữ không ngừng dẫy ruộng thân hình cũng an tĩnh xuống dưới. một đạo hỏa trụ phóng lên cao, bao phủ ma nữ vô đầu thân hình. không đúng, trương huyền thân hình đột nhiên vừa chuyển, nhìn về phía kia viên quảng đầu, liền thấy ma nữ kia quyến rũ gương mặt trở nên hư thối. đó là một cái đầu lâu cốt hiện ra ở trương huyền trước mặt, kia đầu lâu giữa bốc lên một đoàn màu xanh lục ngọn lửa. xúc phạm thần linh, xúc phạm thần linh xúc phạm thần linh đầu lâu ra tiếng không hề là ma nữ kia thanh âm mà là một loại trầm thấp khàn khàn Đường tận trời hỏa trụ rơi xuống ma nữ quyến rũ thân hình cũng biến thành xương khô nhưng không có rơi dụng như khúc tổ hợp ở bên nhau trương huyền người phụ tử hai người to gan lớn mật xúc phạm thần linh chi danh tội không thể xá ta chắc chắn muốn người mệnh đầu lâu hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt biến mất tại đây luyện ngục giữa mệnh liêm sở mang theo hắc mang, căn bản vô pháp ngăn cản đầu lâu rời đi, mà kia một khối vô đầu xương khô, cũng vào lúc này hoàn toàn tản ra, chiều bốn phương tám hướng phân bắn mà đi, hoàn toàn biến mất ở trương huyền trước mắt. Mệnh liêm có khả năng khiến cho nhân tâm chung nhất sợ hãi hình ảnh, này luyện ngục đó là ma nữ trong lòng nhất sợ hãi bộ dáng, đương ma nữ rời đi, luyện ngục biến mất, chung quanh, lại biến thành lạc hà núi hoang. Trương huyền rơi trên mặt đất, hắn đi đến kia huyệt động cửa chỗ, hướng huyệt động nhập khẩu, thật sâu cúc một cung. Lục lão nhân, ta hiện tại, mới xem như có thể hoàn toàn nhìn thẳng nội tâm đi. Trương huyền trên người màu đen, dần dần rút đi, hắn trong mắt cũng trở nên thanh minh, từ giờ khác này bắt đầu, trương huyền lại vô kia cái gọi là bị áp chế bạo ngược, hắn vẫn là cái kia hắn, chẳng qua, so với phía trước hắn, càng thanh tỉnh. Trương huyền từ cửa động trước rời đi, so sánh với tới thời điểm, hắn sau lưng, nhiều một phen lưỡi hái lấy một trường phá bố đem này lưỡi hái bao vây lại trương huyền đi trước tiếp theo cái địa phương hắn đã biết lục lão nhân đều đem này đó tổ khí giấu ở nơi nào nguyên lai like này đó vẫn luôn đều ở bên cạnh ta a à, lục lão nhân thật là vất vả ngươi trương huyền đi xuống núi hoang một người kéo thật dài bóng dáng rời đi nơi này trương huyền trên người lưng đeo là rất nhiều người hy vọng ở châu nam cực đại lục giữa bởi vì thượng một lần gầy vai chiến đấu nguyên nhân đã có rất nhiều người tiếp nhận rồi này đó địa tâm lai khách, ở kia một lần chiến đấu giữa, thiên thụ đám người sở dẫn dắt địa tâm bộ đội, giống nhau dám đánh dám đua, được đến nhận. Có thể, đi ra cổ chiến trường, địa tâm mọi người đã có thể vận dụng khí, đây là một cổ tuyệt đối vũ lực, có thể tùy thời đem mặt đất quấy long trời lở đất, bất quá ở hạn chế dưới, không ai sẽ tùy ý đi vận dụng. Triệu cực đám người cùng thiên thụ tôn chủ bọn họ thương thảo, tại đây đoạn thời gian, địa tâm người, sẽ đối mặt đất chiến sĩ tiến hành ngự khí huấn luyện. Đối với này, thiên thụ đám người cũng không có cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt, trước không nói có khế nô khế ước bãi tại nơi đó. Trương huyền cố ý đem cuồng si lưu lại, một là coi chừng cổ chiến trường, thứ hai, chính là coi chừng này đó địa tâm người. Đường cổ chiến trường ngừng chiến ngày hôm sau, Thái Dương dâng lên là lúc, cơ hồ mọi người, đều tụ tập ở bên nhau, tiến hành ngự khí huấn luyện, đây là mặt đất lần đầu tiên, Trần Chính Ý nghĩa thượng Ninh đón luyện khí Văn Minh, bao gồm thị tộc, thần ẩn hội người cũng đều tham dự tiến vào, lấy này chi trường, bổ mình chi đoạn. Liên dưới tình huống như thế, thời gian dần dần qua đi. Địa tâm giữa, mỗi người ngự khí, đối với luyện khí, sớm đã có một bộ hệ thống phương pháp. Trên mặt đất tâm những người này chỉ đạo hạ, ngày hôm sau thời gian, mặt đất Văn Minh giữa, có 7 tên chiến sĩ, đều đã có thể rõ ràng cảm nhận được khí tồn tại. Hiện tại, có thể xuất hiện ở cổ chiến trường, làm tiên phong quân làm nhóm đầu tiên ngăn địch người, kia đều là các thế lực tinh anh, trong đó không thiếu thiên tư chắc tuyệt hạng người, nếu cho bọn hắn thời gian, giả lấy thời gian, nhất định có thể trở thành một phương cá sấu khổng lồ. Đường ngày thứ ba thời gian, lại có gần 10 người cảm nhận được khí dao động. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, một tuần sau khi đi qua, tại đây mặt đất đại quân giữa, ước chừng có 50 nhiều người, có thể cảm nhận được khí, những người này đều bị liệt vào về sau trọng điểm huấn luyện mục tiêu triệu cực cùng lam vân tiêu hai người đứng ở cổ chiến trường trước nhìn trước mắt cổ chiến trường giờ này khác này cổ chiến trường thượng tràn ngập sương mù dày đặc căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì một vòng thời gian đã qua ta có thể cảm nhận được nơi này hơi thở càng ngày càng bằng phẳng nhìn dáng vẻ bình tĩnh thời gian liên tục không được lâu lắm a à. triệu cực quay đầu lại nhìn thoáng qua tại đây một vòng thời gian nội địa tâm cùng mặt đất ở chung càng ngày càng hòa hợp mỗi người luyện khí trạng thái hạ hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển lam vân tiêu lắc lắc đầu thế giới này trước nay liền không có cái gì tường hòa cái gọi là tường hòa chỉ là ở bão táp tiến đến trước bình tĩnh mà thôi triệu cực nhìn về phía lam vân tiêu cười nói ha ha các người phản tổ minh vẫn luôn đều tưởng đưa điểm cái gì đi địa tâm ta rất tò mò rốt cuộc vì cái gì đâu vì cái gì a à? Lam Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía không trung tổng phải làm chút phòng ngừa chu đáo sự tình mới đúng, bằng không hết thảy liền có vẻ quá bị độc, đến nỗi ta làm rốt cuộc đúng hay không, ta cũng nói không rõ. Triệu cực điểm thượng một cây thuốc lá, hít sâu một ngụm sau chậm rãi phun ra, sương khói tràn ngập chung, hắn nheo lại hai mắt, thế giới này, luôn là làm chúng ta xem không thông, người nói, kế tiếp chúng ta sẽ đối mặt cái gì đâu. Ai biết được, Lam Vân Tiêu nhún vai, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái, người sống một đời, tổng không thể tầm thường mà làm, đúng không? Ha ha, đây là người tiến hành những cái đó phi nhân loại nghiên cứu lý do sao? Triệu cực mắt trợn trắng. Cái này kêu theo đuổi sinh mệnh bản chất, chúng ta độ cao bất đồng, người vô pháp lý giải. Triệu cực bĩu môi, ta không tin, trừ phi ngươi cho ta tạo một cái da bạch mạo mỹ chân dài. Tới, một đạo thanh âm, đột nhiên đánh gãy triệu cực nói, làm triệu cực kia dần dần tỏa ánh sáng ánh mắt lại lần nữa ảm đạm xuống dưới. Cuồng si thân ảnh, đi vào hai người bên cạnh, nhìn chăm chú vào phía trước cổ chiến trường, nơi này đã xảy ra một ít kỳ quái biến hóa, năng lượng tiến hành tân chuyển hóa, quy tắc đã ở một lần nữa chế định giữa, mà cái này quy tắc, sẽ ở đêm nay, hoàn toàn. Hoàn thành. Triệu cực cùng Lam Vân Tiêu hai người, cũng không có đi hoài nghi cuồng si nói, Lam Vân Tiêu đã từ triệu cực kia biết được, người này chính là từ cổ chiến trường ra tới. Cuồng si hướng Lam Vân Tiêu nói, lại chuẩn bị một ít như vậy thực nghiệm thể đi, hình thể thật lớn một ít, ta yêu cầu nghiệm chứng một ít quy tắc. Hảo, Lam Vân Tiêu gật đầu. Đêm khuya, cuồng si kéo hai cái lồng sắt, đứng ở cổ chiến trường trước. Triệu cực, Lam Vân Tiêu, cùng với xài cửu minh chờ đông đảo thế lực lãnh tụ, đều đứng ở cuồng si phía sau, bọn họ đại bộ phận người, ánh mắt đều tập trung ở cuồng si sở kéo hai cái lồng sắt thượng, ở kia lồng sắt nội, hai cái to lớn sinh vật chính an tĩnh xúc ở kia. Trong đó một con, đúng là hình thể vượt qua 20 mét ba xà. Ba xà loại này chuỗi đồ ăn đỉnh cấp thực nghiệm thể, ở cuồng si áp bách hạ, lại là cùng cái tiểu sủng vật giống nhau ngoan ngoãn. Cuồng si lẳng lặng tại đây cổ chiến trường trước chờ, đêm tối vầy đầy cổ chiến trường, ở kia nồng đậm xương mù giữa, bên trong có vẻ dày đặc quỷ gì. Đương kia nguyệt sáng ngời, tinh tinh điểm điểm khi, Cuồng Si đột nhiên mở miệng, "Hảo, tân quy tắc, sinh ra." Cuồng Si nói xong lúc sau, kéo hai cái lồng sắt, bước đi tiến cổ chiến trường nội. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn Cuồng Si đi đến phương hướng, yên lặng chờ đợi. Cuồng Si tiến vào cổ chiến trường, một tiếng chưa cổ họng, 10 phút qua đi, 20 phút qua đi, ước chừng 1 giờ qua đi. Nay một giờ, Dĩ Vãng chỉ là liêu thượng vài câu là có thể quá khứ thời gian, lúc này có vẻ là như vậy dài lâu tất cả mọi người đang chờ đợi, này cổ chiến trường tân quy tắc, đây là cùng bọn họ mỗi người cùng một nhịp thở, sở liên quan đến, không phải ích lợi, mà là mệnh. Khi thời gian đến cái thứ hai giờ thời điểm, cuồng si thân ảnh, rốt cuộc từ kia xương ngủ giữa đi ra. Bọn họ nhìn đến, cường đại cuồng si, lúc này trên người che kín máu tươi, thân thể nơi nơi đều tràn ngập miệng vết thương, bất quá này đó miệng vết thương, ở hắn đi ra cổ chiến trường nháy mắt, liền hoàn toàn khép lại. Mà cái kia bị cuồng si mang tiến cổ chiến trường thật lớn thực nghiệm thể, cũng đi theo cuồng si cùng nhau xuất hiện, này thực nghiệm thể thân cao ở cổ chiến trường nội, thế nhưng cùng người bình thường là giống nhau đại, thẳng đến ra cổ chiến trường mới lại lần nữa khôi phục hình thể. Lão. Thành thật thật phủ phục ở cuồng si bên cạnh, tân quy tắc đối với các ngươi thực bất lợi. Cuồng si mở miệng, đó là mấy chữ này, làm mọi người tâm tình đều trầm đến đáy cốc. Châu Nam cực lều lớn chung Cuồng si đã liệt ra lần này tân quy tắc, mỗi người xem, đều là cao mày. Đầu tiên, ở cổ chiến trường tân quy tắc giữa, tràn ngập đại lượng hỗn loạn năng lượng thể, này đó năng lượng thể, sẽ tùy thời xuất hiện, đối chung quanh hết thải tạo thành thương tổn. cuồng si trên người miệng vết thương, đó là những cái đó năng lượng thể sở tạo thành. Này đó năng lượng thể hội căn cứ chung quanh năng lượng cường độ tiến hành biến hóa, nói cách khác, càng cường đại người, sở đã chịu hạn chế liền càng nhiều. Nói cách khác, từ giờ trở đi, các ngươi yêu cầu áp chế các ngươi thực lực. Cuồng Si nhìn Triệu Cực cùng Lam Vân Tiêu hai người, hiện tại cũng liền thuộc hai người bọn họ, là cực hạn chiến lực. Cuồng Si nhắc nhở một câu sau, tiếp tục nói, tiếp theo, sở hữu hình thể thật lớn sinh vật, ở bên trong này, hình thể đều sẽ bị cưỡng chế thu nhỏ lại, này lực lượng cũng sẽ đã chịu nhất định hạn chế, nhưng lại là trước mặt hình thể lớn nhất lực lượng, nói cách khác, thú nhân sẽ trở nên cùng chúng ta thân hình giống nhau đại, nhưng bọn hắn lực lượng cùng tốc độ đều đem sẽ ở vào đỉnh núi. Nga, đúng rồi, kế tiếp, các người những cái đó chiến tranh thiết bị là không dùng được, ở những cái đó tiến vào cổ chiến trường trước tiên. liền sẽ bị triệt, đế áp suy sụp, duy nhất sẽ không bị áp suy sụp, chỉ có các người chính mình, tiện tay chung cương đao. Mọi người cao mày, chiến tranh khí giới, là bọn họ đối đãi thú nhân lớn nhất dựa vào, tuy nói kế tiếp thú nhân hình thể sẽ thu nhỏ, nhưng đơn binh chiến lực thượng như cũng có thể làm được nghiền áp khí vẫn là không thể vận dụng, hơn nữa bên trong địa hình, cũng đã chịu thay đổi, đây là ta nói quan trọng nhất một chút, cũng là đối các vị nhất bất lợi một chút, từ giờ trở đi, chúng ta, ở vào hạ sườn núi vị. Cuồng si lời này vừa ra, toàn bộ lều lớn nội, vang lên một trận hít hà một hơi thanh âm. Ở hai quân giao chiến giữa, chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, này tam dạng thiếu một thứ cũng không được. Mà lúc trước, nhân loại này phương, này tam dạng toàn bộ chiếm cứ, Bọn họ chiếm cứ đêm tối, chiếm cứ điểm cao, cũng làm ra đối ứng thú nhân công phạt khí giới, liền kia, kết quả là vẫn là tổn thất thảm trọng. Nhưng lúc này đây, địa lợi đã biến mất, kế tiếp, phía chính mình ở vào hạ sườn núi vị, lại lần nữa đánh với, bên này giảm bên kia tăng dưới, khó khăn nhưng gia tăng rồi không ngừng gấp đôi đơn giản như vậy, đương thú nhân chiếm cứ địa vị cao, bọn họ thậm chí cũng không biết, thú nhân sẽ ở khi nào khởi sướng tiến công, hết thảy ưu thế đều thay đổi đến thú nhân nơi đó chiến tranh tùy thời khả năng đã đến các vị chuẩn bị sẵn sàng đi thông chi mọi người tập hợp triệu cực ở cuồng si rơi xuống trước tiên liền phát ra mệnh lệnh lều lớn nội sở hữu thế lực lãnh tụ nháy mắt toàn bộ bận việc lên bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng hiện tại nhất yêu cầu làm chính là cái gì kia đó là chiếm cứ điểm cao nếu địa hình trở nên bất lợi với phía chính mình vậy chủ động đi chiếm cứ 15 phút sau, nhân số đã tới một vạn, thả mặc Hoàn Mỹ Tiên Phong bộ đội đã ở cổ chiến trường phía trước tập hợp, đây là các thế lực lớn giữa tuyển gia tinh anh, mỗi một cái đều là trong đó hảo thủ, bọn họ mặc nhất Hoàn Mỹ khôi giáp, tay cầm nhất sắc bén vũ khí. Đi. Lam Vân Tiêu không có dư thừa vô nghĩa, hắn phủ thêm đem khôi, đi tuốt đàng trước phương, bước đi tiến kia cổ chiến trường bên trong. Một vạn quân sĩ, thấy chết không sờn, đi theo Lam Vân Tiêu phía sau mọi người đều rất rõ ràng này quy tắc một lần nữa chế định trước trận đầu trượt nhất định nhất hung hiểm thả điểm cao tranh đoạt tuyệt đối không thể buông tha này một vạn tiên phong quân chính là qua đi kéo dài thời gian kéo dài đến đại bộ đội chuẩn bị xong chờ lúc ấy này một vạn người chỉ sợ thừa không dưới nhiều ít một vạn tướng sĩ vô luận ra sao biên giới đều là hảo nhi lang triệu cực lưu lại nơi này chủ tính trung toàn cục mấy chục vạn đại quân tập kết đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Trong bóng đêm cổ chiến trường, sương mù dày đặc tràn ngập. Đường Lam Vân Tiêu dẫn người tiến vào cổ chiến trường lúc sau, kia tiếng kêu, liền vang lên, mọi người đều biết, thú nhân, đã sớm đã qua tới. Mau mau mau, các thế lực lớn lãnh tụ đều ở thúc giục. Hiện tại, không có thời gian để lại cho bọn họ, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây, đều là từ tiên phong quân mệnh tại tiến hành trải chăn. Tinh kỳ múa may, máu tươi phun, tại đây rét lạnh châu Nam Cực, mỗi người đều cảm giác trong cơ thể máu ở sôi trào thiêu đốt. Một giờ lúc sau, đại quân tập kết. Lúc này không có gì chiến trước tuyên ngôn. Các huynh đệ, xuất phát, triệu cực mặc vào khôi giáp, dẫm diệt dưới chân tàn thuốc, bước nhanh, hướng cổ chiến trường mà đi. Lão công, chúng ta sẽ vì ngươi, tranh thủ thời gian. Lâm thanh hạm đôi tay nâng lên mũ giáp mang hảo, sờ sờ phía sau sở bối trường thương, đi vào kia xương mù dày đặc tràn ngập giữa. Chiến sự bắt đầu, không ai đi thông chi Trương Huyền, bọn họ không nghĩ rối loạn Trương Huyền tâm, bọn họ biết Trương Huyền sẽ không đi chậm trễ thời gian. liền tại đây máu tươi phun ban đêm. Hè oi bức, Đô Thành, buổi chiều 6 giờ. Trương Huyền đi ở Đô Thành nhất phồn hoa trên đường phố. Lúc này Trương Huyền, tạo hình phá lệ cổ quái, ở hắn phía sau, có một cái thật lớn bao vây, kia bao vây thậm chí so với hắn người còn muốn đại, giống như là bối một cái thật mạnh xác trên đường phố người đều hướng trương huyền đầu đi quái dị ánh mắt thậm chí có một đại bộ phận người đều lấy ra di động đối trương huyền chụp ảnh đem cái này quái nhân truyền tới trên mạng đối với người qua đường ánh mắt cùng hành vi trương huyền chút nào không thèm để ý một vòng thời gian đã có 6 đem tổ khí bối ở hắn phía sau hắn hiện tại đi tìm là thứ bảy đem mỗi một phen tổ khí trên thực tế đều cùng trương huyền có quan hệ mật thiết hoặc là nói trên thế giới này chỉ có trương huyền có thể tìm được này đó tổ khí, mỗi một cái tổ khí xuất hiện nháy mắt, Trương Huyền nội tâm liền sẽ trở nên càng thêm thanh minh. Giờ phút này, Trương Huyền muốn tìm tổ khí, liền ở một cái đấu giá hội thượng, chính là quốc bảo cấp đồ vật, thứ này, từ dân tộc góc độ tới giảng, cũng không nên lưu lạc đi ra ngoài, nhưng cái này tổ khí lại là thuộc về tự do quốc thế lực, Trương Huyền phải làm. Sự Chính là đem cái này thuộc về hè oi bức quốc bảo cấp văn vật, bắt được trong tay, lại đi giao cho tự do quốc đấu giá hội trước, vô số siêu xe đỗ ở chỗ này, đại quan quý nhân nhóm, đi vào này hội trường đấu giá, mỗi người, đều ăn mặc khéo léo, có vẻ tự nhiên hào phóng, mà trương huyền trang phẫn, cùng này hết thảy, đều có vẻ không hợp nhau. Ở đấu giá hội trước đại môn, trương huyền bị người, duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Tiên sinh, đấu giá hội, yêu cầu thư mời. Trương Huyền tùy tay đem thư mời lấy ra, đi vào hội trường đấu giá giữa. Đấu giá hội còn không có bắt đầu, ở đấu giá hội bắt đầu trước, phong phú tự giúp mình bữa tối liền bày biện ở yến hội trong sảnh, cùng khách khứa tự do lựa chọn sử dụng. Trương Huyền xem cũng chưa xem những cái đó đang ở lẫn nhau giao lưu các quý nhân liếc mắt một cái, đi đến kia tự giúp mình bữa tối trước đài, mồm to ăn đồ vật, mấy ngày nay, hắn không có một khắc dừng lại, không có chậm chế quá một chút thời gian, hắn biết rõ, một phút một giây, đều có vẻ phá lệ chân quý. Trương Huyền một người ở yến hội tính tiệc đứng trên bàn, mồm to ăn đồ vật chung quanh người, hướng Trương Huyền đầu tới quái dị ánh mắt. Đối với này đó ánh mắt, Trương Huyền hoàn toàn không màng, hắn một bên bắt lấy trên bàn cơm mỹ thực, một bên nhìn di động thượng thời gian, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu, còn thừa 15 phút thời gian. Trương Huyền đem bàn tay mặt trên trước cuối cùng một khối điểm tâm. Đang lúc Trương Huyền muốn bắt đến kia khối điểm tâm nháy mắt, điểm tâm mâm đồ ăn bị người một tay đánh nghiêng. Trương Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy một người thanh niên đứng ở một bên, đánh nghiêng mâm đồ ăn, hoàn toàn là hắn vô ý thức hành động, thanh niên cầm di động, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, trong miệng hùng hùng hổ hổ cái gì. Như là chú ý tới có người xem chính mình, thanh niên đem đầu nâng lên, nhìn thoáng qua Trương Huyền, quát, xem trang ngươi. Trương Huyền thấp hèn đầu, không có đã làm nhiều để ý tới. Thanh niên ánh mắt, tắc tiếp tục đặt ở trước mặt trên màn hình di động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách đấu giá hội thời gian cũng càng ngày càng gần. Khách khứa tự phát ngồi ở bán đấu giá trước đài khách tịch thượng, nghênh đón đấu giá hội bắt đầu. Ở người chủ trì đọc diễn văn hạ, đấu giá hội bắt đầu. Một kiện lại một kiện thương phẩm, bị người lấy giá cao chụp đi, tới này người, sẽ không để ý thương phẩm chân chính giá trị, bọn họ sở muốn, đơn giản chính là một cái từ thiện tên tuổi. Ở thời gian chuyển rời hạ, cuối cùng một kiện chụp phẩm, bị hai gã xinh đẹp lễ nghi cô nương trình đến trên đài, đây là một bộ thạch thư, nghe đồn nơi này nhớ kỹ hẻ oi bức cổ đại một cái vương triều nhất chân thật suy bại quá trình, chỉ là văn tự phá lệ cổ xưa, đến bây giờ đều không có bị phiên dịch ra tới, thiết bởi vì này thạch chất quan hệ, có thể phong ấn thời gian so giấy chất thư tịch càng dài, sách này rất sớm phía trước, đã bị liệt vào quốc bảo cấp sản vật, lúc này đây lấy ra tới bán đấu giá. Tất cả mọi người rất rõ ràng, chụp được này thạch thư. Người, sẽ ở đấu giá hội hiện trường, đem này thạch thư quyên tặng cấp viện bảo tàng, đổi lấy hai cái thanh danh, những thứ khác quyên tặng qua đi, là khởi không đến lớn như vậy tác dụng. Có thể nói, này này đấu giá hội nặng nhất đầu xuất diễn, liền tại đây cuối cùng thạch thư chụp phẩm thượng. Chư vị, này bổn sách sử giới thiệu, ở các vị tòa trước sổ tay thượng có rõ ràng viết rõ, khởi chụp giới, một khối tiền. Đương người chủ trì hô lên cái này giá cả sau, ở hai lần tăng giá chung, này bổn thạch thư bán đấu giá giới, cũng đã tới rồi 500 vạn, cái này giá cả, trên thực tế chỉ là cái khai vị đồ ăn thôi, thậm chí cuối cùng người mua, đều không hy vọng giá cả chỉ có như vậy. Thấp, đương này thạch thư đánh ra giá cả càng cao, bọn họ đoạt được đến thanh danh, mới càng lớn. Đương người tới nhất định địa vị sau, tiền tài đối với bọn họ, đã không có quá lớn khái niệm, bọn họ càng muốn muốn, là những thứ khác. Một ngàn vạn, hai ngàn vạn, năm ngàn vạn, 100 triệu. Tới rồi cái này giá cả lúc sau, đại gia trong lòng rõ ràng, chân chính ám chiến, lúc này mới bắt đầu. Các vị, sách này nên lưu tại ta hè oi bức, ta ra 100 triệu hai ngàn vạn, quyển sách này không ràng buộc quyên tặng cấp viện bảo tàng. Một người trung niên nữ nhân đứng dậy, như vậy nói. Nghiêm tổng thật là hào khí, 100 triệu hai ngàn vạn, không ràng buộc quyên tặng, là chúng ta thương giới điển phạm A. Lập tức có người nịnh hót nói ha ha, kỳ thật ta cũng là tưởng không ràng buộc quyên tặng, sợ bực này quốc bảo, chảy vào người ngoài tay, chẳng qua, lần này bán đấu giá sở hữu kim ngạch, đều đem quyên tặng cấp vùng núi, đối với vùng núi mà nói, 100 triệu 2 ngàn vạn, hơi hiện có điểm thiếu, ta ra một trăm triệu 5 ngàn vạn, có người đứng dậy tranh đoạt, nói thật xinh đẹp, nếu là vì nước xuất lực, ta đây cũng tham dự một chút đi, 100 triệu 8 ngàn vạn, lại có người ra tiếng. 200 triệu, Đồng dạng không giàng buộc quyền tặng cấp viện bảo tàng, hiện trường giao phó. Một người lại một người ra tiếng, lúc này, nếu không nói không giàng buộc quyền tặng, kia đều ngượng ngùng kêu giới. Lần này tranh đoạt phá lệ kịch liệt, nhưng giá cả lại là tốc độ tăng tốc độ chậm rất nhiều. Đang lúc mọi người dừng bước không trước khi, một nam nhân trung niên đứng dậy mở miệng, 300 triệu. Các vị liền không cần lại cùng ta tranh, vì nước hiệu lực, cũng cho ta một lần cơ hội này trung niên nam nhân vừa ra thanh, ở đây những cái đó kêu giới người, sôi nổi ngừng thanh âm, bởi vì cái này kêu giới người, thân phận cũng không giống nhau. Bán đấu giá viên thấy hiện trường an tĩnh xuống dưới, gật gật đầu, hắn làm này hành lâu như vậy, cũng minh bạch, này giới, đến cùng. 300 triệu lần đầu tiên, 300 triệu lần thứ hai, 300 triệu đệ tam, 1 tỷ, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Một tỷ cái này con số, làm ở đây mọi người, đều trong lòng mãnh nhảy. Một tỷ A, à, lấy một tỷ mua cái thanh danh, ai làm việc này? Mọi người đem ánh mắt chiều thanh âm kia truyền đến địa phương nhìn lại, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, hô lên này một tỷ người, lại là cái kia tóc hỗn độn, có một cái đại tay nải quái nhân. Vừa mới kêu ra 300 triệu người nọ, cao mày, hắn nghĩ đến khả năng sẽ có người muốn cùng chính mình tranh một chút, hắn giá quy định là 400 triệu, này đã là cực hạn, nhưng lại không nghĩ tới, này cùng chính mình tranh người, một chút đã kêu một tỷ. Này giới, cách, hoàn toàn không phải chính mình có thể tiếp thu. Ngay cả đấu giá hội người chủ trì cùng bán đấu giá viên, cũng vì này giá cả kinh ngạc một chút. Trương Huyền hô lên này giá cả sau, yên lặng ngồi ở góc giữa. Ở người chủ trì ánh mắt ý bảo hạ, một người đấu giá hội nhân viên công tác, chạy chậm đến Trương Huyền trước người, thấp giọng nói cái gì. Đang ngồi mọi người đều minh bạch, đây là đấu giá hội ở nhiệm tư, tuy rằng loại này từ thiện đấu giá hội, xuất hiện gọi bậy giới tỷ lệ cơ hồ bằng không, nhưng này một tỷ giá cả, cũng quá kinh người. Nhân viên công tác cùng Trương Huyền thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu sau, đánh cái thủ thế. Trên đài người chủ trì gật gật đầu. Một tỷ lần đầu tiên, bán đấu giá viên ra tiếng, này cũng nói cho mọi người, kêu giới người kia, cụ bị lấy ra một tỷ thực lực. Này một cái tin tức, làm rất nhiều người, đều chiều Trương Huyền Đầu đi kỳ hảo ánh mắt, có thể lấy một tỷ ra tới mua một cái thanh danh người, có bao nhiêu đại tài lực, đều là bọn họ khó tưởng. Lúc trước những cái đó khinh thường Trương Huyền người, giờ phút này trong lòng đều hối hận, phía trước như vậy tốt cơ hội cùng nhân vật như vậy thân cận, chính mình vì cái gì không có nắm chắc cơ hội tốt. Một tỷ giá cả, không phải ở đây có người có thể siêu việt. Một tỷ lần thứ hai. Một tỷ lần thứ ba. Đông, gõ là tiếng vang chúc mừng Trương Tiên Sinh, lấy một tỷ giá cả, chụp được này bổn sách sử. Người chủ trì cảm xúc ngẩng cao ra tiếng, theo sau đấu giá hội chung, vỗ tay nổi lên bốn phía. Kế tiếp, cho mời Trương Tiên Sinh, người chủ trì ở trên đài làm một cái thỉnh thủ thế. Tám gã ăn mặc lễ phục, dáng người rảo hảo lễ nghi cô nương đi vào Trương Huyền trước mặt, phân biệt đứng ở hai bài, làm ra thỉnh thủ thế. Trương Huyền biểu tình không gợn sóng, đi lên đài, tiếp nhận kia bổn thạch thư, Kế tiếp, quyên tặng nghi thức, ban tổ chức đem đã sớm chuẩn bị tốt quyên tặng biểu ngữ lôi ra tới. Viện bảo tàng người, cũng đầy mặt tươi cười đón đi lên, đa tạ trương tiên sinh. Quyên tặng, ai nói ta muốn quyên tặng, trương huyền vẻ mặt kỳ quái. Không quyên, trận này từ thiện đấu giá hội, này cuối cùng một kiện chụp phẩm, tiềm quy tắc, đó chính là quyên tặng, vô luận ai chụp được tới, đều sẽ không ràng buộc quyên tặng đi ra ngoài, kiếm cái thanh danh, bằng không, ai sẽ lấy mấy trăm triệu ra tới mua như vậy một quyển sách sử. Nhưng hiện tại lại nghe đến không quyên thanh âm, này thực sự làm mọi người ngoài ý muốn thực. Này, Trương Huyền thái độ, làm người chủ trì đều có chút khó có thể nói tiếp, tuy rằng không có minh xác quy định thứ này muốn quyên, nhưng đại gia trong lòng đều cùng gương sáng dường như A, à, hiện tại biểu ngữ đều đánh ra tới, viện bảo tàng người cũng ra tới, kết quả nói không. Quyên, không quyên kia ra giá 300 triệu người đứng dậy cười lạnh, này vốn là chúng ta hẻ oi bức chi vật, không quyên, người muốn mang đến nào đi. Trương Huyền đạm nhiên lấy ra một trương hậu bố, đem này thạch cặp sách lên, ra tiếng nói, đưa cho tự do quốc. Trương Huyền này có thể nói, một lời kích khởi ngàn tầng lãng, đem ghi lại hẻ oi bức lịch sử đồ vật, đưa cho tự do quốc. Đây là cái gì? Đây là bán nước, là hán gian, kia ra giá 300 triệu người, cười lợi hại hơn, Ta mới vừa nếu không nghe nói, người họ trương đúng không, ta mặc kệ ngươi là làm cái gì ngành sản xuất, cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu có tiền, nhưng ngươi hiện tại muốn đem chúng ta hẻ oi bước đồ vật đưa cho tự do quốc. Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ta cũng không đáp ứng. Đúng vậy, hẻ oi bước đồ vật, không thể rơi xuống bên ngoài đi. Kiên quyết chống lại. Từng đạo thanh âm vang lên, hôm nay đại gia tới này, chính là kiếm thanh danh, hiện tại mở miệng. Đó chính là một cái tuyệt diệu cơ hội a. À. Các ngươi chống lại, cùng ta có quan hệ gì? Đối với này đó bêu danh, Trương Huyền biểu hiện phá lệ đạm nhiên, hắn xem cũng chưa xem những cái đó phát ra chống lại thanh âm người liếc mắt một cái, hướng đấu giá hội xuất khẩu đi đến. Ở trùng tộc trước mặt, cái gọi là biên giới, kỳ thật đã không quan trọng, Trương Huyền ở trên chiến trường cũng gặp qua tự do quốc chiến sĩ, bọn họ có bất đồng với hẻ oi bước màu tóc, màu da, đồng tử nhan sắc, nhưng ở đối mặt địch nhân thời điểm, bọn họ biểu hiện. Là giống nhau dũng cảm, là giống nhau vô vị. Có vĩ nhân đã từng nói qua, chúng ta sở chống lại, trước nay đều không phải hắn người trong nước dân, mà là những cái đó thi lấy tàn bạo người. Hiện tại này bổn thạch thư, là hè oi bước đồ vật, nhưng lại là tự do quốc tổ khí, ở toàn chủng tộc sinh tử tồn vong trước mặt, còn nên có biên giới chi phân sao. Tiên sinh, người không thể đi, người chủ trì duỗi tay, ngăn lại trương huyền. Có bảo an, cũng chắn ở đấu giá hội cổng lớn. Hôm nay, đài truyền hình người đều đã sớm chờ ở bên ngoài, tùy thời muốn vào tới phỏng vấn, nếu làm phóng viên tuôn ra, này hè oi bức đồ cổ bị người chụp đi, mang cho tự do quốc kia này mặt mũi gì tồn. Lúc này đây từ thiện đấu giá hội, chắc chắn trở thành một cái chê cười, thậm chí bọn họ ban tổ chức đều sẽ đã chịu tuyệt đối xã hội dư luận đánh sâu vào, một khi như vậy, hắn cái này người chủ trì, chỉ sợ cũng đi đến đầu. Người cái này tự do quốc chó săn, cầm lão tổ tông đồ vật, đưa cho người ngoài. Liền ngươi hắn sao cũng cân xứng hẻ oi bức người. Có người đã lấy ra di động tới, đem trương huyền ảnh chụp chụp được, phát đến trên mạng. Lấy hiện tại cái này internet phát đạt trình độ, có thể tưởng tượng, loại này ngôn luật, sẽ ở quá ngắn thời gian nội bạo hỏa, như vậy trương huyền, sẽ hoàn toàn trở thành tội nhân, gặp vô tận chửi rủa Nhưng đối với trương huyền mà nói, này lại như thế nào, chửi rủa lại nhiều, vô thương thể ra, kia chiến trường phía trên, mỗi một giây, đều có vô số tướng sĩ, rơi máu tươi, bọn họ 20 tuổi tuổi tác, chính trực tốt nhất niên hoa, bọn họ để ý bêu danh sao. Bọn họ, liền sinh tử, đều đã không để ý, chính mình làm nguyên soái này bêu danh, trên lưng lại như thế nào. Dân tộc tội nhân lại như thế nào. Hắn Trương Huyền, đã không để bụng. Chiến tranh, tổng phải có hy sinh, này hy sinh, không ngừng với một chút đồ vật ta tiêu tiền mua, ta có tuyệt đối xử lý quyền. Trương Huyền lưu lại như vậy một câu, chiều kia cửa đi đến, những cái đó bảo an, ngăn không được hắn. Ha ha, đưa cho tự do quốc cũng hảo, gần nhất này tự do quốc tảng lớn nhưng chụp không ít ha, người cùng thú nhân đại chiến, đặc hiệu cũng bổng không ít, đây đều là này đó chó săn cấp đưa đi. Người này khi nói chuyện, tràn ngập châm chọc. Trương Huyền đi tới bước chân đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía kia người nói chuyện, đúng là phía trước nhìn chằm chằm di động, đánh nghiêng điểm tâm thanh niên. Trương Huyền đạm nhiên ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén lên, hắn nhìn về phía kia thanh niên, ra tiếng nói, người cảm thấy đó là tảng lớn, rất có ý tứ sao. Bằng không đâu, thanh niên trả lời, hiện tại truyền thông, marketing thủ đoạn thật đúng là lợi hại, lấy tin tức danh nghĩa, nói cái gì thú nhân xâm lấn, ha ha, nếu thực sự có thú nhân xâm lấn, làm kia đảo quốc người, tự do quốc người, đều cấp ra hướng, thú nhân chính là chúng ta quân đội bạn a a à, trương huyền đột nhiên nhếch miệng phát ra một tiếng cười khẽ như thế nào người cảm thấy ra nói đồ vật thực buồn cười sao thanh niên ngạo nghễ là thực buồn cười a à. trương huyền gật gật đầu ta hiện tại có chút làm không rõ bọn họ vì cái gì muốn như vậy liều mạng không màng chết sống đi bảo hộ các người nhóm người này người một đám sống ở nhà ấm bên trong chỉ biết trình miệng lưỡi lợi hại phế vật một đàn tự cho là đúng đứng ở điểm cao đi công kích người khác phế vật người hắn sao nói gì nói ra là phế vật thanh niên trừng mắt trương huyền trương huyền thấp hèn đầu nhìn chính mình trên chân có chút rách nát dày người hẳn là đi xin lỗi cho bọn hắn xin lỗi xin lỗi thanh niên hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm chút cái gì đáng tiếc ngươi không biết lộ nên đi như thế nào bất quá không quan trọng ta sẽ đưa ngươi lên đường trương huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên đương cùng Trương Huyền đối diện trong nháy mắt kia, thanh niên lại là theo bản năng lui về phía sau vài bước, cái này làm cho hắn cảm giác như là bị một con rừng cây mãnh thú theo dõi. Nhớ kỹ, đi xuống lúc sau, nhất định phải khiêm tốn, bởi vì bọn họ đều là anh hùng, mà ngươi, cái gì đều không phải. Trương Huyền một bước tiến lên trước, từ tên này thanh niên bên cạnh đi qua. Ở Trương Huyền đi qua nháy mắt, thanh niên ánh mắt kia trở nên dại ra lên, hắn há to miệng, hiển nhiên muốn ra tiếng, lại cái gì thanh âm đều phát không ra, hắn thong thả nâng lên cánh tay, duỗi tay chỉ vào Trương Huyền, lại nơi tay chỉ vươn nháy mắt. Hắn kia viên đỉnh ở trên cổ đầu, lăn xuống tới rồi mặt đất, hắn đôi mắt, vẫn cứ trợn to. Như vậy một màn, làm cho cả bán đấu giá trong phòng người, đầu tiên là sửng sốt, theo sau vang lên một trận chói tai tiếng thét chói tai. Người chết lạp, cứu mạng, cứu mạng A. Toàn bộ trong đại sảnh, tức khắc loạn làm một đoàn, mọi người điên cuồng chiều kia bán đấu giá thính cửa phóng đi. Mà nguyên bản tính toán tìm Trương Huyền phiền toái người chủ trì, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn dám tìm Trương Huyền phiền toái, theo hỗn loạn đám người, chiều xuất khẩu phóng đi. Bán đấu giá thính cửa bảo an, bị mọi người lôi kéo khai, hoàn toàn ngăn không được đại môn. Hỗn loạn trong đám người, trang điểm quái dị Trương Huyền, liền như vậy cúi đầu nhìn thanh niên thi thể. Nhớ rõ, nhận sai thái độ, muốn thành khẩn. Đấu giá hội hỗn loạn đám người giữa, Trương Huyền một mình đi hướng cửa, có vẻ không hợp nhau, bảo an căn bản là không dám cản hắn. Có thể nghĩ đến, hôm nay qua đi, Trương Huyền sẽ trên lưng Bêu danh, tội phạm cùng với dân tộc tội nhân. Nhưng đối với như vậy Bêu danh, Trương Huyền có vẻ thờ ơ. Lục lão nhân, này lại xem như hạng nhất khảo hạch sao? Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được, kia mới vừa bắt được Thạch thư đang ở phát ra một cổ mỏng manh năng lượng, đây là tổ binh giải khóa dự triệu. Mỗi bắt được một cái tổ binh, mỗi giải khóa một cái tổ binh, đối với Trương Huyền mà nói, đều là một loại khảo nghiệm, kia mệnh liêm, là làm Trương Huyền trực tiếp nhất đi đối mặt chính mình nội tâm giữa hắc ám nhất một mặt, mà này một quyển thạch thư, còn lại là ở gột rửa Trương Huyền. Mỗi người đều nói không thèm để ý người khác như thế nào bình luận, nhưng lại có ai thật sự không để bụng đâu. Nhưng hiện tại, Trương Huyền, thật sự đã, không sợ thế tục chi ngôn, nếu mỗi người tư tưởng đều có thể ở cùng cái độ cao, như vậy trên thế giới này, liền sẽ không có nhiều như vậy ngàn kỳ trăm thái. Trương Huyền đi ra đấu giá hội, đi ở dòng người lui tới trên đường phố, hắn rõ ràng liền ở thế giới này giữa, lại cảm giác lại không ở vào thế giới này trong vòng. Đã 7 ngày, nên tiếp theo cái, Trương Huyền tự nói một tiếng. Châu Nam Cực, cổ chiến trường, nhân loại đại quân đã vọt vào kia cổ chiến trường chung, tiếng kêu tận trời, lúc này đây bọn họ sở đối mặt thú nhân, cùng bọn họ thân hình giống nhau, nhìn như tranh lệch rút nhỏ rất nhiều, nhưng hiện tại, thú nhân chiếm cứ điểm cao, nhân loại từ dưới lên trên, sở hữu. Công phạt phương tiện đều không thể sử dụng, mấy vòng sung phong xuống dưới, nhân loại hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu giữa. Hơn nữa bởi vì chiến trường quy tắc áp chế, triệu cực cùng Lam Vân tiêu bực này tồn tại, có khả năng phát huy ra thực lực hữu hạn, rốt cuộc vô pháp giống như đao nhọn như vậy thẳng vào thú nhân bụng, cổ chiến trường quy tắc giữa, tùy thời đều khả năng bộc phát ra đả thương người năng lực, mỗi người đều thân khoác trọng khải, tay cầm trọng kiếm, bao gồm thú nhân cũng như thế, bình thường lưỡi dao sắc bén đã vô pháp bổ ra thú nhân trên người áo giáp. Nhân loại chiến sĩ dũng mãnh, thú nhân chiến sĩ liền có thể dùng cuồng bạo tới hình dung, bọn họ lợi trảo, răng nanh đều có thể trở thành bọn họ vũ khí, bọn họ lực lượng đều thuộc về bọn họ cái này thể tích cực hạn, mỗi một cái thú nhân chiến sĩ đều đến thiếu yêu cầu ba bốn nhân loại tinh anh chiến sĩ mới có thể đối phó. Chẳng sợ quang minh đảo địa ngục hành giả, cũng đến hai người chặt chẽ khăng khít phối hợp, mới có thể thu phục một người thú nhân chiến sĩ. Mỗi đánh chết một người thú nhân chiến sĩ, nhân loại bên này, liền phải trả giá hai đến gấp ba đại giới, lại xem thú nhân quân đội, dậm rạp, mình mông vô bờ, căn bản là không thể so nhân loại chiến sĩ muốn thiếu. Châu Nam Cực, quân nhu quan đang ở khẩn cấp tiến hành điều hành, các đại quốc gia, không ngừng phái binh tăng viên, nhưng lần này chiến trường, binh lính bình thường, căn bản vô pháp phát huy suốt chiến đấu lực, chỉ có cái loại này tinh anh mới có thể khởi đến nhất định tác dụng. Sát sát sát, như vậy thanh âm, không ngừng ở chiến trường trung vang lên, ngay cả cổ chiến trường ngoại băng sơn, đều nhân này tiếng kêu mà run rẩy Châu Nam cực trung, bóng đêm hạ, một nam một nữ, an tĩnh rời đi nơi này, bọn họ nhìn phương xa. Họ trương, ta tới lấy người mệnh. Nam tính đầy mặt tự tin, ở hắn trong ánh mắt tràn ngập một loại tên là dã tâm đồ vật. Mà kia nữ tính đứng ở nam nhân phía sau, ra tiếng nói: sư huynh, kia trương huyền trốn không thoát người lòng bàn tay. A, này tự nhiên, nam tính cười lạnh, đi thôi, đi giết hắn. Một nam một nữ rời đi châu nam cực. Tối tăm dưới bầu trời, này hai người thân ảnh dần dần biến mất. Mà trên chiến trường như cũ rơi máu tươi, không ai chú ý tới có hai cái địa tâm lai khách, đã rời đi. Một trận chiến này, rằng có mấy cái giờ, cho dù là thân cường thể tráng thú nhân, đều đánh tinh bì lực tấn, nhưng mà, nhân loại quân đội, như cũng bị áp chế ở điểm cao hạ phong, thú nhân có được không thua gì nhân loại trí tuệ, bọn họ sở làm sở. Vì, cũng đều có chặt chẽ chiến thuật an bài. Ở một trận minh kim trong tiếng, nhân loại bên này lựa chọn lui quân, lúc này đây, bọn họ đại bại. Nhân loại quân đội lui lại, thú nhân quân đội bộc phát ra xưa nay chưa từng có sĩ khí. Sát, thú nhân quân đội giữa, vang lên kêu sát tiếng động, bọn họ từ điểm cao sung phong, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp lao ra cổ chiến trường. Một khi ra cổ chiến trường, thú nhân hạn chế biến mất, chờ khi đó lại muốn làm cái gì, hết thảy đã có thể đều chậm. Đang lúc thú nhân sĩ khi tăng vọt là lúc, một đạo kim quang từ thiên mà xuống, bao phủ ở kia thú nhân trên người xung phong ở phía trước nhất thú nhân, tại đây kim quang chiếu dọi dưới, nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất vô tung. Một màn này phát sinh, làm thú nhân đại quân sắc mặt mãnh biến, tại đây căn bản không thể dùng khí cổ chiến trường, này kim quang xuất hiện, làm cho bọn họ trong lòng hoảng sợ, nhân loại, sao lại có thể vận dụng khí. Sương mù giữa, một chương bức hỏa cuộn tròn triển khai, bức hỏa cuộn tròn phía trên, là sơn xuyên con sông, này bức hỏa cuộn tròn, đúng là kia tổ khí núi sông đồ. Tổ khí, đúng là nhân loại quân đội bên này, lớn nhất dựa vào. Ở núi sông Độ Uy Mang Hạ, truy kích thú nhân cũng không dám nữa vượt lôi chỉ nửa bước. Lùi binh, thú nhân kia một phương, cũng vang lên như vậy thanh âm. Ở Minh Kim trong tiếng, thú nhân đại quân cũng hoàn toàn thối lui. Đa tả, triệu cực đi vào khương thần trước người, hướng khương thần đạo tả. Có thể nhìn đến, khương thần sắc mặt trắng bệch, Thuốc rục núi sông đồ, đối hắn mà nói, cũng là cực đại gánh nặng. Chúng ta nào có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, ta chỉ là làm chính mình nên làm sự, so với ở phía trước chém giết các ngươi mà nói, ta sở làm, bé nhỏ không đáng kể. Khương thần mở miệng, chịu cực gật gật đầu, lại nhìn mắt Khương thần bên cạnh cơ thủ một cùng mây trắng phi, bọn họ ba cái, là nhân loại chiến trường cuối cùng cái chắn, cũng là lớn nhất sát khí, ở khí không thể vận dụng thời điểm, này tổ binh, liền trở thành bác tồn tại, nhân loại đại quân rời khỏi cổ chiến trường ở châu nam cực nghỉ ngơi chỉnh đốn chủ trong trướng lại mất đi một bộ phận người chiến tổn hại báo cáo ra tới sao triệu cực băng bó xuống tay trên cánh tay thương lâm thanh hạm cánh tay thượng cũng triển có thật dày băng vải mới đầu có người còn chướng mắt lâm thanh hạm rốt cuộc lấy lâm thanh hạm diện mạo cùng thân phận đều không giống như là có thể gánh trọng trách nhưng hiện tại không có người gặp lại có ý nghĩ như vậy lâm thanh hạm dùng nàng hành động chứng minh nàng là Lâm Thanh Hạm, mà không chỉ là Trương Huyền Thế Tử. Sai cửu minh gật đầu, bước đầu tính ra, bỏ mình nhân số vượt qua 7 vạn, trọng thương 1 ,6 vạn 6, vết thương nhẹ 24 vạn. Này số liệu ra tới, lều lớn nội mọi người, toàn hít hàm một hơi, này không phải vũ khí nóng giao chiến, mà là vũ khí lạnh A. À. 7 vạn người, có thể đem nhiều ít gương đao chém tới cuốn nhận. Triệu cực sắc mặt có vẻ vô cùng khói mù, này 7 vạn người, không riêng gì chiến sĩ, vẫn là trong nhà hài tử, là cha mẹ trong lòng bảo, lúc này, đã vĩnh viễn lưu tại này phiến trên chiến trường. Có người tổng kêu muốn thiên hạ đại loạn, không nghĩ tới, đương nhìn đến cương đao nhập thể kia một khắc, sẽ hai chân nhũn ra, chiến tranh, là có thể đánh sập người nội tâm tàn khốc. Hiện tại trên chiến trường thế cục, thú nhân chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhân loại lớn nhất dựa vào, đó là tổ khí. Chuẩn xác thương vong báo cáo một chút hội báo tiến vào, triệu cực đám người, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đồng dạng, một trận chiến này, bọn họ cũng một lần nữa hiểu biết thú nhân chiến lực, tuy rằng ở đơn binh lực lượng thượng, thú nhân so với phía trước càng tốt đối phó, nhưng thiếu sát phạt công cụ nhân loại, đối thú nhân lực sát thương, giảm xuống nhưng quá nhiều, nếu không có có tổ khí. Thủ, hôm nay rất có khả năng, đã bị thú nhân sát ra tới. Kỳ thật, chúng ta cũng là có nhất định ưu thế tồn tại. Lam Vân Tiêu đột nhiên mở miệng, chúng ta ở cổ chiến trường nội, sẽ đã chịu năng lượng ảnh hưởng, thú nhân giống nhau có thể, hiện tại thú nhân chiếm cứ điểm cao, bọn họ căn bản sẽ không từ bỏ nơi đó, này. Thuyết minh bọn họ liền phải vẫn luôn bảo trì nhất định binh lực ở cổ chiến trường giữa, mà chúng ta bất đồng, chúng ta có thể tùy thời rời khỏi tới, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta suy nghĩ, nếu chúng ta có thể hoàn toàn rời khỏi, bọn họ lại ở bên trong, hay không có thể trực tiếp đối bọn họ tiến hành hạch đả kích. Có người đưa ra điểm này tìm chết, cuồng si cười lạnh một tiếng, cổ chiến trường nội năng lượng pha tạp, hiện tại liên thông hai khối đại lục, các người nếu đem cổ chiến trường nội pha tạp năng lượng kiếp nổ, tin tưởng ta, như vậy kết quả, ai đều không muốn nhìn đến, không cần thú nhân xuất hiện, này. Cái thế giới, liền sẽ hủy diệt một phần ba, sai cửu minh cười khổ một chút, biện pháp này, đã sớm đã nghĩ tới, căn bản không có khả năng thực hiện, này phiến cổ chiến trường năng lượng, đã đối chúng ta thế giới tạo thành ảnh hưởng không biết các vị có hay không phát hiện, hiện tại chúng ta chung quanh sông băng. Đã ở bắt đầu hòa tan sao, cổ chiến trường năng lượng đã ở bắt đầu tiết ra ngoài, ta dám cam đoan, một khi chúng ta làm ra cái gì chuyện khác người, cổ chiến trường năng lượng hoàn toàn tiết lộ, chúng ta liền xong rồi. Hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ có kéo dài trụ thú nhân, chờ đi. Lam Vân Tiêu nhìn về phía lều lớn ngoại, chờ hắn trở về. Chờ hắn trở về, hiện tại, sở hữu hy vọng, Đều ký thác với một người trên người, nếu hắn có thể mang về tổ khí, sẽ trở thành nhân loại lớn nhất phiên bản điểm. Nhưng hắn rốt cuộc khi nào có thể trở về, ai cũng không biết, cũng không có người sẽ đi thúc giục hắn, bởi vì lúc này đại. Gia trong lòng đều minh bạch, mọi người đều ở vì một mục tiêu, nỗ lực đi tới. Tới, tập hợp, triệu cực đứng dậy, tiêu diệt trong miệng thuốc lá. Phương trận lại lần nữa liệt khởi, tinh kỳ múa may gian, đại bộ đội lại lần nữa sát nhập cổ chiến trường chung sương mù nội bao phủ, là thật dày thi thể, cùng với lưu thành hà máu tươi. Hai ngày thời gian, tại đây chém giết giữa, liền như vậy qua đi, mỗi một phút một giây, đều có sinh mệnh trôi đi. Hè oi bức, một tòa xa xôi sơn thôn bên trong. Trương huyền võng bao vây, đạp ở lầy lội tiểu đạo phía trên, hắn phía sau bao vây, so với phía trước càng thêm khoa trương, hiển nhiên lại là nhiều thu hoạch số đem tổ binh. Trương huyền nện bước cũng không mau, nhưng lại có tuyệt đối quy luật, hắn hô hấp, thậm chí đều là theo nện bước di động bắt đầu phát sinh phập phồng. Ở Trương Huyền trước mặt, một người tiểu nữ hài quỳ dạp xuống đất, không ngừng hướng về phía Trương Huyền dập đầu. Thúc thúc, ta cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu ta mụ mụ đi, nàng sẽ chết. Tiểu nữ hài bất qua 6-7 tuổi đại bộ dáng đã khóc đến đôi mắt sưng đỏ, kia nguyên bản trơn bóng cái chán đã hoàn toàn xanh tím. Trương Huyền nhìn tiểu nữ hài bộ dáng bước chân không có một chút ít ngừng lại, Hắn thậm chí xem cũng chưa xem ở tiểu nữ hài phía sau, kia sắc mặt trắng bệch phụ nữ liếc mắt một cái, chẳng sợ Trương Huyền hiện tại, chỉ cần giúp một cái tiểu vội, đằng ra hơn 10 phút khi, gian, là có thể cứu nàng mệnh. Thúc thúc, ta cầu xin ngươi. Tiểu nữ hài không ngừng dập đầu, kia máu tươi đều từ cái chán chỗ chảy xuống dưới, làm người nhìn không đành lòng. Nhưng Trương Huyền giống như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, liền như vậy từ nhỏ nữ hài trước mặt đi qua. Đường Trương Huyền lướt qua tiểu nữ hài trong nháy mắt kia, trước mặt hắn thế giới hoàn toàn thay đổi, hắn dưới chân lầy lội, biến thành nham thạch, kia làm người xem một cái liền sẽ không đành lòng tiểu nữ hài, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, biến mất ở Trương Huyền trước mặt, mà Trương Huyền trước mắt lại hóa thành một mảnh đen nhánh, tại đây một mảnh đen nhánh giữa, chín cụ hài đồng thi cốt phân tán ở chung quanh. Trương Huyền nhìn chung quanh hết thảy, đột nhiên cười. Lục lão nhân, nguyên lai ta vẫn luôn liền không có đi ra quá nơi này. Trương Huyền cảm thụ được phía sau bao vây trọng lược, đường hắn đem này bao vây mở ra sau, bao vây nội nguyên bản phóng đồ vật, toàn bộ biến mất, dư lại, chỉ là một ít đá vụn khối. Trương Huyền đem mấy thứ này tùy tay một ném, chân chính ở hắn phía sau, chỉ có kia một phen đen nhánh lưỡi hái. Ở ta trở lại cửa động trong nháy mắt kia, cũng đã lâm vào ảo cảnh giữa đúng không, tại đây mấy ngày thời gian nội, ngươi làm ta đã trải qua tuyệt vọng, làm ta một lần nữa lãnh khốc, một lần nữa tuyệt tình, một lần nữa tàn nhẫn, ảo cảnh nội hết thảy, kỳ thật đều là ta. Sợ hãi đồ vật, đúng không? Trương huyền vuốt kia lưỡi hái nắm đem, này mệnh liêm công hiệu, đó là có thể dẫn ra nhân tâm đế nhất sợ hãi đồ vật, mà trương huyền sở hữu ảo cảnh, đều là từ này mệnh liêm tạo thành. Người người đều không còn nữa, còn có thể làm này mệnh liêm đối ta tạo thành ảnh hưởng. Trương huyền nhìn này trong động trên vách đá khắc tự, lục lão nhân, người rốt cuộc mạnh như thế nào a à? hiện giờ ta lại về rồi người muốn cho ta trực diện nội tâm trên thực tế ngẫm lại đương sơ những cái đó sự cũng không có gì đáng sợ mỗi người đều là ích kỷ ta cũng giống nhau năm đó ta bất quá là vì sống sót mà thôi bọn họ bất tử chết chính là ta trương huyền nói đến này đột nhiên về phía trước một bước ở trước mặt hắn một khối đầu lâu liền lẻ loi rừng ở nơi đó trương huyền bàn chân nháy mắt đạp đến kia đầu lâu phía trên đem kia đầu lâu dẫm đến dập nát mà liền tại đây đầu lâu dập nát nháy mắt huyệt động nội vang lên một trận nặng nề thanh âm liền thấy một đạo quang từ huyệt động chỗ sâu trong sáng lên kia cứng rắn đến liền diệt thế ma kiếm đều chỉ có thể mang theo một đạo hoa ngân vách đá chậm rãi mở ra quang đó là từ kia toát ra tới trương huyền theo kia quang đi vào tại đây huyệt động lúc sau có khác động thiên một đám trên kệ để hàng bày một phen đem binh khí liền giống như cổ đại thợ rèn phô ở bán hàng hóa giống nhau mà mỗi một phen binh khí phía dưới đều có chú giải mạch đao lấy tự đông doanh thôn chính ra lam ngọc kiếm lấy tự hè oi bức hoàng thị hoàng thị đã không có a à. trương huyền ánh mắt từ lam ngọc kiếm phía trên đảo qua này hoàng thị là hắn diệt bát quái sinh đồng trùy lấy tự cao ly kim ra tang môn diều lấy tự tự do quốc mắc tay. Một đám binh khí, liền ở trương huyền trước mặt hiện ra, này đó, tất cả đều là lục diễn năm đó phong ấn tổ binh, lúc này một cái không kém, tất cả đều lưu lại nơi này, này chính là, này mặt đất văn minh, lớn nhất bảo khố. Khí cùng binh chia lìa, làm mặt đất thực lực giảm xuống vô số trình tự, ở nhiều năm lúc sau, này đó tổ binh, lại một lần, lại thấy ánh mặt trời. Này đó bãi ở trên kệ để hàng binh khí, đều đã rơi xuống cho bụi. Trương Huyền tay ở này đó binh khí thượng, đối với một cái võ giả mà nói, bọn họ nhìn đến binh khí bộ dáng, giống như là đang xem kia từng bảy đáng yêu hài tử, mà giờ phút này, này đàn đáng yêu hài tử sẽ biến thành thế giới này chúa cứu thế. Trương Huyền đem tay bắt được kia đem lam ngọc kiếm, mà khi Trương Huyền chuẩn bị đem này kiếm rút ra khi, lại đột nhiên cảm thấy, có một cổ trọng lực từ này thân kiếm thượng truyền đến, này cổ trọng lực Căn bản vô pháp làm Trương Huyền đem kiếm cầm lấy. Trương Huyền một lòng nháy mắt liền trầm đi xuống. Ta vô bắt binh chi tư. Trương Huyền lại chụp vào mặt khác tổ binh, không ngừng là lam ngọc kiếm, nơi này sở hữu binh khí, hắn đều không thể cầm lấy, này đó binh khí giống như là cố định ở nơi đó, tùy ý Trương Huyền như thế nào dùng sức, đều không chút sức mẻ. Trương Huyền tìm được rồi tổ binh, lại căn bản vô pháp lấy đi. Ta vô bắt binh chi tư, này bắt binh chi tư lại từ đâu mà đến. Trương Huyền trong lòng bực bội vô cùng, rõ ràng đường ra liền ở trước mắt, nhưng lại bị tạp chết ở chỗ này, hắn thậm chí không có một chút manh mối. Lục lão nhân, người làm ta quét dọn tâm ma, đem ta phóng thượng này chú cứu thế vị trí, nhưng kế tiếp lộ nên đi như thế nào? Trương Huyền đối mặt này đó tổ khí, không ngừng lẩm bẩm, hắn ở tự nói, ở tự hỏi. Trương Huyền trở nên có chút lo âu, hắn bắt đầu sốt ruột, hắn bức thiết muốn chạy về chiến trường cái gì trương huyền sắc mặt mãnh biến đồng tử trợn to ở hắn phía sau sở bối mệnh liêm cũng đột nhiên gia tăng rồi trọng lược kia một phen lưỡi hái sau so một ngọn núi còn muốn trọng ép tới trương huyền quỳ một gối xuống đất cố nén sau lưng trọng lược gắt gao chống đỡ thân thể hắn đều bởi vì này trọng lượng bắt đầu phát sinh run rẩy có mồ hôi theo trương huyền gương mặt chảy xuống mệnh liêm áp thân làm trương huyền không thể động đậy hắn hiện tại thậm chí vô pháp đem này mệnh liêm gỡ xuống sao lại thế này này rốt cuộc là chuyện như thế nào như thế nào hết thảy đều thay đổi vì cái gì trương huyền nội tâm ở gào giống lục lão nhân ta rõ ràng đã trừ hết tâm ma vì cái gì lại muốn làm ra mấy thứ này tới khó xử ta mồ hôi làm ướt trương huyền phía sau lưng trương huyền mấu chốt khớp hàm hắn muốn đem mệnh liêm gỡ xuống lại căn bản vô pháp làm được xem bộ dáng này là không động đậy a à, một đạo hài hước thanh âm vang lên trương huyền bỗng nhiên quay đầu lại liền thấy lưỡng đạo thân ảnh đứng ở kia binh khí kho lối vào một nam một nữ đều có vẻ tuổi trẻ tại đây một nam một nữ trên người đều có một cái đánh dấu ký hiệu làm trương huyền nháy mắt liền minh bạch này hai người đến từ nơi nào anh linh điện trương huyền cắn răng bài trừ này ba chữ tới họ trương vốn dĩ muốn nhìn ngươi một chút có vài phần thực lực nhưng hiện tại xem ra ta là kiến thức không đến lạc nam tính nhìn kia nửa quỳ trên mặt đất trương huyền cười nhạo nói mà kia nữ tính tắc mở miệng sư huynh cẩn thận một chút ở chỗ này có một cổ quỷ dị năng lượng nam tính vẻ mặt khinh thường liền tại đây lạc hậu nơi quỷ dị lại có thể quỷ dị đến nơi nào một đám di dân thôi nam tính không chút để ý đi vào này huyệt động nội đi vào trương huyền trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn trương huyền ra tiếng làm sao vậy họ trương hành loại này đại lễ gặp mặt tương lai anh linh điện chủ sao trương huyền thân thể run rẩy kia mệnh liêm sở gây trọng lượng càng lúc càng lớn nam tính vươn một bàn tay đặt ở trương huyền trên trán liền giống như tự cấp trương huyền nào đó bàn ân giống nhau họ trương anh linh lệnh ở đâu trương huyền cũng không có làm ra bất luận cái gì trả lời làm càn nam tính bỗng nhiên huy động cánh tay một cái tát ném ở trương huyền trên mặt kia thanh thúy tiếng động vang ở này binh khí kho nội, phá lệ trói tai. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi phải trả lời, minh bạch sao? Nam tính nhìn chằm chằm Trương Huyền. Sư huynh, không bằng trước chém hắn tứ chi, kia nữ tính đi lên trước tới, trừng mắt Trương Huyền, quát lớn nói, dám đối anh linh điện chủ bất kính, Trương Huyền, ngươi tội đáng chết. Trương Huyền có thể cảm nhận được trên mặt đau đớn, thậm chí có một cổ nóng rát cảm giác, rõ ràng từ Trương Huyền trên mặt truyền đến nam tính ngồi xổm xuống thân tới nhìn trương huyền hỏi lại ngươi một lần anh linh lệnh ở đâu trương huyền hít sâu một hơi hắn muốn tháo xuống sau lưng mệnh liêm nói chuyện bang lúc này đây là tên kia nữ tính một bước tiến lên một cái tát trừu ở trương huyền trên mặt họ trương ta nếu là ngươi liền sẽ không tự rước lấy nhục nam tính hơi hơi mỉm cười ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng ở chúng ta trước mặt liền giống như một cái cẩu giống nhau buồn cười người này tới tìm tổ binh, lại bị tổ binh đè ở dưới thân, vô pháp nhúc nhích, này thật đúng là buồn cười a. À. Nữ tính trong tay lập lòe quang mang, một phen đoàn nhận, xuất hiện ở nữ tính trong tay, nàng hoàng trong tay đoàn nhận, đặt ở trương huyền bả vai chỗ, theo sau nữ tính đoàn nhận nhẹ nhàng một hoa, trương huyền trên vai quần áo xuất hiện một lỗ hồng, có máu tươi từ trương huyền trên vai chảy xuống. Chật chật chật, đây là cái gọi là đợi làm thịt sơn dương đúng không? Nam tính nhìn Trương Huyền, họ trương, nói đi, anh linh lệnh ở đâu, nếu ta tâm tình hảo, còn có thể tha cho ngươi một cái mệnh, làm ngươi có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống. Nữ tính trong tay đoàn nhận lại lần nữa một hoa, lại ở trương huyền trên vai mang ra một đạo vết máu. Miệng còn rất ngạnh, nữ tính ra tiếng, theo sau đem kia đoàn nhận dùng sức chát ở trương huyền hõm vai chỗ, dùng sức xoay tròn. Ở kia đoàn nhận xoay tròn hạ, máu tươi tự trương huyền hõm vai chỗ rất nhiều lưu lại. Ân, nữ tính mày nhân lại, không ra tiếng. Nữ tính tâm thần vừa động, kia chát ở trương huyền hóm vai chỗ đoạn nhận chợt biến trường, trực tiếp trương huyền hóm vai. Ra tiếng A, nữ tính múa may cánh tay, lại lần nữa một cái tát trừ ở trương huyền trên mặt. Ta làm ngươi ra tiếng, ra tiếng, ra tiếng, ngươi nghe minh bạch sao, ra tiếng. Nữ tính cánh tay liên tục múa may, bàn tay một người tiếp một người rơi xuống trương huyền trên mặt, kia thanh thúy tiếng vang, không ngừng vang lên. Nữ tính thần sắc dần dần trở nên điên cuồng, trên tay lực độ cũng không ngừng gia tăng, có thể nhìn đến, nàng bàn tay mặt trên đã nổi lên quang mang, nàng rút ra đi bàn tay, đã bí mật mang theo khí mang. "Ta hắn sao làm ngươi ra tiếng?" Nữ tính một chân đá vào Trương Huyền ngực. Bởi vì mệnh Liêm tồn tại, Trương Huyền bản nhân, Văn Ti chưa động, này cũng làm hắn đã chịu lớn hơn nữa đánh sâu vào, thân thể căn bản là không có giảm bớt lực địa phương. Phốc, một ngụm máu tươi từ trương huyền trong miệng phụt lên mà ra. Sư muội hảo, nam tính giơ tay, ngăn lại nữ tính động tác. Nữ tính nguyên bản điên cuồng bộ dáng bởi vì này nam tính một câu, nháy mắt liền trở nên ôn hòa lên, giống như một con ngoan ngoãn cửu như vậy, đứng ở nam tính phía sau. Này nói như thế nào, cũng là lục diễn truyền nhân, như vậy nhục nhã hắn, khả năng có chút không cho lục diễn mặt mũi a à. Nam tính hơi hơi mỉm cười, trương huyền, nếu không nghĩ cho ngươi sư phó tiếp tục mất mặt nói liền đem anh linh lệnh rơi xuống nói ra như vậy mọi người đều hảo quá đúng không vẫn luôn đều không có ra tiếng trương huyền lúc này nói ra hắn nhìn thấy này anh linh điện nam nữ sau câu đầu tiên lời nói ta khuyên các ngươi chạy mau chạy mau nghe được trương huyền nói này một nam một nữ đồng thời lộ ra quái dị thần sắc hai người bọn họ lẫn nhau lướt nhau nam tính đột nhiên cười ra tiếng tới họ trương ngươi nói cái gì ta không nghe lầm đi làm chúng ta chạy mau ngươi muốn cho chúng ta như thế nào chạy chạy nào đi có ý tứ nữ tính trên mặt mang theo ngạo nghễ ở cái này văn minh còn không có nói có thể làm đôi ta chạy mau nhân vật tồn tại trương huyền khẽ lắc đầu hảo các ngươi đã không cơ hội chạy không thoát trương huyền này một phen tự tin ngôn luận làm nữ tính trên mặt lộ ra tức giận họ trương ngươi cho rằng ngươi là cái gì Hắn nói không tồi, hai người đích xác chạy không thoát. Một đạo cười duyên tiếng vang lên, này một nam một nữ nghe thế cười duyên thanh, đồng thời sắc mặt biến đổi, hai người bọn họ căn bản là không chú ý tới, nơi này khi nào còn có người khác tồn tại, bọn họ chiều kia cười duyên thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy một khối màu trắng bộ xương khô, chính như cùng. Chỉ con nhện phàn ở kia vách đá phía trên. Này quỷ dị bộ xương khô, lại là làm này một nam một nữ trong lòng Sinh ra một loại mạc xanh sợ hãi Bộ xương khô hai mắt bên trong Tản ra một loại mỏng manh màu xanh lục quang mang Như là kia loạn mổ giữa minh hỏa Mang cho người nhẹ nhẹ hàn ý Anh Linh Điện người A Thật là không tồi đồ ăn đâu Bộ xương khô phát ra kiều mị lại Tràn ngập thanh âm Khối này bộ xương khô Đúng là ở mấy ngày trước Bị Trương Huyền chém chết hình thể sở bỏ chạy ma nữ Nhìn dáng vẻ Người đối chúng ta anh Linh Điện có điều hiểu biết Nam tính không hề chú ý trương huyền, hắn đem ánh mắt phóng tới bộ xương khô trên người. Bất quá, nếu biết được chúng ta anh linh điện, ngươi nên bảo trị ứng có tôn trọng. Tôn trọng. A, à, ma nữ phát ra khinh thường tiếng cười. Một đám muốn truy đuổi thần linh bước chân người phát ngôn mà thôi. Cùng ta để tôn trọng, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Ta nói các ngươi chỉ xứng khi ta đổ ăn mà thôi. Quả thực làm càn, kia nữ tính trước tức giận thanh, nàng trong tay phiếm quang, thân hình bạo động gian đã vào tới ma nữ trước mặt. khinh nhờn thần linh người, sẽ mặt hướng tử vong, ma nữ phát ra khinh thường tiếng động, nàng khối này bộ xương khô thân thể, một chút đều không có vẻ trói buộc, ngược lại so với phía trước càng thêm linh hoạt. Đối mặt tên này nữ tính tiến công, ma nữ bộ xương khô khu hóa thành một đảo hư ảnh biến mất tại đây nữ tính trước mặt, chờ tái xuất hiện khi đã tới rồi này nữ tính phía sau. Như thế nào nhanh như vậy, nữ tính theo bản năng phát ra một đạo tiếng kinh hô sư muội cẩn thận, nam tính nhắc nhở một tiếng, theo sau thân hình vừa động, gia nhập chiến trường. Ma nữ có được tuyệt đối thực lực, thượng một lần ở cùng trương huyền giao phong chung ăn lỗ nặng, là bởi vì dẫn ra trương huyền mặt trái cảm xúc, cái loại này trạng thái hạ trương huyền, là tuyệt đối khủng bố, nhưng cũng là tuyệt đối mất khống chế, mà khi đó, trương huyền còn cầm tổ binh mệnh liêm, hai trọng thêm vào dưới, trực tiếp chém chết ma nữ hình thể. Lúc này, đối mặt này anh linh điện một nam một nữ, ma nữ có vẻ thành thạo ba người ở binh khí kho trung đấu có tới có hồi anh linh điện hậu bối cũng chỉ có chút thực lực ấy sao chỉ bằng các ngươi như vậy cũng tới sát tiểu tử này nếu không có hắn bị tổ binh phản phệ chỉ sợ hiện tại hai ngươi đã là một khối thi thể quả nhiên các ngươi vẫn là sống như vậy tự đại a à. ma nữ phát ra khinh thường thanh âm đầy trời cốt trảo hướng anh linh điện hai người mà đi này một nam một nữ cũng ý thức được ma nữ cường đại đối mặt ma nữ nói cũng không có làm ra bất luận cái gì trả lời, hai người bọn họ toàn thân tâm đều ở tiến công mặt trên. Hai người anh Linh hiện lên, lại giống như huyệt động như vậy, anh Linh lớn nhỏ, bị áp xúc thành một người. Sư Huynh, nữ tính trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nơi này hình như là sư phụ nhắc tới quá nơi đó. Có thể làm anh Linh ý chí lớn nhất hóa, nam tính cũng minh bạch nữ tính nói chính là cái gì, có thể lớn nhất đạt thành cùng anh Linh phù hợp độ, làm anh Linh, sinh ra linh tính. Anh Linh tuy nhỏ, nhưng phát huy ra thực lực lại càng cường. 4 đánh một, chẳng sợ nhân số từ hai người biến thành 4 người, mà nữ biểu hiện cũng không sợ chút nào, nàng phía trước đối mặt Trương Huyền khi, lấy một địch sáu cũng đều có vẻ nhẹ nhàng vô cùng. Năm người hỗn chiến, năng lượng tiết ra ngoài, mà ở vào binh khí kho chung Trương Huyền, liền tại đây chiến trường bên trong, kiệt tiết ra ngoài năng lượng truyền lại đến hắn trước người, cắt qua hắn quần áo, ở hắn trên người, trên mặt mang theo vô số đạo miệng vết thương, giờ phút này Trương Huyền liền cùng kia anh linh điện nam nữ. Theo như lời như vậy, giống như đợi làm thịt sơn dương giống nhau, chỉ có thể tùy ý những cái đó năng lượng đánh úp lại. Trương Huyền trên người, máu tươi giàn rụa, miệng vết thương từng đạo tăng nhiều, như vậy cảm giác, đã thật lâu, đều không có cảm nhận được, hiện tại hắn, thậm chí đều sẽ không bị người coi trọng, sẽ không bị con mắt coi trọng một chút. Khuất nhục sao, Trương Huyền ra tiếng, hắn thanh âm rất nhỏ đây là đang hỏi chính mình có lẽ đi trương huyền đồng dạng ở ra tiếng trả lời chính mình loại này khuất nhục người có thể chịu được sao người vốn là quân vương chi mệnh người vì sao phải như vậy giống như con kiến giống nhau bị người làm lơ không con kiến đều sẽ có người nhiều xem một cái mà ngươi cũng không có chỉ là sống phương pháp bất đồng con kiến cũng hảo thần linh cũng thế đều có lựa chọn quyền lợi nếu có thể đương thần minh vì sao phải làm con kiến? Thần minh lại như thế nào, con kiến lại như thế nào? Con kiến giữa cũng có thần minh, có lẽ cái gọi là thần minh, cũng là người khác trong mắt con kiến đâu. Ngươi liền thật sự không cảm thấy khuất nhục sao? Đương nhiên sẽ cảm thấy, kia thì thế nào, làm tốt chính mình sự là được, khuất nhục mà thôi, mỗi người đều chịu quá. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm, ngữ tốc thực mau, hắn tự hỏi tự đáp, giống như tinh phân, hắn đột nhiên trầm mặc, lại qua mấy giây, Trương Huyền khóe miệng, đột nhiên liệt khai. Ngượng ngùng, người chịu được khuất nhục, ta không được, khai. Màu đen hơi thở, từ Trương Huyền thân thể phía trên lan tràn mà ra, mà kia đè ở Trương Huyền phía sau, truyền lại phản vệ chi lực mệnh liêm, bởi vì này màu đen hơi thở xuất hiện, thế nhưng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Mà Trương Huyền uốn lượn hai chân, cũng bắt đầu phát lực, hắn bị áp suy sụp sống lưng, dần dần thẳng thắn, hai chân cũng bắt đầu chiều đứng thẳng phương hướng, màu đen hơi thở lan tràn tới rồi hắn cẳng chân, đến đùi, phần eo, thượng thân, theo sau, mãi cho đến cổ. Tại đây đồng thời, Trương Huyền cũng dần dần đứng lên, kia mệnh liêm bị hắn từ phía sau gỡ xuống, cầm ở trong tay. Màu đen hoa văn tiếp tục chiều Trương Huyền trên mặt lan tràn. Được rồi, liền ở kia hoa văn đã lan tràn đến Trương Huyền hàm dưới là lúc, Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, mà kia một con lan tràn hoa văn, tắc ngừng lại. Hảo, kế tiếp sự tình, giao cho ta xử lý là được. Trương huyền thủ đoạn quay cuồng gian, chuyển động trong tay mệnh liêm, nguyên lai, like, ta còn có một quan không quá đúng không, đó chính là, cái gọi là, sỉ nhục tâm, lục lão nhân A, à, người rốt cuộc là như thế nào. Làm được, chẳng lẽ, người thật sẽ đoán mệnh sao? Trương huyền nhìn đang ở hỗn chiến năm đạo thân ảnh, theo sau, cất bước chiều kia đi đến. Kia hỗn chiến Trung năm đạo thân ảnh, hiển nhiên không có chú ý tới cái này cầm trong tay mệnh liêm đi tới thân ảnh. Ma nữ bạch cốt chi khu, tuy là trọng thương trạng thái, nhưng cũng cũng đủ cường đại. Mà anh linh điện này một nam một nữ, nếu không có này huyệt động nội cổ quái, làm cho bọn họ anh linh ý thức phóng đại tới rồi cực hạn, bọn họ chỉ sợ đã sớm muốn thua ở ma nữ trong tay. Ma nữ muốn đưa bọn họ coi như đồ ăn, khôi phục chính mình hình thể. Hai vị tiểu bằng hiếu, không cùng các ngươi chơi lạc đầy trời cốt chảo ngưng tụ, hình thành một con thật lớn bạch cốt cánh tay, bốn đạo thân ảnh chộp tới. Chơi, ngươi nếu có thể giết ta hai, còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Nam tính khinh thường cười, sư muội chảm nàng hồn hỏa. Minh bạch, nữ tính gật gật đầu. Này anh Linh điện hai người cùng với bọn họ anh Linh, sở hữu công kích, tất cả đều bôn mê muội nữ trong mắt kia hai luồng lục mang mà đi, đây là ma nữ sở tồn tại căn bản. Nghe thế hai người theo như lời, ma nữ khối này bạch cốt thân hình theo bản năng lui về phía sau một chút. Chịu chết đi, anh linh điện nam tính hét lớn một tiếng, khí mang chém về phía ma nữ trong mắt hồn hỏa. Thật lớn màu trắng cốt chảo, cùng kia khí mang sắp chạm vào nhau. Một đạo màu đen quang mang, chợt lóe rồi biến mất. Tại đây màu đen quang mang hiện lên lúc sau, thật lớn cốt chảo, cùng anh linh điện một nam một nữ sở đánh ra khí mang, toàn bộ biến mất. Trương huyền thân ảnh, xuất hiện ở hai bên người chi gian, quỷ dị màu đen hoa văn, che kín Trương Huyền cổ. Trương Huyền cầm trong tay một phen hắc liêm, kia lưới hái ở trong tay hắn không ngừng đảo quanh. Ở Trương Huyền trên người, còn rõ ràng có thể thấy được rất nhiều miệng vết thương, trong đó có rất nhiều đều là kia anh linh điện nữ tính vừa mới sở tạo thành. Vài vị ở người khác địa phương vung tay đánh nhau, có phải hay không có chút quá không nói lễ phép. Trương Huyền cua cua bả vai ánh mắt phóng tới kia một nam một nữ trên người kia bạch cốt chi khu ma nữ nhìn thấy trương huyền khôi phục hành động trước tiên liền muốn hướng ra ngoài thối lui làm ngươi đi rồi sao trương huyền đầu cũng không quay lại xem đều không xem ma nữ liếc mắt một cái liền hé răng trong tay hắn lưỡi hái thuận tay một hoa kia binh khí kho cùng huyệt động chi gian thông đạo bị một tầng nhàn nhạt hắc khí sở bao phủ hắc khí phong tỏa sở hữu đường lui ma nữ phát ra âm thanh Ngươi là cố ý tại đây hai cái con kiến trước mặt yếu thế, dẫn ta ra tới. Họ trương, ngươi thiếu tại đây cho ta giả thần giả quỷ. Kia nam tính cười lạnh một tiếng, các ngươi hai người, là. Câm nghiệp, trương huyền trong tay lưỡi hái múa may. Kia nam tính trên mặt biểu tình bỗng nhiên sửng sốt, liền thấy hắn một con cánh tay, rơi xuống ở trên mặt đất, kia máu tươi từ cánh tay chỗ phun vãi ra. Sư huynh, kia nữ tính hét lên một tiếng nam tính muốn lấy khí khống chế được máu tươi chảy ra, lại phát hiện căn bản làm không được, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái này ở hắn nghĩ đến vì tay nhưng chảm người, lại là như vậy nhẹ nhàng, liền chém chính mình cánh tay. Các ngươi hai người, vì anh Linh Điện mà đến, các ngươi hẳn là biết được, nếu luận địa vị, ta là anh Linh Điện chủ, ta là anh Linh Điện chủ nhân, các ngươi hai người, dĩ hạ phạm thượng, này anh Linh, liền không cần thiết để lại. Trương Huyền ra tiếng, màu tím kiếm mang ở hắn phía sau ngưng tụ mà thành đây là diệt thế ma kiếm đây là có thể trực tiếp chém chết anh linh kiếm màu tím thần kiếm huy động kia một nam một nữ phía sau anh linh liền tại đây ma kiếm múa may gian chợt biến mất một nam một nữ sắc mặt mãnh biến bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình cùng anh linh chi gian liên hệ bị cắt đứt phốc máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra anh linh cùng bọn họ tự thân cùng một nhịp thở anh linh bị chảm bọn họ cũng đã chịu bị thương nặng. Cái loại này vô lực sợ hãi cảm giác tập thượng hai người trong lòng. Dĩ hạ phạm thượng, tội đương đáng chết, trương huyền dơ lên cao mệnh liêm. Này một nam một nữ ánh mắt dứa, tràn ngập thần sắc sợ hãi, mệnh liêm có thể mang theo nhân tâm chung nhất sợ hãi một màn. Lúc này, hai người bọn họ đã hoàn toàn lâm vào này sợ hãi giữa nếu tâm thần không đủ kiên định, bọn họ sẽ tại đây sợ hãi bên trong tiêu vong, rốt cuộc vô pháp đi ra. Mà hiện tại, anh Linh bị chém chết hai người, lại sao có thể tâm thần kiên định. Bọn họ chắc chắn tại đây mệnh liêm ảo rác giữa, hôi phi yên diệt. Trương Huyền xem cũng không có lại xem này một nam một nữ liếc mắt một cái, hắn xoay người, ánh mắt phóng tới ma nữ trên người, đánh giá ma nữ khối này bạch cốt thân thể. Loại trạng thái này còn có thể sống sót, anh Linh sống lại đại giới, chính là muốn biến thành dáng vẻ này sao? Vẫn là nói, cắn nuốt trước kia ký chủ đâu, xem người này cốt cách tuổi, hẳn là không tính rất lớn đi. Trương Huyền phát ra âm thanh, làm suy đoán. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ma nữ kề sát kia một sợi màu đen khí mang. Ta còn có thể làm cái gì đâu? Màu đen mệnh liêm ở Trương Huyền trong tay vũ ra một cái hoa. Ngươi có biết hay không, giết ta, ngươi sẽ có cái dạng nào hậu quả? Ma nữ thanh âm giữa, mang theo một sợi run rẩy. Tùy tiện lạc, Trương Huyền nhún vai, cùng lắm thì lại sát cái tiếp theo, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi một vấn đề hy vọng ngươi có thể trả lời ta ta trả lời ngươi có thể hay không buông tha ta ma nữ giảng điều kiện có lẽ đi xem tâm tình trương huyền tiến lên một bước nhìn chằm chằm ma nữ trong mắt kia đoàn lục mang ngươi vẫn luôn nói ta cùng cha ta đều là xúc phạm thần linh giả ta muốn biết cha ta sở làm thật sự chỉ có xúc phạm thần linh như vậy vừa nói sao chẳng lẽ hắn liền không có thí thần sao thí thần Ma nữ thân thể run lên, nàng từ trương huyền trong mắt, thấy được rõ ràng sát ý. Ta tưởng, hắn nhất định không ngừng xúc phạm thần linh như vậy vừa nói đi, nếu ta là con hắn, thì thần này một bước, ta tự nhiên muốn đi theo hắn. Ma nữ phát ra thét chói tai, ngươi không thể. Ta có thể. Ở màu đen lưỡi hái múa may hạ, ma nữ thanh âm đột nhiên im bặt, bộ xương khô đầu lăn xuống trên mặt đất, trong mắt lục mang lúc sáng lúc tối, không ngừng lập lòe con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, nếu như vậy, liền toàn bộ nghiền nát hảo. Diệt thế ma kiếm lại một lần ngưng tụ, đây là có thể tiêu diệt hình thần thần kiếm, từ mang múa may gian, ma nữ trong mắt lục mang hoàn toàn tối sầm đi xuống, mà ở lục mang hoàn toàn tiêu diệt lúc sau, này một khối bạch cốt, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành một bãi bột phấn. Trương huyền giơ cánh tay, kia màu đen lưới hái ở không trung phát sinh một cái xoay tròn, theo sau vững vàng rừng ở một bên kệ binh khí thượng. Có ngọn lửa từ kia anh linh điện một nam một nữ đồng tử bên trong bốc cháy lên, kia ngọn lửa thiêu ra đồng tử, theo sau ở hai người trên mặt thiêu đốt, hai người phát ra thống khổ chu lên tiếng động, nếu nhìn kỹ, bọn họ hai mắt, đã hóa thành cho tàn, hốc mắt giữa, là một mảnh đen nhánh cùng lỗ trống. Kêu thảm thiết thanh âm tại đây binh khí kho giữa bồi hồi. Ta vô cầm binh chi tư, là bởi vì không có chính mình tổ binh đúng không, lục lão nhân, người cho ta lưu lại tổ binh, lại là cái gì đâu. Trương Huyền từ túi áo nội lấy ra một phen chìa khóa, này chìa khóa, là lúc trước thánh chủ giao cho hắn. Đường này chìa khóa xuất hiện nháy mắt, toàn bộ binh khí kho nội sở hữu tổ binh, đều bắt đầu phát ra run rẩy, một đám gấp không chờ nổi muốn thoát ly kệ binh khí, rồi lại bị kệ binh khí chặt chẽ tạp chết. Địa tâm, đường thú nhân đi rồi, tại đây văn minh tàn phá phế tích giữa, bóng người dần dần nhiều lên. Có người thấy được cái này loạn thế, xem trọng cơ hội, đã từ phế tích bên trong quật khởi, tổ kiến thuộc về chính mình thế lực, tiếp nhận chạy nạn cư dân. Này đó không chỗ để đi, đã sớm đối sinh hoạt không báo hy vọng mọi người, đương một tổ chức giả xuất hiện, bọn họ liền chen chúc mà đi, ôm đoàn sưởi ấm. Ôm có tổ kiến thế lực chi tâm người không ngừng một cái, trên mặt đất tâm tứ đại khu vực, một cái lại một cái thế lực đột nhiên quật khởi, bọn họ tranh đoạt hữu hạn tài nguyên, ở phế trong đất trọng sinh. Ở này đó bình phàm người phía trên, còn có như vậy một đám siêu thoát thế tục hạng người, này địa tâm đại loạn cùng bọn họ không hề quan hệ, bọn họ thậm chí không để bụng này địa tâm văn minh chết sống. Ở thiên hải khu chỗ sâu trong, có như vậy một tòa trên biển cung điện, trong điện có rất nhiều người, có nam có nữ, có già có trẻ, bọn họ ăn mặc thống nhất phục sức, đi ở cung điện nội. Đã chết. Một đạo thanh âm từ cung điện nội vang lên, cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, những cái đó còn ở cung điện nội hành tẩu người sôi nổi dừng lại bước chân sát một cái phế vật dùng thời gian dài như vậy ngược lại đã chết liền anh linh cũng chưa trở về giết người diệt anh linh thật là thật to gan phế xài phế xài tiếp tục phái người đi làm thịt cái kia họ trương đem anh linh lệnh lấy về tới ai làm thịt hắn lấy về anh linh lệnh ai chính là này anh linh điện cuối cùng chủ nhân này cung điện nội vô số thân ảnh rời đi nguyên bản ở vào địa tâm văn minh trung tâm Kia tòa chịu người cúng bái trắng tinh thánh thành, đã sớm là một mảnh phế tích. Tại đây phế tích bên trong, một người xuất hiện, nàng đi qua này tòa thánh thành hài cốt, đối với này tòa thánh thành, trong mắt mang theo quyến luyến cùng hồi ức. Ở một tòa đã bị nhiễm đến đen nhánh bia đá, nàng nhìn đến một cái tên, chậm rãi niệm ra, Trương Huyền. Trương Huyền tên, kỳ thật sớm đã khác vào này thần thánh thiên quốc bên trong. Mà này đi ở thiên quốc bên trong người, đúng là lạc thiên cơ, lúc này nàng không hề là kia lãnh vạn người đồ thần tướng quân hiện tại nàng có vẻ cô tịch lạc thiên cơ ngẩng đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm nói nhanh hết thảy thực mau liền sẽ kết thúc thế giới này đem khôi phục bình tĩnh lạc thiên cơ lẩm bẩm thanh lạc lại thấp hèn đầu chết a chết ngươi như ngàn vạn không cần giống ta giống nhau đến cuối cùng chỉ để lại hối hận lạc thiên cơ ở một khối phế thạch ngồi hạ trên mặt nàng mang theo cười khổ chúng ta tuy rằng có được so người khác càng dài thời gian sinh mệnh nhưng nếu chỉ là như vậy quá đi xuống đạt được vĩnh sinh lại có cái gì ý nghĩa đâu sinh hoạt hẳn là cùng đối người ở bên nhau kia mới là sinh hoạt a lạc thiên cơ ở cảm khái lại như là ở lưu lại cái gì không thể tưởng được đường đường sinh mệnh nữ thần cũng sẽ bị tình tùy vây năm đó người chính là chúng ta thần giới được hoan nghênh nhất nữ nhân a một đạo cười lạnh tiếng vang lên có một người Thần khoác kim giáp, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở lạc thiên cơ trước mặt, người này là nam tính, 30 tuổi tả hữu tuổi, diện mạo xoái khí, oai hùng bất phàm, hắn cầm trong tay một phen kim sắc trường kiếm, lóng lánh quang mang. Thần giới, lạc thiên cơ nhìn trước mắt người, tự diếu cười, bất quá là cho chính mình trên mặt thiếp vàng cách nói mà thôi, chúng ta nội tâm đều rất rõ ràng, cái gọi là thần giới, rốt cuộc có bao nhiêu bất kham một kích, chúng ta đều rất rõ ràng, chính mình nội tâm giữa, có như thế nào khuyết tật, bất kham một kích, theo ý ta tới, nhân loại yếu ớt, mới là bất kham một kích, tựa như ngươi, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn cười cùng thương hại. Nam nhân múa may trong tay kim sắc thần kiếm, này cái gọi là thần thánh thiên quốc đã tàn. Phá, ngươi còn lưu lại nơi này, có cái gì ý nghĩa đâu. Tàn phá sao, chỉ sợ cũng không có đi, lạc thiên cơ đứng dậy. Nàng duỗi tay chỉ chỉ trời cao, kia đạo môn đều phá, người úy thương, lại dựa vào cái gì nói, thần thánh thiên quốc tàn phá đâu, hiện tại các ngươi đã hoàn toàn đại loạn đi, người úy. Thương xuống dưới, đơn giản chính là muốn tìm đến cái gì, dùng để uy hiếp bọn họ mà thôi. Ha ha, úy thương cười lạnh, lạc thiên cơ, ngươi nhưng thật ra xem đến rất minh bạch, thế nào, là ngươi theo ta đi, vẫn là ta trói ngươi đi. Ngươi cũng quá để mắt ta, lạc thiên cơ duỗi tay chỉ chỉ không chung, ngươi thật sự cho rằng, dùng ta là có thể uy hiếp người kia. Hắn phải làm sự, cũng sẽ không bởi vì ta, liền sẽ thay đổi. Ta nhưng không như vậy cho rằng, úy thương lắc lắc đầu, sinh mệnh nữ thần, toàn bộ thần giới mê người nhất nữ nhân, lại có ai có thể thật sự không để bụng ngươi đâu, ta muốn thử xem. Úy thương đem trong tay kim sắc cửa kiếm chỉ xéo mặt đất. Không cần động thủ, lạc thiên cơ thở dài, hiện tại ta, không phải đối thủ của ngươi, ta đi theo ngươi. Như vậy tốt nhất, ta tưởng ngươi lão sư, cũng không hy vọng chúng ta thật sự đánh lên tới, rốt cuộc ở hắn xuất hiện phía trước, người ta hẳn là nhất phù hợp một đôi. Úy thương nói đến lúc này, trong mắt toát ra một mặt hận ý. Phù hợp cùng thích không quan hệ, lạc thiên cơ lắc đầu. Đi thôi, úy thương trong tay kim sắc cửa kiếm biến mất, hắn thân ảnh, thẳng đến phía chân trời mà đi. Lạc thiên cơ phi thân ở giữa không trung, lại đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn về phía phía dưới, chelsea người nhưng nhất định đừng làm chính mình tiếc nuối a lạc thiên cơ thanh lạc biến mất tại đây không chung Sương mù bao phủ cổ chiến trường chung có tiếng kêu dần dần truyền đến những cái đó sống ở địa tâm người cũng không biết kia sương mù bao phủ trên đại lục đã xảy ra cái gì bọn họ cũng không phát hiện trời đất này nhật nguyệt biến hóa cùng dĩ vãng đã có rất lớn bất đồng địa tâm quy tắc đang ở thông qua cổ chiến trường hướng mặt đất dựa sát hoặc là nói này chỉ là một phương quy tắc đã chiều khắp thiên địa quy tắc đi diễn biến hướng sông lên đi cuối cùng một đạo phòng tuyến không thể lui khương thần triệu cực giống to tới một bức bức hỏa cuộn tròn triển khai kim sắc quang mang lóng lánh tại đây kim mang dưới thú nhân kế tiếp bại lui nhưng mà bức hỏa cuộn tròn mở ra cũng làm khương thần trong miệng cuồng phun máu tươi cơ thủ một xem ngươi khương thần sắc mặt trắng bệch hô to ra tiếng, hắn đã đứng thẳng không xong, có người ở nâng hắn. Yên tâm, cơ thủ một hét lớn một tiếng, hắn thân thể vào tới trước nhất tuyến, một phen huyết hồng diều lớn ở hắn phía sau trôi nổi, làm lơ quy tắc tổ khí, có thể ở chiến trường trung sinh ra thật lớn lực sát thương, chiến phủ đánh xuống, trước mặt đường kính mười mấy mét thú nhân. Đều sẽ hóa thành cho bụi, chiến phủ quét ngang gian, làm cơ thủ một mặt trước, xuất hiện hình quả chân không mảnh đất. Bằng vào tổ khí, nhân loại bên này, đã đánh thượng điểm cao, chỉ cần đem điểm cao chiếm lĩnh, liền có thể lấy được đệ nhất giai đoạn thắng lợi. Mỗi người, vào lúc này, đều là sĩ khí tăng vọt, bọn họ nghẹn trong lòng một cổ khí. Hướng, hướng lên trên hướng. Giết qua đi, chỉ kém một chút, chỉ kém cuối cùng một chút. Mây trắng phi, cơ thủ một giống to. Tới, mây trắng phi thân sau sở bối chi vật, nãi một khối tấm chắn, hắn đem này thuẫn hướng về phía trước ném đi, tấm chắn đón gió mà trướng, hình thành một đạo thật lớn tường thành. Tấm chắn ở không hóa thành tường thành, từ thượng tự hạ, trong dây lát tạp rơi xuống, ngăn cản trụ bên kia thú nhân. Tại đây tấm chắn ngăn trở hạ, thú nhân kế tiếp binh lực đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, mà còn canh giữ ở điểm cao thượng thú nhân, đã ít ỏi không có mấy. Cuối cùng một đợt, làm thịt bọn họ. Nhân loại quân đội ở giống giận, mọi người, sông lên này, đem kia còn canh giữ ở điểm cao thượng mấy trăm thú nhân chiến sĩ nghiền nát, đương cuối cùng một người thú nhân chiến sĩ ngã xuống khi, hết thảy, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Có người nhìn trước mắt, cầm đao tay đang run rẩy đã là không chịu khống chế, trước mắt không có địch nhân, cái này làm cho bọn họ một chốc, thế nhưng không biết nên như thế nào cho phải. Hô! Có người thở vào một hơi, ngã ngồi ở trên mặt đất, hắn sớm đã mệt đến hư thoát. Lâm thanh hạm đứng ở kia điểm cao thượng, nàng trong tay trường thương, sớm đã cắt thành hai đoạn, máu ở nàng trên người động lại, nàng quay đầu lại xem hạ, ở đi thông này điểm cao trên đường, hoàn hoàn toàn toàn, là từ thi thể trải chăn mà thành, này một cái lộ, không có bất luận cái gì lối tắt có thể đi. Nhìn kia ngã vào trên đường thi thể, bọn họ rốt cuộc đứng dậy không nổi. Nhưng kỳ thật, bất luận là thú nhân vẫn là nhân loại, hai bên đều không có đúng sai đáng nói, có, chỉ là lập trường bất đồng. Chúng ta, giống như thằng A. Sài cửu minh nhìn không còn có một cái thú nhân tồn tại điểm cao. Là thắng, triệu cực đi đến Sài cửu minh phía sau, hắn sờ sờ túi áo, lại chỉ lấy ra tới một cái trống không hộp thuốc. Không dễ dàng a, à, Lam Vân Tiêu tả hữu phân biệt đỡ sắc mặt trắng bạch khương thần cùng cơ thủ một, này hai người lần này trong chiến đấu, phát huy quan trọng nhất tác dụng, nhưng di chứng cũng phi thường rõ ràng, hiện tại hai người đã suy yếu ngay cả đều đứng không yên. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Chúng ta đã đem này bảo vệ cho. Đông Phương gia lão tổ Phương Đông hành không đi tới, hắn quỳ gối này điểm cao, nhìn về phía không chung, "Tiên Đồ, ta chờ, chưa cho ngươi mất mặt." Tần gia lão tổ đồng dạng đi tới, quỳ xuống. "Các huynh đệ, chúng ta." Triệu Cực xoay người, nhìn chung quanh rơi dụng Đông Đảo chiến sĩ, hít sâu một hơi, phun ra hai chữ, "Thắng." Chiến trường một mảnh yên tĩnh, nhưng vài giây sau, tận trời hưng phấn tiếng vang lên. "Thắng!" chúng ta thắng. Thắng, chúng ta thật sự thắng. Đây là nhân loại quân đội cùng thú nhân vô số lần giao chiến giữa, lần đầu tiên lấy được chân chính ý nghĩa thượng thắng lợi, sở mang đến sĩ khí ủng hộ, thị phi cùng người thường. Tiếng hoan hô tận trời, thắng lợi mỉm cười viết ở mỗi người trên mặt, nhưng đại gia cũng minh bạch, lần này thắng lợi, chỉ là tạm thời, một khi chờ trước mắt cái chắn này rút đi, bọn họ đem ninh đón thú nhân phản công. Mây trắng phi, này tấm chắn có thể liên tục bao lâu? Một ngày, mây trắng đĩa bay đầu gối mà ngồi, hắn trả lời chỉ có ngắn gọn hai chữ, ở hiện tại, hắn toàn bộ tinh lực đều phải dùng để khống chế cái này tổ khí. "Hảo, một ngày thời gian cũng đủ đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn, các huynh đệ, đánh lên tinh thần tới." Triệu Cực vung tay vung lên, chờ một ngày sau, chúng ta muốn cho thú nhân biết này cổ chiến trường rốt cuộc ai mới là cha. Triệu cực nói chuyện thực thô, nhưng này vừa lúc là hiện tại đại gia muốn nghe được đồ vật. Nghe kia sĩ khí ngẩn cao tiếng gào, triệu cực đầy mặt mỉm cười, nhưng không có người nhìn đến, ở trong mắt hắn, tràn ngập lo lắng. Triệu cực nhìn kia thật lớn tường thành, lẩm bẩm nói, Trương Huyền, ta thật sự, có điểm chịu đựng không nổi. Triệu cực giấu ở khôi giáp hạ ngực chỗ, không ai có thể nhìn đến, nơi đó thương, đã có thể thấy xâm xâm bạch cốt, truyền đến đau đớn, làm triệu cực không tự giác hít hà một hơi, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Hiện tại Trương Huyền vừa đi, hắn trở thành nơi này thống soái nếu thống soái đều bị thương, như vậy đối sĩ khi ảnh hưởng đem vô pháp tính ra. Ở xa xôi tác tô tư phất lôi, kia một mảnh hoang mạc bên trong, kia hoang mạc trung tâm trên đảo nhỏ, đầy mặt nếp nhăn lão Pis đang đứng ở nơi đó, ngơ ngác phát ngốc. Năm đó thịnh cực nhất thời, bị thế giới ngầm xưng là thánh địa quang minh đảo, Hiện giờ đã không có bao nhiêu người tồn tại, chỉ có lão Peace còn vẫn luôn canh giữ ở trên đảo. Hôm nay, đảo nhỏ đột nhiên xuất hiện dị động, cả tòa đảo nhỏ đều ở dần dần phát sinh run rẩy, tình huống như vậy, liền lão Peace cũng không biết vì sao, vô pháp giải thích, hắn chỉ có thể phân phát trên đảo nhỏ sở thừa không nhiều lắm nhân viên, chính mình lưu lại nơi này. Ngân Châu thị, Trương Huyền lại một lần về tới nơi này, hắn một thân quần áo nhẹ, cái gì cũng chưa lấy. Hắn đi ở ngân châu trên đường phố. Lúc này, có gió lạnh thổi qua, Trương Huyền về tới trong nhà, nhìn đứng ở cửa nhà kia mộc chất đình, hắn cũng không có vào nhà, mà là ngồi ở kia đình bên cạnh trường ghế thược, nhắm hai mắt, dựa vào nơi đó nghỉ ngơi. Gió lạnh thổi qua, Trương Huyền theo bản năng rụt rụt cổ, cũng tại hạ một giây, hắn cả người sửng sốt. Bởi vì, sớm tại hồi lâu phía trước, Trương Huyền cũng đã cảm thụ không đến này bình thường rét lạnh thời tiết đã vô pháp đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng liền ở vừa rồi, hắn lại một lần cảm nhận được như vậy rét lạnh. Trương Huyền ôm chặt hai tay, xúc ở một góc chung, nhắm hai mắt, liền dần dần ngủ. Tới rồi đêm khuya, ngủ say Trương Huyền đột nhiên mở hai mắt, ở Trương Huyền trước người, nhiều một đạo thân ảnh. Ngươi, Trương Huyền nhìn trước mắt người, đúng là ba ngày tinh chi nhất phá quân, phá quân trong tay, còn cầm một ít đồ vật. Đã lâu không thấy, Ngươi so với phía trước cường rất nhiều, hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi. Phá quân như vậy mở miệng. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta trước nay không đem ngươi coi như quá đối thủ, ta không cho rằng chúng ta chi gian, có cái gì ích lợi thượng tranh cãi. Ích lợi bất lợi ích, ai biết được, người tồn tại, bất quá là vì làm chính mình vui vẻ mà thôi, hoặc là nói, chỉ là không muốn nhìn đến một ít làm chính mình không vui sự phát sinh, giống như là hiện tại ngươi làm những chuyện như vậy, lại là vì ai ích lợi đâu phá quân cười cười người chẳng qua không muốn nhìn đến kia thú nhân đại quân bước vào mặt đất một màn mà thôi trương huyền ngồi ngay ngắn ta tưởng ngươi tới này hẳn là không phải vì khen ta đi xem ngươi ngủ ở này thời tiết rét lạnh cho ngươi đưa kiện chăn bông lại đưa điểm thuốc trị cảm phá quân đem trong tay đồ vật tất cả đều đặt ở trên mặt đất rét lạnh cảm mạo trương huyền mặt mang nghi hoặc vừa định nói chuyện chính là một cái hắt xì đánh ra hắt xì này một cái hắt xì, làm Trương Huyền lại lần nữa lăng ở nơi đó, chính mình, thật sự bị cảm. Đây là có bao nhiêu lâu cũng chưa phát sinh quá sự. Dĩ vãng Trương Huyền thân thể cường độ, cũng đã viễn siêu thường nhân, loại này cảm mạo virus căn bản sẽ không đối hắn tạo thành ảnh hưởng, càng đừng nói hiện tại hắn, nhưng sự thật, hiện tại liền phát sinh ở Trương Huyền trước mắt. Người kỳ thật cũng không có rời đi thế giới này quá xa. Phá quân ra tiếng, xem, hiện tại ngươi, lại về rồi, quả nhiên, lục diễn cũng không có nhìn lầm ngươi, ngươi tuy xuất thân bất phàm, trải qua bất phàm, thực lực bất phàm, nhưng cuối cùng, vẫn là có thể đi trở về tới, đây là lục diễn đối với ngươi cuối cùng khảo nghiệm. Phá quân theo như lời nói, nơi trốn đều lộ ra bất phàm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trương Huyền nhìn phá quân, ngươi cùng người miêu còn có áo tang không giống nhau. Chúng ta vì cái gì muốn giống nhau đâu? Phá quân vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ chúng ta ba ngày tinh nên giống nhau sao? chúng ta bất quá là bị người nổi lên một ít danh hiệu mà thôi, trên thực tế chúng ta chi gian giao tế, đều không phải là rất nhiều. Trương Huyền một đôi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm phá quân, chờ đợi phá quân giải thích. Ta kêu đại hư, phá quân mở miệng, lục diễn anh linh. Cái gì, Trương Huyền đồng tử phóng đại, lục diễn anh linh, ngươi không cần lộ ra như vậy một bức bộ dáng, khi chúng ta cường đại đến nhất định trình độ khi, bản thân là có thể đoạt xá trọng sinh, ta ám là như thế này, người phía trước gặp được ma nữ cũng là như thế này chẳng qua ta có điểm bất đồng phá quân giải thích bất quá qua cụ thể đồ vật ta vô pháp cho ngươi nói rõ ràng hết thảy đều phải chờ chính ngươi đã hiểu mới hảo ngươi hiện tại đã qua lục diễn đối với ngươi cuối cùng một vòng khảo nghiệm vốn dĩ ta cho rằng này một vòng khảo nghiệm người vĩnh viễn đều quá không được lại không nghĩ rằng này ở ta cùng lục diễn nghĩ đến nên là khó nhất một cái phân đoạn đối với ngươi mà nói thế nhưng như thế nhẹ nhàng thậm chí ngươi cũng không biết đã xảy ra cái gì. Phá quân nhìn lướt qua chung quanh, lục diễn khảo nghiệm chính là ngươi nội tâm, tổ binh quá mức cường đại, nội tâm không cường người, sẽ bị tổ binh sợ ảnh hưởng. Đây cũng là lúc trước lục diễn phong ấn tổ binh nguyên nhân chi nhất, tổ binh giữa có linh, nếu là bị linh phản. Khách là chủ, bị tổ binh thao tác, hết thảy đã có thể chậm, người trở về nơi này là vì cái gì? Vì cái gì? Trương Huyền nhìn về phía bốn phía, liền tưởng trở về nhìn xem mà thôi đối nơi này có quyến luyến vậy đúng rồi người đi chính là một cái cùng lục diễn hoàn toàn bất đồng lộ phá quân ra tiếng lúc này đây thí luyện tên là hồng trần tâm người tuy thực lực cường đại siêu phàm thoát tục nhưng như cũng có một viên hồng trần tâm đây là sở hữu giống như ngươi như vậy cường giả đều sở khuyết thiếu mặc kệ là lục diễn vẫn là huyền thiên hoặc là võ đế vẫn là ngày đó quốc thánh chủ bọn họ sở xem đều quá dài xa kia anh linh điện, những cái đó tự xưng là vì thần người, càng là cho rằng chính mình siêu việt hết thảy phía trên, mà thế gian này có hồng trần tâm người, hơn nữa ngươi. Ta chỉ phát hiện ba người, cái thứ nhất là triệu cực, cái thứ hai là toàn len keng, làm lục diễn anh linh, không, nói đúng ra là bị hắn sở vứt bỏ anh linh, ta rất rõ ràng, một viên hồng trần. Tâm, có bao nhiêu quan trọng, lục diễn cũng rõ ràng, nhưng hắn lại muốn tìm trở về, đã chậm hắn biết chính mình đã đi lầm đường, cho nên, hắn lựa chọn mặt khác một cái lộ, một cái đến bây giờ mới thôi, bất luận kẻ nào đều không có đi qua lộ. Hồng Trần tâm sao, Trương Huyền nhìn chính mình đôi tay, hắn có quyến luyến, hắn có không bỏ xuống được người, này đó là hắn Hồng Trần tâm, nếu thiếu này phân quyến luyến, thiếu này đó không bỏ xuống được người, chính mình sẽ như thế nào đâu. Trương Huyền đột nhiên phát hiện, nếu không có kia chính mình sở quyến luyến người, chính mình liền ngày mai muốn đi làm cái gì, cũng không biết, mọi người gian phồn hoa, hắn sớm đã hưởng thụ xong. Kia lục lão nhân, thật sự đã chết sao? Trương Huyền hỏi ra cái này hắn vẫn luôn muốn biết vấn đề. Có lẽ đi, phá quân hít sâu một hơi, hắn sớm đã bán ra tất cả mọi người không dám đi kia một bước, nếu nói hắn chết, là thật sự đã chết đi, có lẽ lần này sự, người có thể lại đi tế bái một lần hắn. Phá quân xoay người, hướng Trương Huyền phất phất tay, hảo, ta cũng muốn đi rồi, có khác địa phương càng cần nữa ngươi, ta liền không chậm trễ ngươi thời gian. Trương Huyền nhìn về phía trong lòng ngực, kia đã từng hấp thu hoa sen, biến ảo chiến linh thư, tự động hiện lên tới rồi Trương Huyền trước người, bắt đầu tự chủ phiên trang. Đi xa phá quân đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng treo lên một nụ cười, thật là thông minh hài tử A, à, biết được chính mình bị tâm ma sở nhiễu, lần này trở về, muốn tìm sơ tâm, tìm lúc trước ở Ngân Châu dâng lên kia một khắc cảm ơn tâm, lại trong lúc vô ý Tìm về chính mình Hồng Trần Tâm, hiện tại ngươi, đã cổ bị trưởng binh tư cách, ta tưởng, kế tiếp ngươi, hẳn là có thể vận dụng hảo, lục diễn để lại cho ngươi tổ khí. Phá quân đi xa, biến mất, biến mất ở bóng đêm giữa. Địa tâm thế giới, cổ lực đan lại một lần tổ chức tiến công. Mau, muốn mau, ta đã cảm nhận được, kia cổ trói buộc càng ngày càng cường, nơi này đã ở hạn chế ta, tìm được cổ cơ. Tìm được cổ cơ. Cổ lực đan trở nên so với phía trước muốn táo bạo rất nhiều. Vương, nơi đó quy tắc không ngừng ở sửa đổi, nhân loại lại có tam kiện binh khí, chúng ta muốn giết qua đi, yêu cầu thời gian. Một người thú nhân đại tướng hội báo, có lại có thể sử dụng bao lâu? Ở nơi đó, chỉ là tồn tại liền rất lao lực, còn muốn vận dụng cái loại này binh khí, bọn họ đồng dạng là để mạng lại cùng chúng ta chơi, hiện tại liền xem ai có thể chơi thời gian càng dài. Vực sâu thông đạo đã mở ra, chúng ta Nhi Lang còn có ba cái giờ là có thể đến nơi đây, tam giờ sau, ta muốn cho ta thú nhân đại quân, lấp đầy này cổ chiến trường. Cổ lực đan dùng sức nhất quyền. Minh Bạch, Vương, bên ngoài có nhân loại, nói muốn cùng chúng ta hợp tác. Một người thú nhân đưa tin binh đi vào cổ lực đan trước mặt. Hợp tác, cổ lực đan hỏi, tên gọi là gì? Đối phương tự xưng, đoạn cửu long. Đoạn cửu long, hảo, có thể trông thấy. Cổ lực đan gật gật đầu, vừa muốn nhích người. Thú nhân tộc vương, không cần phiền toái, ta chính mình vào được." Một đạo thanh âm từ thú nhân lều lớn ngoại vang lên, liền thấy thân xuyên đạo bào, tay cầm phất trần đoạn cửu long, xuất hiện ở cổ lực đan trước mặt. Lúc này cổ lực đan hóa thành hình người, cùng đoạn cửu long giống nhau cao lớn. Cổ lực đan nhìn đến đoạn cửu long ánh mắt đầu tiên, liền đối người này sinh ra coi trọng, hắn có thể cảm thụ ra, đây là nhân loại cường giả. Thú nhân tộc vương các ngươi muốn đánh tiến mặt đất, chúng ta có thể hợp tác, đến lúc đó, mặt đất về các ngươi." Đoạn Cửu Long nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. "Hảo, ta thích ngươi nói chuyện phương thức." Cổ Lực Đan gật đầu, "nhưng ta muốn biết, thế giới kia cho chúng ta, các ngươi yêu cầu cái gì?" "Chỉ cần một người." Đoạn Cửu Long vươn một ngón tay, "ta muốn Trương Huyền." "Trương Huyền?" Cổ Lực Đan nghi hoặc. "Nga, đúng rồi." Đoạn Cửu Long hơi hơi mỉm cười, "hắn ở trí nhớ của ngươi lực" hẳn là kêu trương ức thanh. Muốn hắn, muốn hắn làm chi, cổ lực đan hỏi. Giết hắn, đoạn cửu long cười mở miệng, ta có thể giúp các ngươi giết qua đi, nhưng người này, thực giảo hoạt, thực lực giống nhau, nhưng chạy trốn trình độ rất cao, ta yêu cầu các ngươi thú nhân tộc trợ giúp, cùng nhau chặn giết hắn. Cổ lực đan trầm ngâm tự hỏi một phen, theo sau gật đầu, ta đáp ứng, nhưng ta dựa vào cái gì cho rằng, người có thể giúp ta giết qua đi. Cho người giới thiệu cái bằng hữu. Đoạn cửu long múa may một chút trong tay phất trần, ngọc hư đạo quan đạo hiếu, xuất hiện đi. Một đạo thân ảnh, từ không mà đến, lập tức bị thú nhân phát hiện, liền phải công kích, bị cổ lực đan ngăn lại. Kia đạo thân ảnh từ chống trải mà, cười nói, thú nhân tộc phương, ngươi hảo. Đoạn cửu long cùng ngọc hư đạo quan người, xuất hiện tại đây thú nhân đại quân phía trước, này tam phương, đều có thuộc về mục đích của chính mình. Cổ lực đan muốn làm, đơn giản là muốn đại quân tiếp cận, trực tiếp sát hướng mặt đất, tìm được cổ cơ. Mà Đoạn Cửu Long muốn chính là anh linh lệnh cùng với Trương Huyền Mệnh. Ở điểm này, Ngọc Hư Đạo Quan cùng Đoạn Cửu Long ý tưởng đạt thành nhất trí, bọn họ muốn cũng là Trương Huyền Mệnh. Tam phương ăn nhịp với nhau. Ngọc Hư Đạo Quan thản ngôn, bọn họ có thể chủ đạo nhân loại trên chiến trường thế cục, cấp thú nhân đại quân lưu một cái cơ hội ra tới, nhưng thú nhân phải đáp ứng, chẳng sợ bọn họ chiếm lĩnh địa tâm, cũng không thể can thiệp Ngọc Hư Đạo Quan. Đối với như vậy yêu cầu, cổ lực đan tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn căn bản tìm không ra tới hiện tại lý do cự tuyệt. Ta anh linh điện, không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần kia trương huyền mệnh, cùng trong tay hắn anh linh lệnh, người thú nhân như thế nào tàn sát bừa bãi, cùng chúng ta không hề can hệ. Đoạn cửu long như vậy nói. Hảo, các người anh linh điện cùng ngọc hư đạo quan, vĩnh viễn là ta thú nhân tộc bằng hiếu, ha ha ha. Cổ lực đan phát ra cười to tiếng động. Tam phương ở thú nhân tộc phương trận bên trong, đạt thành hợp tác. Cổ chiến trường nội, nhân loại chiếm cứ điểm cao, này đại biểu bọn họ, không có biện pháp lại giống như phía trước như vậy có thể tùy thời rời khỏi cổ chiến trường tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ chỉ có thể tại đây cổ chiến trường nội, chịu đựng này cổ chiến trường giữa tràn ngập năng lượng áp bách, bọn họ trên tay, trên mặt, tùy thời đều khả năng xuất hiện một đạo rất nhỏ miệng vết thương, đối với loại chuyện này, bọn họ đã thói quen tràn ngập cổ chiến trường trung sương mù càng lúc càng mờ nhạt, cuồng si nói cho đại gia, đây là cổ chiến trường quy tắc đã tiếp cận hoàn thiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này sương mù sẽ ở năm cái giờ nội biến mất. Cuồng si nói cho đại gia sương mù biến mất thời gian, trên thực tế, cũng ở lộ ra một khác tắc tin tức, đó chính là, tại đây 5 giờ trong vòng, thú nhân, chắc chắn sẽ triển khai một lần tiến công, rốt cuộc, tại đây sương mù bao phủ là lúc tập kích, chẳng sợ nhân loại bên này có điều phòng bị, cũng so ở xương mù biến mất, một mảnh thiên tình khi muốn tốt hơn nhiều. Kia cách trở thú nhân cùng nhân loại đại quân chi gian thật lớn cái chắn tường thành đã rút nhỏ rất nhiều, mây trắng phi có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đối hắn mà nói, đã có chút siêu phụ tải, hắn ngồi xếp bằng ở kia, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, hắn phía sau lưng sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, mồ hôi như hạt đậu từ khuôn mặt hai sườn nhỏ giọt, mây trắng phi, tùy thời đều khả năng ngã xuống. Các vị, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp chiến đấu đi. Triệu cực đứng dậy, nhìn về phía kia tòa đã so với phía trước tương đối nhỏ bé rất nhiều tường thành. Nghỉ ngơi chỉnh đốn các tướng sĩ một đám tự phát tổ hảo đội ngũ, đứng ở thuộc về chính mình phương trận giữa, bọn họ tùy thời đều có thể cầm lấy trong tay vũ khí, huy hướng địch nhân. Chiến tranh A, triệu cực ra tiếng, không biết, trận này chiến dịch, khi nào mới là cái đầu. Tổng chỉ huy, đinh Gia gia chủ đinh kiến trung đi vào triệu cực bên cạnh, chiến tranh khi nào đánh xong chúng ta không hiểu được chúng ta mọi người chỉ minh bạch một sự kiện đại gia nói cho tổng chỉ huy đinh kiến trung thanh âm rất lớn đương hắn thanh lạc là lúc khắp chiến trường thống nhất vang lên thanh âm là cho dư đáp lại dị khấu một ngày không trừ ta chờ vĩnh không trở về hương ngắn gọn mấy chữ lại đại biểu là vô cùng kiên định tín nhiệm là lưu lại hẳn phải chết quyết tâm triệu cực đột nhiên cười hắn cười rất lớn thanh ha ha ha, ha 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 ha, hảo, khiến cho chúng ta ở chỗ này, dựng nên kiên cố nhất cái chắn, chờ lão tử già rồi, cũng có tư bản thổi phồng, nói lão tử, đã từng đương qua thế giới bảo hộ thần, hắn sao, các huynh đệ. Dị khấu một ngày không trừ, ta chờ vĩnh không trở về hương. Hào khí hướng tận trời. Ngay cả cuồng si, đều không cấm siết chặt nắm tay. Đây là nhân loại giữa đoàn kết cùng tín niệm sao. Cuồng si nhìn những người này, ở này đó người trên người, hắn cảm nhận được một loại năng lượng, loại này năng lượng vô pháp mang đến thực chất tính lực sát thương, nhưng lại vô cùng cường đại, có được loại này năng lượng người, nội tâm so tuyệt đại đa số người đều phải cường đại, đây là trở thành một cường giả cần thiết muốn có được đồ vật. Cuồng si tự nhận là chính mình không có như vậy tín nghiệp, nếu không, hắn dám nói, chính mình so hiện tại, nếu có thể mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Triệu Cực, hiện tại chiến sự như thế nào a? À? vài tên thân xuyên đạo bào người tới tiền tuyến, bọn họ tay cầm phất trần, một bộ siêu nhiên thế ngoại bộ dáng, đúng là ngọc hư đạo quan người. Đối với này ngọc hư đạo quan, khắp chiến trường phía trên, không ai đối bọn họ có hảo cảm, liền ở kia liều mạng là lúc, ngọc hư đạo quan người, trước nay đều không có lộ quá mặt, mà khi mỗi một lần chiến đấu kết thúc, ngọc hư đạo quan người đều sẽ ra tới, lấy lãnh đạo thân phận, xem kỹ toàn bộ đại quân. Ngọc hư đạo quan hành động bị tất cả mọi người xem ở trong mắt, lúc này này đó đạo bào người xuất hiện, trên chiến trường người, theo bản năng đều lộ ra khinh thường ánh mắt. Ngọc hư đạo quan người, như là hoàn toàn không cảm nhận được này đó ánh mắt giống nhau, bọn họ lo chính mình đi tới, do hỏi triệu cực tình huống hiện tại, một bộ muốn chỉ điểm giang sơn bộ dáng Đối mặt này đó ngọc hư đạo quan người, triệu cực cũng biểu hiện phá lệ khó chịu, nhưng hắn biết, này ngọc hư đạo quan, vô pháp đắc tội, chỉ có thể chắp tay thi lễ, ra tiếng, hồi bẩm các vị sư thúc, hiện giờ sương mù sắp xua tan, thú nhân chắc chắn ở sương mù biến mất trước chuẩn bị tiếp theo luân tiến công. Kia còn không mau mau chuẩn bị, một người đạo nhân lập tức ra tiếng, không, bằng vào các người này đó phàm tục, chính diện liều mạng còn hành, nhưng nếu muốn để thú nhân đánh lén, còn muốn kém chút hỏa hậu, loại sự tình này vẫn là giao cho chúng ta tới làm đi. Này đạo nhân giọng nói vừa ra, đừng nói chịu cực cùng Lam Vân Tiêu, chẳng sợ cuồng si, đều không cấm lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Này Ngọc Hư đạo quan cách làm, mọi người lúc trước đều xem ở trong mắt, hiện giờ cũng dám gương cho binh sĩ. Muốn đi đê thú nhân tộc đánh lén. Như thế nào, xem người biểu tình, là cảm thấy chúng ta làm không được việc này sao? Đạo nhân hướng triệu cực mở miệng, vẻ mặt bất mãn. Đạo cũng đều không phải là như thế, triệu cực lắc lắc đầu, chỉ là này. Được rồi, không cần nhiều lời, đi cho ta chuẩn bị 30 quân sĩ, nhất định phải thân hình cao lớn hạng người, chúng ta đi gặp kia cái gọi là thú nhân. Đạo nhân tay áo vung lên, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Triệu cực cùng Lam Vân Tiêu liếc nhau, hai người bọn họ đều từ này đạo nhân trên người cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Ta tới, một người thân hình cao lớn binh lính đứng dậy, ta nguyện đảm nhiệm này tiên quân. Ta, ta, không cần triệu cực điểm binh, này đó tướng sĩ, liền sôi nổi chạm ra, sung phong nhận việc, chẳng sợ bọn họ biết, này một tiểu đội đi ra ngoài nếu thật gặp được thú nhân bộ đội ở phát ra một cái tín hiệu sau tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt nhưng bọn hắn vẫn là không có người lùi bước chính như bọn họ theo như lời như vậy dị khấu một ngày không trừ bọn họ vĩnh không trở về hương bọn họ chắc chắn huyết chiến tại đây chiến trường phía trên các vị ta cảm thấy việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn hảo triệu cực ra tiếng triệu cực người có ý tứ gì đạo nhân lập tức quát lớn. Trọng cảm mạo, đầu váng mắt hoa, chương hai xem trạng thái lợi hại. Đối mặt đạo nhân quát lớn, triệu cực cũng không có nói cái gì, hắn vẫn là kiên trì chính mình cái nhìn, không vì cái gì khác, chỉ vì này ngọc hư đạo quan người, biểu hiện thật sự là quá mức cổ quái. Triệu cực, người tới, ta có lời muốn hỏi ngươi. Kia cung vân đạo nhân gọi tới triệu cực. Triệu cực đứng ở nơi đó. Cung vân đạo nhân lông mày một hoành, triệu cực, như thế nào, liền sư thúc đều không bỏ ở trong mắt sao. Không dám, triệu cực ôm ôm quyền, hướng cung vân đạo nhân đi đến. Mà cung vân đạo nhân, còn lại là đi hướng chiến trường phía sau, vừa đi vừa nói, triệu cực, ta xem ngươi là lên làm cái này cái gọi là tổng chỉ huy, càng thêm bành trướng đúng không? Mà bên kia, vừa mới nói chuyện đạo nhân, tác chọn lựa 30 danh thân hình cao lớn binh sĩ, mệnh bọn họ thay kia châu Âu toàn thân khải. Hiện tại triệu cực không ở, chẳng sợ các thế lực lớn thủ lĩnh, cũng vô pháp ngăn cản kia đạo nhân hành vi. 30 tên binh sĩ, trang bị chỉnh tề, ở đạo nhân dẫn dắt hạ, chờ xuất phát. Này đạo nhân chuẩn bị xuất phát khi, đột nhiên nhìn đến kia đứng ở cách đó không xa, tay cầm trường thương lâm thanh hạc, đạo nhân khóe miệng treo lên một mặt quỷ dị mỉm cười, ra tiếng nói, lâm tướng quân, này chiến trường phía trên, cũng không thể không có chỉ huy, lần này tuy là ta ngọc hư. Đạo quan chủ đạo, nhưng còn phải có cái lãnh tụ mới là. Này đạo nhân ý tứ thực rõ ràng, đơn giản chính là muốn lâm thanh hạm đi cùng cùng nhau. Làm chủ soái chi nhất, hiện tại đạo nhân đưa ra làm lâm thanh hạm cùng đi trước, xem những cái đó chiến ý ngẩng cao quân sĩ, lâm thanh hạm vô pháp lựa chọn cự tuyệt, nàng gật gật đầu, mặc thượng thuộc về chính mình khôi giáp, nắm chặt trong tay trường thương. Vậy đi thôi, thú nhân tùy thời khả năng tập kích, chúng ta không cần chậm chế nữa thời gian đạo nhân phát ra âm thanh, mang theo người, xuất phát. Trên chiến trường, sương mù bao phủ, mà ở này thật lớn tường thành bên kia, ai cũng không biết, thú nhân làm cái dạng gì chuẩn bị. Mà bởi vì thời gian quan hệ, mây trắng phi có khả năng khống chế tổ khí sở sinh ra năng lượng càng ngày càng nhỏ, này nói cách trở nhân loại cùng thú nhân chi gian cái chắn, tùy thời khả năng xuất hiện lỗ hổng, hiện tại bọn họ phải làm, chính là xem xét cái chắn này. Sương mù bao phủ dưới, phía trước mấy chục mét địa phương cái gì đều thấy không rõ, ở lâm thanh hạm dẫn dắt hạ, cái này 30 người tiểu đội, cẩn thận đi tới. Đạo nhân đi ở đội ngũ cuối cùng phương, nhìn trước mắt 31 người, khóe môi treo lên cười lạnh. Này chi tiểu đội dọc theo cái chắn này, một đường đi ra hơn nửa giờ, bọn họ phía sau, đã nhìn không thấy nhân loại quân đội. Dừng lại, đạo nhân đột nhiên ra tiếng. Đạo nhân thanh âm này vừa ra, mọi người lập tức nhanh chóng quan sát bốn phía trong lòng tùy thời đề phòng thú nhân cái chắn an toàn chung quanh an toàn không có phục binh kia có cỏ dại yêu cầu kiểm tra một đám tin tức thấp giọng truyền ra tới thuyết minh bốn phía tình huống còn lại hết thảy bình thường chỉ có một mảnh cỏ dại có một người rất cao có dấu người khả năng tính ta đi xem đạo nhân đi hướng kia cỏ dại chỗ tham một vòng theo sau trở về tiếp tục về phía trước đi đạo nhân mở miệng. Tiểu đội tiếp tục thật cẩn thận đi phía trước đi tới. Cẩn thận, phía trước có vấn đề, Lâm Thanh Hạm bỗng nhiên phất tay. Ở Lâm Thanh Hạm phất tay nháy mắt, này chi tiểu đội động tác, đột nhiên im bặt, bọn họ chẳng sợ có người vẫn là một chân treo không, đều vững vàng ngừng ở nơi đó. Ở tàn khốc chiến tranh giữa, mỗi người đều là tinh anh cấp bậc tồn tại, căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ xuất hiện cái gì bại lộ. Lâm Thanh Hạm ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm phía trước, ở nơi đó, kia cái chắn, thình lình xuất hiện một đạo chỗ hồng. Quả nhiên ra vấn đề, Lâm Thanh Hạ mày nhân lại. Ở chỗ này, vô pháp dùng khí, vận dụng tổ binh, đối với mây trắng phi mà nói, sớm đã siêu phụ tải, hắn vô pháp bảo đảm mỗi một chỗ đều ở trong lòng bàn tay. Qua đi nhìn xem, Lâm Thanh Hạm hạ giọng, các người tại đây chờ. Lâm Thanh Hạm nói xong, chính mình đè thấp bước chân, hướng kia chỗ hồng mà đi, thật lớn chỗ hồng, chừng 4 mét nhiều khoan, này chỗ hồng xuất hiện giống như vực sâu đại môn giống nhau tản ra một cổ tử vong này nói cho lâm thanh hạm bọn họ đều không phải là là vẫn luôn sống ở tuyệt đối an toàn bên trong lâm thanh hạm gắt gao nắm trong tay trường thương cẩn thận quan sát đến bốn phía đạo nhân thấy lâm thanh hạm đi đến kia chỗ hồng trước hướng kia 30 danh quân sĩ hạ lệnh nói các người mấy cái qua bên kia nhìn xem đạo nhân thanh âm rất lớn ở Đông đảo quân sĩ liền hô hấp đều phải đè thấp dưới tình huống, thanh âm này không khác một viên sấm sét nổ vang. "Đạo trưởng, chúng ta yêu cầu tùy thời chi viện Lâm tướng quân." Một người tướng sĩ nói. "Lâm tướng quân, hiện tại nàng cũng không phải là một cái tướng quân, nơi này ta nói tính, các ngươi đi phía trước." Đạo nhân lại lần nữa phân phó. Đông đảo quân sĩ vô pháp, chỉ có thể ứng làm. Bởi vì tại đây trên chiến trường, quân lệnh như núi đây là mỗi một người chiến sĩ đều minh bạch đạo lý. 30 danh quân sĩ, thật cẩn thận về phía trước đi tới, sợ làm ra cái gì đại động tính tới, bởi vì thú nhân, rất có thể cũng tại đây chỗ hồng trước. Liền tại đây 30 danh quân sĩ đi vào chỗ hồng trước khi, mười mấy đạo cường tráng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, này đó thân ảnh trên mặt mang theo cười dữ tợn trong tay bọn họ cầm cực đại binh khí, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Kia vẫn luôn đi ở phía trước lâm thanh hạm sắc mặt đột nhiên biến đổi, địch tập, đi. Lâm thanh hạm phát ra âm thanh sau, không có một tia trần chờ về phía sau thối lui. Kia 30 danh quân sĩ, cũng là như thế, bọn họ làm điều tra phân đội, phải làm, đều không phải là là liều mạng, mà là mang về hữu dụng tin tức. Liền ở bọn họ muốn rút đi khi, liền nghe kia đạo nhân cười lạnh tiếng vang lên. Lui, các ngươi lấy cái gì lui, đều chết ở này đi. Đạo nhân nói, làm lâm thanh hạm mấy người trong lòng giật mình, theo sau liền thấy, hơn 10 người thú nhân binh lính, từ bọn họ phía sau xuất hiện, đứng ở kia đạo nhân bên cạnh, chặn bọn họ đường lui. Người đi theo địch, lâm thanh hạm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tức khắc liền suy nghĩ cẩn thận này cắt đứt bọn họ đường lui thú nhân binh lính từ đâu mà đến, chính là vừa mới kia phiến cỏ dại. Ha ha, được làm vô thua làm giặc, đâu ra đi theo địch vừa nói. Đạo nhân trên mặt cười lạnh liên tục, ở sát trương huyền phía trước, trước làm thịt hắn lão bà ta tưởng kia Trương Huyền biểu tình, nhất định sẽ phi thường có ý tứ, giết bọn họ. Đạo nhân ra lệnh một tiếng, "Này đó thú nhân, hướng này 31 người tiểu đội nhào tới." Này 31 người tiểu đội tuy rằng đều là tinh anh, nhưng ở đơn binh tác chiến mặt trên, lại nơi nào là thú nhân đối thủ, bọn họ liều mạng phản kháng, nhưng như cũng không địch lại thú nhân. "Tán, mau tán." Lâm Thanh Hàm hạ đạt mệnh lệnh, lúc này căn bản là không phải tử chiến thời điểm. Ngọc Hư đạo quan làm phản việc này, sau này xuất hiện chỗ hồng, còn muốn mấu chốt, tin tức này nhất định phải mang về, bằng không sẽ ra vấn đề lớn. Sương mù giữa, huyết hoa nở rộ, lần lượt từng nhân loại quân sĩ ngã xuống, Lâm Thanh Hạm trong tay trường thương đã chém làm hai đoạn, mà xuất hiện.